chương 98 Ta mấy năm nay đã làm chính xác nhất sự, chính là xuất gia, tăng nhân ngộ dục, tức cao xứng, phú nhị đại sở tính lười biếng mà dựa vào ghế trên, mười phần nhẹ nhàng thanh thản, hoàn toàn không đem tiếng tổ trọng án phòng thẩm vấn đương một chuyện, thú vị, đương cái hòa thượng cư nhiên trở thành hiềm nghi người. Nếu ta không xuất gia, làm sao đụng phải như vậy thú vị chuyện này? Các ngươi nói đúng đi. Ai hàng hàng, như thế nào không giới thiệu một chút a à, vị này chính là ngồi ở sở tính đối diện chính là phương viễn hàn cùng minh thứ toàn bộ tổ trọng án phương viễn hàn là cùng sở tính đánh quá nhiều nhất giao tế người cũng là nhất không nghĩ đối mặt sở tính người người này nói năng ngọc xớt trong miệng giống như không có một câu nói thật nhưng những cái đó lời nói dối tựa hồ lại cất giấu nói thật phương viễn hàn vẫn luôn rất muốn biết sở tính lần trước vì cái gì muốn nói phương bình hút ngộ tăng tâm thuật bất chính nhưng sau lại mặc kệ như thế nào hỏi sở tính đều nói gần nói xa. Minh Thứ lạnh lùng nói, tổ trọng án người phụ trách, Minh Thứ. Nguyên lai là hàng hàng lão đại, sở tính cười thay đổi cái dáng ngồi, muốn hỏi ta cái gì? Động cơ, vẫn là chứng cứ không ở hiện trường. Minh Thứ cũng lượt gợi lên khóe môi, đều không phải. Sở tính hiếu kỳ nói, Nga. Người có hay không động cơ, có hay không gây án thời gian, người nói không tính, Minh Thứ nói, ta điều tra ra tới manh mối cùng chứng cứ mới tính sở tính mí mắt hơi rũ vậy ngươi muốn hỏi ta cái gì tâm sự ngươi những cái đó sư huynh sư đệ còn có sư phụ khuy trần đại sư đi minh thứ nói ngươi sư huynh ngộ hãn không lâu trước đây cho ta đội viên lộ ra một cái tin tức có muốn biết hay không là cái gì ngộ hẳn sở tính giống như đang ở tự hỏi liền cái kia tử khí trầm trầm đại thúc a à? minh thứ nói đại thúc không phải ngươi sư huynh nào có như vậy huynh hữu đệ cung, sợ tính tản mạng mà lắc đầu, trùng hợp cùng nhau xuất gia đương cái hòa thượng mà thôi, liền cùng cùng nhau dạo nhà thổ một đạo lý, ngươi chẳng lẽ sẽ đem cùng ngươi cùng nhau dạo nhà thổ người coi như ngươi huynh đệ. Phương Viễn Hàng nghe được ngàn hồng nhìn trân trối. Sợ tính tốt xấu là cái người xuất gia, thế nhưng có thể nói ra xuất gia tương đương dạo nhà thổ loại này hỗn trướng lời nói tới. Chật chật chật, sợ tính hướng Phương Viễn Hàng nhướng mày, nhìn xem, hàng hàng quá chịu không nổi đậu thẳng nam chính là không kính nói sở tính chuyển hướng minh thứ ánh mắt như là bỗng nhiên có độ ấm ta còn là càng thích cùng ta đồng loại giao lưu phương viễn hàng cả kinh hỏi ý là có nhiếp ảnh ký lục này họ sợ mẹ nó nói bừa chút cái gì minh thứ là cái gây chuyện này toàn bộ tổ trọng án liền hắn phương viễn hàng biết hắn tận lực vi sư phó bảo thủ bí mật há có thể bị này phú nhị đại thọc xuyên Ai cùng ngươi là đồng loại, phương viễn Hàn quát. Nhà, sở tín liếc mắt. Ngươi một tiểu thẳng nam, kích động cái gì? So với phương viễn hàng, Minh Thứ bình tĩnh đến nhiều. căn bản không vì sở tín nói sở động. Tiếp theo phía trước nói, vị này tử khí trầm trầm đại thúc, nói các ngươi toàn bộ chùa hải kính tăng nhân, không có một cái người tốt. Sở tín bên phải đuôi lông mày chọn đến cực cao. Sau một lúc lâu nói, hắn thật sự nói như vậy. Minh Thứ nói ta à đối đầu ngươi không có hứng thú sở tín trầm mặt một lát lại cười rộ lên còn chụp hai hạ trưởng, hắn nói được không sai chùa hải kính xác thật không có người tốt minh thứ nói cũng bao gồm ngươi sở tín nói cũng bao gồm ta vậy ngươi nhưng thật ra nói nói các ngươi đều là chút người nào minh thứ sau này một dựa không cần phải nói chính ngươi liền từ ta ngẫm lại liền từ ngươi đặc biệt bất mãn vị kia phương bình hút nói lên đi sở tính hường một tiếng ngươi liền như vậy có tự tin a à? ta dựa vào cái gì đối với ngươi nói nhiều như vậy minh thứ cười ngươi vừa rồi không phải chính mình nói sao thích cùng ta giao lưu phương viễn hàn suýt nữa hô lên tới sư phó ngươi đừng nói bậy một phen tầm mắt giao phong sở tính như là thỏa hiệp giống nhau đuôi mắt thượng chọn nhìn về phía phương viễn hàn ngữ khí đứng đắn vài phần ta lần trước cùng ngươi đã nói phương bình hút người này tâm thuật bất chính các ngươi không ngại đi điều tra một chút, hắn ở đương hòa thượng phía trước, đều làm chuyện gì? Minh Thứ nhìn chầm chầm sở tính, mắt sáng như đuốc, tạm thời không nói gì. Sở tính tầm mắt cực rất nhỏ mà một tránh, như thế nào, không tin ta a? À. Đương hòa thượng phía trước, cũng chính là năm trước phía trước, này cũng quá rộng phím, Minh Thứ nói, ngươi nếu nguyện ý cung cấp manh mối, vì cái gì không đem phạm vi thu nhỏ lại một ít. Sở tính nói, này không phải các ngươi cảnh sát chức trách sao? Minh Thứ cười, hỏi ý cũng là chúng ta cảnh sát chức trách. Sở tính bày ra, phục, biểu tình, Phương Bình Húc là cái cô nhi, đánh tiểu ở viện Phúc Lợi lớn lên, đã từng bị thu dưỡng quá một lần, sau lại lại bị lui trở về, ta kiến nghị các ngươi từ viện Phúc Lợi bắt đầu tra. Phương Viễn Hàn có chút sốt ruột, ngươi liền không thể đem nói minh bạch. Sở tính nhún vai, tiểu thẳng nam, ta tưởng ta đã nói được thực minh bạch minh thứ giơ tay ngăn lại phương viễn hàn lại nói kia những người khác đâu ngươi hiểu biết hẳn là không ngừng phương bình hút một người đi sở tính túng lên tay biểu tình có một tia giảo hoạt nếu ta nói cho các ngươi chùa hải kính loại này phật môn tịnh địa cất giấu một đôi nhi tình lữ các ngươi có thể hay không thực kinh ngạc phương viễn hàn khống chế được chính mình không ra tiếng ngươi nói chính là ngộ hãn cùng ngộ thế đi minh thứ nói một cái ngữ văn lão sư một cái thể dục lão sư hơn 20 năm trước trước sau từ bỏ còn tính hậu đãi đãi ngộ cùng xã hội địa vị, xác thật là một cọc hiếm là sự. Bọn họ nhưng thật ra sẽ chọn địa phương, sở tính nói, thế tục dung không dưới bọn họ, bọn họ liền chọn cái rời xa thế tục địa phương. Bất quá ngộ hẳn, cũng chính là đường viễn, lúc ấy là có thê tử. Minh thứ hỏi, vị này thê tử sau lại? Đã chết, sở tính thân mình nghiêng về phía trước, rất có thâm ý mà nhìn Minh thứ, ở lưu tuế xuất gia trở thành ngộ thế lúc sau, ở đường viễn chưa xuất gia trở thành ngộ hãng phía trước, nàng liền đã chết. Chết đuối ở rời nhà rất xa yển đường. Minh Thứ hiếp híp mắt, chậm rãi nói, còn có loại sự tình này. Hơn 20 năm trước tiểu hương trấn, có chuyện gì đều không kỳ quái, sợ tính nói, cảnh sát ký lục là, đường viễn lão bà là trượt chân rớt vào yển đường, nhưng rốt cuộc là trượt chân vẫn là bị người đẩy xuống, chỉ có đương sự mới biết được. Ta đi, không mấy tin được trước một loại cách nói. Minh Thư nói, cho nên ngươi cho rằng, đường viễn thê tử là bị lưu tuế cùng đường viễn cùng hại chết. Ai biết được, sở tính ngữ khí lại trở nên cả lơ phất phơ, ta lại không phải cảnh sát, ta chỉ phụ trách tưởng tượng, điều tra là các ngươi cảnh sát chuyện này. Minh Thứ gật gật đầu, hành, điều tra là chuyện của ta nhi. Khi ngộ niệm cùng khuy trần đại sư đâu? Ngộ niệm, sở tính che hạ cái tráng, ta không biết. Minh Thứ nói, không biết, hẳn là không muốn nói đi. Sở tín cũng không phủ nhận, ta nói cho các ngươi đã đủ nhiều, dư lại các ngươi có thể chính mình ra, cũng có thể đi hỏi người khác. Đến nỗi khuy trần đại sư, ta nói ta cùng hắn không như thế nào tiếp xúc quá, các ngươi tin. Ít nhất ở trên danh nghĩa, hắn là ngươi sư phụ, Minh Thứ nói, ngươi ở chùa Hải Kính tu hành cũng có mấy năm, nói không như thế nào cùng khuy trần đại sư tiếp xúc quá, ta xác thật không tin sở tính vui vẻ, tình hay không tùy thích. Các ngươi cho rằng ở chùa Hải Kính xuất gia rất khó sao. Đến giống những cái đó chính quy chùa miếu giống nhau trải qua tầng tầng xét duyệt. Căn bản không phải. Mình thử nói, ân. Nếu đến này thẩm kia thẩm, chùa Hải Kính còn sẽ là cái tàn ô nạp cấu địa phương sao, sở tính thở phào, đó chính là cái vùng hoang vu giả chùa, bất luận kẻ nào đều có thể đi đương hòa thượng. Khuy trần chính mình đều lai lịch không rõ, còn quản được người khác chiếu ngươi nói như vậy tại đây chùa hải kính tu hành đều không phải chân chính tăng nhân mà là trong lòng có quỷ người minh thứ ánh mắt dần dần trở nên sắc bén vậy còn ngươi ngươi trong lòng trang cái quỷ gì đề tài bỗng nhiên chuyển dời đến trên người mình sở tính biểu tình hơi vừa động không phải nói không lưu ta sao nhưng nghe ngươi nói nhiều như vậy ta khắc chế không được ta lòng hiếu kỳ a à. minh thứ cười nói sở hữu tăng nhân đều không phải đơn thuần tăng nhân ngươi chẳng lẽ là Bọn họ đều ông nào đó mục đích mà đến Ngươi chẳng lẽ chỉ là muốn đi trong núi sao chuông Hảo một cái sao chuông Sở tính cười lắc đầu Minh Thứ lại nói Hơn nữa đối với ngươi sư huynh đệ Ngươi hiểu biết đến không khỏi cũng quá rõ ràng Sở tính suy tư trong chốc lát Ta khám phá hồng trần Đi chùa hải kính đương hòa thượng Liền tính ta chính mình đối trong chùa khác Hòa thượng không có hứng thú Nhà ta cũng không yên tâm a à, Không tra cái rõ ràng ta bá phụ như thế nào sẽ mặc kệ ta ở chùa Hải Kính sinh hoạt. Như thế kỳ quái, ngươi bá phụ sở lâm hùng tra được chùa Hải Kính tăng nhân mỗi người khả nghi, còn yên tâm đem ngươi ném ở chùa Hải Kính. Minh Thứ nói, cái này lo diệt ta là vô pháp lý giải. Sở tính giữa mày ẩn ẩn hiện ra một tia chần chờ, ngay sau đó mở ra tay, sự thật chính là như vậy. Ta có thể nói liền nhiều như vậy, ngươi nếu hoài nghi giết người chính là ta, vậy chậm rãi nhi ra, dụng tâm đi ra ta dám cam đoan với ngươi ta tuyệt đối sẽ không hướng gia tộc của ta thỉnh cầu trợ giúp cùng thao thao bất tuyệt sở tính tương phản tên tục ân tiểu phong ngộ niệm vẻ mặt chết lặng nói được nhiều nhất chính là ta di đà phật hắn lần trước cứ như vậy phương viễn hàn nói cùng nghe không hiểu lời nói dường như mặc kệ ta như thế nào hỏi hắn đều cho ta tới một câu ta di đà phật ân tiểu phong không muốn mở miệng này đảo không có gì đều có manh mối giúp hắn nói chuyện minh thứ nói hiện tại đại gia muốn chuyển biến một chút tư duy, ta biết các ngươi đối tăng nhân đệ nhất nhận thức đều là từ bi, nhưng chùa hải kính tăng nhân hiển nhiên không phải. Khuy trần thân phận không rõ, hiện tại hành tích không biết, mà mặt khác năm người các có các mặt âm u chờ đợi chúng ta đi khai quật. Khâu mân chết, tổng cộng có hai cái điều tra phương hướng, một là tiếp tục lấy khâu mân vì trung tâm bài tra, nơi này hồng truyền phi là một cái trọng điểm, giết hại khâu mân người tất nhiên theo dõi quá hồng truyền phi, nếu không ta không có khả năng như vậy xảo liền từ nha đầu sơn mang đi khâu mân. Lam xảo. Lam xảo đáp, ở. Tổ trọng án nhân thủ không đủ, đông thành phân cục nữ cảnh trung đội đã đáp ứng lời mời gia nhập nền án điều tra. Khâu mân ngươi quen thuộc nhất, cái này phương hướng từ ngươi tới nhìn chăm chăm. Hồng truyền phi có lẽ sẽ cung cấp một ít hữu dụng tin tức, nếu hắn cái gì đều nhớ không nổi, vậy chỉ có chính chúng ta đi đạo, mình thứ hỏi, có hay không vấn đề lam xảo nói yên tâm giao cho ta minh thứ gật gật đầu tiếp tục nói một cái khác phương hướng ta đem nó đặt ở chùa hải kính hung thủ có khả năng liền giấu ở chùa hải kính tăng nhân nhưng rốt cuộc là ai hiện tại còn vô pháp phán đoán nơi này có cái chỗ khó chính là chùa hải kính tăng nhân kỳ thật không ngừng chúng ta nhìn đến này năm người mặt khác chùa hải kính còn có một ít khách hành hương những người này đều quen thuộc kỳ nguyệt sơn hơn nữa có cơ hội đi hậu viện lấy đi thùng dụng cụ đinh sắt. Dịch phi chen vào nói nói, nhưng nếu suy xét động cơ nói, vẫn là chùa hải kính này năm người hiềm nghi lớn hơn nữa. Bởi vì trường kỳ sinh hoạt ở kỳ Nguyệt Sơn chính là bọn họ, bởi vì khâu mân chờ đại vê đề cử bị quấy rầy cũng là bọn họ. Bọn họ không động thủ, ngược lại là những cái đó bên ngoài du lịch tăng nhân cùng ngẫu nhiên tiến đến khách hành hương động thủ. Này không thể nào nói nổi. Minh Thứ gật đầu, đúng là lý này năm người bối cảnh đều cần thiết thăm dò rõ ràng mặt khác đối khuy trần người này các vị có hay không cái gì ý tưởng tiêu mãn nhất tây căn cứ trong thiện phòng tích hôi phán đoán khuy trần là ở báo cho mặt khác tăng nhân chính mình sắp sửa bế quan lúc sau không lâu liền từ trong chùa biến mất trong thiện phòng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết tất cả đồ vật đều thực hợp quy tắc ta cá nhân càng có khuynh hướng Khuy Trần này đây bế Quan làm ngụy trang rời đi chùa Hải Kính. Nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu?" Phương Viễn Hàn nói, một cái hơn 70 tuổi lão nhân, gạt mọi người rời đi là tính toán đi làm cái gì? Minh Thứ nói, khả năng tính rất nhiều, đứng ở tăng nhân góc độ, hắn phát hiện chính mình thời gian vô nhiều, tìm một chỗ chấm dứt chính mình nhất sinh cũng nói không chừng. Nhưng không trần bỏ qua một vấn đề, Khuy Trần người này thân phận không rõ, hắn có phải hay không hơn 70 tuổi lão nhân? ta đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Phương Viễn Hàn một cái giật mình, có lẽ chân chính Khuy Trần đã sớm đã chết, sau lại cái kia nói muốn bế quan căn bản không phải Khuy Trần. Mọi người lập tức thảo luận lên. Bất luận cái gì án tử đề cập tôn giáo, đều sẽ nhiều một tầng thần bí sắc thái, kỳ nguyệt sơn này hai cái án tử lại xác thật kỳ quặc, đơn độc manh mối không phát tán tới tự hỏi không được, nhưng phát tán đến quá mảnh, đồng dạng bất lợi với án kiện điều tra. Minh thương nghe đại gia nói một lát, nói, tiêu cục cho ta cung cấp một cái ý nghĩ, giết hại khâu mân cùng đem khâu mân phanh thay chính là hai người, giết hại lữ thần triệu tư nhạn chính là phanh thay người, nhưng ta tổng cảm thấy loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Hình mục đứng lên, ta tán đồng tiêu cục cái nhìn. Khâu mân cùng lữ, triệu thi kiểm đều là ta làm, người trước trên người duệ khí thương là sau khi chết phanh thay gây ra, từ công cụ rượu phách chém tạo thành, người sau trên người duệ khí thương là đinh sắt cùng đao nhọn tạo thành. Tuy rằng là hoàn toàn bất động thương, nhưng từ miệng vết thương có thể thấy được, hung thủ ở động thủ khi động tác phi thường lưu loát. Như vậy một người, người muốn nói ta dùng tay véo phương thức giết chết khâu mân, ta cảm thấy không phù hợp hành vi lo di. Tiêu mãn hạ giọng đối phương viễn hàng nói, hôm nay Thái Dương có phải hay không từ phía Tây ra tới? Chúng ta hình lão sư cùng tiểu minh bàn lo di. Phương Viễn Hàng cũng hạ giọng, Hình lão sư khá tốt một người Ngươi đừng bẩn thiểu hắn Ta bẩn thiểu hắn sao Tiêu mãn chụp phương viễn Hàn cái ót Khen ngợi đều nghe không hiểu Ngươi mẹ nói như thế nào cấp tiểu minh đương đồ đệ Ngươi gần nhất chớ chọc ta Phương viễn Hàn chỉ chỉ đầu mình Nơi này đã bị mấy cái án tử ma hỏng rồi Vạn nhất ta ngày nào đó khống chế không được Một quyền là có thể làm ngươi kỹ thuật này Đội viên quy thiên ngươi tin hay không Thao tiêu mãn vốn định tiếp tục dỗi phương viễn hàn tưởng tượng vị này huynh đệ gần nhất xác thật là vội đến quá sức, liền từ bỏ, được rồi được rồi, không chọc ngươi tổng được rồi đi. Khi giả thiết giết hại khâu mân cùng đem khâu mân phanh thay không phải cùng người, tình huống liền càng thêm phức tạp, Minh Thứ nói, vừa rồi ta cấp ra này hai cái đại phương hướng kỳ thật có một cái tiền đề điều kiện, đó chính là hung thủ thù hận hơn nữa chỉ thù hận khâu mân một người. Nhưng còn có loại càng phiền toái có thể là, khâu mân là bị hung thủ lựa chọn một người, lại không phải duy nhất một người. Dịch Phi nói, liên hoàng giết người án. Minh Thứ gật đầu, cho nên án này cần thiết mau chóng tìm được điểm đột phá. Sẽ sau, Chu Nguyện gọi lại Minh Thứ, Minh Đội, ta đã kỹ càng tỉ mỉ tra quá tầng khả lên mạng ký lục, không phát hiện có bất luận kẻ nào ở trên mạng chú ý nàng, nàng đối chính mình thân phận che giấu rất khá. Người bình thường vô pháp thông qua nàng ở trên mạng lên tiếng phán đoán nàng thân phận thật sự Án phát phía trước, nàng chung quanh cũng không có xuất hiện khả nghi nhân vật. Khi hung thủ càng có thể là từ hoàng hối vào tay, Minh Thứ nhanh chóng đem ý nghĩ từ kỳ nguyệt sơn án tử thay đổi đến tầng gia mãn môn huyết án thượng, hoàng hối không lên mạng, thông tin ký lục cũng không có điểm đáng ngờ, hung thủ đại khái ngay thẳng tiếp xuất hiện ở nàng trước mặt. Chu Nguyện lẩm bẩm, sẽ là tầng anh sao? Theo điều tra tiến hành, các tăng nhân chi tiết dần dần bị cảnh sát nắm giữ. Lạc Thành, Đại Ái, Viện Phúc Lợi Phương Bình Hút đứa nhỏ này, lão viện trưởng Ung Hồng đã về hưu, bị hỏi cặp Phương Bình Hút khi, vẫn là đầy mặt tiếc núi chi sắc, nghiêm khắc tới nói, Phương Bình Hút kỳ thật không tính cô nhi. Hắn bị đưa đến chúng ta viện khi, cha mẹ đều còn ở. Từ xuân nghĩ đến một loại khả năng, cha mẹ hắn đang ở ngục trung. Ung Hồng lắc đầu, không, phụ thân hắn không chỉ có là phụ thân hắn, vẫn là hắn đại ca. Này, từ xuân kinh ngạc, hắn đại ca cường bạo thân sinh mẫu thân. Lúc ấy cái gì cách nói đều có Ung Hồng nói Kia toàn gia không có phụ thân Phương Bình Húc đại ca là hắn mẫu thân một tay lôi kéo đại Có thể hành sự khi hắn mẫu thân còn không đến 40 tuổi Cảnh sát đi nhà bọn họ điều tra quá Hai người đều nói là tự nguyện Phương Bình Húc bị đưa tới khi tuổi còn nhỏ Nhưng đều đã ở người khác trong miệng biết được chính mình là cái quái vật Mỗi ngày đem loạn luân treo ở bên miệng Từ Xuân hỏi là ai đem hắn đưa đến viện Phúc Lợi Ung Hồng nói, hắn cái kia hoang đường mẹ. Vốn dĩ chúng ta có quy định, cha mẹ khỏe mạnh hài tử, chúng ta không tiếp thu. Nhưng bọn hắn gia tình huống thật sự là quá đặc thu. Toàn bộ xã khu đều biết Phương Bình hút mẹ cùng chính mình đại nhi tử loạn luân, sinh hạ một cái tiểu nhi tử, người trước người sau nói cái gì lời nói đều có. Phương Bình hút từ nhỏ bị cô lập, còn tuổi nhỏ, tính cách cũng đã thực vạn vẹo. Hai tử là vô tội, chúng ta suy xét lúc sau, liền tiếp nhận rồi hắn. Khi Phương Bình hút cha mẹ sau lại thế nào, từ Xuân hỏi, chẳng lẽ đem Phương Bình hút ném ở chỗ này liền mặc kệ. Đi rồi, ung hồng nói, cũng có người nói, sớm liền cùng chết. Từ Xuân nhíu mày, ngài ý tứ là, bọn họ mất tích. Ung hồng tìm ra ký lục bổn, mang theo lão thị kính lật xem, Phương Bình hút là 4 tuổi bị đưa tới, 6 tuổi khi, cha mẹ hắn đột nhiên không thấy cảnh sát còn tới chúng ta nơi này hiểu biết quá tình huống nhưng người vẫn luôn không có tìm được biết chuyện này người bao gồm ta ở bên trong đều cho rằng bọn họ rất có khả năng là không chịu nổi ngoại giới nghị luận cùng nhau tự sát từ xuân lại hỏi phương bình húc bị người nhận nuôi là tại đây phía trước vẫn là lúc sau là sau lại sự ung hồng nói một cái giàu có thiện lương gia đình trong nhà đã có một cái nữ hài nhi ở biết phương bình húc tình huống sau còn nguyện ý nhận nuôi hắn nói là hắn yêu cầu tâm lý trị liệu đãi ở viện phúc lợi sẽ tăng thêm hắn tâm lý bệnh tật năm ấy đâu có mấy người coi trọng cái gì tâm lý bệnh tật a à? thật là thực tốt một gia đình nhưng không đến nửa năm bọn họ liền đem phương bình húc tặng trở về đứa nhỏ này ở nhà người khác phạm vào tội a à? từ xuân khó hiểu hệ thống tra không đến phương bình húc bất luận cái gì phạm tội ký lục mặc dù lúc ấy phương bình húc chỉ là cái hài tử nếu thật sự phạm vào tội ký lục thượng cũng không có khả năng là trống rỗng. Hắn dết đã chết dưỡng phụ mẫu ra hai điều chó chăn cừu, ý đồ giết chết hắn mùi mùi khi bị trong nhà người hầu phát hiện. Ung Hồng nói, lúc ấy hắn chỉ có 8 tuổi, bởi vì tiểu cô nương không có trở ngại, hắn dưỡng phụ mẫu võng khai một mặt, không có báo nguy, mà là đem hắn tặng trở về, nói bọn họ thực xin lỗi, vô pháp thay đổi hắn. Từ Xuân nói, vì thế Phương Bình hút liền ở viện phúc lợi đợi cho thành niên từ 8 tuổi đến 18 tuổi, hắn không có khác bạo lực hành động. Ta không biết, ung hồng khép lại ký lục bổn, nhìn về phía nơi xa, thường sơ trung sau, Phương Bình hút liền rất thiếu đã trở lại. Nói thực ra, chúng ta tất cả mọi người không hy vọng hắn trở về, cha mẹ hắn không bình thường, hắn cũng không bình thường. Cùng hắn đại ở một khối, ta tổng lo lắng hắn khi nào sẽ đối vô tội tiểu hài tử đồng thủ. Thủ tuyền trấn, đồn công an. Chu Đình Đình chính là trượt chân rơi xuống nước, năm đó phụ trách điều tra đường viễn thê tử tử vong cảnh sát nhân dân tiền đạt đã rời đi công an đội ngũ, ở trong trấn khai gia quán trà, lần này bị thỉnh về đồn công an, ngôn ngữ chi gian mâu thuẫn tương đương rõ ràng, không phải trượt chân rơi xuống nước còn có thể là cái gì? Bị người đẩy xuống. Lúc ấy chúng ta tra đến rành mạch, điển đường biên không có người thứ hai giấu chân, ai đẩy nàng. Quỷ sao? Lại nói đây đều là hai mươi mấy năm trước án tử, các ngươi còn tưởng một lần nữa tra không thành minh thứ tìm đọc lúc ấy hồ sơ vụ án hồ sơ vụ án bản thân không có vấn đề nhưng tiền đạt phản ứng lại làm minh thứ khả nghi tiền đạt hiện tại ở thủ tuyền trấn làm buôn bán khai chính là quán trà nói trắng ra là lại là tiệm mạt chượt làm loại này sinh ý liền tính không vui cùng cảnh sát làm tốt quan hệ cũng không đến mức nhăn mặt tiền đạt thực khẩn trương khẩn trương ảnh hưởng hắn xử sự, sự thái độ nếu là năm đó án tử không có mảy may miêu nị, tiền đạt đến nỗi như vậy. Minh Thứ tìm được chu đình đình người nhà, này cha mẹ đã qua đời, còn ở thủ tuyền trấn sinh hoạt chỉ có một mùi mùi. Tỷ của ta là bị hại chết, chu Thanh Thanh tức giận bất bình, tỷ của ta từ nhỏ chính là cái tiểu tâm cẩn thận người, kia yển đường liên nhà nạn như vậy xa, lại như vậy hẻo lánh, nàng như thế nào sẽ đi yển đường. Những cái đó cảnh sát thu chỗ tốt, giúp đường viễn thoát tội, nói tỷ của ta là ngoại ý muốn rơi xuống nước, phóng con mẹ nó thí. Tỷ của ta chính là bị đường viễn cấp hại chết. Hai án song hành, Lâm Kiểu cấp Minh Thứ gọi điện thoại tới, Minh đội, ngươi hiện tại có rảnh tới một chuyến trung tâm nghiên cứu tâm lý sao? Minh Thứ đang ở thủ tuyền trấn, một chốc đuổi không quay về. Lâm Kiểu nói, ngươi lần trước làm ta tra xét tầng tự tâm lý thế giới, ta hiện tại phát hiện một ít việc nhưng ta đối với các ngươi đang ở điều tra án tử hiểu biết không thâm tần tự trong tiềm thức những cái đó ý tưởng đối với các ngươi tới nói có hay không dùng còn phải ngươi hoặc là dịch đội tự mình tới phán đoán đương thấy đi vào trung tâm nghiên cứu tâm lý chính là tiêu ngộ an mà không phải minh thứ hoặc là dịch phi khi lâm kiểu lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc tiêu cục minh đội có việc đi không khai tiêu ngộ an nói ta thấy hắn lại đây nhìn xem tần tự vấn đề tìm được rồi Lâm kiểu lãnh tiêu ngộ an hướng trong văn phòng đi, trong mắt mang theo một chút tiếc hận, tần tự rất có thể là bị hắn tỷ tỷ làm hỏng. Tần khả, tiêu ngộ an nghĩ chân, tần tự hiện tại tính cách là tần khả tạo thành. Lâm kiểu dùng vân tay mở ra một gian cửa văn phòng, chúng ta tiến vào nói đi. Tần tự cũng không tại đây gian trong văn phòng, đang ở công tác dụng cụ phát ra đông cứng lạnh băng tiếng vang, án trên đài phóng máy phân tràn ngập phức tạp trị số báo cáo, bên cạnh là mấy trương thập phần trừ tượng họa. Này đó họa là tổ trọng án đưa lại đây, Lâm Kiểu nói, đều là từ tầng tự đồ dùng cá nhân trung lục soát ra tới, là hắn 5 năm, năm trước, cũng chính là 12 tuổi khi tác phẩm. Tiêu ngộ an cầm lấy trong đó một trương, hình ảnh bên phải là một cái thật lớn vòng tròn đồng tâm, dùng hồng nét bút thành, một vòng vây quanh một vòng. Mà cái này viên lại bị lung tung rối loạn hát tuyến xỏ xuyên qua, chợt xem giống một con xấu xí con nhím. Hình ảnh bên trái còn lại là một cái nho nhỏ màu lam vòng tròn, cùng màu đỏ vòng tròn đồng tâm so sánh với, màu lam vòng tròn thập phần nhỏ bé, nhưng lam vòng phía bên phải lại có một đạo thô nặng hát tuyến. Màu đỏ vòng tròn đồng tâm thượng sở hữu hát tuyến, đúng là từ này nói hát tuyến diễn biến mà đến. Còn lại họa cùng này trương nhìn như bất đồng, nhưng đều sử dụng hồng lam hát ba loại nhan sắc, có chỉ có này ba loại nhan sắc, có còn họa có một cái ánh huỳnh quang lục vòng cùng một cái ánh huỳnh quang hoàng vòng. Lam vòng cùng hồng vòng chi gian luôn là có một đạo hắc tuyến tương liên, lam vòng so hồng vòng tiểu, nhưng mỗi một bức họa biểu đạt ý tứ tựa hồ đều là lam vòng tuy nhỏ lại có thể thao túng hắc tuyến, gắt gao trói buộc hồng vòng. Này đó họa tác toàn bộ xuất từ một cái 12 tuổi nam hài tây, Tần tự tưởng thông qua này đó họa biểu đạt cái gì? Tần tự là Tần gia huyết án trung máu chốt nhân vật, hắn tuy rằng khăng khăng chính mình chỉ là đến quá hiện trường, chụp được chết thảm người nhà nhưng trước mắt còn không có chứng cứ có thể chứng minh, án phát khi hắn không ở hiện trường. Trước đây, Minh Thứ đã điều phái bộ phận đội viên đi tầng tự tiểu học, sơ trung, cao trung hiểu biết tình huống. Từ tầng tự lão sư cùng bộ phận đồng học trong miệng cũng biết, tầng tự từ nhỏ liền rất ưu tú, này phân ưu tú không chỉ có biểu hiện ở thành tích thượng, còn biểu hiện ở vườn trường trong sinh hoạt các mặt, tầng tự rộng rãi, ánh mặt trời, lớp hoạt động trước nay đều là tích cực tham dự lớp học tổ chức học tập hỗ trợ tiểu tổ, tần tự cũng là đi đầu tương ứng. Tần tự tính cách đột nhiên phát sinh biến hóa là ở 12 tuổi tả hữu, thành tích nghiêm trọng trượt xuống một đoạn thời gian, sau lại lại lần nữa hướng lên trên hướng, từ ưu tú biến thành ưu dị, nhưng là cả người lại âm trầm đi xuống, như phi tất yếu, cơ hồ sẽ không cùng người kết giao, đối lão sư đối đồng học đều bãi cực lãnh một khuôn mặt, dường như toàn thế giới đều thua thiệt hắn. Hiện tại tần tự 17 tuổi chung quanh không có một cái bằng hữu, tất cả mọi người đối hắn tránh mà xa chi, đồng học nói hắn là cái quái nhân, các lão sư cũng có chút sợ hắn, nhưng hắn thành tích như cũ đứng đầu, cho nên liền chủ nhiệm lớp cũng không biết nếu là tìm hắn tâm sự, hẳn là nói chút cái gì. Màu đỏ vòng đại biểu tần khả, màu lam vòng đại biểu tần tự chính mình. Tần khả cường đại, mà tần tự nhỏ yếu, mặt khác hai cái ánh huỳnh quang sát vòng là bọn họ khoanh tay đứng nhìn cha mẹ, tiêu ngộ an buông họa, cái kia hắc tuyến đại biểu nào đó trừ tượng lực lượng, tần tự tưởng tượng chính mình ở mượn loại này lực lượng trừng phạt tần khả. Lâm kiểu gật đầu, mở ra màn hình, lại lôi ra một trương dựa ghế, tiêu cục, ngài ngồi. Tiêu ngộ an nhìn đến, xuất hiện ở màn hình thượng đúng là tần tự. Hắn thực kháng cự, ta đối hắn tiến hành thôi miên cũng không thuận lợi, Lâm kiểu nói, bất quá tốt xấu cũng coi như thông qua đôi câu và lời tra xét đến một ít hắn nội tâm. Ở 12 tuổi phía trước, Tần Tự cùng Tần Khả quan hệ muốn hảo. Ở Tần Tự trong lòng, Tần Khả chính là toàn thế giới tốt nhất tỷ tỷ, mỹ lệ, ôn nhu, thiện lương, duy nhất khuyết điểm là thành tích giống nhau. Tần Tự được đến bất luận cái gì thứ tốt, đều sẽ cùng Tần Khả chia sẻ. Tần Khả cũng là giống nhau. Nhưng Tần Tự 12 tuổi này năm, lại phát hiện tỷ tỷ dần dần thay đổi, rất ít nói chuyện, luôn là hướng tìm nét chạy, táo bạo, dễ giận có khi hắn cảm giác tần khả đang xem chính mình, quay người lại là có thể đối thượng tần khả quỷ dị ánh mắt. Hoàng hối cùng tần hùng đều là phi thường bận rộn người, ở nhà thời gian thiếu chi lại thiếu, vì tỉnh tiền, trong nhà cũng không có thỉnh bảo mẫu. Tuyệt đại đa số thời điểm, tần tự đều là cùng tần khả một chỗ. Lúc này, tần khả liền sẽ làm ra một ít cổ quái sự, tỉ như làm trò tần tự mặt, phóng nước ngoài A phiến. 12 tuổi nam hài, đều không phải là không biết nam nữ Việt. Nhưng làm tần tử khiếp sợ chính là Tần khả thấy nhưng một bên xem phiến Một bên bỏ đi quần áo Ở từ loa truyền đến kêu to trung thủ dâm Tần khả khi đó mới 16 tuổi Tần tự đã chịu cực đại đánh sâu vào Không biết làm sao Mà tần khả uy hiếp hắn Nếu nói cho cha mẹ Liền nói sở hữu phiến tử đều là hắn tìm tới Ở mọi người trong mắt Tần khả đều là ngoan ngoãn nữ Ngoan ngoãn nữ sao có thể xem loại đồ vật này Tần tự lúc ấy cũng đang đứng ở phát dục giai đoạn, dần dần từ khiếp sợ biến thành bị hấp dẫn. Mỗi lần tần khả xem thời điểm, hắn liền đứng ở ngoài cửa đi theo xem. Chính là so với màn hình người, càng hấp dẫn hắn lại là hắn thân tỷ. Tần khả đã càng thêm làm càng, phiến tử không hề có thể thỏa mãn nàng, không lâu phía trước, nàng còn võng mua một đống tần tự tưởng cũng không dám tưởng đồ vật. Rốt cuộc, tần khả hướng tần tự vẫy vẫy tay. 12 tuổi tần tự liền như vậy đi qua, bị chính mình thân tỷ dâm loạn. Đây là lần đầu tiên, lại không phải cuối cùng một lần. Tần tự ý thức được như vậy không đúng, nhưng tần khả bức bách hắn, uy hiếp hắn, hắn đã trốn không thoát, lại bị mê hoặc. Mà bọn họ cha mẹ, căn bản không có chú ý tới bọn họ quái dị. Vô số ban đêm, tần tự đều muốn giết chết tần khả, lại giết chết chính mình. Những cái đó xấu xí họa chính là khi đó sở họa. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào dãy dụa Đương tần khả hướng hắn vẫy tay khi, hắn như cũ sẽ bị hấp dẫn. Này đoạn quan hệ vẫn luôn liên tục đến tần khả bắt đầu bao dưỡng, ngưu lan. Tần tự cho rằng chính mình giải thoát rồi, nhưng quá khứ ảnh hưởng lại khó có thể ma diệt. Hắn hoàn toàn thay đổi, hận tần khả, hận chính mình, cũng hận hoàn toàn không biết gì cả cha mẹ. Ở hắn nhận tri, tất cả mọi người là xấu xí, dơ bẩn, như nhau tần khả. Hắn dùng tần hùng cấp tiền, Mua một cái camera, lớn nhất yêu thích chính là bắt giữ những cái đó trò hề tất lộ người. Tuổi dậy thì bóng ma, đặc biệt là tính phương diện ở không có được đến kịp thời tâm lý phụ trợ dưới tình huống, rất có thể sẽ nghiêm trọng chuyển biến xấu, ảnh hưởng cả đời Lâm Kiểu nói, đặc biệt là ở tầng tự cái này cái lệ thượng, thương tổn vẫn là hắn đã từng thích nhất thân tỷ cho, chính hắn tuổi quá tiểu, dãy dù không ra, cha mẹ hắn lại không làm chung quanh không có bất luận cái gì một người có thể trợ giúp hắn. Thở dài, Lâm Kiểu lại nói, tần khả hành vi là minh sát luyến đồng, là phạm tội. Tổ trọng án truyền cho ta tư liệu cũng nhắc tới, tần khả gần 2 năm kết giao nam tính, tuổi đều tương đối tiểu. Bất quá hiện tại người đã chết, lại truy cứu đi xuống cũng là chết vô đối chứng. Ta từ tần tự trên người hiểu biết đến chính là này đó, không biết đối với các ngươi điều tra án kiện có hay không trợ giúp vất vả tiêu ngộ an nói bất luận cái gì manh mối xuất hiện đối điều tra đều có nhất định tác dụng mặc dù không phải phá án mấu chốt ít nhất cũng có thể trợ giúp chúng ta vạch trần bộ phận bí ẩn bài trừ bộ phận khả năng lâm kiểu nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi ta cũng không có bạch bận việc biết được tần tự hiện tại tính cách nguồn gốc minh thứ cảm thấy tức giận thế nhưng là tần khả ở đêm tần tự đưa đi trung tâm nghiên cứu tâm lý khi hắn vốn dĩ có một ít phán đoán, nhưng này đó phán đoán tất cả đều chỉ hướng hoàng hối cùng Tần Hùng, dịch phi đám người cũng cho rằng, Tần tự quỷ dị âm trầm, rất có thể là này cha mẹ tạo thành. Nhưng thương tổn Tần tự lại là Tần Khả, hơn nữa này đây loại này lệnh người khinh thường, phạm tội phương thức. Bình tĩnh lại lúc sau, Minh Thứ nói, bởi vậy, Tần tự gây án động cơ liền càng thêm đầy đủ. 12 tuổi khi, hắn liền ở họa trung vô số lần giết chết Tần Khả, còn đem không có trợ giúp cha mẹ hắn họa ở một bên. Hiện tại hắn 17 tuổi, đối người nhà thù hận càng thêm khắc sâu, tới rồi thế tất muốn động thủ nông nổi. Động cơ đầy đủ, gián tiếp chứng cứ cũng có, nhưng tần tự bản nhân cự không nhận tội, tiêu ngộ an nói, tần tự xác thật là hiềm nghi lớn nhất người, nhưng là... Nhưng là năm, tám còn có một cái xa là dấu chân, không đem người này tìm ra, liền không thể hấp tấp cấp tần tự định tội, minh thứ đầu óc thực thanh tĩnh, hơn nữa chiếu tần tự hành sự lo di Giả thiết hắn chính là hung thủ Hắn giết hại tần gia ba người cùng cấp với giải thoát Hắn đại khái suất không phải che giấu Mà là khoe ra Tiêu ngộ an nói Đúng vậy Mặc dù chúng ta hiện tại không có nắm giữ tầng anh này tuyến Có cái kia giấu chân ở Này án tử liền không thể qua loa kết án Có vài giây thời gian Hai người đều không có nói chuyện Lẫn nhau ống nghe đều là đối phương tiếng hít thở Một lát Minh Thứ nói tần gia này một loạt thảm kịch, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc nói, kỳ thật đều có thể đuổi tới tần anh trên người. Tần tự tính cách đột biến là bởi vì bị tần khả thương tổn. Kia tần khả đâu? Ở tần tự nhận tri, tần khả đã từng là cái ông nhu thiện lương nữ hài. Tần khả ở mười mấy tuổi khi phát hiện tần anh ảnh chụp, từ nay về sau lại ở tiểu dị hoàng thanh trong miệng biết được tần anh ở chính mình sinh ra phía trước mất tích. 16 tuổi, đúng là nàng bắt đầu miệt mài theo đuổi chuyện này thời điểm. Nàng 17 tuổi khi ở trên mạng phát thiếp, nhưng nàng hoài nghi là phụ mẫu của chính mình giết chết tầng anh tất nhiên là tại đây phía trước, cũng chính là 16 tuổi. Tiêu Ngộ An nói, cha mẹ là hung thủ, này một thật lớn bóng ma đè ở tầng khả trên người. Rất nhiều đề cập thanh thiếu niên phạm tội, căn nhân đều ra tại gia đình. Tâm lý gánh nặng khó có thể giải quyết, có người lựa chọn hướng ngoại hình thi bạo, có người lựa chọn nội hướng hình tự mình sa đọa tần khả lựa chọn chính là sa vào với tính hơn nữa dùng tính tới thương tổn chính mình thân đệ đệ ta bỗng nhiên có cái ý tưởng minh thứ nói tần khả loại này hành vi có tính không là ở bắt chước cha mẹ nàng nàng cho rằng là cha mẹ nàng giết chết tần anh vì thế nàng cũng ở một cái khác phương diện thương tổn chính mình tiểu đệ tiêu ngộ an nói là cùng không phải hiện tại đều không quan trọng tần khả đáy lòng rốt cuộc như thế nào tưởng chúng ta vĩnh viễn đều không thể biết được minh thứ thở dài như thế tiêu ngộ an xem một cái thời gian người bên kia đâu có không có gì tình huống mới chùa hải kính mỗi người đều không đơn giản cái kia vẫn luôn không nói chuyện ân tiểu phong thân phận điều tra ra minh thứ nói ở đến chùa hải kính xuất gia phía trước hắn ở thành phố lương hề một khu nhà bệnh viện tâm thần tiếp thu quá trị liệu thành phố lương hề cùng thành phố đông nghiệp cách xa nhau xa xôi là nam bộ biên cảnh tỉnh tiểu thành thị ân tiểu phong có tinh thần vấn đề tiêu ngộ an nói kia hắn sau lại như thế nào chạy đến thành phố đông nghiệp tới minh thứ nói ta đã làm từ xuân chạy đến thành phố lương hề ân tiểu phong quá khứ trải qua hẳn là thực mau có thể điều tra rõ bất quá lãnh đạo lần này tra án tra đến ta có chút nén giận tiêu ngộ an vừa nghe minh thứ kêu lãnh đạo liền biết gia hỏa này có việc muốn cùng chính mình phản ánh toại ôn thanh nói chuyện gì đem ngươi chọc nóng nảy cơ sở đồn công an chịu nhân viên thiết bị chờ nhân tố hạn chế ngẫu nhiên xuất hiện sai án oan án quan trọng án tử vô pháp kịp thời phá án kịp thời đăng báo linh tinh tình huống này ta lý giải nhưng là thủ tuyền trấn quá mức quá khứ án tử có điểm đáng ngờ ngăn trở không cho tra không nói ta đi tra hiện tại án tử bọn họ cũng không phối hợp minh thứ nói 27 năm trước, đường viễn thê tử chu Đình Đình ở Yển Đường chết chìm cái kia án tử điểm đáng ngờ thật mạnh. Yển Đường hoàn toàn không ở chu Đình Đình ngày thường sinh hoạt phạm vi, thả phi thường hẻo lánh, nàng vì cái gì sẽ đi nơi đó. Hơn nửa người chết người nhà đưa ra không ít nghi vấn, cảnh sát toàn bộ bỏ qua, lấy Yển Đường biên chỉ có chu Đình Đình một người giấu chân vì từ, đem nguyên nhân chết định nghĩa vì trượt chân rơi xuống nước. 27 năm trước, Thủ Tuyền Trấn còn không về thành phố Đông Nghiệp quản lý, hơn nữa lúc ấy hình trinh thủ đoạn lạc hậu, pháp y kiểm nghiệm dấu vết hệ thống không hoàn bị, sai phán thậm chí là cố ý tạo giả khả năng tính đều rất cao. Chu Đình Đình mùi mùi Chu Thanh Thanh nói, Chu Đình Đình là bị đường viễn cùng Lưu Tuế hại chết, bởi vì Lưu Tuế cùng đường viễn Chi Giang có điều gọi, Giang Tình, Minh Thứ tiếp theo nói, sở tính thân phận, làm hắn có năng lực ở đi vào chùa hải kính phía trước, điều tra rõ ràng chính mình các sư huynh bối cảnh, hắn sở tra được, đúng là Lưu Tuế, đường viễn ở thủ tuyền trấn nhị tiểu dạy học khi liền có quan hệ không chính đáng lưu tuế so đường viễn lớn tuổi chưa lập gia đình đường viễn đã kết hôn đừng nói là ở ngay lúc đó xã hội không khí hạ liền tính là ở hiện tại bọn họ cũng rất khó bị tiếp thu mà kỳ nguyệt sơn thượng chùa hải kính lại là một cái có thể trốn tránh hiện thực địa phương tiêu ngộ an nói thời gian lâu lắm mặc kệ là năm đó thủ tuyền trấn phá án cảnh sát vẫn là người chết người nhà kỳ thật đều là lời nói của một bên, ai đều có thể cấp tra bản thân lo di. Mấu chốt là, minh đội, người có chứng cứ sao? Mấu chốt chứng cứ hiện tại đã không có biện pháp tìm được rồi, bất quá theo lưu tuế đường viễn quá khứ đồng sự nói, bọn họ xác thật là một đôi người yêu, vì từng người gia đình sợ bất dung, minh thứ nói, ở xuất gia phía trước, lưu tuế cũng đã cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, sau lại cha mẹ hắn qua đời, hắn cũng không có xuống núi tới thăm. Đến nỗi đường viễn, ở cùng lưu tuế quan hệ trung, đường viễn càng giống như thế một phương, mọi việc đều dựa vào lưu tuế. Tiêu ngộ an nói, theo ý của ngươi, bọn họ giết hại không mân khả năng tính đại sao. Minh Thứ trầm mặt trong chốc lát, khó mà nói. Không có chịu quá pháp luật chế tài hung thủ, cùng với đã từng bị chế tài, lúc sau lại trọng hoạch tự do hung thủ, sau này phạm án xác suất so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Nếu ở 27 năm trước, Lưu Tuế cùng đường viễn liền kết phường giết chết Chu Đình Đình, như vậy bọn họ lần này gây án khả năng xác thật không thấp. Hơn nữa ngươi cùng hình lão sư không phải đều cho rằng, giết chết khâu mân cùng phanh thay chính là hai người sao? Lưu Tuế cùng đường viễn vừa lúc chính là hai người. Nhưng, Chu Đình Đình là bị lưu, đừng làm hại, hiện tại còn chỉ là ta suy đoán. Nói xong, Minh Thứ nghe thấy di động truyền đến những người khác thanh âm, tội hỏi, tiêu cục. Ngươi tiếp theo tra, Tiêu Ngộ An nói, có đội viên kêu ta, tùy thời liên hệ. Vừa lúc là ở Minh Thứ cắt đứt điện thoại sau không lâu, Phương Viễn Hạng mang theo một người xanh sao vàng vọt nữ nhân đuổi lại đây. "Sư phó, vị này chính là tiền đạt vợ trước Đạm Mi. Nàng có chuyện cùng ngươi nói." Minh Thứ đánh giá trước mặt nữ nhân, từ nàng lửa giận quay cuồng trong mắt, đoán được nàng mục đích. "Ngươi là thành phố tới tra tiền đạt. Ngươi là người phụ trách Ngươi nói chuyện dùng được sao Đạm mi mở miệng chính là liên châu pháo xông ra xương gò má liên tiếp phập phồng Minh Thứ nói Ta không tra tiền đạt Ta tra chính là 27 năm trước Chu Đình Đình trượt chân rơi xuống nước một án Đạm mi giọng the thế nói Giống nhau Ta phải hướng ngươi phản ánh Cũng là Chu Đình Đình bị người hại chết chuyện này Bị người hại chết Minh Thứ ngữ khí bằng phẳng Tận lực làm Đạm mi bình tĩnh lại Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Ta đương nhiên là có, đạm mi đem một cái hộp sắt, bàn một tiếng chụp ở trên bàn, nơi này đồ vật chính là chứng cứ. Minh Thứ đem hộp sắt mở ra, chỉ thấy đặt ở bên trong chính là một đôi kim vòng tay, một đôi kim hoa tai, còn có một cái kim mặt trang sức. Hoàng kim nhất bảo đảm giá trị tiền gửi, thượng tuổi gia đình, rất nhiều đều còn có tương tự kim trang sức. Minh Thứ không khỏi nhớ tới tỷ tỷ Tiêu Cẩn Lan. Tiêu Cẩn Lan cũng liền lớn tuổi Tiêu Ngộ An 2 tuổi, nhưng đã nhiều năm trước, liền bắt đầu mê hoàng kim vật phẩm trang sức. Có một năm Tết âm lịch, Minh Thứ cùng Tiêu Ngộ An cùng hồi tiêu gia ăn Tết, Tiêu Cẩn Lan tặng hắn một khối thủ công tinh Mỹ hoàng kim thẻ bài. Hắn khi đó còn thưởng thức không tới hoàng kim, cảm thấy quê mùa, hiện lão, tỷ, ngươi còn không bằng đưa ta một đôi giày. Ngươi đứa nhỏ này, liền biết quản ta muốn giày, Tiêu Cẩn Lan cười nói, ngươi kia một ngăn tủ giày còn chưa đủ nhiều. Này thẻ bài là bảo bình an, ngươi cùng ngộ an cẩm trình mục định đều có hảo hảo lấy về đi phóng không chuẩn ghét bỏ thẻ bài vẫn luôn đặt ở trong nhà cùng tiêu ngộ an kia một khối đặt ở cùng nhau này đó là chứng cứ minh thứ hỏi đạm mi này đó trang sức tất cả đều là lưu trường quân tặng cho ta đạm mi nói lưu trường quân ngươi biết là ai sao minh thứ nói biết lưu trường quân lưu tuế phụ thân mấy năm trước đã qua đời luận gia cảnh Lưu Tuế cùng đường viễn kém rất lớn. Lưu Gia ở thủ tuyền trấn tính tương đối giàu có gia đình, Lưu Tuế ở trấn số 2 tiểu nhân công tác cũng là trong nhà cấp tìm Đường viễn lại là chính mình từ nông thôn dốc sức làm ra tới, công tác nhất định, liền sớm kinh người giới thiệu, cùng cùng giáo âm nhạc lão sư Chu Đình Đình thành hôn. Giết chết Chu Đình Đình chính là Lưu Tuế. Trấn số 2 tiểu ai không biết Lưu Tuế cùng đường viễn về điểm này nhi phá sự, đạm mi kích động nói, là Lưu Tuế đem Chu Đình Đình dẫn tới Yển Đường Biên Lừa nàng nói giải quyết ba người chi gian sự Nhưng đường viễn căn bản không ở Yển Đường Biên không những người khác Lưu Tuế trực tiếp đem Chu Đình Đình cấp đẩy xuống Minh Thứ hỏi, ngươi biết được như vậy rõ ràng Là bởi vì ngươi chồng trước tiền đạt phụ trách vụ án này Đạm Mi gật đầu, ta cũng có tội Ta thu Lưu Trường Quân hối lộ Ta hiện tại phương hướng ngươi thẳng thắng Các ngươi phán ta hình cũng không có vấn đề gì tiền đạt cái này tai họa cần thiết bị trảo ta hỏi một câu chuyện ngoài lệ minh thứ nói án này đã qua đi lâu như vậy ngươi vì cái gì muốn lúc này tố giác tiền đạt ta đạm mi biểu tình xấu hổ đốn vài giây mới nói hắn đương cảnh sát khi cả ngày hồi không được ra tiền cũng không mấy cái ta chưa từng có ghét bỏ quá hắn chiếu cố hắn chiếu cố nhi tử còn muốn chiếu cố cha mẹ hắn nhưng hắn đâu không làm cảnh sát này một hàng liền chạy tới làm buôn bán, khai trà lâu. Hiện tại hảo A, trà lâu kiếm lời như vậy nhiều tiền, hắn liền đi tìm tiểu tam tiểu tứ, cùng ta ly hôn. Ta nuốt không dưới khẩu khí này. Hắn không cho ta hảo quá, kia đại gia liền cùng đi ăn lao cơm. Đối mặt vợ trước đưa đến thị cục hình cảnh trước mặt kim trang sức, lần trước gặp mặt khi còn 10 phần ngạo mạn tiền đạt lập tức ngốc, này, này. Xem ra ngươi đối chúng nó rất quen thuộc, Minh Thứ nói. Đạm Mi nói cùng Trang Sức cũng không thể nói thẳng Minh Tiền Đạt thu lưu gia tiền giúp Lưu Tuế thoát tội. Muốn chứng minh này đó Trang Sức thật là lưu trường quân sở đưa, Đạm Mi không có nói dối, đến có một cái phức tạp quá trình. Chỉ liền Đạm Mi đối Tiền Đạt hận tới nói, nàng có khả năng vu hãm Tiền Đạt. Nhưng Tiền Đạt lúc này thất thường phản ứng đã thực có thể thuyết minh vấn đề. 27 năm trước, ở yến đường biên đem Chu Đình Đình đẩy xuống nước chính là Lưu Tuế, đúng không? Minh Thứ Lạnh lùng nói các ngươi hiện trường điều tra khi, căn bản không ngừng tìm được Chu Đình Đình một người giấu chân, có phải hay không? Tiền Đạt phát ra run, nói năng lộn xộn. Cục hình trinh, tổ trọng án. Tiêu ngộ an gián đoạn cùng Minh Thứ trò chuyện, là bởi vì một người đội viên vội vàng tới rồi, nói đường viễn muốn gặp tổ trọng án người phụ trách. Đường viễn năm nay còn không đến 50 tuổi, nhưng nhìn qua tự như đã 6 chục tuổi. Tuy nói trong núi sinh hoạt kham khổ, nhưng lại kham khổ, cũng kham khổ không đến cái này phân thượng. Hắn là thẹn trong lòng. Ngươi chính là tổ trọng án người phụ trách, đường viễn vô thần hai mắt nhìn chầm chầm tiêu ngộ an, thanh âm có chút trung rẩy. Ta là tiêu ngộ an nói, ngươi tưởng nói cho ta cái gì? Ta thực xin lỗi đình đình, chuyện này ta giấu giếm mau 30 năm, không có một ngày sung sướng, đường viễn rủ mi mắt nói, ta ở chùa hải kính lễ Phật tu Phật, ngày đêm sám hối, vẫn là thay đổi không được ta cùng lưu tuế hại chết ta thê tử sự thật. Ta mệt mỏi, ta không nghĩ lại giấu đi xuống. Đường viễn sở thuật sự cùng minh thứ suy đoán cùng với từ đạm mi, tiền đạt trong miệng hiểu biết đến không sai biệt mấy. Hơn 30 năm trước, đường viễn trước nhận thức chu đình đình, hôm sau lại phát hiện, chính mình cũng không thích nữ nhân. Cùng giáo ngữ văn lão sư lưu tuế xuất hiện, làm đường viễn rốt cuộc cảm nhận được sinh hoạt tình cảm mãnh liệt. Hai người quan hệ lúc ban đầu phi thường bí ẩn, ai đều không biết tình, nhưng giấy không thể gói được lửa, Chu Đình Đình dần dần phát hiện dị thương. Đường viễn trong xương cốt là cái mềm yếu lại truyền thống người, vốn là vì hôn nội xuất quỷ cảm thấy ấy nấy, ở Chu Đình Đình khóc nháo dưới, rốt cuộc quyết định cùng Lưu Tuế kết thúc. Lưu Tuế lại nói, chính mình đã từ chức, cùng trong nhà đoạn tùy quan hệ, hết thảy đường lui toàn bộ chặt đứt, chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Đường viễn lâm vào lưỡng nan. Lưu Tuế làm hắn yên tâm, xưng chính mình có thể giải quyết. Không lâu, đường viễn thế nhưng biết được Lưu Tuế xuất gia đương hòa thượng. Hắn cho rằng Lưu Tuế là từ bỏ đoạn cảm tình này, vì thế chính mình cũng thử buông, cùng Chu Đình Đình cộng đồng kinh doanh tiểu gia đình. Nhưng hai tháng sau, Chu Đình Đình chết ở yển đường Trung. Cảnh sát nói, Chu Đình Đình là trượt chân rơi xuống nước, nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn là Lưu Tuế giết Chu Đình Đình. Liệu lý hảo Chu Đình Đình hậu sự, đường viễn cũng xuất gia vì tăng cùng lưu tuế ở chùa hải kính sớm chiều cộng độ nhưng ở phật trước bọn họ đều đã trở thành ác ma ta thực xin lỗi lưu tuế nhưng cũng là hắn trước thực xin lỗi ta cuối cùng đường viễn như thế đối tiêu ngộ an nói biết được đường viễn đem chính mình cung ra tới lưu tuế chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn cười khổ nói mệt không ngừng là hắn ta cũng mệt mỏi tu phật có ích lợi gì giết người phạm liền tính tu cả đời phật không phải là giết người phạm sao? Chu Đình Đình là bị ta đẩy hạ yển đường, cùng đường viễn không quan hệ, hắn nhiều lắm là cái cảm kích không báo, các ngươi không cần khó xử hắn. An tĩnh một lát, Lưu Tuế bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hết sức thanh minh, nhưng cùng chúng ta hai người có quan hệ án tử liền này một cọc, Kỳ Nguyệt Sơn Thượng án tử cùng chúng ta không quan hệ, Huy Trần Đại Sư mất tích, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Thành phố Lương Hề từ xuân từ ân tiểu phong đã từng tiếp thu cứu trị bệnh viện tâm thần rời đi lập tức cấp minh thứ bác đi điện thoại sở khám tâm lý và chữa bệnh cửu lâm đặt lên bàn di động ông ông chấn động hồi lâu đều không có bị tiếp khởi đi ngang qua trợ lý nhẹ giọng nhắc nhở lạc lão sư lạc diệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ biến hoàng bạch quả dịp thượng thu hồi hướng trợ lý cười, cười cười cầm lấy di động lương hề trấn Năm đó chiếu cố Ân Tiểu Phong bác sĩ họ Mãn, biết được Ân Tiểu Phong đã xuất gia vị tăng, trong mắt liền lộ ra một chút tiếc hận thần sắc, hắn vẫn là đi tới này một bước a. À. Từ Xuân hỏi, Ân Tiểu Phong rốt cuộc có cái gì tinh thần vấn đề? Là bị ai đưa đến nơi này tới? Tiểu Phong là cái người đáng thương, bác sĩ Mãn không trả lời ngay Từ Xuân vấn đề, hỏi lại, hắn ra chuyện gì sao? Từ Xuân cười cười, này đảo không phải, nhưng hắn bị liên lụy vào hai cọc án mạng chúng ta đang ở điều tra. Vừa nghe án mạng hai chữ, bác sĩ mãn lập tức liền khẩn trương lên, tiểu phong giết người. Từ xuân lắc đầu, ngươi đừng khẩn trương, nếu hắn không có giết người, chúng ta phải tìm được vị hắn rửa sạch hiềm nghi chứng cứ. Điều tra hắn quá khứ, chính là tìm kiếm chứng cứ một vòng. Cho nên bác sĩ mãn, ngươi biết cái gì, ngàn vạn không cần giấu giếm, từ đầu chí cuối mà nói cho ta. Bác sĩ mãn hơn 50 tuổi, nghe xong từ xuân nói, Do dự một lát, thở dài nói, ta không thể vì tiểu Phong bảo đảm cái gì, nhưng tính ta phối hợp các ngươi chính là. Dứt lời, bác sĩ Mãn đứng dậy, từ trên kệ sách lấy ra một cái thật dày tư liệu bổn. Từ Xuân hỏi, đây là? Tiểu Phong năm đó trị liệu nhật ký, ta chính mình sửa sang lại, bác sĩ Mãn một bên lật xem một bên nói, ngươi muốn biết Ân tiểu Phong có cái gì tinh thần vấn đề, hắn a, là bạn có vọng tưởng, nhận tri chướng ngại bạo lực khuynh hướng trọng độ tinh thần phân liệt. Tiểu Phong mới vừa bị đưa tới khi, mới 22 tuổi, liền chính mình là ai cũng không biết, chỉ biết tất cả mọi người yếu hại hắn, nếu chúng ta không đem hắn trói lại, hắn liền sẽ thương tổn người. Từ Xuân lặp lại nói, bạo lực khuynh hướng. Nhưng trải qua trị liệu, Tiểu Phong đã sẽ không động bất động liền phát cuồng, bác sĩ mãn nói, kia chỉ là hắn 22 tuổi khi bệnh trạng, hiện tại hắn đã có 30 tuổi đi. Từ Xuân nói, năm nay 31 tuổi. Bác sĩ Mãn nói, nhoáng lên đều đã bao nhiêu năm. Từ Xuân hỏi, ân tiểu phong là vì cái gì hoạn thượng loại này bệnh? Người nhà của hắn đâu? Chúng ta loại này tiểu thành thị, cùng các ngươi thành phố đông nghiệp không giống nhau, phía dưới hương trấn người nào đều có. Bác sĩ Mãn bỗng nhiên nói lên nghe tự không quan hệ nói, xã hội đen A, à, tà giáo A, à, buôn ma túy A, à, bọn buôn người A, à, mụ phù thủy A, à, nhiều đến không đến được ngươi không đi trong núi đầu đi vừa đi cũng không biết bọn họ hung hăng ngang ngược đến tình trạng gì từ xuân tưởng nói ta biết ta còn đi đánh quá này đó đội nhưng vẫn là nhìn xuống không có đánh gãy bác sĩ mãn tiểu phong sinh ra ở thành phố lương hề phía dưới một cái cái gì hương cụ thể tên ta cấp đã quên bác sĩ mãn nói tiếp cái kia hương nghèo a à, càng nghèo địa phương liền càng mê tín càng rơi sau tiểu phong khi còn nhỏ là ở trong nước lớn lên ngươi có thể tưởng tượng sao cái gì? Từ Xuân khó hiểu nói, người như thế nào có thể ở trong nước sinh hoạt? Đây là cái kia hương, truyền thống, bác sĩ mãn nói, hương dân thờ phụng thủy thần, mỗi một năm đều sẽ hướng thủy thần tiến cống một vị nghênh đón thấy kinh lần đầu thiếu nữ. Đem thiếu nữ nhốt vào thủy lao trung, thẳng đến mang thai. Từ từ, từ Xuân nói, sao có thể? Đúng vậy, chúng ta người bình thường đều sẽ hỏi, sao có thể? nhưng hương dân nhóm chính là tin tưởng không nghi ngờ bác sĩ mãn tháo xuống mắt kính dùng vải bông xoa xoa cái kia thủy lao kỳ thật chính là một cái tu sữa ở đáy sông hạ phong kính lồng sắt người ở bên trong sẽ không bị chết đuối nhưng không gian phi thường nhỏ hẹp người trường kỳ buồn ở bên trong tinh thần thực dễ dàng ra vấn đề từ xuân lạnh lùng nói không phải chết đuối không chết đuối vấn đề một cái thiếu nữ một mình đại ở thủy lao trung như thế nào mang thai thần thoại chuyện xưa sao Bác sĩ Mãn nói, tự nhiên là có nam nhân đi vào. Đây là phạm tội, từ xuân một phách cái bàn, thấy kinh lần đầu thiếu nữ mới bao lớn. 13, 14 tuổi, có thậm chí càng tiểu. Hương dân nhóm biết cái gì, bọn họ muốn chính là như vậy nữ hài, nói các nàng thuần khiết, sạch sẽ, có thần tính, năm gần đây trưởng nữ tính càng dễ dàng được đến thủy thần ưu ái, bác sĩ Mãn nói, tiểu phong mẫu thân chính là như vậy một cái nữ hài ở thủy lao không biết bị cái kia súc sinh cấp đạp hư sinh hạ tiểu phong lúc sau đã bị hiến tế cho thủy thần từ xuân khiếp sợ bị giết đã chết bác sĩ mãn gật đầu hương dân nhóm ở thủy lao trung tưới nước đem nàng sống sờ sờ chết đuối ở bên trong cha mẹ nàng còn thực vui vẻ cảm thấy đem nữ nhi hiến cho thủy thần là một kiện thực quan vinh sự từ xuân siết chặt song quyền mặc dù đã đi qua rất nhiều lạc hậu thôn xóm từ xuân như cũ rất là oán giận. Ngươi vĩnh viễn không biết, người ngu mùi cùng ác độc có thể đáng sợ đến tình trạng gì. Hương dân nhóm đem tiểu phong coi như thủy thần chi tử cung phụng, bác sĩ mãn nói, chúng ta lý giải cung phụng đi, chính là ăn ngon uống tốt cấp cung phụng, nhưng tiểu phong đâu, hắn cần thiết sinh hoạt ở chết đuối hắn mẫu thân thủy lao trung, ngày ngày đêm đêm, cùng cô độc làm bạn. Người ở mất đi thời gian quan niệm khi, tâm lý đại khái suất sẽ xuất hiện vấn đề. Tiểu Phong từ khi có ký ức tới nay, liền không biết thời gian là cái gì. Hắn nhìn không tới mặt trời mọc mặt trời lặn, chứng kiến chỉ có thủy lao kia một khối nho nhỏ địa phương, bị thỉnh đi lên khi chỉ là tiếp thu hương dân triều bái. Bác sĩ mãn bất đắc dĩ mà lắc đầu, đường hắn lớn lên một ít lúc sau, hắn rốt cuộc bị thả ra, tiếp thu giết người huấn luyện. Từ xuân lại lần nữa kinh ngạc. Cái kia hương sở hữu hương dân đều tôn sùng vũ lực, thủy thần là bọn họ chiến thần, thủy thần chi tử đương nhiên cần thiết tập võ, bác sĩ mãn nói, cho nên tiểu phong mới vừa bị đưa tới khi, chúng ta căn bản không làm gì được hắn, hắn cừu thị mọi người, hơn nữa có năng lực giết chết chúng ta này đó nhân viên y tế. Từ xuân hỏi một cái mấu chốt vấn đề, ân tiểu phong giết qua người sao? Bác sĩ mãn nói, ta không biết. Từ xuân nhíu mày, người như thế nào sẽ không biết? Cảnh sát đều không thể xác định sự, ta từ đâu ra con đường biết, bác sĩ mãn nói, cái kia hương qua đi căn bản không ai quản Đã chết tùy tiện một chôn xong việc Tiểu phong tiếp thu giết người huấn luyện khi có hay không giết qua người Cảnh sát đi thời điểm đã không có biện pháp tra xét Từ Xuân hỏi Hiện tại cái kia hương là tình huống như thế nào? Cảnh sát là ở ân tiểu phong 22 tuổi khi mới chú ý tới cái kia hương vấn đề Hiện tại đã Thái Bình Năm đó khai triển trừ ác tập chuyên nghiệp đã kích Vài cái hương trấn đều bị chỉnh đốn Bác sĩ Mãn nói chúng ta viện tiếp thu không ít cảnh sát giải cứu hương dân, Tiểu Phong là tính nguy hiểm tối cao một cái. Ở từ Xuân Nhận Tri, ân Tiểu Phong người như vậy mặc dù ở tiếp thu trị liệu sau tình huống trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp, địa phương cảnh sát cũng có trách nhiệm đem này đặt giám thị dưới, tùy thời hiểu biết này tâm lý tinh thần trạng huống, càng không ứng phóng này rời đi thành phố Lương Hệ, đi ngàn dặm ở ngoài thành phố Đông Nghiệp xuất gia. Nhưng người đã thả, lại đi phía trước truy cứu đã không có ý nghĩa. Từ Xuân hỏi, ân Tiểu Phong là khi nào xuất viện? Lúc ấy tình huống của hắn thế nào? Tiểu Phong ở chúng ta nơi này đã 3 năm, 25 tuổi khi xuất viện, bác sĩ mãn dắt ra một cái tươi cười, xuất viện khi hắn đã là cái người bình thường, có thể cùng người giao lưu, không hề động bất động liền tưởng đánh người, có thể giảng đạo lý, sinh hoạt hàng ngày cũng không có vấn đề. Bất quá ám ảnh tuổi thơ vẫn là ở, hắn không thích nói chuyện, so với náo nhiệt, càng thích một người đợi từ xuân nhất thời nghĩ tới cái gì hắn chán ghét náo nhiệt chán ghét bác sĩ mãn nghĩ nghĩ gật đầu xác thật xem như chán ghét đi tiểu phong xuất viện sau không lâu kỳ thật đã xảy ra một sự kiện Người tới chúng ta nơi này hẳn là đã cảm nhận được chúng ta nơi này thực an tĩnh từ xuân gật đầu tiểu phong thói quen loại này an tĩnh không bị quấy rầy sinh hoạt trở lại xã hội trung cảm thấy thực không thói quen trở về tìm ta nói muốn lưu tại trong viện sinh hoạt. Bác sĩ mãn nói, lúc ấy ta thực dãy dụa, một phương diện ta nhất hiểu biết tiểu phong thống khổ, cũng muốn đem hắn lưu tại tầm mắt phạm vi trung, tùy thời chiếu cố hắn, một phương diện lại cảm thấy, hắn như vậy tuổi trẻ, hẳn là đi ra ngoài, nếu vẫn luôn lưu lại nơi này. Hắn liền vẫn luôn là cái người bệnh, hắn bị hơn. 20 năm khổ, là thời điểm có một cái bình thường nhân sinh. Từ Xuân nói, sao lại đâu? Ngươi cự tuyệt ân tiểu phong, quan sát quá hắn biến hóa sao nghe vậy bác sĩ mãn mặt mày toát ra dày đặc vẽ xấu hổ đem tiểu phong khuyên ly lúc sau không lâu ta nhận được thủ đô nhiên tu mời vừa đi chính là nửa năm sau khi trở về mới biết được tiểu phong đã không ở thành phố lương hề ta cùng hắn như vậy mất đi liên hệ minh thứ nắm di động càng nghe biểu tình càng ngưng trọng từ xuân ở điện thoại bên kia nói minh đội ân tiểu phong bệnh có lẽ căn bản không có chữa khỏi hắn lựa chọn xuất gia, rất có thể là bởi vì thích ứng không được náo nhiệt. Hắn cũng chưa về bệnh viện tâm thần, chùa miếu là hắn có thể tìm được, nhất an tỉnh địa phương. Này hai ba năm đột nhiên xuất hiện đại lượng du khách quấy rầy hắn này phân an tỉnh, mà này đó du khách lại là không mân cái này võng hồng mang đi, ân tiểu phong có sung túc gây án động cơ. Đến nỗi gây án năng lực, Minh Thứ Hoảng Thanh nói, ân tiểu phong từ nhỏ tiếp thu vũ lực huấn luyện, hiển nhiên cũng có. Hơn nữa hắn hoạn có tinh thần phân liệt, loại bệnh tật này nghiêm trọng thời điểm sẽ xuất hiện hành vi, nhận tri chướng ngại, này cũng có thể giải thích, không mân vì cái gì ở bị bóp chết mấy ngày sau, mới bị phanh thay. Bất quá hiện tại này đó đều chỉ là chúng ta suy đoán, không có lấy được chứng cứ phía trước, còn không thể dễ dàng có kết luận. Nằm tên Tăng Nhân Trung, ân Tiểu Phong là lời nói ít nhất một vị. Mặc kệ thẩm vấn hắn chính là ai, hắn ánh mắt đều không có mảy may thay đổi, luôn là mờ mịt, chất phát, tự nhiên nghe không hiểu đối diện người đang nói cái gì, thậm chí không biết đối diện có người. Minh Thứ ở máy theo dõi trong được vẫn không nhúc nhích Ân Tiểu Phong, trong đầu lọc phá cục ý nghĩ. Nếu Ân Tiểu Phong xác thật là hung thủ, dụng tâm lý chiến thuật làm hắn thừa nhận hành vi phạm tội vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Nhưng đây là cái có nghiêm trọng tinh thần bệnh tật người, không đến vạn bất đắc dĩ, Minh Thứ không nghĩ dùng loại này phương pháp. Chứng cứ đâu, chứng cứ ở nơi nào? vẫn là ở ân tiểu phong là hung thủ tiền đề thành lập dưới tình huống đem khâu mân kiếp đi nha đầu sơn chính là hồng truyền phi ân tiểu phong có thể tổng quân hỏa kho mang đi khâu mân kia tất nhiên đối hồng truyền phi hành tung cực kỳ quen thuộc không cũng có khả năng là ân tiểu phong cũng không biết hồng truyền phi chỉ là trường kỳ quan sát khâu mân mà theo dõi con mồi bỗng nhiên bị một cái khách không mời mà đến tiệc hồ theo dõi bí mật quan sát đối ân tiểu phong tới nói không phải cái gì chuyện khó khăn hồng truyền phi đem khâu mân mang đi khi ân tiểu phong một đường theo đuôi đến nha đầu sơn ở hồng truyền phi đánh đã ghiền lúc sau mới tiến vào kho vũ khí nhưng ân tiểu phong một cái tăng nhân là như thế nào tra được khâu sơn võng miên chính là khâu mân ân tiểu phong không có xe từ thủ tuyền trấn đến thành phố đông nghiệp chủ thành chỉ có thể thông qua tư xe chuyển giao thông công cộng phương thức hắn là như thế nào thần không biết quỷ không hay đem khâu mân đưa tới kỳ nguyệt sơn muốn sát khâu mân nhất phương tiện chính là ở kho vũ khí, ngay tại chỗ giải quyết, đến lúc đó cảnh sát liền tính tra, cũng chỉ có thể tra được hồng truyền phi trên đầu. Ân tiểu phong mạo hiểm đem khâu mân lộng tới kỳ nguyệt sơn, là vì hoàn thành nào đó nghi thức. Minh Thứ lắc đầu, lại lần nữa nhắc nhở chính mình, ân tiểu phong hoạn có tinh thần phân liệt. Mạnh mẽ phân tích một cái tinh thần phân liệt người bệnh hành vi lo di, còn không bằng kiên định tìm kiếm này đem khâu mân từ nha đầu sơn chuyển dời đến kỳ nguyệt sơn sở lưu lại dấu vết để lại. Tra thủ tuyền trấn tiệm nét, dịch phi nói, ân tiểu phong là ở tiệm nét hiểu biết đến khâu mân tin tức. Minh thứ mở ra di động loa, bằng không hắn còn có cái gì con đường. Kỳ nguyệt sơn lên mạng rất kém cỏi, ân tiểu phong di động cũng thực sạch sẽ, hắn chỉ có thể đi tiệm nét. Dịch phi nói, hành, ta đây liền đi trong trấn sở hữu tiệm nét bài tra khác đâu có cái gì cùng nhau giao đãi minh thứ cười thanh ngươi không chê vội à ta chỉ nghĩ chạy nhanh đem án tử phá dịch phi lo lắng nói sợ là sợ hung thủ không phải này năm người trung bất luận kẻ nào vạn nhất thật là cái liên hoàng hung thủ liền phiền toái nếu ân tiểu phong không phải hung thủ nhanh chóng đem hắn hiềm nghi bài trừ cũng hảo minh thứ tán đồng còn có phải tra giao thông theo dõi chùa hải kính không có xe ân tiểu phong không có khả năng khiêng khâu mân đi làm giao thông công cộng vậy chỉ còn lại có một loại khả năng hắn đáp chính là người nào đó tư xe này khối bài tra ngươi trước đừng động ta tới an bài người dịch phi nói nhưng liền tính khâu mân nghiêm trọng vận mê cũng là một cái người trưởng thành a ân tiểu phong cổng như vậy trầm trọng thả thật lớn tay nải như thế nào dễ dàng nhờ xe người thường không dễ dàng nhưng ngươi đừng quên ân tiểu phong là cái hòa thượng minh thứ nói Ngươi là nói, ngươi ăn mặc tăng bào đón xe, dịch phi kinh ngạc nói, lá gan cũng quá lớn. Minh Thứ nói, nếu thật là như thế, nhưng thật ra cho chúng ta điều tra cung cấp một ít phương tiện. Ở thẳng tháng 27 năm trước hành vi phạm tội lúc sau, Lưu Tuế không hề giống phía trước giống nhau nói gần nói xa. Bị hỏi cặp ân Tiểu Phong ở chùa Hải Kính tình huống khi, Lưu Tuế nói, ân Tiểu Phong thường xuyên tại tiền viện quét rác, nhưng nếu không có quét rác, liền cơ hồ không thấy được ân tiểu phong người ở không thấy được người trong khoảng thời gian này ân tiểu phong đến tột cùng có ở đây không chùa hải kín không ai biết được ta hướng các ngươi cung cấp manh mối các ngươi có thể hay không nhìn đến ta nhận tội thái độ tốt đẹp lại phối hợp điều tra phân thượng không cần truy cứu đường viễn trách nhiệm lưu tuế trong mắt hàm chứa thỉnh cầu đường viễn thật là vô tội năm đó sự ta không có cùng hắn thương lượng quá đều là ta tự chủ trương Minh Thứ nhìn chầm chầm Lưu Tuế, một ít lời nói đã lười đến nói ra. Một cọc án mạng che giấu 27 năm, cái gọi là nhận tội thái độ tốt đẹp là ở đã bị cảnh sát điều tra tiền đề hạ. Quả thật, Lưu Tuế cùng đường viễn trải qua 27 năm dày vò. Nhưng phàm là bọn họ thật sự có ăn năn chi tâm, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ mới thẳng thắn hết thảy. Lưu Tuế chiêu là bởi vì đường viễn đem hắn cung ra tới. Đường viễn chiêu, là bởi vì chính mình đều không phải là hung thủ. Tiền đạt chiêu là bởi vì bị vợ trước lấy ra chứng cứ chỉ ra và xác nhận. Hôn nội xuất quỷ, giết người, đúc lót nhận hối lộ, không ai nên bị tha thứ. Ân Tiểu Phong vẫn là cái gì cũng không chịu nói, trầm ổn nếu vùng núi ngồi ở phòng tra hỏi. Vãn chút thời điểm, thủ tuyền trấn truyền đến tin tức, Ân Tiểu Phong từng trường kỳ ở một nhà tên là Anh Hùng Vô Địch tiệm nét lên mạng võng quản điều tra ân tiểu phong cuối cùng một lần xuất hiện khi theo dõi ký lục lúc ấy là mười nguyệt hai hào ân tiểu phong ăn mặc người thường quần áo tiến vào tiệm nét thường hai cái giờ võng hắn lên mạng làm chút cái gì ta nơi này thật sự là tra không đến liền cái này theo dõi lập tức đều phải che che lại võng quản nói bất quá hắn tới rất cần luôn là ở ban ngày ít người thời điểm tới ngồi ở góc nếu bên cạnh có người hắn sẽ yêu cầu đổi máy liền ở bài tra tiệm nét khi Dịch phi ngoại ý muốn được đến một khác điều manh mối Trái cây bán sĩ thị trường người bán trong trương trang Đem nhà mình mini bút mượn cho ân tiểu phong Hắn, hắn là hòa thượng A Ta này, này sinh ý không, không hảo làm Mượn cho hắn dính điểm phúc vận Không, không được A Trương trang là cái nói lắp Nói một lời mặt nghẹn đến mức đỏ bừng Hắn lại, lại không phải không còn Xe ở nơi nào, dịch phi lập tức hỏi Trương trang dọa nhảy dựng chỉ phải mang theo cảnh sát hướng nhà mình trong viện đi, liền, liền này. Ngừng ở trong viện chính là một chiếc màu xám mini bus Trên thân xe tất cả đều là nước bùn, ít nhất có 10 ngày không có rửa sạch qua. Nhưng 10 ngày phía trước, không, ở đêm khâu mân kéo trở về lúc sau, ân tiểu phong nhất định rửa sạch quá này chiếc xe. Còn có thể tìm ra dấu vết sao, dịch phi hỏi tiêu mãn. Tiêu mãn đã mang theo thăm dò rương lên xe, ta đem hết toàn lực. Ở kiểm nghiệm dấu vết ra kết quả phía trước, Minh Thứ đã đi qua giao thông bộ môn tra được, ân tiểu phong mượn mini bus 7 lần xuất hiện ở tú nhạc viên tiểu khu phụ cận. Mười nguyệt 4 ngày, ân tiểu phong lái xe rời đi thủ tuyền trấn, đi trước thành phố Đông Nghiệp, lại lần nữa đi vào khâu mân gia phụ cận. Buổi tối, mini bus xuất hiện ở nhà đầu Sơn Hạ một chỗ công cộng theo dõi trung. Xe bị rửa sạch đến phi thường sạch sẽ, tiêu mãn trong mắt thần thái rõ ràng nhưng là ta còn là ở bên trong xe khe hở trung lấy ra tới rồi vi lượng vết máu trải qua DNA so đối xác nhận thuộc về khâu mân mặt khác từ bánh xe trung lấy ra đến còn sót lại thổ nhưỡng đã xác minh cùng nha đầu sơn chân núi thổ nhưỡng nhất trí phòng tra hỏi ta vì cái gì muốn xác khâu mân nhìn một bàn chứng cứ ân tiểu phòng rốt cuộc có chút phản ứng nhưng này đó phản ứng là cực chậm thời gian chảy xuôi đến trên người hắn giống như liền giảm tốc hết thảy đều thành chậm động tác ta vì cái gì muốn sát khâu mân hắn lặp lại một lần lại là bỗng nhiên mỉm cười bởi vì là hắn làm cái này thanh tĩnh địa phương trở nên ầm ý cái này địa phương chỉ hiển nhiên chính là kỳ nguyệt sơn minh thứ nói ngươi rốt cuộc chịu nhận tội ân tiểu phong có vẻ thực khó hiểu nhận tội khâu mân có phải hay không ngươi chết minh thứ ánh mắt dị thường chuyên chú ngươi bởi vì niên thiếu khi trải qua đối náo nhiệt địa phương phi thường phản cảm kỳ nguyệt sơn vốn là một cái lý tưởng nơi cư trú nhưng từ trước năm bắt đầu vừa đến mùa thu du khách liền một năm sau một năm nhiều ngươi hận những cái đó quấy rầy ngươi du khách càng hận những cái đó đem du khách đưa tới kỳ nguyệt sơn người thật lâu sau ân tiểu phong nói kỳ thật ta nhất muốn làm là một phen hỏa đem trên núi cây bạch quả tất cả đều thiêu hủy nhưng nếu làm như vậy chùa hải kính cũng liền không có mỗi ngày đều có rất nhiều người xông tới, không chỉ có đạp hư chùa chiền, còn cưỡng bách ta bội bọn họ chụp ảnh, ta hận không thể bóp nát bọn họ xương cốt. Minh Thứ Lực nhăn lại mi. Bằng ân tiểu phong bản lĩnh, nói không chừng thật có thể làm được. Có người nói cho ta, là một cái kêu khâu sơn võng miên người đề cử nơi này, ân tiểu phong nói chuyện đức quảng, như là không có khí lực giống nhau, một câu nói xong, thường thường phải đợi vài phút mới nói tiếp theo câu. Minh Thứ hỏi, là ai? Ân Tiểu Phong ngẩng đầu, vọt vào chùa chiền người. Minh Thứ nói, cho nên ngươi liền đi tra cái này võng danh sau lưng chính là ai. Ta đã thấy hắn, Ân Tiểu Phong lời mở đầu không đáp sau ngữ, ta đi hắn gia môn khẩu vừa thấy, liền biết tìm đúng rồi. Đem khâu mân từ nha đầu sơn mang đi chính là ngươi. Là ta, hắn sắp chết, cầu ta cứu hắn, Ân Tiểu Phong nói cười rộ lên, ta vì cái gì muốn cứu hắn. Ta muốn cho hắn chết ở kỳ Nguyệt Sơn đây là minh thứ phía trước không nghĩ thông suốt địa phương nếu ân tiểu phong ở kho vũ khí bóp chết khâu mân này án tử liền cơ hồ không có biện pháp tra xét đúng là bởi vì ân tiểu phong đem khâu mân mang về kỳ nguyệt sơn mới để lại mấu chốt chứng cứ có thể hay không có người ở sau lưng dẫn đường ân tiểu phong khâu mân cần thiết chết ở kỳ nguyệt sơn lý do là minh thứ hỏi ân tiểu phong lại lộ ra cái loại này khó hiểu biểu tình lý do không có lý do gì có là cái gì là hắn hại ngọn núi này hắn hẳn là chết ở trên ngọn núi này hướng ngọn núi này tạ tội nhìn máy theo dõi phương viễn hàn bị chính mình nước miếng cấp sặc có bệnh đi hình mục nói ân tiểu phong vốn dĩ liền có bệnh phương viễn hàn nghiêm mặt nói không đúng ta đột nhiên cảm thấy thực mâu thuẫn hình mục hỏi nơi nào mâu thuẫn giết hại không ân chính là ân tiểu phong vật chứng nhân chứng khẩu cung đầy đủ hết nhưng là chúng ta phía trước suy đoán là giết hại lữ thần triệu tư nhạn hung thủ chính là giết hại khâu mân hung thủ phương viễn hàng nói hình mục gật đầu hung thủ tâm tư kín đáo vì lầm đạo cảnh sát mới cố ý đem lữ thần triệu tư nhàn thi thể bãi thành cái loại này tư thế phản trinh sát ý thức phi thường cao siêu phương viễn hàng nói ân tiểu phong là cái tinh thần phân liệt người bệnh ta không phủ nhận hắn cũng có nhất định phản trinh sát ý thức nhưng từ hắn nhận tội tình huống, cùng với nhất định phải đem khâu mân mang về kỳ nguyệt sơn ý tưởng tới xem. Ta cảm thấy hắn làm không ra cố tình làm đạo cảnh sát điều tra ý nghĩ loại sự tình. Này! Phương Viễn Hàn có thể nghĩ đến vấn đề, mình thứ đương nhiên cũng nghĩ đến. Hắn ngón trỏ ở thẩm vấn trên bàn điểm điểm, hỏi, người đem khâu mân mang về kỳ nguyệt sơn lúc sau, là dùng đôi tay đem hắn bóp chết. Ân tiểu phong gật đầu, còn nâng nâng chính mình tay, thực dễ dàng. Minh Thứ hỏi lại, ngươi đem hắn ngay tại chỗ vùi lấp. Ân Tiểu Phong lại lần nữa gật đầu. Minh Thứ nói, kia mười nguyệt mười ba hào buổi tối, ngươi lại lần nữa lên núi, đem khâu mân phanh thay. Ân Tiểu Phong nửa hé miệng, phanh thay. Phương Viễn Hàng cùng hình một gắt gao nhìn chầm chầm máy theo dõi. Minh Thứ nói, giết hại lữ thần triệu tư nhạn có phải hay không ngươi? Ta vì cái gì muốn sát các nàng, ân Tiểu Phong nói, các nàng là nữ nhân. Từ Xuân cũng chính nhìn theo dõi, nhẹ giọng nói, bác sĩ mãn cùng ta nói rồi một cái chi tiết, ân tiểu phong tiếp thu trị liệu khi, chỉ cần thần trí thanh tĩnh, liền rất chiếu cố nữ tính. Ở hắn kia lạc hậu nông thôn tập tục trung, nữ nhân là nam nhân phụ thuộc phẩm, hẳn là được đến nam nhân bảo hộ. Minh thứ hít một hơi. Nếu giết hại lữ thần triệu tư nhàn không phải ân tiểu phong, vậy thật cấp tiêu ngộ an nói trúng rồi. Phanh thầy có khác một thân, nhưng người nọ lại như thế nào biết ân tiểu phong giết chết khâu mân? Như thế nào biết khâu mân bị chôn ở nơi nào? Càng mấu chốt chính là, người nọ đem khâu mân đào ra phanh thay nguyên nhân là cái gì? Bóp chết khâu mân người, cùng ở lữ thần triệu tư nhạn chết thượng làm văn người, tra được cái này phần thượng nếu còn muốn đem này quy về một người, kia người này không khỏi quá mức phân liệt. Phân liệt Minh Thứ trong đầu vừa động, rồi lại nghĩ đến ân tiểu phong tuy là tinh thần phân liệt, lại phi nhân cách phân liệt. Nếu là ân tiểu phong nhân cách phân liệt, nhưng thật ra có thể giải thích hai loại hoàn toàn bất đồng hành sự lo di. Nhưng nhân cách phân liệt trường hợp, ở trong hiện thực thật sự là quá ít thấy. Nhưng nếu ấn tiêu ngộ an ý tưởng, giết người cùng phanh thay các có một thân, kỳ thật cũng nói không lớn thông. Bởi vì một khi tra lên, phanh thay giả tội danh là vũ nhục thi thể, cái này phanh thay người cần thiết bởi vậy giết hại lữ thần triệu tư nhạng. Minh Thứ nhìn về phía ân tiểu phong, ân tiểu phong bình tĩnh mà nói, ta chỉ giết một người, chính là khâu mân. Nào có như vậy nhiều hai nhân cách. Mơ mơ màng màng hô lên này một câu, Minh Thứ liền mở bừng mắt. Trước mắt, không phải tổ trọng án kia sáng ngời lại chật chội phòng tra hỏi, chính mình cũng không có ngồi ở trắng chắc cứng trắng ghế trên. Trần nhà tường kép đèn tường tản ra tông màu ấm u quang, cửa sổ sát đất hơn phân nửa bị dày nặng bức màn che khuất, hết thảy bài trí gọn gàng ngăn nắp, chung quanh thực an tĩnh, lại không phải cái loại này không hề tức giận an tĩnh. Đây là hắn cùng tiêu ngộ an gia. Tỉnh, liền ở minh thứ từ trên sofa ngồi dậy khi, tiêu ngộ an từ trong thư phòng ra tới, xuyên chính là thu mùa đông thêm hậu ở nhà phục, bên ngoài còn khoác kiện màu xám nhạt mỏng áo lông. Minh thứ cúi đầu nhìn xem, chính mình cùng tiêu ngộ an xuyên chính là cùng khoảng ở nhà phục. Đầy bộ quần áo là mới lấy ra tới, Phía trước hai người ở nhà xuyên vẫn là hạ mùa thu tiết mỏng khoảng áo ngủ, lần này trở về, tiêu ngộ an liền đem hậu quần áo tìm đến. Này cũng coi như đãi ở tiêu ngộ an bên người mới có phúc lợi. Đi phía trước minh thứ một người ở thành phố đông nghiệp sinh hoạt khi, tủ quần áo tuy rằng xuân hạ thu đông ở nhà phục đều có, nhưng mới vừa đổi mùa khi lười đến tìm, thế nào cũng phải lạnh đến không được, mới dây dư dây cà tìm quần áo, có khi còn cố ý cấp tiêu ngộ an gọi điện thoại, hỏi, ca, Ngươi biết ta kia bộ ô vuông áo ngủ để chỗ nào rồi sao? Vài giờ, Minh Thứ duỗi người, đầu óc không quá thanh tĩnh. Vừa rồi hắn ở trong mộng tiếp tục thẩm ân tiểu phong tới, ân tiểu phong lúc ban đầu chỉ thừa nhận giết khâu mân, không thừa nhận giết lữ thần cùng triệu tư nhạn, sau lại cảnh sát tìm được tân chứng cứ, ân tiểu phong không thể không nhận tội, nhưng lại nói chính mình hoạn có hai nhân cách, giết hại lữ thần triệu tư nhạn chính là một nhân cách khác, cùng hắn không quan hệ. Mới một giờ, Tiêu Ngộ An đến gần, tay ấn ở Minh Thứ đỉnh đầu, không nhẹ không nặng mà xoa nhẹ vài cái. Minh Thứ thoải mái mà trên một tiếng, ngữ khí mềm đi xuống, mới một giờ a à. Ta còn tưởng rằng mau trời đã sáng. Không lâu trước đây bọn họ từ thị cục trở về, hắn qua loa tắm rửa một cái, liền phòng ngủ đều lười đến hồi, ở trên sofa ngã đầu liền ngủ. Về nhà phía trước ở thẩm ân tiểu phong, khai học phân tích vụ án, về nhà lúc sau cư nhiên còn ở trong mộng tra án tử, này giác ngủ đến chính là không yên phận, tỉnh ngủ như cũ cảm thấy mỏi mệt. Bất quá tốt xấu là mị một trận, tinh thần so tắm rửa lúc ấy hảo rất nhiều. Có đói bụng không? Tiêu ngộ an hỏi. Minh Thứ sờ soạn dạ dày, nhớ tới buổi tối liền ăn cái bánh, vì thế dơ lên mặt, cầm ở tiêu ngộ an bụng chọc hai hạ, nguyên lai like ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được, là đang đợi ta tỉnh lại, cho ta làm ăn khuya a tiêu ngộ an ở minh thứ trên trán chụp hạ tưởng bở minh thứ hướng phòng bếp phương hướng nhìn nhìn còn khoa trương mà ngửi hạ xác thật không ngửi được cái gì mùi hương thông thường tiêu ngộ an nếu phải cho hắn làm ăn khuya phòng bếp nhất định sớm liền nấu hầm cái gì thế nhưng không có ăn khuya sao minh thứ đứng dậy đem tiêu ngộ an eo vòng lấy ta bạch tỉnh ta ca không đau ta tiêu ngộ an cười thanh âm trầm thấp mang theo điểm nhi mỏi mệt khang khàn ngươi mệt, ta liền không mệt a. À. Muốn ăn cái gì, ta điểm cơm hộp. Minh Thứ bỗng nhiên có điểm đau lòng. Nếu không phải thật sự quá mệt mỏi không nghĩ động, tiêu ngộ An nhất định sẽ cho hắn làm ăn khuya, một chén mì, hoặc là một chén sủi cảo đều được. Ca, Minh Thứ âm cuối kéo trường, mặt chôn ở tiêu ngộ an thượng bụng, khác lời nói cũng không nghĩ nói, tự như lại trong chốc lát. Tiêu ngộ an tùy ý hắn ôm, một tay tùy ý mà nhéo hắn sau cổ, một tay đã cầm di động bắt đầu điểm cơm hộp, muốn ăn thanh đạm vẫn là khai vị. Đều phải, Minh Thứ Thanh âm buồn ở tiêu ngộ an trong quần áo, nghe đi lên có điểm ông, nhiều điểm mấy thứ, ta hiện tại đói khổ lạnh lẽo. Sau trên cổ lực đạo trọng vài phần, Minh Thứ bị niết đến tương đương thoải mái, hoàn toàn không nghĩ động. Tiêu ngộ an điểm xong, cũng ngồi ở trên sofa, Minh Thứ nhân thể gối lên tiêu ngộ an trên đùi, lại là lại đã ngủ. Lúc này hảo, trong mộng không tiếp tục thẩm ân tiểu phong Cũng không phí công cố sức tìm manh mối Ngủ đến thành thật kiên định Đáng tiếc không ngủ bao lâu Cơm học viên liền gọi điện thoại tới Ta đi lấy tiêu ngộ an nói Nhất vừa lòng gối đầu lưu Minh thứ cũng chỉ đến lên Cửa mở môn quan lúc sau Tiêu ngộ an dẫn theo hai cái túi tiến vào Nhiều như vậy Minh thứ không khỏi nhấp hạ miệng Đi cầm chén đổ cùng nước trái cây Tiêu ngộ an một bên đem cơm hộp hộp lấy ra một bên phân phó Minh Thứ. Hảo Lạc, Minh Thứ lập tức hướng phòng bếp đi đến, đinh linh len ken tẩy hảo chén đũa, lại ở tủ lạnh lấy ra một lọ hàng sử dụng thực đoạn mới mẻ nước trái cây. Kỳ thật tủ lạnh còn có rượu, nửa đêm thêm cơm tốt nhất đồ uống đương nhiên là rượu, nước trái cây quá tiểu nhi khoa, bất quá hắn cùng tiêu ngộ an đều có cái thói quen, điều tra án tử trong lúc, tuyệt không uống rượu. Cơm hộp hộp đã toàn bộ mở ra, thanh đàm có nắm dại xương sườn cháo, nước dừa bánh, tô thịt, khai vị có bạo xào heo đuôi, ván sắc mỹ ếch, cá hầm ớt, cuối cùng một cái hộp còn trang chân tốt cua lớn. Bốn con, một người hai chỉ, Minh Thứ cầm một con hỏi. Ngươi cũng có thể đem bốn con đều ăn, Tiêu Ngộ An nói. Minh Thứ thẳng nhạt, ăn ba con, cấp Tiêu Ngộ An lột một con. Này đảo không phải hắn đoạt thực, mà là Tiêu Ngộ An không yêu ăn cua lớn, này bốn con kỳ thật đều là điểm cho hắn. Ăn uống no đủ, Minh Thứ đem rác rưởi lấy ra đi ném, đầu óc thanh tĩnh không ít, lại bắt đầu cân nhắc án tử. Người phía trước ở kêu cái gì, tiêu ngộ an hỏi, ta liền nghe được cái, hai nhân cách. Minh Thứ đem chính mình mộng nói, hỏi, ca, ân tiểu phong hiện tại cự không thừa nhận đem khâu mân thi thể đào ra phanh thay, càng không thừa nhận giết hại lữ thần triệu tư nhạn. Ngươi xem qua thẩm vấn ký lục đi, hắn giống không giống như là ở nói dối. Tiêu ngộ an nói, ngươi chính là bởi vì điểm này, cho rằng Ân Tiểu Phong khả năng có một khác trọng nhân cách. Không phải ta cho rằng Minh Thứ Điểm Điểm chính mình huyệt thái dương nằm mơ mà thôi. Mộng là tiềm thức phóng ra, Tiêu Ngộ An nói, ở ngươi ngủ phía trước, nhất định hướng phương diện này nghĩ tới. Ta, lời này Minh Thứ nhưng thật ra phản bác không được, trên thực tế không chỉ có là ở ngủ trước, lúc ấy còn ở phòng tra hỏi khi, hắn liền nghĩ tới hai nhân cách này một khả năng, nhưng thực mau lại phủ định chính mình vậy ngươi nghĩ như thế nào minh thứ dần dần chính xác khâu mân sớm đã tử vong có người lại ở mười nguyệt mười bốn hào dùng khâu mân di động ở thủ tuyền trấn điểm quá cơm hộp cơm hộp viên xưng tiếp cơm chính là cái mang mũ lưỡi trai nam nhân người này đại khái xuất là ân tiểu phong nhưng ân tiểu phong nói không phải hắn kỳ nguyệt sơn phụ cận theo dõi thưa thất, tạm thời vô pháp xác định ân tiểu phong mười bốn hào hành tung giả thiết ân tiểu phong không có nói dối kia người này sẽ là ai là đem khâu mân phanh thay, cũng giết hại lữ, triệu cái kia hung thủ. Tiêu ngộ an nói, kỳ thật ngươi vừa rồi cái kia ý tưởng cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là hai nhân cách trường hợp quá ít, đem lữ thần triệu tư nhạn án tự đẩy đến ân tiểu phong một khác trọng nhân cách thượng, nếu hung thủ có khác một thân, vậy phiền toái. Thẩm vấn khi, ta là cùng ân tiểu phong mặt đối mặt, hắn những cái đó rất nhỏ phản ứng, ta cảm giác không giống như là ở nói dối. Ngươi cùng hình ca cũng đều cho rằng giết hại khâu mân cùng phanh thay không phải cùng cá nhân, nhưng ta tưởng không rõ, nếu không phải cùng cá nhân, người sau động cơ rốt cuộc là cái gì, minh thứ ông chính mình chân, mặc kệ là đem khâu mân phanh thay, vẫn là giết hại lữ thần triệu tư nhạn, người này động cơ đều quá mơ hồ. Còn có kia 10 cái đinh sắt, ân tiểu phong thực dễ dàng là có thể lấy được đinh sắt, nhưng ân tiểu phong nói hắn không biết cái gì đinh sắt cùng ân tiểu phong giống nhau dễ dàng được đến đinh sắc chính là chùa hải kính mặt khác bốn người nhắc tới kia bốn người minh thứ đột nhiên thấy đau đầu khác chùa chiền tiếp nhận đều là người lương thiện này chùa hải kính tiếp nhận tất cả đều là có vấn đề người tiêu ngộ an nói sở tính cũng tra ra vấn đề này thật không có minh thứ nói sở tính tình huống nhất đặc thù chúng ta hiện tại nắm giữ chính là hắn từng ở nước ngoài động qua trái tim giải phẫu xuất gia phía trước cùng sở lâm hùng bốn cái nhi tử đặc biệt là nổi bật nhất kính sở khánh tranh đấu gay gắt sở khánh năm đó còn không bằng hắn mà sở lâm hùng cũng càng ưu ái hắn này đó manh mối cùng án tử nhìn không ra có quan hệ gì nhưng ta tổng cảm thấy sở tính ở che giấu cái gì hắn phóng rất tốt tiền đồ xuất gia không có khả năng chỉ là cái gọi là khám phá hồng trần nói minh thứ bắc phía dưới Bất quá ta phỏng chừng này đại khái suất là cùng sở thị gia tộc tranh đấu có quan hệ. Ấn lấy được đinh sắc khả năng tính tới nói, Phương Bình Húc, sở tính, lưu tuế, đường viễn đều có cơ hội, tiêu ngộ an đem tay đáp ở minh thứ trên vai, lưu tuế thừa nhận 27 năm trước từng giết hại một người, thả là nữ tính, hắn có thể hay không bởi vì cùng đường viễn vô pháp bị thế tục tiếp thu, liền trước sau cừu thì nữ tính. Đường viễn gây án khả năng cùng lưu tuế so sánh với, tương đối so thấp, đến nỗi phương bình húc hắn từ nhỏ tính cách vặn vẹo vài tuổi khi liền từng thiếu chút nữa giết hại chính mình dưỡng phụ mẫu thân sinh nữ nhi hiện tại hắn làm ra bất luận cái gì xấu sự đều phù hợp hắn tính cách đặc thù đến nỗi sở tính người này xác thật giống che chở một tầng sương mù mình thứ nhắm hai mắt không nói chuyện nhưng nếu chỉ nhìn chằm chằm này bốn người nói ý nghĩ đã bị hạn chế ở tiêu ngộ an chuyện vừa chuyển chớ quên đinh sắt nguyên bản đặt ở hậu viện trong thiện phòng dễ dàng nhất lấy được đinh sắt kỳ thật là đã mất tích khuy trần minh thứ sống lưng căng thẳng mặt khác những cái đó quen thuộc chùa hải kính khách hành hương rời đi chùa hải kính mặt khác vài tên tăng nhân cũng đến mau chóng tìm được tiêu ngộ an nói mấy ngày nay chúng ta trọng tâm đều đặt ở chùa hải kính năm người thượng hiện tại ân tiểu phong nếu đã nhận một cọc hành vi phạm tội kia điều tra phạm vi nên phô khai không cần quá độ toản khả năng Vẫn là không có khả năng Bất luận cái gì sự kiện đã xảy ra Nó cũng đã là tất nhiên tồn tại Minh bạch sao Minh thứ gật đầu, minh bạch Nói xong, cổ đã bị một cái lực chế trụ Minh thứ chuẩn bị không kịp Lập tức bị ấn vào đệm chăn Tiêu ngộ an đem đầu giường đèn tắt đi Ngủ đi, đừng nghĩ Hừng đông lúc sau còn có đến ngươi vội Minh thứ vốn định nói chính mình hiện tại không có ngủ ý còn có thể đầu óc gió lốc một chút, đã bị ông tiếng quen thuộc ông ấp trung. Hắn thoải mái mà hừ một tiếng. Tiêu ngộ an ở bên tai hắn nhẹ nhàng một hôn, mệnh lệnh nói, ngủ. Ngày kế, mặc dù chỉ ngủ thiếu thiếu mấy cái giờ, Minh Thứ vẫn là tinh thần phấn chấn đi vào cục hình trinh. Trải qua một đêm, ân tiểu phong vẫn cứ không có thay đổi khẩu cung. Ta không có khoảnh khắc hai người. Ta không biết cái gì đinh sắc ta không có cấp khâu mân phanh thay. Di động. Đã sớm cùng quần áo cùng ném. Ta vô dụng khâu mân di động đến quá cơm hộp. Minh thứ nghĩ tiêu ngộ an ngủ trước cho hắn lời nói, bất luận cái gì sự kiện đã xảy ra, nó cũng đã là tất nhiên tồn tại. Từ lo giết thượng biện luận nó hay không hợp lý đã không có ý nghĩa, bởi vì nó đã sớm đã xảy ra. Tư tú hình cảnh lúc này nên làm là tìm ra nó không hợp lý biểu tượng hạ kia hợp lý chân tướng đem ân tiểu phong mang đi làm một hệ thống tinh thần giám định minh thứ giao đãi nhiệm vụ hiện tại không ở chùa hải kính tăng nhân trước kia cũng ở đồn công an đang quá nhớ đi tìm được bọn họ nhất nhất xác minh bọn họ thân phận khách hành hương liền phải phiền toái một ít chỉ có thể hướng sở tính nhóm người này tìm hiểu lúc này phương viễn hàn mang tới căn cứ các tăng nhân sở miêu tả chế tạo ra tới khuy trần bức họa nhìn không ra cái gì đặc điểm phương viễn hàn nói Bất quá này trương bức họa mức độ đáng tin vẫn là tương đối cao, bởi vì là căn cứ năm người miêu tả họa ra tới, không giống Long Thiên Hạo lần đó. Bức họa phát tới rồi mỗi danh đội viên di động thiết bị thượng, Minh Thứ nhìn chầm chầm nhìn một lát, ta như thế nào cảm thấy ở đâu gặp qua. Dịch Phi nói, vậy ngươi cẩn thận ngẫm lại. Minh Thứ hỏi, ngươi một chút ấn tượng cũng chưa. Dịch Phi lắc đầu, ta lại không phải một ngày 24 giờ đều cùng ngươi ở bên nhau, Ngươi gặp qua người ta liền gặp qua a? À? Không phải, Minh Thư nói, không phải cái loại này gặp qua. Ta liền cảm thấy gương mặt này rất thuộc. Thật lâu trước kia ở trên TV gặp qua. TV, Dịch Phi nhìn kỹ bức họa, diễn viên, Tiết Mục chủ Bá, quần chúng, chẳng lẽ là tội phạm bị truy nã? Minh Thư nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, không được, nghĩ không ra. Vẫn là trước ấn ta vừa rồi ý nghĩ đi điều tra, hiện tại bức họa ra tới liên hệ các truyền thông, Huy Trần mất tích đến không thể hiểu được, như thế nào đều đến đem người tìm ra. Lưu Tuế giết hại Chu Đình Đình một án đem thủ tuyền trấn toàn bộ cảnh vụ hệ thống đẩy đến một cái tương đương xấu hổ hoàn cảnh. Đúc lót chính là Lưu Tuế quá cố phụ thân, chủ yếu nhận hối lộ giả là đã cởi cảnh phục tiền đạt, nhưng năm đó phụ trách điều tra và giải quyết Chu Đình Đình một án không có một người thoát được can hệ. Yển đường biên tất nhiên Lưu có Lưu Tuế giấu chân, nhưng ở kết án báo cáo thượng rõ ràng minh bạch viết chỉ có chu định định một người giấu chân cho nên phán định vì trượt chân rơi xuống nước loại này sai lầm là thủ tuyền trấn sở hữu cảnh sát sĩ nhục trần án tất cứu nhưng hiện tại kỳ nguyệt sơn thượng sương mù thật mạnh một cọc án tử hung thủ xa lưới một khác cọc án tử chưa điều tra rõ đối thủ tuyền trấn đồn công an điều tra chỉ có thể tạm thời hoãn lại minh thứ lại lần nữa đi vào thủ tuyền trấn rõ ràng cảm thấy nơi này không khí cùng trước kia bất đồng những cái đó kiêu ngạo, không phối hợp cảnh sát đã bị điều đi, tân điều tới hiệp trợ điều tra cảnh sát đều thập phần chăm chỉ. Tồn tại với cảnh sát đăng ký tư liệu trung tăng nhân trừ ra sở tính chờ 5 người, còn có Thường Khánh Anh, Chữ Giang, Hồ Thành Y, Vương Lộ. Bốn người này ở gần 3 năm trước sau rời đi chùa Hải Kính, lý do đều là ra ngoài Vân Du. Vân Du, chiếu quá khứ cách nói chính là bốn biển là nhà, muốn đem Vân Du tăng nhân tìm đủ không phải một việc dễ dàng nhưng hiện tại cảnh sát đã nắm giữ bọn họ chuẩn xác cá nhân tin tức thông qua giao thông tiêu phí tra tìm tỏa định vị trí cũng không khó khăn nhưng vấn đề đúng lúc này xuất hiện kinh tra thế nhưng chỉ có nhất lớn tuổi hồ thành y trước mắt ở thành phố đông nghiệp hà nội hàng thử thôn dưỡng lão mặt khác ba người tung tích không rõ như thế nào lại là mất tích phương viễn hàng mau khuy trần ngoài miệng nói bế quan người lại sáng sớm liền không ở chùa hải kính này ba người nói vân du 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 liền không ảnh nhi. Một cái không ảnh nhi ta lý giải, ba người cũng chưa ảnh nhi, này không bình thường a. À. Thường Khánh Anh, năm nay 47 tuổi, lạc thành người, từng là xí nghiệp bạch lĩnh, năm năm trước ở chùa Hải Kính xuất gia, năm trước 12 nguyệt trời đi. Chữ Giang, 55 tuổi, thành phố đông nghiệp phong hương trấn người, từng là bò sữa tràng công nhân viên chức, 6 năm tiến đến đến chùa Hải Kính, năm trước mùa hè rời đi. Vương Lộ, 36 tuổi, thủ tuyền trấn người không nghề nghiệp cùng chữ gian giống nhau với 6 năm trước xuất gia năm nay mùa xuân xuống núi lạc thành phong hương trấn đều cùng thủ tuyền trấn liền nhau bọn họ lựa chọn chùa hải kính cũng không kỳ quái minh thư nhìn này ba người tư liệu một lát sau hỏi phương viễn hàn người đối tăng nhân so với ta hiểu biết bọn họ hiện tại xuống núi du lịch là giống trong tivi như vậy không mang theo tiền tài ven đường hóa duyên sẽ không phương viễn hàn lắc đầu sư phó Ngươi đừng đem đứng đắn tăng nhân nghĩ đến như vậy nguyên thủy, bọn họ có thân phận chứng có thể ngân hàng, không có thể ngân hàng ít nhất cũng có sổ tiết kiệm, cũng sẽ ngồi máy bay đáp cao thiết, tuổi trẻ còn sẽ dùng di động chi trả, không phải trong tivi cái loại này gõ cửa xin cơm. Minh Thứ nói, cho nên ít nhất, này một hai năm, bọn họ hẳn là lưu lại lấy khoản ký lục. Đúng vậy, Phương Viễn Hàng nói, xuống núi sớm nhất chữ Giang, hắn đều, Vân Du, đã hơn một năm, chúng ta lại bất luận cái gì về hắn tin tức đều tra không đến, chuyện này không có khả năng, trừ phi hắn đã chết. Minh Thứ nhướng mày nhìn Phương Viễn Hàng. Phương Viễn Hàng sửng sốt, ta nói sai lời nói. Minh Thứ lắc đầu, nếu ấn mất tích khả năng tính suy nghĩ, chữ Giang đã tử vong khả năng tính xác thật không nhỏ. Hơn nữa là rời đi chùa Hải Kính lúc sau, lập tức tử vong. Phương Viễn Hàng lưng sinh ra một mảnh mồ hôi lạnh, nguyên nhân đâu? Đầu tiên là chữ Giang, hiện tại đến phiên khuy trần. Không biết, Minh Thứ nói, nhưng đừng quên đường viễn bọn họ nói, chùa hải kính tăng nhân không có người lương thiện. Bọn họ toàn bộ là bởi vì nào đó mục đích mà rời đi cũng nói không chừng. Phương Viễn Hàng chính mình suy nghĩ một lát, ta hiểu được, xem ra chỉ có thể từ bọn họ bối cảnh tra khởi, xem bọn họ là bởi vì cái gì nguyên nhân đến chùa hải kính xuất gia, nói không chừng cùng Phương Bình hút sở tính những người này có cộng đồng chỗ. Tiền đồ, Minh Thứ cười cười, tầm mắt dừng lại ở hồ thành y trên ảnh chụp đã đăng ký tăng nhân trung chỉ có cái này hồ thành y hành tích xác định hơn nữa hắn rời đi chùa hải kính thời gian sau mặt khác ba người sớm rất nhiều ba năm trước đây cũng đã trở lại ở nông thôn tăng nhân tu phật mấy năm hoàn tục không ít nhưng phần lớn là thanh tráng niên rất ít có lão nhân ra hơn phân nửa đời gia bỗng nhiên hoàn tục về nhà hơn nữa theo chùa hải kính những người khác nói hồ thành y rời đi khi cũng không có nói chính mình hoàn tục lý do cùng mặt khác ba người giống nhau cũng là vân du như thế nào du đều không có du liền trở về ở nông thôn hồ thành y có lẽ biết chút cái gì minh thứ nói ta đi một chuyến hàng thử thôn phương viễn hàng vốn định đi theo đi lại bị minh thứ lệnh cưỡng chế lưu tại trong cục tiếp tục thẩm vấn phương bình hút đám người chữ giang ở chùa hải kính danh gọi ngộ phi cho nên sở tính đám người cũng đem hắn gọi là ngộ phi ngộ phi không có cùng ta cáo biệt Hắn cùng ta lại không thân Vì cái gì đặc biệt cùng ta cáo biệt Sở tính cười nói Ta còn là câu nói kia Trùng hợp ở cùng tòa trong chùa xuất gia mà thôi Không cần thiết đem lẫn nhau xem đến quá trọng yếu Phương Viễn Hàng hỏi Vậy ngươi như thế nào xác định ngộ phi là Vân Du đi Bằng không còn có thể đi làm gì Sở tính nói Đi xuống phiêu Ngươi liền không thể đứng đắn điểm Phương Viễn Hàng đều mau không biết giận Ngộ phi không có nói cho ngươi Hắn xuống núi mục đích là Vân Du. Ngươi cũng không có nhìn hắn rời đi chùa Hải Kính Sở tính cố ý đem phần lưng thẳng thắng Không có, có lẽ hắn đi thời điểm ta đang ngủ Phương viễn hàng hỏi Ta đây lần đầu tiên hỏi ngươi khi Hắn thực xác định mà nói cho ta Ngộ phi là đi, vân du Này thuyết minh ngươi trong đầu sớm đã có như vậy một cái nhận thức Sở tính cười Tiểu thẳng nam lại bắt đầu phân tích ta nơi này Nói, sở tính chỉ chỉ chính mình đâu Phương Viễn Hàng rốt cuộc tỉnh hạ tâm tới, không hề bị sợ tính những cái đó hoa hòe loẹ loẹt lời nói sợ ảnh hưởng, là ai nói cho ngươi, ngộ phi đi, vân du. Các ngươi hoài nghi người này, sợ tính bày ra tự hỏi tư thế, nhưng không ai biết hắn hay không thật sự ở tự hỏi. Và giây sau, hắn nói, ta hình như là từ ngộ thế chỗ đó nghe nói. Phương Viễn Hàng lại hỏi, kiên ngộ hồng, thường khánh anh, cùng ngộ hoàng, vương lộ, đâu? Bọn họ rời đi chùa hải kính khi, Ngươi đang làm gì? Ta cũng không biết, Sở Tín không sao cả nói, ta đều là nghe người khác nói, bọn họ xuống núi Vân Du đi. Phương Viễn Hàn lại hỏi Lưu Tuế, Đường Viễn, Phương Bình Húc, Ân Tiểu Phong, phát hiện một cái kinh người sự thật, bọn họ bốn người lại là không có một người tận mắt nhìn thấy đến chữ Giang, thường Khánh Anh, Vương Lộ rời đi, cũng không có chính tai nghe được bọn họ nói chính mình muốn đi Vân Du, đều là từ người khác, chỗ biết được mà tin tức ngọn nguồn ngược dòng lên, chỉ có thể là khuy trần đại sư. Phương Viễn Hàng càng nghĩ càng không thích hợp. Chùa Hải Kính không lớn, tiền viện một cái môn, hậu viện một cái môn, các tăng nhân hàng ngày xuất nhập đi đều là trước môn. Cùng tồn tại một cái trong chùa tu hành, mặc dù quan hệ lại kém, nói một hai câu lời nói hay là nên, chữ gian ba người nếu thật là xuống núi, vân du, phía trước tất nhiên đến tiến hành một ít chuẩn bị, sư huynh đệ chi gian lễ tiết tính mà đáp câu khang, không đạo lý chỉ nói cho khuy trần đại sư hơn nữa bọn họ rời đi khi tất nhiên từ trước viện trải qua ba lần đều không có bị sợ tính đám người nhìn đến chẳng lẽ bọn họ tránh mọi người ban đêm rời đi nhưng vì cái gì muốn làm như vậy xuống núi vân du lại không phải cái gì nhận không ra người sự có cái gì lý do đuổi ở ban đêm hoặc là từ hậu viện cửa nhỏ xuống núi chỉ có khuy trần biết mà khuy trần hiện tại cũng mất tích phương viễn hàng đột nhiên từ ghế trên nhảy dựng lên lập tức cấp minh thứ gọi điện thoại thành phố đông nghiệp hàng thử thôn bất đồng nông thôn có bất đồng phong mạo bởi vì tra án quan hệ minh thứ đi qua không đến được nông thôn hàng thử thôn là trong đó xây dựng đến tốt nhất chi nhất từng nhà đều là nhà kiểu tây trong thôn không thấy ống khói cũng không có rất nhiều thôn trang nơi chốn tràn ngập than đá vị mỗi nhà đều thông khí thiên nhiên gia điện đầy đủ mọi thứ đi phía trước đẩy cái bảy tám năm hàng thử thôn còn không phải cái dạng này sau lại gặp một lần hồng thủy đất đá trôi tai ương, toàn bộ thôn thổ phòng toàn phế đi, chính phủ hạ lệnh một lần nữa quy hoạch, đem hàng thử thôn chế tạo thành một cái loại nhỏ du lịch thôn xóm. Hiện tại trong thôn 90% thôn dân đều kinh doanh nông gia nhạc, hoàn tục tăng nhân hồ thành y là số lượng không nhiều lắm ngoại lệ. Hắn một mình một người ở tại trong thôn phân phối trong phòng, ở nhà mình trong viện loại chút đồ ăn, quá sắp xỉ ngăn cách với thế nhân sinh hoạt. Minh Thứ Thuyết Minh ý đồ đến, Hồ Thành Y chậm rãi thở dài một hơi. Người năm đó vì cái gì hoàn tục, Minh Thứ nói, ta nghe chùa Hải Kính Tăng Nhân nói, người trước khi rời đi, nói chính mình muốn đi, Vân Du. Ta là nói như vậy, Hồ Thành Y nói, bởi vì ta thật sự tìm không thấy một cái thích hợp lý do. Minh Thứ hỏi, vậy ngươi rời đi chùa Hải Kính chân chính nguyên nhân là cái gì? Thật lâu sau, Hồ Thành Y nhìn chân trời đám mây, nói, ta cảm thấy trụ trì giống thay đổi một người. Hồ Thành Y năm nay 65 tuổi, là sinh trưởng ở địa phương hàng thử thôn người, trong nhà nhiều thế hệ nghề nông, nguyên bản con cháu thịnh vượng, tới rồi phụ thân hắn kia đồng lứa, thúc bá lại từng cái chết sớm, không có lưu lại con nối giỏi, phụ thân hắn cũng chỉ có hắn một cái hài tử. Tuổi trẻ khi, nông thôn nhật tử không hảo quá, Hồ Thành Y không nghĩ đương nông dân, khăng khăng muốn đi ra ngoài lan bạc. Nhưng năm ấy đầu, trong thành cùng nông thôn cũng không nhiều ít phân biệt, đều khổ, đều gian nan. Hồ Thành Y xa rời quê hương, khắp nơi phiêu bạt, đường quá người chèo thuyền, đã làm người kéo thuyền, cùng trong nhà tin tức đoạn tuyệt, mười mấy tái hỗn xuống dưới, tiền không kiếm mấy cái, lại đem thân thể cấp háo suy sụp, một lần bị thương không được đến kịp thời trị liệu, thành cái người thọ. Hồ Thành Y mắt thấy chính mình tuổi không nhỏ, lúc này mới tính toán về quê nhà thảo cái bà nương sinh hài tử, kết quả một hồi gia, mới biết được cha mẹ đã qua đời, để lại cho hắn cằn cỗi mà cùng cũ nát phòng ở hắn cảm thấy bất hiếu cho cha mẹ thủ ba năm hiếu kết hôn tâm tư không có dốc sức làm tâm tư càng là không có đơn giản lại lần nữa rời đi quê nhà đi thủ tuyền trấn chùa hải kính xuất gia làm hòa thượng chùa hải kính tăng nhân không nhiều lắm thường trú chỉ có một gọi là khuy trần trụ trì còn có mấy cái dầu hết đèn tắt lão hòa thượng hồ thành y lúc ấy mới 33 tuổi là sở hữu tăng nhân tuổi trẻ nhất một cái, được cái tăng tên là Ngộ Thanh, mỗi ngày trừ bỏ cùng trụ trì cùng với lão hòa thượng nhóm đã tọa niệm kinh, chính là tại tiền viện hậu viện làm vẫy nước quét nhà. Cơm thực cũng là hồ thành y phụ trách, bất quá cái này công tác cũng không phức tạp, lão hòa thượng nhóm ăn thật sự thiếu, một chén thanh cháo, một đĩa rau xanh liền giữ lời. Khuy Trần chỉ so hồ thành y hơn mấy tuổi, tuy là tráng niên, nhưng có lẽ là vì tăng nhiều năm, ăn cơm cũng tương đối thiếu. Trong núi không biết năm tháng, khi đó Kiền Nguyệt Sơn còn không gọi Kiền Nguyệt Sơn, không có du khách, khách hành hương cũng ít ỏi, ngẫu nhiên có khác chùa Tăng Nhân tiến đến hóa duyên tá túc, mặt khác thời điểm mỗi ngày đều cùng trước một ngày tương đồng. Nhoáng lên chính là 5 năm. 5 năm. Năm, năm, trong chùa Lão Hòa Thượng đã qua đời hai vị, mặt khác bốn vị nhìn qua cũng không bao lâu nhật tử sống. Hồ Thành Y tên tuy rằng có cái y tự, lại đối y thuật dốt đặc cán mai. Những cái đó Lão Hòa Thượng cùng hắn không có huyết thống quan hệ, nhưng sớm chiều chung sống lâu như vậy, hắn không nghĩ nhìn đến bọn họ bởi vì không chiếm được trị liệu chết đi, toại cùng Khuy Trần kiến nghị, nói nếu không chúng ta đưa lão hòa thượng nhắm xuống núi, tìm cái bệnh viện nhìn xem. Khuy Trần lại lắc đầu, nói trên đời này sự đều có nhân quả, bọn họ có thể sống đến cái gì số tuổi, liền sống đến cái gì số tuổi. Hồ Thành y đánh 5 năm ngồi, rất nhiều đồ vật vẫn là tham không ra. Nghe xong Khuy Trần lời này, khó tránh khỏi đối khuy trần có chút ý tưởng trộm đi hỏi đã vô pháp ăn cơm lão hòa thượng nghĩ chỉ cần đối phương nói nguyện ý xuống núi hắn liền không màng khuy trần ngăn trở nửa đêm đem lão hòa thượng bối xuống núi đi nhưng lão hòa thượng lại nói cùng khuy trần cùng loại nói hồ thành y liền từ bỏ lại một người lão hòa thượng chết đi lúc sau trong chùa thế nhưng tới một người tuổi trẻ người muốn xuất gia người này chính là lưu tuế hồ thành y nghe nói đối phương là trong trấn lão sư giáo ngữ văn trong nhà cha mẹ toàn ở gia cảnh cũng thực không tồi cho nên rất là khó hiểu khuy trần cũng không có lập tức tiếp thu lưu tuế hồ thành y nghe được khuy trần cùng một vị lão hòa thượng nói lưu tuế trong lòng có ý xấu hồ thành y lập tức nghĩ đến chính mình năm năm trước hắn đi vào chùa hải kính khi khuy trần thực mau liền tiếp nhận hắn chẳng lẽ khuy trần liếc mắt một cái liền minh bạch Hắn là cái chính trực vô ý xấu người. Đang nghĩ ngợi tới, Hồ Thành Y lại nghe thấy lão hòa thượng dùng kia đem khô khốc thanh âm nói, "Phật độ chúng sinh, đúng là bởi vì Lưu Tuế có ý xấu, người mới càng hẳn là tiếp thu hắn, cảm hóa hắn." Nửa tháng sau, Lưu Tuế nhập chùa. Hồ Thành Y đối Lưu Tuế không có gì cái nhìn. Khuy Trần nói ý xấu, hắn vẫn chưa ở Lưu Tuế trên người nhìn ra tới, tương phản, hắn cảm thấy Lưu Tuế làm người bình thản, làm việc chu đáo so với hắn càng có tuệ căng. Lại qua mấy tháng, trong chùa lại tới nửa một vị lão sư, là Lưu Tuế Đồng Sự Đường Viễn. Lúc này đây, Hồ Thành Y không có nghe được Khuy Trần cùng lão hòa thượng đối thoại. Nhưng Đường Viễn cùng Lưu Tuế giống nhau, cũng không có lập tức bị Khuy Trần sợ tiếp nhận. Hồ Thành Y vắt hết óc cũng không rõ này hai người rốt cuộc là nơi nào không bằng chính mình, nhớ trước đây, chính mình chính là lập tức liền quy y thành tăng. Này hàng năm đuôi, lão hòa thượng bị chết chỉ còn lại có một vị. Nhưng bởi vì có mới mẻ máu, trong chùa cũng không có vẻ quạng cu ẻ. Năm này sang năm nọ, chùa Hải Kính có tăng nhân tới, cũng có tăng nhân đi, lão hòa thượng nhóm tất cả đều từ thế, ước chừng là 7 năm trước, khuy trần thân thể cũng bắt đầu biến kém, không ngừng ho khang không nói, còn từng ngày già đi. Hồ Thành y thực lo lắng, tưởng đưa khuy trần đi bệnh viện, nhưng lại nghĩ tới khuy trần trước kia lời nói, do dự lúc sau, vẫn là tính toán hỏi một câu khuy trần chính mình ý tứ khuy trần nói tưởng xuống núi vân du ta tại đây tòa sơn đã đãi rất nhiều năm là thời điểm đi xem bên ngoài thế giới hồ thành y có cái thực không xông dự cảm khuy trần sẽ không đã trở lại hắn có lẽ là dự đoán được chính mình không sống được bao lâu cho nên muốn tìm một chỗ không người địa phương im ắng mà chết đi nếu là nhiều năm trước hồ thành y nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản nhưng tu như vậy chút năm Phật, Hồ Thành Y đã minh bạch, vạn sự vạn vật phát triển có nó chính mình đạo lý, chính mình không ứng đi can thiệp Khuy Trần quyết định. Khuy Trần xuống núi ngày đó, trên núi Bạch Quả Diệp toàn thất bại, như là vì vị này lâu cư trong núi Tăng Nhân đưa tiễn. Hồ Thành Y cùng Lưu Tuế, đường viễn nhìn theo Khuy Trần rời đi, Khuy Trần bóng dáng ở lập lệ Bạch Quả lá cây càng ngày càng nhỏ, cái kia hình ảnh Hồ Thành Y đến nay vẫn nhớ rõ. Minh Thứ nói, Khuy Trần ở 7 năm trước cũng đã rời đi chùa Hải Kính. Hồ Thành Y uống một ngụm nùng màu nâu trà, đúng vậy, 7 năm trước là ta cuối cùng một lần nhìn thấy ta quen thuộc Khuy Trần. Minh Thứ hỏi, là địa phương nào làm ngươi cảm thấy, sau lại Khuy Trần đã không phải chân chính Khuy Trần? Hồ Thành Y tiếp tục giảng thuật. Khuy Trần rời đi chùa Hải Kính khi là mùa thu, khi trở về đã là thứ năm. Rõ ràng là giống nhau như đúc diện mạo, hồ thành y lại cảm thấy phá lệ xa lạ qua đi khuy trần trong mắt có rất nhiều bình tĩnh thương xót mà hiện tại đứng ở chính mình trước mặt khuy trần trong mắt lại chỉ có lạnh nhạt cùng tính kế hồ thành y bỗng nhiên minh bạch năm đó khuy trần vì cái gì sẽ nói lưu tuế có ý xấu nguyên lai nhân tâm thật sự có thể thông qua đôi mắt triển lộ một vài qua đi hắn nhìn không ra tâm bình khí hòa tu phật lâu ngày rốt cuộc lấy ra một chút môn đạo cần phải nói trở về không phải chân chính khuy trần kỳ thật cũng khả năng không lớn. Nào có người lớn lên giống nhau như đúc đâu. huống hồ khuy trần kêu đến ra bản thân tên tục cùng tăng danh. Nhưng việc này, hồ thành y chung quy vẫn là không có thể buông. Khuy trần mùa thu trời đi khi, đã hoạn rất nghiêm trọng bệnh, khi trở về lại bệnh tật toàn tiêu, thân thể ngạnh lãng rất nhiều. Khuy trần nói là đi vân du, chẳng lẽ là xuống núi chữa bệnh đi. Lấy khuy trần phẩm hạnh, không ứng trải loại này dối hơn nữa khuy trần không chỉ có chính mình đã trở lại còn mang về một cái phi thường âm trầm cổ quái người trẻ tuổi người này tên là ân tiểu phong nghe giọng nói không giống thành phố đông nghiệp cập quanh thân người khuy trần thu hắn vì đồ đệ đặt tên ngộ niệm từ từ minh thứ đánh gãy ân tiểu phong không phải chính mình đi vào chùa hải Kính, mà là bị khuy trần mang đến hồ thành y gật đầu minh thứ đứng dậy một bên dạo bước một bên tự hỏi Lần trước điều tra ân tiểu phong bối cảnh khi, hắn liền có cái kết không có cởi bỏ. Ân tiểu phong quê nhà ở xa xôi lương hệ, liền tính rời đi bệnh viện tâm thần lúc sau khắp nơi lưu lạc, cũng không nên hảo xảo bất xảo liền lưu lạc tới rồi chùa Hải Kính. Nếu nói ân tiểu phong là bị khuy trần mang về chùa Hải Kính, kia này liền nói được thông. Bất quá khuy trần mang về một cái có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng người là vì cái gì? Như những cái đó lão hòa thượng theo như lời là vì cảm hóa ân tiểu phong giả thiết khuy trần vẫn là nguyên lai khuy trần cái này nguyên do nhưng thật ra không tồi nhưng hồ thành y ý tứ lại là khuy trần bề ngoài cùng qua đi không có khác nhau nội bộ lại khác nhau rất lớn trước sau không đến một năm khuy trần tính cách đại biến nguyên nhân là cái gì vẫn là nói khuy trần thật sự đã không phải khuy trần ân tiểu phong chưa bao giờ cùng người khác nói chuyện hồ thành y nói chỉ ngẫu nhiên cùng khuy trần nói vài câu ta lĩnh ngộ năng lực kém Khuy Trần trước kia thường xuyên cho ta giảng Phật Pháp, trở về lúc sau, liền không còn có giảng quá. Minh Thứ ánh mắt một thâm, bởi vì cái này Khuy Trần, đã không hiểu Phật Pháp. Nhất lệnh Hồ Thành Y khó hiểu sự phát sinh ở phía sau. Chùa Hải Kính qua đi vài thập niên, rất ít tiếp nhận tân tăng nhân, gần nhất Khuy Trần băng khoăn thật mạnh. Thứ hai đến chùa Hải Kính bỏ ra gia người vốn dĩ liền ít đi, nhưng Khuy Trần trở về lúc sau, lục tục thu chữ Giang, Vương Lộ, Thường Khánh Anh, sở tính hơn nữa mang về tới ân tiểu phong chừng năm người hồ thành y đã dần dần cùng khuy trần xa cách nhưng thường xuyên quan sát này đó mới tới người phát hiện bọn họ tuy rằng đều đã xuất gia trên người lại không có chân chính tăng nhân khí độ đặc biệt là cuối cùng tới sở tính cà lơ phất phơ luôn là đem ô ngôn uế ngữ treo ở bên miệng nơi nào có người xuất gia bộ dáng nếu nói khuy trần tiếp nhận bọn họ là vì cảm hóa bọn họ này cũng không đúng Hồ Thành Y phát hiện, Huy Trần không chỉ có không thế nào cùng chính mình tiếp xúc, cùng này đó mới tới tăng nhân cũng tiếp xúc rất ít. Chẳng lẽ mặc kệ cũng là một loại cảm hóa? Theo tuổi tăng trưởng, Hồ Thành Y càng thêm cảm thấy chùa Hải Kính đã không phải nguyên lai chùa Hải Kính, chung quanh tăng nhân tự hồ mỗi người lòng mang quỷ thai, trụ trì trong lòng, có một cái lớn nhất quỷ thai. Ở chỗ này, hắn đã tìm không được khát vọng an bình, thậm chí càng thêm cảm thấy sợ hãi. Một tòa chùa chiền, lại là làm một vị tại đây tu vài thập niên Phật tăng nhân cảm thấy sợ hãi. Ba năm trước đây, Hồ Thành Y dưới sơn Vân Du Vì Du đưa ra rời đi chùa Hải Kính. Khuy Trần không những không có khuyên can, còn đối hắn nói một câu ý vị thâm trường nói, có lẽ dưới chân núi sinh hoạt, càng thích hợp ngươi. Đây là có ý tứ gì, Minh Thứ nói, làm ngươi không cần lại phản hồi chùa Hải Kính. Hồ Thành Y nói, ta là như vậy lý giải. Nhưng theo ta được biết, không có vị nào trụ trì sẽ đối lâm hành tăng nhân nói loại này lời nói. Minh Thứ đã có thể khẳng định, Khuy Trần có vấn đề. Hồ Thành Y là 32 năm trước, chân chính Khuy Trần tiếp nhận tăng nhân. 27 năm trước, Lưu Tuế cùng Đường Viễn cũng là bị chân chính Khuy Trần sở tiếp nhận. Nhưng ở đối mặt Lưu, đường hai người khi, Khuy Trần có dãy dụa là ở Lão Hòa Thượng khuyên bảo hạ mới tiếp nhận Lưu Tuế cùng Đường Viễn, hơn nữa tận lực đi cảm hóa bọn họ mà sáu năm trước phản hồi chùa hải kính khuy trần mang về ân tiểu phong sau lại tiếp nhận thường khánh anh chữ giang vương lộ sở tín còn có hồ thành y chưa từng gặp qua phương bình húc trước mắt đã biết lưu tuế đường viễn ân tiểu phong phương bình húc các có không giống tầm thường mặt âm u lưu tuế cùng đường viễn cùng hồ thành y giống nhau là nhiều năm trước liền ở chùa hải kính tu hành tăng nhân lưu đường không có rời đi mà hồ thành y rời đi khi khuy trần hy vọng hắn chớ lại phản hồi đây là đem duy nhất một cái nhất ứng thuộc về chùa hải kính tăng nhân đuổi đi như vậy lưu tại chùa hải kính mình thứ hít sâu một hơi bỗng nhiên nghĩ tới sở tín ở nước ngoài tiến hành trái tim giải phẫu lần đó giải phẫu có phải hay không liên lụy cái gì nếu chùa hải kính tất cả đều là trong lòng có quỷ người như vậy mất tích thường khánh anh chữ Giang, vương lộ đã làm cái gì tạm thời không muốn người biết xấu sự bọn họ là bị trở về khuy trần tụ tập ở chùa hải kính sao Khuy Trần rốt cuộc muốn làm gì? Thành phố Đông Nghiệp, Phong Hương Trấn Năm trước mùa hè rời đi chùa Hải Kính Chữ Giang ban đầu ở trong trấn duy nhất một cái bò sữa tràng công tác, 6 năm trước xuất gia. Cảnh đời đổi dời, hiện tại xích nải sản phẩm chiếm lĩnh thị trường, bò sữa tràng sớm đã đóng cửa. Từ Xuân trăng Trọc tìm được bò sữa tràng năm đó quản lý nhân viên chi nhất, hiện năm 60 tuổi Lão Văn. Bò sữa tràng không phải xí nghiệp lớn, một cái lãnh đạo có thể nói đến ra sở hữu công nhân tên. Nhắc tới chữ Giang, Lão Văn trong mắt xuất hiện một chút ngượng nghịu. Từ Xuân nói, nếu chữ Giang có cái gì vấn đề, phiền toái ngươi tình hình thực tế nói cho ta. Một phen trầm mặt sau, Lão Văn cuối cùng là nói, chữ Giang hại chết hơn người. Từ Xuân giữa mày lập tức buộc chặt. Lão Văn lại giải thích, không phải giết người a à, kỳ thật việc này cũng không được đầy đủ là hắn sai. Theo Lão Văn nói, bò sữa tràng nguyên bản có một cái thực cần lao công nhân vị này công nhân là cái quả phụ trường phu chết sớm một người chiếu cố hai bên cha mẹ bởi vì sinh hoạt áp lực đại quả phụ liều mạng làm việc mỗi tháng lãnh đến tiền thưởng đều là sở hữu công nhân trung tối cao này liền khó tránh dẫn người đỏ mắt quả phụ cũng không trang điểm chính mình xuyên tịnh là sửa lại lại sửa quần áo chợt vừa thấy thập phần quê mùa nhưng trên thực tế quả phụ ngủ quan sinh rất khá có một năm ngày quốc tế lao động, bởi vì muốn lên đài biểu diễn tiết mục, quả phụ khó được mà hóa cái trang, thay đổi thân xinh đẹp quần áo, lập tức trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Từ đó về sau, bò sữa tràn các nam nhân bắt đầu cùng nàng khai trai vui đùa, có người thậm chí thượng thủ hướng trên người nàng ăn bớt. Chữ gian lão quan cung một cái là làm được nhất quá mức mấy người chi nhất. Quả phụ một nữ nhân, lo lắng phản kháng đến quá lợi hại ném công tác, Rốt cuộc trong nhà còn có bốn vị lão nhân dựa nàng tiền lương sống qua. Dần già, thị trấn liền có người nói, quả phụ câu dẫn bò sữa tràn nam nhân. Việc này khơi dậy đàn phẫn, đầu tiên là các nam nhân thê tử đến bò sữa tràn tới la lối khóc lóc, yêu cầu khai trừ quả phụ. Quả phụ khóc lóc cầu tràng trưởng, không cần khai trừ chính mình. Các thê tử biết được quả phụ còn tại bò sữa tràn công tác, càng thêm tức giận, vọt tới quả phụ cha mẹ chồng trong nhà thảo muốn nói pháp. Nhân ngôn đáng sợ, quả phụ thanh danh ở trong trấn là hoàn toàn xuống. Này năm cuối năm, bò sữa tràn bách với áp lực, ở biết rõ sai không ở quả phụ, cũng biết rõ quả phụ không thể mất đi công tác này dưới tình huống, vẫn là khai trừ rồi quả phụ. Tết âm lịch phía trước, quả phụ ở đồn đại vớ vẫn cùng khốn cùng trung nhảy sông tự sát, thi thể ở một vòng lúc sau mới bị phát hiện. Quả phụ vừa chết, dư luận lại có chút phản chiến ý tứ Bức tử quả phụ rõ ràng là những cái đó đem móng heo duỗi hướng quả phụ nam nhân Còn có bọn họ thê tử, người chết vì đại Những người này lại bắt đầu cho nhau chỉ trích Dần dần mà, mọi người phát hiện Sớm nhất đùa dẫn quả phụ chính là lão quan côn chữ giang Chữ giang lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Người chính là như vậy, rõ ràng chính mình cũng làm sai sự Nhưng chỉ cần không phải cái thứ nhất làm sai sự người Truy cứu lên, chính mình liền không chỉ có không có sai còn có tư cách trừng phạt cái thứ nhất làm sai sự người. Chữ Giang bị cô lập, trong nhà thân thích đối hắn tránh mà không thấy, cuối cùng, hắn cũng ném lại lấy sinh tồn công tác. Toàn bộ phong hương trấn, không có người nguyện ý thuê hắn. Nguyên lai chữ Giang đương hòa thượng đi sao, Lão Văn nói, này ta cũng không biết. Khai trừ chữ Giang quyết định là ta hướng chữ Giang truyền đạt, ta cũng là bất đắc dĩ, hắn nói hắn có thể lý giải. Chúng ta kỳ thật không có bạc đãi hắn, nên cấp bồi thường một phân tiền không ít việc này cũng xác thật lại chính hắn ai kêu hắn đi đầu đi chọc người ta quả phụ đâu cảnh sát đồng chí ngươi nói là đạo lý này đi từ lão văn ra rời đi từ xuân lại đi phong hương trấn đồn công an cảnh sát nhân dân cách nói cùng lão văn đại đồng tiểu dị đều nói chữ gian chưa từng có phạm gặp đại sự nhưng không phải cản tỉnh du người trong trấn các loại cải cọ phiên nhàn thoại nơi nào đều có hắn từ Xuân không khỏi nhớ tới một khách danh mất tích tăng nhân Vương Lộ. Đi vào phong hương trấn điều tra chữ Giang phía trước, hắn trước tiên ở thủ tuyền trấn điều tra quá Vương Lộ. Vương Lộ năm nay 36 tuổi, xuất gia niên đại cùng chữ Giang giống nhau, cũng là 6 năm trước, bất đồng chính là chữ Giang từng có công tác mà Vương Lộ đã không nghề nghiệp nhiều năm. Vương Lộ phụ thân sớm đã qua đời, mẫu thân từ tỷ tỷ Vương hy chăm sóc. Không có tiền đồ đồ vật, vương hy như thế đánh giá chính mình thân đệ đệ ở thủ tuyền trấn loại này tiểu địa phương đại phú đại quý khó nhưng tìm cái công tác thảo cái lão bà cùng đại đa số người giống nhau quá bình thường sinh hoạt kỳ thật là kiện thực dễ dàng sự nhưng vương lộ thiếu không tiến bộ từ nhỏ chính là cái du thủ du thực sơ trung tốt nghiệp lúc sau liền bắt đầu ăn no chờ chết sinh hoạt cha mẹ nhờ người tìm đủ loại công tác vương hy đều không muốn làm lại lười đầu óc lại không linh quan chỉ vào cha mẹ sẽ không đem chính mình đuổi ra môn, liền đãi ở nhà gặm lão, sống sờ sờ đem chính mình phụ thân cấp tức chết. Ta ba đi rồi sau, ta đem ta mẹ nhận được nhà ta tới, cùng ta cùng nhau trụ, Vương Hy nói, cái kia hỗn trướng cũng tưởng đi theo tới. Ta nhưng không có ta ba mẹ như vậy dễ nói chuyện, bọn họ đau lòng hắn, ta không đau lòng, đây là ta cùng ta trượng phu gia, trong nhà còn có hai cái tiểu hài tử, nơi nào trụ đến hạ hắn. liền tính trụ đến hạ, ta cũng sẽ không dưỡng hắn. Từ Xuân hỏi, cho nên ngươi liền đem Vương Lộ đuổi đi. Không đuổi đi lưu trữ hắn tai họa ta cả nhà sao, Vương Hy là địa phương một nhà xí nghiệp trung tầng quản lý, nói chuyện tương đương cường thế, ta là hắn tỷ, này không sai, nhưng ta không có nghĩa vụ dưỡng hắn. Hắn một đại nam nhân, có tay có chân, đi ra ngoài làm cái gì không thể nuôi sống chính mình. Ta sẽ không làm ta hài tử cùng hắn tiếp xúc, càng sẽ không làm hắn tiếng nhà của ta môn từ xuân cấp minh thứ gọi điện thoại vương lộ cùng chữ gian mặt ngoài xem không có gì điểm giống nhau nhưng hai người đều có rất nhiều tật xấu vương lộ gặm lão tức chết rồi chính mình phụ thân chữ gian đùa dẫn quả phụ trình độ nhất định thượng dẫn tới quả phụ tử vong luận pháp lý bọn họ đều không đến mức phạm tội nhưng luận đạo đức bọn họ đều là thất đức giả minh thứ đã dự đoán được loại kết quả này rời đi chùa hải kính bốn người chỉ có đạo đức phẩm hạnh không có vấn đề Hồ Thành Y hiện tại còn bình an mà sinh hoạt. Đến nỗi Thường Khánh Anh. Thường Khánh Anh năm nay 47 tuổi, lạc thành người, đông nghiệp cảnh sát không phải không thể tra, nhưng địa phương cảnh sát ra mặt, càng dễ dàng thăm dò trọng điểm. Đến hàng thử thôn phía trước, Minh Thứ cùng Hoa Sùng thông cái điện thoại, thuyết minh tình huống, thỉnh Hoa Sùng phái người hiệp trợ. Lạc thành cảnh sát hiệu suất cực cao, lập tức điều tra rõ ngọn nguồn. Hoa Sùng không biết có phải hay không bị cảm, thanh âm từ ống nghe truyền đến, "Có vẻ sau ngày thường khang khang, ngươi tưởng tra cái này thường khánh anh, tuy rằng không có bất luận cái gì án đế, nhưng ở hắn trước kia đảm nhiệm chức vụ kiến trúc công ty, có một người công nhân nhảy lầu bỏ mình." Minh thứ hỏi, "Này khởi sự kiện cùng thường khánh anh có quan hệ?" "Người chết tên là Tằng Phím, cùng thường khánh anh là cùng cái bộ môn công nhân. Tằng Phím mới vừa vào chức khi" Thường Khánh Anh là sư phó của hắn, Hoa Sùng nói, 6 năm trước, công ty hứng lấy một cái chính phủ bên ngoài quảng cáo hạng mục, Thường Khánh Anh cùng tặng phím bộ môn là chủ yếu chấp hành bộ môn. Nhưng cái này hạng mục đẩy mạnh thật sự không lý tưởng, công ty không những không có kiếm được tiền, còn tạp chính mình chiêu bài. Xong việc thanh toán, trách nhiệm ở tặng phím là hắn ở giai đoạn trước trụ tính chung khi phạm vào ít nhất ba cái sai lầm mới đưa đến một bước sai, từng bước sai. Từ từ, Minh Thứ đánh gãy, trách nhiệm ở tầng phím là ai cách nói. Hoa Sùng cười thanh, đương nhiên là công ty nhân sự cấp tra phí chính phủ cách nói. Nhưng sau lại ta đội viên hiểu biết nói, lúc ấy tầng phím là nghe xong Thường Khánh Anh kiến nghị, mới phạm sai lầm, nếu nhất định phải truy cứu, kia Thường Khánh Anh cũng thoát không được can hệ. Minh Thứ nói, tầng phím là bị đẩy ra đương người chịu tội thay. Rốt cuộc ở trên danh nghĩa, tầng phím mới là trực tiếp người phụ trách, Thường Khánh Anh lúc ấy là hán thượng cấp, tuy rằng có giám sát kiến nghị trách nhiệm, nhưng cụ thể chấp hành, vẫn là ở Tằng phím. Hoa Sùng nói, công ty quyết định không có khiến cho quá lớn tranh luận, nhưng Tằng phím phản ứng phi thường đại, cực lực tỏ vẻ là Thường Khánh Anh hại chính mình. Thường Khánh Anh là cố ý, về điểm này, chúng ta còn phải biết một cái chi tiết, Tằng phím người này lòng dạ rất cao. Năng Lực cũng thực không tồi, ở bộ môn vẫn luôn làm được xuôi gió xuôi nước pha đến công ty đại lãnh đạo thưởng thức, bất quá thường Khánh Anh trước sau đè ở hắn trên đầu, hắn nếu muốn nhanh chóng thăng lên đi, nhất định phải đạp lên thường Khánh Anh trên người. Như vậy, thường Khánh Anh sẽ làm hắn giảm sao? Minh Thứ nói, thường Khánh Anh sáng sớm liền minh bạch, hậu sinh khả úy, tặng phím là chính mình ở trên chức trường lớn nhất uy hiếp. Hoa sùng ho khang vài tiếng, lại nói, xem ra chúng ta phán đoán nhất trí. Thường Khánh Anh rất có khả năng là cố ý dùng công ty hạng mục đi âm tặng phím một phen, mục đích là chèn ép tặng phím, nhưng hắn không nghĩ tới, tặng phím nhất thời không nghĩ ra, ở xử phạt quyết định hạ đạt không bao lâu, liền nhảy lầu tự sát. Liên tiếp đi lên. Minh Thứ nhắm mắt lại. Mành mối giống có thật thể giống nhau, ở trong đầu phát ra lẫn nhau tương khấu tiếng vang. Chữ Giang, Vương Lộ, Thường Khánh Anh, tất cả đều bởi vì thất đức mà gián tiếp hại chết bên người người tặng phím xảy ra chuyện lúc sau, người nhà nháo tới rồi công ty, yêu cầu cấp cái cách nói. Công ty lúc ban đầu có lệ đánh thái cực, nhưng việc này sau lại bị tặng gia người trẻ tuổi thọc tới rồi truyền thông thượng, hoa sùng tiếp theo nói, không bao lâu, thường Khánh Anh làm trực tiếp cấp trên, tự nhận lỗi từ chức. Minh Thứ hỏi, nguyên nhân đâu? Không có làm tốt công nhân công tác, Hoa Sùng nói, nhân sự đương nhiên không có khả năng nói rõ thường Khánh Anh làm đạo tăng phím. Này chuyện sau đó, ngươi đều đã biết, thường Khánh Anh ở chùa Hải Kính xuất gia, đương hòa thượng. Minh Thứ nghe thấy môn bị đẩy ra thanh âm, tiếp theo là một trận tiếng bước chân. Dược, mau ăn, là liễu chí tần thanh âm. Minh Thứ hỏi, hoa đội, ngươi sinh bệnh. Hoa sùng cười, đổi mùa cảm mạo, việc nhỏ. Ai, tiểu liễu ca, ta. Minh đồng học, liễu chí tần đã từ hoa sùng trong tay lấy qua di động. Minh Thứ mí mắt nhảy hạ, liễu lão sư Liễu Chí Tần nói Hoa đội giọng nói không thoải mái Có cái gì hỏi ta cũng đúng Không có Minh Thứ cùng Liễu Chí Tần hảo hảo nói chuyện Số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay Vừa nghe thay đổi người Liền nói Vậy ngươi chiếu cố hảo hoa đội Rượu ta nhớ kỹ Ngươi đừng nhắc mãi Liễu Chí Tần cười nói Như thế nào mở miệng chính là rượu Minh Thứ nghĩ thầm Kia còn không phải là vì đổ ngươi miệng hoa sùng uống thuốc xong lúc sau đem điện thoại lấy về đi minh thứ nghe thấy hắn cùng liễu chí tần nói ta cùng minh đội nói chính sự minh thứ nói vẫn là cùng người đứng đắn giao lưu dễ dàng hoa sùng hỏi ân không có gì minh thứ thanh thanh giọng nói lại cùng hoa sùng thảo luận vài câu lúc này mới cắt đứt điện thoại lúc sau không bao lâu tổ trọng án truyền đến tin tức khuy trần thân phận thật sự đại khái xác định màn hình thượng truyền phát tin hơn 30 năm trước lão điện ảnh. Điện ảnh họa chất không được, Phục nói hóa lấy hiện tại ánh mắt tới bình phán, không có bất luận cái gì hấp dẫn người chỗ. Minh Thứ lại xem đến tập trung tinh thần. Một cái cơ bắp cù kết nam nhân đang ở thi triển quyền cước công phu, trần trụi nửa người trên bóng loáng sáng bóng, hai mắt sáng quát có thần, xứng lấy dũng cảm bối cảnh âm nhạc, thực dễ dàng làm người nhiệt huyết sôi trào, hào hùng vạn trượng. Thường thế kỷ, quốc nội chụp không ít đánh nhau loại điện ảnh, phủng hồng một chúng công phu minh tinh, bọn họ trung rất nhiều người hiện giờ đã công thành danh toại, mưu hải uyên xem như trong đó nữa với một vị. Nói hắn hồng, hắn lại so với không thượng đứng đầu kia vài vị. Nói hắn không hồng, rất nhiều thượng tuổi điện ảnh mê lại đối hắn tác phẩm nói chuyện say sưa. Đương nhiên, trẻ tuổi, rất ít có người xem qua hắn tham diễn điện ảnh. Minh thứ chính là này số ít người trẻ tuổi trung một vị, cho nên phía trước nhìn đến khuy trần bức họa khi, có loại qua đi ở nơi nào gặp qua cảm giác. Khuy trần thật là mưu hải uyên, minh thứ một tay chi cầm, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đây là trinh sát kỹ thuật bên kia thông qua nhiều lần hình ảnh bao trùm so đối đến ra kết quả, tiêu ngộ an nói, ngươi trở về phía trước, tổ trọng án đã liên hệ quá mưu hải uyên ẩn lui phía trước công ty quản lý. Được đến tin tức là, công ty quản lý ít nhất ở 8 năm trước, liền cùng mưu hải uyên mất đi liên hệ, mà mưu hải uyên không có kết hôn không có con nối giỏi minh thứ tay trái ngón tay bên phải tay khuỷu tay thượng điểm vài cái khi còn nhỏ hắn cùng tiêu cẩm trình đánh nhau là chuyện thường ngày tiêu cẩm trình so với hắn đại tam tuổi đối tiểu hải tử tới nói ba tuổi tuổi kém là không vượt qua được đi hồng câu mới đầu hắn luôn đánh không lại tiêu cẩm trình tiêu ngộ an ở thời điểm hắn còn có thể cùng tiêu ngộ an rải cái kiều cầu cái trợ tiêu ngộ an không ở hắn cũng chỉ có thể căng da đầu làm. Đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn thấy trong tivi ở phóng đánh võ phiến, liền hứng thú bừng bừng mà đi theo học, chờ đợi tập đến một thân, giang hồ tuyệt học, đem tiêu cẩm trình đánh cái hoa rơi nước chảy. Khi trận, hắn đem có thể tìm được đánh võ phiến đều nhìn cái biến, đối mưu hải quyên ấn tượng nói thâm không thâm, nói thiện không cạn. Xét đến cùng, hắn cũng không phải lấy điện ảnh mê thân phận xem đánh võ phiến, riêng là vì đánh bại tiêu cẩm trình. Bất quá tivi thượng đồ vật, thoạt nhìn dễ dàng, học lên khó, hắn mỗi khi cảm thấy chính mình đã thành đánh võ chi vương, chạy tới cùng tiêu cẩm trình quyết chiến, đến cuối cùng vẫn là tiểu hài nhi đánh cho giá. Đôi mắt học xong, thân thể không học được. Sau lại hắn liền không thế nào đi theo điện ảnh học. Hắn xem mưu hải uyên điện ảnh khi, mưu hải uyên cũng đã tránh bóng, từ diễn viên chuyển hình vì động tác chỉ đạo, sau lại còn đương quá đạo diễn. Lại sau này, liền cơ bản tự dân chúng trong tầm mắt biến mất. Bởi vì đều không phải là nhất nổi danh kia vài vị đánh võ minh tinh chi nhất, mưu hải uyên 10 năm trước ẩn lui cũng không có khiến cho cái gì chú ý, minh thứ cũng là có thứ cùng tiêu cẩm trình cãi nhau, tiêu cẩm trình lấy hắn khi còn nhỏ đi theo điện ảnh học đánh nhau khứu sự xuyến hắn, hắn mới nhớ tới mưu hải uyên chờ một cây đánh võ diễn viên, hứng thú gần nhất đi tra bọn họ tình hình gần đây, biết được mưu hải uyên đã không ở điện ảnh trong vòng. Ta nhớ rõ lúc ấy xem qua một cái phỏng vấn, Minh Thứ nói, Mưu Hải Uyên nói hắn không đóng phim điện ảnh lúc sau muốn đi nước ngoài sinh hoạt, nếu hắn hiện tại ở nước ngoài, kia khuy trần liền có khác một thân. Tiêu Ngộ An lắc đầu, không có Mưu Hải Uyên xuất nhập cảnh ký lục. Minh Thứ nghiên đi mặt, là không có, vẫn là tạm thời không có thể tra được. Tiêu Ngộ An nói, là không có. Mưu Hải Uyên ở trời khỏi vòng này 10 năm, không có ra quá quốc, ít nhất không có lấy bình thường thủ đoạn ra quá quốc. Mình thứ nhíu mày, hắn không có phạm tội ký lục, lúc trước cũng nói qua nghĩ ra quốc. Hắn không có bất luận cái gì tất yếu lấy phi bình thường thủ đoạn xuất ngoại. Tiêu ngộ an gật đầu, cho nên mưu hải uyên đại khái xuất còn ở quốc nội. Đã tra quá hắn tiêu phí cùng thân phận chứng sử dụng ký lục, đã sớm 8 năm trước, cũng chính là hắn ban đầu công ty quản lý cùng hắn mất đi liên hệ kia một năm, hắn đã đem tiền tiết kiệm toàn bộ lấy ra, lúc sau không còn có sử dụng quá thân phận chính cùng thể ngân hàng minh thứ đồng tử hơi có lại này chẳng lẽ chính là vì đi chùa hải kính xuất gia nhưng không đúng a à, mưu hải uyên 8 năm trước mới mất tích đi chùa hải kính ít nhất đến tại đây lúc sau nhưng khuy trần đã ở chùa hải kính đương vài thập niên tăng nhân giả thiết hắn thay thế được chân chính khuy trần trong chùa nguyên lai tăng nhân không có nhận không ra đạo lý cũng không có khả năng là hắn chỉnh dung thành khuy trần bởi vì chúng ta là thông qua khuy trần bức họa so đối ra hắn. Nói, Minh Thứ bỗng nhiên dừng lại. Tiêu Ngộ An nói, ân. Hồ Thành Y 32 năm trước liền đến chùa Hải Kính xuất gia, theo hắn nói, khuy trần thực thích cùng hắn tìm tội nghiên cứu Phật Pháp. 7 năm trước, khuy trần bị bệnh, mùa thu xuống núi, vân du, thứ năm trở về lúc sau tự như thay đổi một người, Minh Thứ Biên dạo bước biên nói, bề ngoài vẫn là nguyên lai bề ngoài, nhưng nội bộ lại hoàn toàn thay đổi, không hề cùng hồ thành y giảng Phật, cũng ít cùng người tiếp xúc, đã từng bao dung từ bi biến thành xa lạ âm trầm ngoan độc. Đúng là bởi vì cảm thấy khuy trần không hề là khuy trần, hồ thành y mới ở ba năm trước đây rời đi chùa Hải Kính, phản hồi quê nhà. Tiêu Ngộ An nói, Lưu Tuế cùng Đường Viễn cũng nói, cảm thấy khuy trần, vân du, trở về lúc sau, trên người có rất nhiều biến hóa. Nhưng bọn hắn cùng Hồ Thành Y bất đồng, Hồ Thành Y tâm vô tạp niệm, Dốc lòng tu Phật, mà Lưu Tuế đường viễn trong lòng có quỷ, qua đi đối Khuy Trần hiểu biết vốn là không thâm, cho nên vô pháp giống Hồ Thành Y như vậy phát hiện Khuy Trần bị đánh tráo. Mưu Hải Uyên 10 năm trước ẩn lui, 8 năm trước mất tích, 6 năm trước thay thế được chân chính Khuy Trần, Minh Thứ lắc đầu, nhưng Hồ Thành Y, Lưu Tuế, đường viễn vì cái gì đều cho rằng Khuy Trần dung mạo không có thay đổi. Mưu Hải Uyên phóng hảo hảo sinh hoạt bất quá, đi thay thế được Khuy Trần nguyên nhân là cái gì? Sau một cái nghi vấn trước buông, đến nỗi trước một cái, Hồ Thành Y nói khuy trần dung mạo không có thay đổi, mà chúng ta lại căn cứ khuy trần bức hòa tỏa định mưu hải uyên. Vậy chỉ có một loại khả năng, tiêu ngộ an nhìn về phía minh thứ, mưu hải uyên cùng chân chính khuy trần là huynh đệ, hơn nữa đại khái xuất là song bào thai. Minh thứ hô hấp nhắc tới, đầu óc nhanh chóng chuyển động lên. Này thật là phù hợp nhất logic suy đoán, nhưng vấn đề lại là, chưa bao giờ nghe nói qua mưu hải uyên có huynh đệ. Mưu Hải Uyên đã từng nhiều lần ở nơi công cộng nhắc tới, chính mình xuất thân bần hàng, là trong nhà con trai độc nhất, thời trẻ liều mạng địa học võ, chính là vì có thể hỗn xuất đầu, làm người nhà không hề quá bữa đói bữa no sinh hoạt. Thành danh sau Mưu Hải Uyên là có tiếng hiếu thuận, chính mình bên ngoài dốc sức làm, cho cha mẹ mua biệt thự cao cấp, mời chuyên nghiệp hộ lý nhân viên, thẳng đến cha mẹ lần lượt qua đời. Nếu khuy trần thật là Mưu Hải Uyên song bào thai huynh đệ, khuy trần là bởi vì cái gì mà sớm xuất gia. Trong núi Thanh Bần, Mưu Hải Uyên ở phát đạt lúc sau, không có nghĩ tới trợ giúp chính mình thân nhân, nhưng thật ra ở ẩn lui ba, bốn năm lúc sau, mới tiến đến tìm kiếm khuy trần, tiến tới thay thế được khuy trần. Cái này thay thế được quá trình là như thế nào? Mưu Hải Uyên giết chính mình thân huynh đệ. Hiện tại cần thiết minh sát Mưu Hải Uyên chân chính gia đình bối cảnh, hắn ở phỏng vấn nói những cái đó đều không tính, tiêu ngộ an nói, ta đã phái người đi kỹ càng tỉ mỉ điều tra ngươi vừa trở về đi nghỉ ngơi một chút minh thứ mệt là mệt nhưng cũng không tưởng lúc này nghỉ ngơi ta đi mua ly cà phê ngươi tưởng uống cái gì ta không cần tiêu ngộ an nói ngươi kêu cơm hộp không phải hảo minh thứ cầm lấy áo khoác ta muốn chạy một vòng thuận tiện lý một lý ý nghĩ tiêu ngộ an nói ta bồi ngươi kia không được lãnh đạo minh thứ cười Lần trước bồi ta đi mua trà sữa Tốt xấu là buổi tối Hiện tại này ban ngày ban mặt Bị người nhìn đến ảnh hưởng không tốt Thành phố đông nghiệp lại hạ nhiệt độ Trong nhà không có gì cảm giác Vừa ra đi liền lãnh Tiêu ngộ an nói Đem người ném ở trong ngăn tủ kia kiện hậu quần áo lấy ra tới mặt vào Minh Thứ nói Ngươi như thế nào biết ta ở trong ngăn tủ tắt kiện quần áo? Ngươi phiên cấp dưới công tác quầy A. À? Ta không chỉ có phiên, còn đem ngươi cất giấu yên đoạt lại, Tiêu Ngộ An nói, cấp dưới có ý kiến. Minh Thứ đuôi mắt chọn hạ, cấp dưới không dám, cấp dưới không dám. Tiêu Ngộ An cười nói, đi thôi. Minh Thứ từ phó cục trưởng văn phòng trở lại tổ trọng án, ở bên cửa sổ nhìn nhìn, vốn dĩ không tính toán lấy hậu quần áo, này nhiệt độ không khí ở hắn xem ra cũng không tính quá lạnh, huống hồ mua không mua cà phê kỳ thật đều là thứ yếu, hắn là nghĩ ra đi thổi cái phong làm ý nghĩ càng rõ ràng một ít nếu ăn mặc quá ấm phong lại như thế nào thổi cũng chưa dùng nhưng tiêu ngộ an phiên hắn ngăn tủ hắn đến nhìn xem trừ bỏ yên còn thiếu không thiếu những thứ khác nếu không có nhớ lầm trong ngăn tủ còn có một bao quả hạch tới minh thứ như vậy nghĩ đã muốn chạy tới ngăn tủ biên mở ra vừa thấy yên quả nhiên không có quả hạch còn ở kia kiện nhi hậu quần áo là kiện trung trường vải nỉ áo khoác so với hắn trên người cái này hậu, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cẩn tuân lãnh đạo dạy bảo, đổi hảo lại đi ra ngoài, kết quả đem áo khoác một lấy ra tới, liền phát hiện bên trong còn tắt điều khăn quàng cổ. Hắn tuyệt đối không có ở bên trong buông tha khăn quàng cổ, chỉ có thể là tiêu ngộ an tới đoạt lại hắn yên khi bỏ vào đi. Chật, Minh Thứ cười thanh, đem khăn quàng cổ tùy ý treo ở trên cổ, đóng lại cửa tủ. Sư phó, ngươi thượng chỗ nào, phương viễn hàng nhìn dáng vẻ là vừa từ kiểm nghiệm dấu vết bên kia trở về mua cà phê minh thứ nói chờ lát nữa cho các ngươi mang trở về phương viễn hàng cười rộ lên sư phó của ta chính là hiểu chuyện nhi minh thứ quát hắn một cái con mắt hình viên đạn phương viễn hàng tầm mắt một hàng sư phó lúc này mới mấy tháng ngươi liền mang khăn quàng cổ minh thứ nói cái này kêu lưu hành hiểu không phương viễn hàng chớp hai hạ mắt thầm nghĩ các ngươi gây lưu hành, ta không hiểu cũng thế. Bất quá nghĩ lại lại tưởng tượng, dư đại long kia khờ đóng đóng xảo muốn ăn sinh nhật, hiện tại càng ngày càng lạnh, vừa lúc thích hợp đưa khăn quàng cổ. Phương Viễn Hàng vẫn luôn nam, đương nhiên không hiểu gây nhóm thích cái dạng gì khăn quàng cổ, không bằng tìm minh thứ sao chép bài tập. Minh thứ nhìn Phương Viễn Hàng tới gần, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm chính mình khăn quàng cổ, nhớ tới lần trước thẩm sở tính khi, Phương Viễn Hàng câu kia, ngươi nói bậy gì đó. Đồ đệ hẳn là đã biết hắn lấy hướng, lại làm bộ không biết, còn chặt chẽ giúp hắn đổ người khác miệng. Rất đáng yêu. Minh Thứ có chút buồn cười, đem Phương Viễn Hạng để sát vào đầu đẩy ra, nhìn cái gì mà nhìn. Phương Viễn Hàng đương nhiên sẽ không nói ta muốn đưa khăn quàng cổ cấp một cái tiểu gây, ở ngươi này đại gây nơi này tham khảo tham khảo, chỉ nói, không có việc gì, liền nhìn xem, ta muốn uống lát tơ, siêu bát lớn. 20 phút sau, cơm học viên đưa tới một xe lát tơ, tổ trọng án mỗi người có phân. Đương mỗi người đều ở khen minh thứ là cái, trọng nghĩa khinh tài, hảo đội trưởng khi, hình mục phủng nóng hôi hổi lát tơ, cao mày tự hỏi, đưa ta cà phê, là cảm thấy ta không đủ nỗ lực, làm ta uống xong không cần ngủ, tiếp theo công tác sao? Minh thứ nắm cà phê đi ở trên đường, không thể hiểu được đánh cái hát xì. Ăn mặc đủ dày, cổ còn truyền một vòng, đánh hát xì không có khả năng là bởi vì bị hàng, chỉ có thể là bị nghị luận. Tổ trọng án đội trưởng, mặc dù là làm việc riêng, đều là ở làm trinh thám. Minh Thứ Khai xong đào ngủ, tiếp tục suy xét án tử. Trước mắt Mưu Hải Uyên bối cảnh điều tra thượng tại tiến hành trung, động cơ hoàn toàn không rõ, bất quá kỹ thuật so đối nếu tỏa định Mưu Hải Uyên, kia làm lỗi khả năng tính liền không lớn. Chùa Hải Kính phát sinh thay đổi là ở 6-7 năm trước. Trước kia ở Chùa Hải Kính tu Phật, hoặc là là lão tăng nhân, hoặc là là hồ thành y như vậy không có ý xấu người, lưu tuế cùng đường viễn là ngoại lệ, mà khuy trần ở tiếp nhận bọn họ lúc sau, cũng ở tận tâm cảm hóa bọn họ. Bảy năm trước, khuy trần xuống núi. Sáu năm trước, trở về khuy trần mang về ân tiểu phong, từ đây, chùa hải kính tiếp nhận liền tất cả đều là dụng tâm hiểm ác người. Nếu mưu hải uyên ở sáu năm trước liền thay thế được chân chính khuy trần, hắn là cố tình đem những người này tập trung ở chùa hải kính tập trung lúc sau muốn làm gì? Chữ Giang, Thương Khánh Anh, Vương Lộ cái gọi là xuống núi, Vân Du đều là đi qua khuy trần truyền miệng đạt cấp lưu tại trong chùa Tăng Nhân. Này ba người trước mắt toàn bộ trình mất tích trạng thái, nếu bọn họ cũng không phải xuống núi, Vân Du, mà khuy trần lại bịa đặt nói dối, như vậy có một loại khả năng chính là bọn họ đã bị khuy trần làm hại. Minh Thứ dừng lại bước chân, giữa mày nếp uống càng sâu. Khuy Trần, mưu hải uyên đưa bọn họ tập trung chùa hải kính mục đích chẳng lẽ là từng bước từng bước đưa bọn họ thanh trừ chữ giang thường khánh anh vương lộ ở ngoài ân tiểu phong đường viễn lưu tuế phương bình húc kỳ thật cũng là khuy trần mục tiêu nhưng khuy trần còn không có tới kịp xuống tay khuy trần này đây cái gì thân phận trừng phạt những người này lựa chọn tiêu chuẩn cơ bản lại là cái gì chư giang ba người nếu đã ngộ hại thi thể ở nơi nào khuy trần tuổi còn có hay không liên hoàn gây án năng lực. Một cái sáu bảy chục tuổi bình thường lão nhân, có lẽ liền hành tẩu đều đã không tiện, nhưng mưu hải uyên hàng năm tập võ, thân thể tố chất không thể cùng thường nhân tương đối, nếu ở biến mất về công chúng tầm mắt 10 năm có ít tâm bảo dưỡng, đều không phải là không có gây án năng lực. Minh Thứ lại nghĩ tới lữ thần cùng triệu tư nhạn thi thể. Các nàng gần là lên núi thưởng thu, liền tao ngộ kiếp nạn, quần áo bị cởi sạch, thân thể bị 10 cái đinh sắt xỏ xuyên qua, Sương thái dương bị sắc bén đau đâm thủng sớm nhất làm phạm tội trắc tả khi hung thủ đã bị nhận định vì một cái cùng loại chuyên nghiệp sát thủ người ân tiểu phong từ nhỏ bị bắt tập võ có năng lực này mà mưu hải uyên thân là danh táo nhất thời đánh võ diễn viên chuyên nghiệp năng lực so ân tiểu phong chỉ cường không yếu nhưng nếu là mưu hải uyên giết chết lữ thần triệu tư nhạn như vậy đối khâu mân tiến hành phanh thay chính là mưu hải uyên mưu hải uyên cũng hận khâu mân sao Minh Thứ bước nhanh trở lại cục hình trinh, trong tay cà phê chỉ uống lên hai khẩu. Ngươi tưởng tự mình đi mưu hải uyên quê quán, tiêu ngộ an hỏi. Ta không nghĩ ở chỗ này làm chờ kết quả, Minh Thứ nói, ta cảm thấy kiền nguyệt sơn thượng này một loạt án tử đều có thể ở mưu hải uyên bối cảnh tìm được căn nguyên. Mưu hải uyên nguyên quán tỉnh Hàm Phú Thành, mưu hải uyên lúc trước cho cha mẹ mua mấy bộ phòng ở liền ở Phú Thành, 10 năm trước tuyên bố ẩn lui khi, mưu hải uyên cũng nói qua, ở xuất ngoại phía trước tưởng về trước đến cố hương phú thành sinh hoạt một đoạn thời gian tỉnh hàm là cái đại tỉnh lạc thành vì tỉnh lỵ cùng lạc thành so sánh với phú thành là tòa kinh tế văn hóa đều phát triển đến giống nhau tiểu thành thị minh thứ tuy rằng đi lạc thành số lần không ít nhưng chưa từng có đi qua cùng tỉnh phú thành từ xuân đã cùng 10 tới vị đội viên trước đến trước mắt xác định chính là mưu hải uyên ở phú thành đã từng có năm chỗ bất động sản trong đó hai bộ biệt thự, tam bộ xa hoa thương phẩm lâu, mà này năm chỗ bất động sản trung khắp nơi đã ở 10 năm trước đến 8 năm trước mấy năm nay qua tay. Trước mắt thường ở mưu hải Uyên danh nghĩa chỉ có một căn biệt thự, này bộ biệt thự cũng không phải hắn cha mẹ sinh thời cư trú địa phương. Dùng hiện tại nói tới nói, mưu hải Uyên nhân thiết là hiếu thuận. Một cái hiếu thuận người, bán của cải lấy tiền mặt bất động sản khi, giống nhau sẽ lưu lại cha mẹ trụ quá tòa nhà. Nhưng mưu hải uyên lưu lại lại là Chính hắn trụ quá kia một đống Minh Thứ nói Này không bình thường Hắn cha mẹ tán ở địa phương nào Từ Xuân nói Nghĩa địa công cộng Trường Xuân Năm gần đây mai tán nghiệp tấn mạnh phát triển Phú Thành cập quanh thân tổng cộng Có khắp nơi nghĩa địa công cộng Nghĩa địa công cộng Trường Xuân Cũng không phải trong đó giá cả nhất sang quý Nhưng suy xét đến mưu hải uyên cha mẹ Ở mười mấy năm trước đã mất Lúc ấy nghĩa địa công cộng Trường Xuân vẫn là phú thành tốt nhất nghĩa địa công cộng, Mưu Hải Uyên đưa bọn họ tán ở nơi đó không gì đáng trách. Minh Thứ hỏi, đi nghĩa địa công cộng Trường Xuân xem qua sao? Không có, Từ Xuân nói, còn không có tới kịp. Minh Thứ suy tư một lát, như vậy, nghĩa địa công cộng Trường Xuân bên kia ta đi, người an bại người đi Mưu Hải Uyên cha mẹ trước kia trụ quá địa phương bài tra, nhất định phải cẩn thận, làm nhận thức mưu phụ mưu mẫu người kỹ càng tỉ mỉ hồi ức này người một nhà ở chung điểm tích, lại phái một tổ người đi mưu hải quyên chính mình trụ địa phương, giống nhau muốn cẩn thận dò hỏi. Từ Xuân nói, Minh Bạch, thành phố Đông Nghiệp cùng Lạc Thành đều lâm thủy, mùa thu không khí ướt ác, nhưng phú thành chung quanh không có đại hình nguồn nước, nhập thu lúc sau khô lạnh, còn không có hàng quá một trận mưa. Minh Thứ ở nghĩa địa công cộng Trường Xuân tìm được rồi mưu hải quyên cha mẹ mộ phát hiện mộ bia tất cả đều là tro bụi giờ đến lợi hại nhân viên công tác giới thiệu tán tại đây một khối đều là mười mấy hai mươi năm trước kẻ có tiền đừng nhìn nó hiện tại thực không chớp mắt kỳ thật phong thủy tốt nhất minh thứ ngồi xổng xuống nhìn hai người mộ thượng hai cái tên mưu cần chi phó anh hoa bọn họ chính là mưu hải nguyên cha mẹ mộ bia bản thân không có gì chỗ đặc biệt nhưng cùng chung quanh mộ bia so sánh với nó có vẻ càng thêm cổ xưa tự như đã thật lâu không có bị xử lý quá. Mưu hải uyên 8 năm tung tích toàn vô, không người tới xử lý là tình lý bên trong. Nhưng mưu hải uyên chẳng lẽ sẽ không lặng lẽ tới nhìn một cái. Minh Thứ hỏi, các ngươi nơi này có hay không phỏng vấn ký lục? Nhân viên công tác lộ ra khó xử biểu tình, chúng ta có tượng trưng tính phỏng vấn ký lục, nhưng cái kia thật giả, không cụ bị tham khảo ý nghĩa. Minh Thứ thấy nhân viên công tác 50 tới tuổi, vừa thấy chính là ở chỗ này công tác nhiều năm, lại hỏi vậy ngươi đối mua này tòa mộ người có ấn tượng sao? Nhân viên công tác nói mưu hải nguyên sao, hắn là chúng ta quê nhà danh nhân. Minh thứ biết hỏi đúng rồi, vậy ngươi có không lưu ý quá? Hắn cuối cùng một lần tới là khi nào? Hắn trước nay không có tới quá. Trước nay. Việc này chúng ta còn thảo luận quá, nói này mưu đại danh nhân cấp cha mẹ mua như vậy quý mộ. Như thế nào liền ngày Dỗ Cùng Thanh Minh đều không tới tốt nhất mồ, nhân viên công tác nói, ngươi đừng nhìn chúng ta Phú Thành là tòa tiểu thành thị, ta tiểu thành thị người có thể so các ngươi thành phố lớn người chú ý hiếu đạo, ngày lễ ngày Tết a, à, tới viếng mồ mã người đặc biệt nhiều, Mưu Hải Uyên là danh nhân sao, cho nên mọi người đều chú ý hắn, hắn thật sự một hồi đều không có đã tới. Đem mẹ nó cùng hắn ba hợp tán lúc sau, hắn giao một bút quản lý phí, liền rốt cuộc không xuất hiện. Ngươi xem này mộ bia cũ đi bởi vì quản lý phí đến 3-4 năm trước liền đến kỳ, không ai lòng cái này mộ. Lái xe từ nghĩa địa công cộng Trường Xuân phản hồi trung tâm thành phố, Minh Thứ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề hiện tại tán ở mộ hai người, hay không nhất định là mưu hải uyên cha mẹ. Một người thân thế, đặt ở hiện tại thực khảo tra, nhưng nếu là vài thập niên trước, kỳ thật chính là một món nợ hồ đồ. Mưu hải uyên cùng 7 năm trước khuy trần lớn lên cực giống, này đã là sự thật, mà Mưu Hải Uyên từ trước đến nay tự xưng là trong nhà con trai độc nhất. Nếu Mưu Hải Uyên rải một cái dối, khó nói sẽ không rải một cái khác dối. Điều tra chứng đã xuống dưới, tổ trọng án một bộ phận đội viên tiến vào Mưu Hải Uyên còn sót lại một chỗ bất động sản trung, một bộ phận đội viên ở Mưu Hải Uyên cha mẹ chỗ ở cũ chung quanh thăm viếng. Ta biết nhà bọn họ, gia nhân này rất kỳ quái, vương mộng hương hơn 70 tuổi, cùng Mưu Gia làm nửa đời người hàng xóm, ở tại này một mảnh nhi, gia cảnh đều không tồi, nhưng bọn hắn gia, cảm giác cùng chung quanh không hợp nhau. Từ Xuân hỏi, vì cái gì? Vương Mộng Hương la la suối suối nói một đống lớn, quy kết lên chính là mưu cần chi cùng Phó Anh Hoa ở tốt như vậy phòng ở, bên người tài xế người hầu một cái không thiếu, hành vi lại có vẻ phi thường có quất, chưa bao giờ cùng người kết giao, luôn là nhốt ở nhà mình trong viện, căn bản không giống như là kẻ có tiền, đảo như là sống nhờ ở nhà có tiền trung người nhà quê còn có một chút mưu hải uyên rất ít tới thăm cha mẹ ở vương mộng hương mơ hồ trong trí nhớ căn bản liền không có nhìn thấy quá mưu hải uyên từ xuân theo sau lại hỏi vài vị đối mưu gia có ấn tượng cư dân khác được đến một cái manh mối mưu cần chi cùng phó anh hoa khẩu âm vừa nghe liền không phải tỉnh hàm người một cái hiếu tử chưa bao giờ vấn an cha mẹ mà này cha mẹ rõ ràng là phú thành người khẩu âm lại không đúng đây là có chuyện gì từ Xuân lập tức đem bài tra được tin tức báo cho Minh Thứ. Minh Thứ đã từ nghĩa địa công cộng trường Xuân phản hồi, đi tới mưu hải uyên chỗ ở. Tám năm thời gian, vật quản thay đổi hai nhà, hiện tại vật quản xưng, từ bọn họ tiếp nhận, này bộ biệt thự liền vẫn luôn không, đã không có bị bán ra, cũng không có người trở về trụ. Cửa phòng mở ra, một cổ trường kỳ phong bế mùi lạ ập vào trước mặt, phòng trong bày biện toàn bộ tích hôi, không có từng bị người đặt chân dấu hiệu tại đây căn hộ minh thứ không có tìm được bất luận cái gì cùng mưu trần chi cùng phó anh hoa có quan hệ đồ vật nói cách khác bọn họ kia hiếu thuận nhi tử không chỉ có không có cho bọn hắn đảo qua mộ bán đi bọn họ sinh thời cư trú phòng ở còn liền bọn họ di vật đều không có lưu lại mưu hải uyên nhân thiết bằng đến phi thường hoàn toàn nhưng nếu mộ trung hai người vốn dĩ liền không phải mưu hải uyên cha mẹ mưu hải uyên hiếu thuận đều là làm cấp ngoại giới xem khi này đó mâu thuẫn sự thật liền đều có giải thích hợp lý lại đi tra hộ tịch minh thứ nói còn có mưu hải uyên năm đó cho hắn cha mẹ thuê tài xế cùng người hầu mưu cần chi cùng phó anh hoa cũng không cùng hàng xóm tiếp xúc rất có thể là đã chịu mưu hải uyên hạn chế nhưng bọn hắn nếu cùng người hầu cùng sinh hoạt liền tất nhiên có liên quan này vài vị người hầu có lẽ biết mưu hải uyên giấu dếm chân tướng đương minh thứ ở phú thành chỉ huy điều tra khi Tiêu Ngộ An phái người đem quan trọng nhân chứng Hồ Thành Y nhận được thành phố Đông Nghiệp, ở cùng hắn nói chuyện trung biết được một sự kiện. Khuy Trần Đại Sư đã từng ở hơn 20 năm trước, ở kỳ Nguyệt Sơn Hạ đã cứu một người trụy nhai thiếu niên. Rốt cuộc là tu Phật mấy chục tái người, Hồ Thành Y đi vào tổ trọng án lúc sau, không giống rất nhiều lần đầu cùng hình cảnh tiếp xúc lão nhân như vậy có quắp khẩn trương, mặt mày trung rất là đạm nhiên. Tiêu Ngộ An đem hắn thỉnh đến phòng nghỉ, pha hồ trà, hỏi minh thứ vội vàng trung sơ sẩy chi tiết hồ thành y rất phối hợp đem trong trí nhớ xuống núi phía trước cái kia từ bi khoan dung khuy trần đại sư tỉ Mỹ mà miêu tả một lần đề cập khuy trần đã từng đã cứu thiếu niên khi nhiều lời vài câu kia hài tử thực đáng thương từ trên vách núi ngã xuống đi thiếu chút nữa liền mệnh đều không có khuy trần hiểu một ít y thuật nhưng cũng trị không được như vậy trọng thương chỉ có thể mang hài tử đi trong trấn đầu bệnh viện nhưng kia hài tử a thế nhưng là cái không hộ khẩu. Không hộ khẩu, tiêu ngộ an hỏi, bao lớn hài tử? truyện nhai là nào một năm? Hồ Thành Y suy nghĩ hảo một trận, cũng liền 16 tuổi tả hữu đi, nào một năm, 20 năm trước, hoặc là 21 năm trước, ta thật sự nhớ không rõ. Tần Hùng kia mất tích đệ đệ Tần Anh, đúng là ở Tần Khả sinh ra năm ấy, cũng chính là 21 năm trước mất tích. 16 tuổi, không hộ khẩu, này hai điểm cũng đều đối được tiêu ngộ an lại hỏi truyện nhai nguyên nhân là hồ thành y nói ta đoán là có người đem hắn đẩy xuống ngươi đoán tiêu ngộ an nói hắn không có minh xác báo cho các ngươi hắn không nói hồ thành y thở dài trong núi đầu chúng ta quen thuộc nhất cái kia huyền nhai căn bản không có người sẽ hướng lên trên mặt đi ta đi xem qua kia phụ cận có rất nhiều dẫm đạp dấu vết không giống như là một người dẫm ra tới hắn quan ngã ở dưới vực sâu, lúc ấy người cũng chưa khí nhi, kia trận trượng, như thế nào cũng ở đàn kia nằm một ngày nhiều. Tiêu Ngộ An nói, hắn tên gọi là gì? Sao lại không lại đại ở chùa Hải Kính sao? Hắn tên có cái anh, anh Hùng, anh Hồ Thành Y nói, đến nỗi họ, hắn không muốn nói, chúng ta cũng không buộc hắn nói. Anh, Tần Anh, không muốn nói dòng họ, là nản lòng thoái chí, muốn chặt đứt cùng Tần gia quan hệ. Bởi vì cái kia đem hắn từ trên vách núi đẩy xuống người là Tần Hung. Tiêu Ngộ An hơi suy tư, lại nói, hắn là không hộ khẩu, chuyện này sau lại là xử lý như thế nào? Không xử lý như thế nào, Hồ Thành y nói, bệnh viện vừa thấy chúng ta là tăng nhân, liền khai đèn xanh, làm kia hài tử nằm viện. Ta ngẫm lại, hắn ở bệnh viện đãi hai cái tháng sau đi, xuất viện sau liền cùng chúng ta cùng sinh hoạt. Tiêu Ngộ An nói, không có đi đồn công an đăng ký hồ thành y cười khổ năm ấy đầu chúng ta cũng chưa đăng ký hắn một tiểu hài nhi đăng cái gì nhớ a à? hắn ở chùa hải kính đã bao lâu tiêu ngộ an hỏi ở giữa có hay không phát sinh chuyện gì hồ thành y nói ngươi chỉ chính là tỷ như hắn xuống núi tìm người nào hoặc là người nào lên núi tới tìm hắn hắn không có hạ quá sơn bất quá ta nhớ rõ xác thật có người ngoài đã tới tiêu ngộ an nói là ai là ai ta không biết, Hồ Thành Y lắc đầu, khi đó đến trên núi tới người rất ít, cơ hồ không có khách hành hương, ngẫu nhiên có khác chùa tăng nhân tiến đến hóa duyên, người nọ không phải khách hành hương, không phải tăng nhân, cũng không phải bỏ ra gia. Gần nhất liền hỏi chúng ta có hay không gặp qua một cái 16 tuổi tả hữu nam hài, cho nên ta nhớ rõ hắn. Nếu Tần Anh là bị Tần Hùng đẩy xuống sườn núi, như vậy cái này cổ quái lai khách, tám phần chính là Tần Hùng. Tiêu Ngộ An hỏi, các ngươi như thế nào trả lời? Hồ Thành Y cười cười, kia hài tử sáng sớm liền cùng khuy trần nói qua, có bất luận kẻ nào tới tìm hắn, đều nói không biết, chưa thấy qua. Kỳ thật hắn làm điều thừa, mặc dù hắn không giao đãi khuy trần cũng sẽ không đem hắn tồn tại báo cho khả nghi người. Khuy trần hỏi qua hắn có nguyện ý hay không lưu tại trong chùa tu tập Phật Pháp, hắn không đáp ứng, thân thể hoàn toàn khang phục lúc sau, liền rời đi. Tiêu ngộ an nói, đại khái là khi nào? Hơn nửa năm lúc sau, Hồ Thành Y nói, sau lại ta không còn có gặp qua hắn, Huy Trần cũng lại không nhắc tới quá hắn. Tiêu Ngộ An hỏi, ngươi còn nhớ rõ hắn diện mạo sao? Hồ Thành Y nhắm mắt lại, hồi ức hồi lâu, tiếc nuối nói, nhớ không rõ. Tiêu Ngộ An từ di động điều ra bị tần khả giấu ở trong khung ảnh ảnh chụp, đây cũng là trước mắt cảnh sát nắm giữ duy nhất một trương tần anh ảnh chụp. Đem ảnh chụp để đến Hồ Thành Y trước mặt, Tiêu Ngộ An nói, là hắn sao? Hồ Thành Y tiếp nhận di động, đoan trang hồi lâu, giống, càng xem càng giống. Tiêu Ngộ An lại điều tra Tần Hùng tuổi trẻ khi ảnh chụp, kia vị này đâu? Ngươi có ấn tượng sao? Hồ Thành Y lần này xem đến càng lâu, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng nhớ không nổi là ở nơi nào. Tiêu Ngộ An nói, ngươi nghĩ lại, này giống không giống cái kia lên núi hỏi các ngươi có chưa thấy qua 16 tuổi nam hài, ngươi. Hồ Thành Y lỏng mí mắt bỗng nhiên một trống, sau một lúc lâu nói, thực xin lỗi, đầu óc không còn dùng được. Không có việc gì, Tiêu Ngộ An thu hồi ảnh chụp, vẫn chưa ép hỏi Hồ Thành Y, ôn hòa mà cười cười, ngươi đã vì chúng ta cung cấp trọng yếu phi thường manh mối. Phải không? Hồ Thành Y nhẹ giọng thở dài, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiễn đi Hồ Thành Y, Tiêu Ngộ An đứng yên ở phía trước cửa sổ. Hồ Thành Y sở miêu tả 16 tuổi thiếu niên, 89 phần 19 là Tần Anh. Nguyên lai năm đó Tần Anh cái gọi là mất tích, là bị người từ kỳ Nguyệt Sơn trên vách núi đẩy xuống. Hồ Thành Y đã nhớ không được cái kia lên núi tìm kiếm Tần Anh người bộ dáng, này thực bình thường, một mặt mà thôi. 20 năm sau nếu Hồ Thành Y còn có thể vừa thấy Tần Hùng ảnh chụp liền nói, đúng vậy, chính là hắn, kia ngược lại có vấn đề. Chân tướng đang ở từ nhỏ nhặt manh mối trung dần dần hiện hình. 21 năm trước, hoàng hối mang thai, Tần dưới chót gia đình người nhiều cháu thiếu, thêm một cái người liền nhiều một trương miệng, Tần Hùng chịu đựng Tần Anh cái này lai lịch mạc danh đệ đệ nhiều năm, rốt cuộc ở chính mình hài tử sắp Giáng sinh khi nổi lên lòng xấu xa, hắn có thể cho phép Tần Anh đoạt thuộc về đồ vật của hắn, lại không thể cho phép Tần Anh đoạt hắn thê nhi đồ vật. Tần Anh còn nhỏ, vị thành niên, đối người nhà không có phòng bị chi tâm. Tần Hùng lấy nào đó lý do, tỉ như cùng ca ca cùng nhau lên núi tỷ như bồi ca ca đi trong núi trong chùa vì chưa sinh ra hài tử cầu phúc, đem tần anh lừa đến kỳ nguyệt sơn, sau đó xem chuẩn thời cơ, bộc lộ bộ mặt hung ác, đem tần anh đẩy hạ huyền nhai. Dưới vực sâu hồi lâu không có động tĩnh ở tần hùng xem ra, tần anh hoặc là đã quăng ngã chặt đứt cổ, đương trường chết đi, hoặc là cũng là trọng thương, vô pháp tự cứu. Hắn lựa chọn ngọn núi này, chính là bởi vì nó cơ hồ không có bóng người, chỉ ở giữa sườn núi thượng có một tòa chùa chiên. Sơn lớn như vậy, những cái đó hòa thượng không đến mức tuần sơn, càng không đến mức như vậy xảo, phát hiện dưới vực sâu Tần Anh. Ở không có người phát hiện dưới tình huống, Tần Anh liền tính không có lập tức chết đi, cũng sống không được tới. Tần Hùng có lẽ suy xét quá tự mình hạ đến bên dưới vực sâu nhìn xem, nếu là Tần Anh đã chết, kia không thể tốt hơn, nếu là Tần Anh còn có một hơi, hắn còn có khác biện pháp muốn Tần Anh mệnh, sau đó đem Tần Anh ngay tại chỗ vùi lấp, lấy tuyệt hậu hoạn chính là hắn không dám đó là một cái sống sờ sờ người diệt trừ tần anh là bất đắc dĩ vì chính mình tiểu gia đình vì sắp sinh ra hài tử hắn hận không thể tần anh lập tức đi tìm chết rồi lại không dám nhìn tần anh thi thể vì thế bồi hồi hồi lâu lúc sau tần hùng lựa chọn rời đi tần anh mất tích tần gia tình cảnh bi thảm tần an cường cùng bạch hồng rất có khả năng biết tiểu nhi tử mất tích là đại nhi tử tạo thành cho nên không dám báo nguy, thậm chí không dám làm hàng xóm hỗ trợ tìm kiếm. Tần Hùng sau lại phản hồi Kiền Nguyệt Sơn, thuyết minh hắn vẫn là lo lắng Tần Anh không có chết. Mà Tần Anh, xác thật còn sống. Tần Anh ở được cứu vớt hơn nửa năm lúc sau rời đi chùa Hải Kính, lấy năm đó 16 tuổi tả hữu phán đoán, hiện tại hẳn là 37 tuổi. Hồ Thành Anh không biết Tần Anh xuống núi sau đi nơi nào, nhưng có thể xác định chính là Tần Anh cũng không có phản hồi quá chùa Hải Kính là từ chỗ nào đó trở về tầng anh, giết chết tầng tự ở ngoài tầng gia mọi người. Tỉnh Hàm, Minh Lượng huyện. Minh Thứ đóng sầm cửa xe, ngẩng đầu nhìn trước mặt thấp bé thương phẩm lâu. Minh Lượng huyện về Lạc Thành Quảng Hạt, cùng Mưu Hải Uyên quê quán Phú Thành cách xa nhau xa xôi. Trải qua tinh tế thăm viếng, tổ trọng án rốt cuộc xác định, đã từng ở Mưu Gia công tác 7 năm bảo mẫu Lý Phi Hà trước mắt định cư Minh Lượng huyện. Tiểu huyện thành thương phẩm phòng đều kiến đến luồng, bên trong cũng không có thang máy, Minh thứ đi thang lầu, gõ gõ bốn, một cửa phòng. Mở cửa chính là một cái tiểu nam hài, tò mò mà ngửa đầu, thúc thúc, ngươi tìm ai a? À. Một vị 60 tới tuổi lão phụ từ phòng bếp đi ra, đôi tay ở trên tạp dề chà lau, cảnh giác nói, vĩ vĩ, như thế nào tùy tiện liền cho người ta mở cửa đâu. Minh Thứ trực tiếp lượng ra làm chứng kiện, ngươi là Lý Phi Hà. Lão phụ đầu tiên là kinh ngạc, sau hoảng loạn nói, có phải hay không tiểu thành đã xảy ra chuyện minh thứ lắc đầu cùng ngươi nhi tử không quan hệ ta tới tìm ngươi là tưởng cùng ngươi hiểu biết mưu hải uyên trong nhà sự lý phi hà hai mắt trợn to một lát sau nói không phải tiểu thành xảy ra chuyện liền hảo vậy ngươi vào đi vào nhà lúc sau minh thứ bốn phía quan sát một chút này căn hộ đoạn đường cùng trang hoàng ở minh lượng huyện tới nói tính không tồi lý phi hà hiện tại sinh hoạt hẳn là quá đến khá tốt lý phi hà có chút câu quất ta đã sớm không ở mưu gia công tác nhà bọn họ sự ta cũng không phải rất rõ ràng minh thứ nói ngươi không cần khẩn trương ta hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi biết nhiều ít tình hình thực tế trả lời chính là lý phi hà gật gật đầu minh thứ hỏi lúc trước là mưu hải uyên thuê ngươi đi chiếu cố cha mẹ hắn lý phi hà nói đúng vậy con ta nữ lúc ấy đều ở phú thành công tác ta nhàn rỗi không có việc gì liền treo ở gia chính công ty tìm sống làm mưu tiên sinh xem ta tay chân lanh lẹ danh dự cũng hảo khiến cho ta đi nhà hắn công tác minh thứ hỏi hắn hướng ngươi đề qua cái gì yêu cầu không có yêu cầu lý phi hà nghĩ nghĩ cũng chính là đối lão nhân cẩn thận kiên nhẫn mưu hải uyên cũng không đi thăm hắn cha mẹ này minh thứ ngón trỏ ở trên bàn nhẹ nhàng điểm điểm rất nhỏ động tác lại nằm có ý uy thế Lý Phi Hà do dự nói, mưu tiên sinh kỳ thật. Minh Thứ nhìn Lý Phi Hà mắt, chậm rãi nói, người chiếu cố mưu cần chi, vì anh hoa bảy năm, sớm chiều ở chung, cái này gia rốt cuộc có phải hay không một cái chân chính gia, ngươi trong lòng kỳ thật sớm đã có số, đúng không? Lý Phi Hà sắc mặt khẽ biến, nửa phút sau gật gật đầu. Ngươi có một đôi nhi nữ, tôn tử từ ngươi mang, ngươi nhi nữ tuyệt không hội trưởng thời gian không tới thăm ngươi. Minh Thứ nói, đây mới là bình thường gia đình ở chung hình thức, nhưng mưu gia, mưu cần chi cùng dì anh hoa cùng ngươi giống nhau, không giống mưu hải uyên cha mẹ, càng như là bị mưu hải uyên thuê mà đến, đúng không? Thời gian dài trầm mặt sau, Lý Phi Hà thở dài, bọn họ, bọn họ xác thật không phải mưu tiên sinh cha mẹ. Nhưng việc này, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Minh Thứ không có thúc giục, chờ Lý Phi Hà phía dưới nói. Việc này sớm nhất ta chỉ là cảm thấy không thích hợp, không có hướng kia phương diện suy nghĩ lý phi hà nắm chặt tạp về ở đi mưu gia công tác phía trước ta cũng đi khác gia đình công tác quá năm ấy đầu thỉnh đến khởi bảo mẫu trong nhà đều rất có tiền cùng mưu gia không sai biệt lắm nhưng là lại có tiền người một nhà cũng là hòa thuận vui vẻ ít nhất cha mẹ sẽ không sợ con cái mưu gia ta liền không gặp mưu tiên sinh trở về quá vài lần mỗi lần trở về mưu cần chi cùng gì anh hoa liền rất câu thúc giống trở về không phải nhi tử, mà là chủ nhân. Hơn nữa bọn họ cùng ta trước kia tiếp xúc nhà có tiền lão nhân cũng thực không giống nhau, bất hòa hàng xóm giao lưu, cơ hồ không ra khỏi cửa, không có gì văn hóa. Sau lại, ta ở mưu gia đời đến lâu rồi, cùng dì anh hoa càng ngày càng thuộc, thường xuyên cùng nàng nói chuyện phím, nàng đem ta đưa người một nhà, mới nói cho ta một sự kiện, Lý Phi Hà nuốt khẩu nước miếng, nàng nói, nàng cùng mưu cần chi căn bản không phải mưu tiên sinh cha mẹ. Minh Thứ hỏi, vậy ngươi biết bọn họ thân phận thật sự sao? Lý Phi Hà nói, biết, bọn họ là phía nam một cái tiểu thành thì người, ở tại nông thôn, cùng mưu tiên sinh ký hiệp nghị, cấp mưu tiên sinh sắm vai cha mẹ. Mưu Hải Uyên là như thế nào tìm được bọn họ? Minh Thứ hỏi, Mưu Hải Uyên phụ mẫu của chính mình đâu? Lý Phi Hà lắc đầu, này đó ta liền không rõ ràng lắm. Mưu Cần Chi rất ít nói chuyện, vì anh Hoa mỗi lần cùng ta lưu xong, đều dặn dò mấy trăm lần, kêu ta đừng nói cho người khác. Bọn họ qua đời lúc sau, việc này liền lặng ở lòng ta, ta không cùng người khác nhai quá lưỡi căn tử, nếu ngươi không phải cảnh sát, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Minh Thứ lại hỏi, mưu cần chi cùng gì anh hoa tên thật là cái gì? Lý Phi Hà nói, đó chính là bọn họ tên thật. Minh Thứ nói, ngươi vừa rồi nói phía Nam tiểu thành thị, rốt cuộc là nào tòa tiểu thành thị? ta nhất thời nghĩ không ra lý phi hà ấn cái tráng lương lương cái gì mình thử nói lương hề trấn đúng vậy đối chính là lương hề trấn lý phi hà nói bất quá không phải trong trấn là phía dưới nông thôn lương hề trấn đúng là ân tiểu phong cố hương sáu năm trước khuy trần vân du trở về khi mang theo ân tiểu phong khi đó khuy trần rất có thể đã không phải chân chính khuy trần mà thành mưu hải uyên mà mưu hải uyên giả cha mẹ cũng đến từ lương hề trấn mưu tiên sinh rất hào phóng tuy rằng trong nhà ở không phải hắn thân sinh cha mẹ nhưng hắn đãi bọn họ đã đủ hảo ít nhất chưa từng có ở vật chất thượng bạc đãi quá bọn họ lý phi hà nói tiếp cho ta khai tiền lương cũng cao mưu cần chi cùng gì anh hoa qua đời lúc sau ta chẳng khác nào mất đi công tác hắn cho ta một số tiền làm ta về quê an an ổn ổn mà sinh hoạt ngươi xem nếu không phải mưu tiên sinh ta nào trụ đến khởi tốt như vậy phòng ở chờ một chút minh thứ nói mưu cần chi cùng gì anh hoa thật là tự nhiên bị bệnh tử vong ngươi hoài nghi là mưu tiên sinh hại chết bọn họ sao có thể lý phi hà lắc đầu thật sự chính là sinh bệnh ta chiếu cố bọn họ ta còn có thể không rõ ràng lắm sao ngươi ra rồi cái gì tật xấu đều ra tới này không trách mưu tiên sinh từ lý phi hà ra rời đi minh thứ ngồi ở trong xe thưởng thức hộp thuốc Hộp còn có mấy cây yên, nhưng hắn không trừ. Mưu Hải Uyên trước mặt ngoại nhân hiếu thuận cha mẹ đều không phải là chính mình chân chính cha mẹ, Mưu Hải Uyên muốn xây dựng chính mình chất lượng tốt hình tượng, thường sách đương nhiên là đem thân sinh cha mẹ nhận được bên người, hắn không làm như vậy, chỉ có hai loại khả năng, một là hắn thân sinh cha mẹ sớm đã không ở nhân thế, nhị là hắn bởi vì nào đó nguyên nhân mà không thể đem thân sinh cha mẹ nhận được bên người sinh hoạt. Ở đắp nặng hiếu tử nhân thiết khi Mưu Hải Uyên còn khăng khăng chính mình là con trai độc nhất. Sự thật lại là, chùa Hải Kính Khuy Trần Đại Sư rất có thể là hắn song bào thai huynh đệ. Minh Thứ đem hộp thuốc mở ra, không bao lâu liền đem yên từng cây bóp nát. Mặc dù tiếp xúc đại lượng tâm lý vặn vẹo hiềm nghi người, Minh Thứ vẫn là nắm chắc không được Mưu Hải Uyên tâm thái. Thuê một đôi giả cha mẹ, có thể lý giải vì sự nghiệp yêu cầu, nhưng ẩn lui sau phóng giàu có sinh hoạt bất quá, đi chùa hải kính thay thế được chính mình huynh đệ là vì cái gì? Lại tiến thêm một bước nói, Mưu Hải Uyên vẫn luôn biết chùa hải kính trụ trì là chính mình huynh đệ. Ở Hồ Thành Y trong mắt, 7 năm trước khuy trần đại biểu cho thương xót, trở về khuy trần lại âm trầm, khó có thể nắm lấy, đây đúng là chân chính khuy trần cùng Mưu Hải Uyên khác nhau. Di động chấn vang, Minh Thứ cầm lấy vừa thấy, là dịch phi. Tổ trọng án mọi người phân công hợp tác, dịch phi mang đội tra chính là mưu hải uyên ở điện ảnh vòng trung nhân tế quan hệ. Tra được điểm nhi đồ vật, dịch phi nói, ngươi chừng nào thì trở về. Minh Thứ nói, liền ở trong điện thoại nói đi, tiết kiệm thời gian, trên đường ta còn có thể suy nghĩ một chút. Hành đi, dịch phi nói, ngươi vị này thơ ấu thần tượng, bản nhân xa không có màn ảnh thượng sợ đắp nặng nhân vật cao thượng như vậy. Minh Thứ vốn định phản bác một câu, Mưu Hải Uyên không phải ta thơ ấu thần tượng, lúc này lại không có gì tâm tư dựa vào lưng ghế xuôi tai dịch phi đi xuống nói ở bước vào điện ảnh vòng phía trước mưu hải uyên là tỉnh hàm một khu nhà võ thuật trường học học sinh hiện tại trường học này đã không tồn tại trần thiếu hưng là mưu hải uyên sớm nhất ở trong vòng nhận thức người người này cũng là võ thuật trường học xuất thân ở điện ảnh trong vòng nổi bật không bằng mưu hải uyên triệu niên thiếu tập võ chi ít trần lão gia tử hiện giờ thân thể ngạnh lãng tinh thần quắc thước nhìn thấy dịch phi lúc sau, còn hứng thú bừng bừng mà muốn cùng dịch phi quá hai chiêu. Theo hắn nói, Mưu Hải Uyên còn ở võ thuật trường học khi, đã từng nhiều lần nói qua, tương lai chỉ cần chính mình hỗn xuất đầu, liền nhất định phải làm cha mẹ quá tốt nhất sinh hoạt. Điểm này nhưng thật ra cùng Mưu Hải Uyên sau lại lời nói đi đôi với việc làm. Nhưng Trần Thiếu Hưng cố tình nhớ rõ, Mưu Hải Uyên có một đoạn thời gian từng cực kỳ hạ xuống, hắn dò hỏi nguyên nhân, Mưu Hải Uyên gần như hỏng mất mà tỏ vẻ, chính mình phụ thân đã qua đời dịch phi lặp lại hướng trần thiếu hưng xác nhận mưu hải uyên thật như vậy nói qua nói qua trần thiếu hưng nói cho nên sau lại hắn cùng cha mẹ hắn cùng xuất hiện ở nơi công cộng ta cảm thấy rất kỳ quái nhưng khi đó ta cùng mưu hải uyên đã xa cách ta chỉ có thể suy đoán hắn vị kia phụ thân có lẽ là hắn mẫu thân sau lại tái giá người ở trần thiếu hưng trong trí nhớ thành danh trước mưu hải uyên thường xuyên lo âu bất an này lo âu nguyên nhân cơ hồ đều đến từ chính chậm chạp không thể cho cha mẹ một cái cuộc sống an ổn hoàn cảnh dịch phi từ trần thiếu hưng chỗ được đến tin tức quy kết lên chính là mưu hải uyên là cái thật hiếu tử nhưng mưu hải uyên thành danh lúc sau những cái đó biết nội tình vòng người trong đối hắn đánh giá liền không như vậy cao mưu hải uyên người này có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng từng vì mưu hải uyên công tác công ty quản lý công nhân nói mưu hải uyên mặc kệ là đương diễn viên đóng phim khi vẫn là sau lại làm võ thuật chỉ đạo đạo diễn khi đều có mượn diễn thi bạo hành vi nhưng trước kia truyền thông ngành sản xuất không giống như bây giờ phát đạt bị đánh diễn viên cũng đều lạc mềm quả hồng cho nên này loại sự kiện chưa từng có phơi quá quan trừ bỏ mượn diễn thi bạo mưu hải uyên có khi còn ẩu đã chính mình đoàn đội người tên này công nhân triển lãm chính mình phần lương một cái năm xưa vết sẹo xưng là mưu hải uyên tạo thành mưu hải uyên chi trả tiền thuốc men còn có điều gọi phong khẩu phí ta không có bịa đặt các ngươi hỏi nhiều vài người liền biết mưu hải uyên chính là tên cặn bã nghe nói hắn mất tích rất nhiều năm nói không chừng là bị hắn kẻ thù cấp giết. dịch phi lại tìm được rất nhiều năm đó vì mưu hải uyên phục vụ người bọn họ cách nói đại đồng tiểu dị trong đó một người thậm chí lộ ra mưu hải uyên có khinh nam bá nữ thói quen tiêu lan nhi đời trước diễn viên trung ngọc nữ các ngươi người trẻ tuổi khả năng không nghe nói qua nàng a đã bị mưu hải uyên vũ nhục quá. Tiêu Lan Nhi đã qua đời, nhưng này trượng phu Lâm Nghĩa còn khỏe mạnh. Nghe được mưu hải uyên tên này, Lâm Nghĩa trầm mặt thật lâu. Hắn đã tuổi già sức yếu, trong mắt là lão nhân thường có vẫn đục. Nhưng dịch phi từ cặp kia vẫn đục trong mắt thấy được phẫn nộ, không cam lòng, cùng với hối hận. Ta năm đó hẳn là giết chết hắn, Lâm Nghĩa lẩm bẩm nói, là ta làm Lan Nhi bị ủy khuất. Quá khứ điện ảnh vòng, có lẽ không thể so hiện tại giới giải trí sạch sẽ nhiều ít. Lâm Nghĩa cũng là diễn viên, lại là cái danh điều chưa biết diễn viên. Tiêu Lan Nhi gả cho Lâm Nghĩa khi báo chí thượng viết chính là gã thấp. Mà khi đó, Tiêu Lan Nhi cùng Mưu Hải Quyên hợp với hợp tác rồi hai bộ điện ảnh. Lâm Nghĩa không có minh bạch nói cho Dịch Phi, ta thê tử sát thật bị Mưu Hải Quyên làm bẩn. Nhưng lại nhảy nói rất nhiều Tiêu Lan Nhi sự. Cuối cùng lại là tự mình trấn an giống nhau nói, Lan Nhi không phải duy nhất người bị hại dịch phi hỏi mưu hải uyên còn khinh nhục quá mặt khác nữ diễn viên lâm nghĩa không hề đáp lại có bạo lực khuynh hướng cũng thực thi hành động cưỡng bách nữ diễn viên mưu hải uyên hắc liêu còn không ngừng này đó dịch phi tiếp tục nói bất quá mặt sau điểm này ở bọn họ cái kia trong vòng kỳ thật không tính cái gì hắc liêu minh thứ nói đừng úp úp mở mở cùng đối thủ cạnh tranh đoạt tài nguyên dịch phi nói trước kia đánh võ diễn viên đông đảo tự như chúng ta thời đại này tiểu thịt tươi cực kỳ mà nhiều nghĩ ra đầu không phải dễ dàng như vậy sự mưu hải uyên thời trẻ vì tranh thủ tài nguyên sự quá không ít thủ đoạn minh thứ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì kia này đó ở cạnh tranh trung bại bởi mưu hải uyên người sau lại quá đến thế nào này ta còn không có tới kịp một đám đi tra dịch phi nói bất quá ở bất luận cái gì một hàng đặc biệt là tầng dưới chót cạnh tranh trung thua gia đều là thực thảm cắt đứt điện thoại sau Minh Thứ Bạc ở tay lái thượng, dần dần bắt được mấu chốt. Chùa Hải Kính Tăng Nhân, tạm thời đem đã sớm xuất gia Hồ Thành Y, Lưu Tuế, đường viễn đặt ở một bên, chỉ xem sau lại mới nhập chùa ân Tiểu Phong, Thường Khánh Anh, Chữ Giang, Vương Lộ, Sở Tính, Phương Bình Húc. Ân Tiểu Phong cùng Phương Bình Húc tâm lý vạn vẹo, có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng. Thường Khánh Anh ở chức trường sự ám chiêu, gián tiếp dẫn tới đồng sự tử vong. Chữ Giang đi đầu khinh bạc quả phụ, gián tiếp dẫn tới quả phụ tự sát. Vương lộ chơi bời lêu lỏng, không biết hiếu kính cha mẹ, tức chết rồi phụ thân. Đến nỗi sở tính, người này đi vào chùa hải kính rất có thể là cái ngoài ý muốn. Trừ bỏ sở tính, trở lên năm người đặc điểm đều có thể ở mưu hải uyên trên người tìm được bóng dáng, tương đối gượng ép chính là vương lộ, nhưng mưu hải uyên thân sinh cha mẹ rốt cuộc là chết như thế nào, hiện tại vẫn là cái không biết bao nhiêu, bọn họ nếu là bởi vì mưu hải uyên mà chết, kia điểm này liền cũng không gượng ép. Mưu Hải Uyên mất tích là vì đêm này đó cùng hắn có cộng đồng tội nghiệp người tụ tập ở bên nhau, sau đó từng bước từng bước lau đi. Đây là cái gì? Hay không là một loại khác phương thức, chuộc tội? Tần Anh là ở Kỳ Nguyệt Sơn bị Tần Hùng đẩy hạ huyền nhai. Sau đó lại bị khuy trần cấp cứu. Minh Thứ trở lại thành phố Đông Nghiệp, vốn định đem chính mình một đường suy nghĩ nói cho Tiêu Ngộ An, lại từ tiêu ngộ an chỗ biết được này một cái quan trọng manh mối. Hồ Thành Y hiện tại đang ở chúng ta bảo hộ dưới, tạm thời sẽ không rời đi thành phố Đông Nghiệp, người nếu có khác vấn đề, còn có thể tiếp tục hỏi hắn, tiêu ngộ an ném cho Minh thứ một cái khăn lông, ta đã cấp Hồ Thành Y xem qua tầng khả cất chứa ảnh chụp, Hồ Thành Y xác định, hắn 21 năm trước ở Chùa Hải Kính chứng kiến đúng là ảnh chụp thiếu niên. Minh thứ tiếp nhận khăn lông, ở mới vừa tẩy quá trên mặt một hồi sát, sau đó đáp trên vai, 21 năm trước. Tiêu cục, 21 năm trước ở chùa Hải Kính tu hành không ngừng hồ thành y. Tiêu ngộ an gật đầu, cho nên ta sau lại lại hỏi qua Lưu Tuế, Đường Viễn, Lưu Tuế nhớ không được, nhưng Đường Viễn còn nhớ rõ. Minh Thứ dựa vào bồn rửa tay biên, bị lộng ướt tóc mái đi xuống nhỏ nước, tần anh thẳng đến rời đi chùa Hải Kính vẫn là không hộ khẩu, hắn khả năng đi nơi nào. Tiêu ngộ an nói, giả thiết giết hại năm, tám bốn người chính là tần anh, Tần Anh trở về báo thù, kia hắn chính là ấp ủ 20 năm. 20 năm trước Tần Anh 17 tuổi tả hữu, hiện tại đã 37 tuổi, thời gian này tuyến kéo đến quá mức trường. Này 20 năm, hắn này đây cái gì phương thức, đem chính mình che giấu lên. Hắn vì cái gì phải đợi lâu như vậy? 37 tuổi, Minh Thứ trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng hình, ta nghĩ tới một người. Tiêu ngộ an nâng mi, ân. Minh Thứ nói, Trình Giang Hồ lão bản, Tiêu Ngộ An nói: Ngươi chỉ là cho rằng, Trình Giang Hồ lão bản tuổi cùng tầng anh đối được. Minh thứ lắc đầu, không ngừng. Trình Giang Hồ vận đỏ đến quá nhanh, khai trương mới hai tháng, cũng đã đem tôn bảo bảo bước cho cơ hồ không có sinh ý nhưng làm, này quá không thể tưởng tượng. Tra Sa Xuân án tử khi ta tự mình đi quá, tôn bảo bảo lúc ấy Trình Giang Hồ còn thực không chấp mắt tôn bảo bảo mới là long thành lộ thượng nhất hỏa bạo cửa hàng. Điểm này ta vẫn luôn thực để ý, nhưng là đệ nhất, lúc đầu bài tra khi, trình giang hồ đã bị chúng ta điều tra quá, không tra ra cái gì dị thường, đệ nhị, ta nghĩ không ra trình giang hồ có cái gì động cơ, cho nên không có thâm đào này tuyến. Tiêu ngộ an hỏi, ngươi hiện tại tìm được trình giang hồ động cơ. Này không rõ rành rành sao, Minh Thứ nói, tần anh năm đó bị tần hùng đẩy hạ huyền nhai, đại nạn không chết, hiện tại trở về hướng tần hùng một nhà báo thù. Tiêu ngộ an đem minh thứ trên vai khăn lông gỡ xuống tới, xếp thành khối vuông, đặt ở minh thứ đỉnh đầu, trình giang hồ, vận đỏ tốc độ, xác thật tương đối khả nghi, mặc dù có khâu mân đề cử video làm thêm vào, cũng quá nhanh, trong đó có lẽ có cái gì chúng ta còn không biết miêu nị. Nhưng nếu Trình Giang Hồ, lão bản là Tần Anh, hắn cuối cùng mục đích là giết chết Tần Hùng cả nhà lấy báo thù, kia hắn không những không che giấu chính mình, ngược lại tại đây phía trước liền đem chính mình bại lộ ra tới, nguyên nhân là cái gì? Minh Thứ chuyên tâm tưởng án tử, chưa chú ý tới trên đầu đỉnh khối khăn lông. Trình giang hồ xuất hiện thời cơ, xuất hiện lúc sau ảnh hưởng đều làm người vô pháp không thèm để ý ở tầng hùng một nhà xảy ra chuyện phía trước. Trên mạng liền bắt đầu nghị luận Trình Giang Hồ thay thế được Tông Bảo Bảo Án mạng phát sinh lúc sau Trình Giang Hồ càng là bị đẩy đến một cái thập phần xấu hổ vị trí không chỉ có là này sinh ý bởi vì không may mắn đã chịu ảnh hưởng phụ cận cư dân rảnh rỗi không có việc gì càng là lung tung phỏng đoán tần hùng một nhà chết có phải hay không cùng cùng phố cạnh tranh có quan hệ tần anh muốn báo thù ở tông bảo bảo bên cạnh khai một nhà cửa hàng còn khai đến như thế cao điệu hoàn toàn là làm điều thừa nhưng này chỉ là người ngoài cuộc ý tưởng không đúng là chúng ta không có thể hoàn toàn lý giải một cái kẻ báo thù tâm lý, Minh Thứ giữa mày nhíu chặt, ta còn có cái ý tưởng. Tiêu Ngộ An nói, nói nói xem. Lấy Tần Anh đối Tần Hùng hận, hắn có lẽ không thỏa mãn với gần giết chết Tần Hùng một nhà, Minh Thứ nói, hắn còn tưởng phá hủy Tần Hùng. Tôn Bảo bảo là Tần Hùng lấy làm tự hào sự nghiệp, nằm đó ở Tần Gia Nhị Lão lần lượt qua đời lúc sau, Tần Hùng đúng là dùng Nhị Lão tích tụ khai một nhà ăn uống cửa hàng. Nhà này ăn uống cửa hàng chính là Tông Bảo Bảo đời trước. Tần Anh Mai phục 20 năm, nên điều tra rõ ràng sự tất nhiên đã điều tra rõ ràng, hắn đối Tần Hùng phát tích hiểu biết, so với chúng ta chỉ nhiều không ít. Ở trong mắt hắn, Tông Bảo Bảo là hút hắn huyết, hút hắn cha mẹ huyết trưởng thành. Cho nên ở muốn Tần Hùng một nhà mệnh phía trước, hắn còn muốn hủy diệt Tông Bảo Bảo. Một hơi nói xong, Minh Thương nhìn Tiêu Ngộ An đôi mắt, hỏi có lỗ hổng sao? Tiêu Ngộ An nói, đoán được ngươi sẽ hoài nghi Trình Giang Hồ, Trình Giang Hồ cũng thật là cái hoặc là bài trừ, hoặc là tỏa định điểm. Ở ngươi trở về phía trước, ta đã phái phương viễn hàng đi qua. Minh Thứ đuôi mắt dơ lên, lại nhanh chóng bình tĩnh, đem chính mình lý ra kỳ nguyệt sơn thượng manh mối một cái một cái phân tích cấp Tiêu Ngộ An nghe. Chuột tội, Tiêu Ngộ An nói, cái này ý nghĩ thực mới mẻ độc đáo. Một cái có tội người muốn chuột tội, Đầu tiên hẳn là minh bạch chính mình sai ở nơi nào, đã từng phạm phải tội là cái gì, sau đó làm việc thiện, hoặc là bồi thường người bị hại, tới rồi mưu hải nguyên nơi này, chính là từ chính mình xông bào thai huynh để chỗ lấy được một cái tăng nhân thân phận, lại đem những cái đó cùng hắn phạm quá tương tự sai lầm thất đức giả tụ tập ở bên nhau, từng cái mặt sát. Minh Thứ nói, ta cho rằng phân tích một cái tâm lý vặn vẹo hiềm nghi người, chấp nhất với thường quy lo diệt tác dụng không lớn, trước khi đường vòng đã đi được đủ nhiều, không bằng đổi một loại tư duy. Đối mưu Hải Uyên tới nói, lau đi chữ gian đám người, có lẽ là một loại khác hình thức vì thiện. Hắn nhất nên trừng phạt chính là chính hắn, nhưng là rất ít có người có thể đối chính mình xuống tay, vì thế hắn đem đao chỉ hướng về phía những cái đó giống người của hắn. Chữ gian này ba người cái gọi là Vân Du, tất cả đều là xuất từ khuy trần chi khẩu, không có bất luận kẻ nào chính tai nghe được bọn họ nói muốn Vân Du, cũng không có bất luận kẻ nào tận mắt nhìn thấy đến bọn họ rời đi chùa Hải Kính, mà đối thủ tuyền trấn bài tra tiến hành đến bây giờ, không có người ta nói gặp qua bọn họ. Ta phán đoán, đương khuy trần nói ra bọn họ xuống núi, vân du khi, bọn họ cũng đã ngộ hại. Tiêu ngộ an nói, lấy khuy trần tuổi, giết người không tính việc khó, nhưng xử lý thi thể liền tương đối khó khăn. Tàn thi mà sẽ không quá xa, dịch phi bọn họ lần trước đi chùa Hải Kính điều tra, có phải hay không chỉ điều tra chùa nội? Đúng vậy, Minh Thứ gật đầu, khăn lông bỗng nhiên từ đầu thượng rớt xuống dưới. Tiêu ngộ an cười khẽ. Minh Thứ cầm khăn lông, thao, ngươi chỉnh ta. Tiêu ngộ an nghiêm mặt nói, không cần đối thượng cấp mắng thô tục, trong lúc công tác thỉnh chuyên chú. Là ai trước không chuyên chú, Minh Thứ đem tản ra khăn lông đối điệp, làm bộ hướng tiêu ngộ an đỉnh đầu phóng, ta cũng muốn phóng. Tiêu ngộ an ánh mắt khẽ biến, yên lặng mà nhìn minh thứ minh thứ liền bất động qua hai giây minh thứ đem khăn lông thu hồi đi không bỏ liền không bỏ ta về nhà lại chỉnh ngươi tiêu ngộ an cười nói vừa rồi nói đến nơi nào minh thứ nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói năm đó tần hùng đem tần anh đẩy xuống huyền nhai ở nơi nào liền tính là du khách cũng sẽ không hướng trên vách núi đi dưới vực sâu càng là an toàn khuy trận có thể hay không noi theo tần hùng tiêu ngộ an lắc đầu Minh đội, người có điểm rối loạn. Minh Thứ lập tức phản ứng lại đây, hiện tại Khuy Trần đã không phải lúc trước cứu Tần Anh Khuy Trần, đâu ra noi theo. Dựa theo ngươi vừa rồi đưa ra ý tưởng, Mưu Hải Uyên đem chính mình sai lầm trục điều ở người khác trên người thanh toán, này có thể tính làm một loại nghi thức tính. Gây án có nghi thức tính hung thủ, ở tàn thi thượng thông thường cũng có nghi thức tính, Tiêu Ngộ An nói, chữ gian này ba người nếu đã chết, bọn họ thi thể không ngoài giấu ở hai cái địa phương, một là bọn họ phạm sai lầm địa phương một là kiền nguyệt sơn nếu là người trước như vậy mưu hải uyên hẳn là đưa bọn họ dẫn tới từng người quê nhà mới hạ thủ loại này khả năng tính không cao lắm bởi vì một đến một đi yêu cầu thời gian ở năm nay bế quan phía trước khuy Trần cũng không có thời gian dài rời đi chùa hải kính kia có khả năng nhất tàn thi địa phương liền ở chùa hải kính phụ cận minh thứ nói ta lập tức đi an bài điều tra long thành lộ tam đoạn trình giang hồ nếu là hợp lý yêu cầu, ta đương nhiên sẽ phối hợp, nam nhân mặt mang mỉm cười, nhưng này mỉm cười lại phi thường lãnh, bất quá ta phát hiện, các ngươi giống như đem ta coi như hiềm nghi người, cái này làm cho ta như thế nào phối hợp. Phương Viễn Hàng nhíu mày nhìn nam nhân. Nam nhân đúng là Trình Giang Hồ, lão bản Trình Hưu Minh, nhìn qua 30 suốt đầu, thân phận chứng thượng tuổi lại là 36 tuổi. Hắn đều không phải là không hộ khẩu, quê quán ở cách vách tỉnh Hàm Nhạn Thành, năm nay mới đến đến thành phố Đông Nghiệp. Trình Hưu Minh bối cảnh nhìn như thực sạch sẽ, ngoài cần đội viên đã đi nhạn thành điều tra, biết được Trình Hưu Minh trước kia liền kinh doanh giang hồ quán cơm, bởi vì tay nghề hảo, làm người thật sự, sinh ý vẫn luôn không tồi. Nhưng năm nay thượng nửa năm, Trình Hưu Minh bỗng nhiên đem khai đến hảo hảo tiệm ăn giao cho độ đệ hàng siêu phụ trách, một mình đi vào thành phố Đông Nghiệp, không bao lâu liền khai nổi lên Trình Giang Hồ. Các ngươi tra Trình ca, đến mức này sao? Ta Trình Ca là trên đời này tốt nhất người, hàng siêu vì cảnh sát, vượt tỉnh điều tra sư phó của hắn cực kỳ bất mãn. Các ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm, trên phố này ai không nói Ta Trình Ca hảo? Trình Hưu Minh ở nhạn Thành Giang hộ quán cơm khai ở một cái gọi là phố Vinh Hoa địa phương. Tại đây con phố thượng, Trình Hưu Minh tính cái danh nhân, nhà ai nào hộ có yêu cầu hỗ trợ địa phương, tìm được hắn, chỉ cần hắn có biện pháp đều sẽ hỗ trợ. Có khi thật sự không giúp được cũng sẽ cấp một ít hợp lý kiến nghị. Như Hàng Siêu theo như lời, nhận thức trình Hưu Minh người, không ai nói hắn không tốt. Nhưng làm cảnh sát không thể không chú ý chính là, trình Hưu Minh cô độc một mình, không có người nhà, trừ bỏ Hàng Siêu cái này đồ đệ, tự hồ cũng không có bằng hữu. Không quen vô hữu, một mình sinh hoạt, có vội liền giúp, bất kể được mất. Đây là tuyệt đối đại thiện nhân. Nhưng tổ trọng án hình cảnh, mỗi người thấy nhiều quỷ dị vặn vẹo tội phạm giết người càng là như vậy, người lương thiện, càng khó lấy chạy ra bọn họ tầm mắt. Thiện cùng ác tướng phụ phối hợp, mỗi người trong lòng đều có dấu ác, không người có thể may mắn thoát khỏi. Nếu là một phân ác đều không có, kia thiện đó là giả dối. Rất nhiều trường hợp trung, hung tàn đến cực điểm sát nhân mà đem chính mình quảng cáo rùng ben vì chí cao chí minh đại thiện nhân, ở gây án ở ngoài, bọn họ cũng xác thật sắm vai người lương thiện nhân vật, cho nên đương một ít hung thủ rốt cuộc bị đem ra công lý, quen thuộc bọn họ người thường thường sẽ kinh ngạc nói, sao có thể? nếu không phải trình ca đã cứu ta, ta sớm mất mạng sống. hàng siêu nói, hắn là bị bọn buôn người bán được nhạn thành, vẫn luôn không có thể giải quyết hộ khẩu cùng thân phận chứng vấn đề, cũng tìm không thấy cha mẹ, vô pháp chứng minh chính mình thân phận. ở cái này xã hội thượng liền tìm không đến giống dạng công tác, gặp được trình hương minh phía trước, hắn vẫn luôn ở thành thị cu ám mảnh đất, miễn cưỡng độ nhật, chuyện tốt xấu sự đều trải qua không ít. Suýt nữa bị lừa đi buôn lậu ma túy, là Trình Hưu Minh đem hắn từ lạc lối trung kéo lại, cho hắn một phần công tác, hiệp trợ hắn giải quyết mười mấy năm đều không có giải quyết thân phận vấn đề. Ta trước kia cũng là cái không hộ khẩu, Trình Hưu Minh nói như thế, là Trình thúc vì ta thượng hộ khẩu. Trình ca cùng ta giống nhau, cũng không biết chính mình chân chính cha mẹ là ai, hắn vốn dĩ hẳn là không họ Trình, Trình lão bá thu lưu hắn hắn liền cùng trình lão bá họ hàng siêu đối trình hưu minh tự hồ phi thường hiểu biết nóng lòng làm cảnh sát tin tưởng trình hưu minh là người tốt một hơi đem trình hưu minh quá khứ toàn bộ nói ra tới trình hưu minh tay nghề truyền thừa tự qua đời trình sơ tài trình sơ tài thê nhi mất sớm từ đối thủ quán ăn phát hiện bị đánh đến mình đầy thương tích trình hưu minh lập tức báo nguy đem người cứu xuống dưới trình hưu minh lúc ấy còn không đến 20 tuổi là cái không hộ khẩu không có thân nhân khắp nơi chịu khinh nhục. Trình sơ tài đáng thương hắn, nơi nơi nhờ người tìm quan hệ, rốt cuộc cho hắn làm thân phận chính cùng hộ khẩu, đem hắn thu làm đồ đệ. Đầu tiên là làm hắn ở chính mình quán ăn hỗ trợ, sau lại dần dần đem tay nghệ dốc túi tương thụ. Mười mấy năm trước, Trình Sơ Tài cứu Trình Hưu Minh. Mười mấy năm sau, Trình Hưu Minh lại lấy đồng dạng phương thức cứu hàng siêu. Ngoại cần đội viên hỏi, người có biết hay không, Trình Hưu Minh vì cái gì muốn đột nhiên rời đi nhạn thành, đi thành phố Đông Nghiệp làm buôn bán. Hàng siêu nói, thành phố Đông Nghiệp so nhạn thành đại A, trình ca tay nghề tốt như vậy, chỉ đợi ở nhạn thành, không phải nhân tài không được trọng dụng sao? Trình giang hồ ở các ngươi Đông Nghiệp như vậy hỏa bạo, thuyết minh trình ca đi đúng rồi. Đồng dạng là thành phố lớn, vì cái gì lựa chọn thành phố Đông Nghiệp mà không phải lạc thành, ngoại cần đội viên lại nói, lạc thành là các ngươi tỉnh lỵ thành thị. Cái này, hàng siêu đáp không được, hại. Trình ca vui đi nơi nào khai, liền đi nơi nào khai a. À. Hàng siêu giải thích trăm ngàn chỗ hở, mà Trình Hưu Minh lấy được hợp pháp thân phận phía trước, này trải qua kỳ thật là trống rỗng, duy nhất một cái có lẽ hiểu biết hắn quá khứ Trình Sơ Tài, hiện tại cũng đã không ở nhân thế. Hắn có hay không khả năng thật là mất tích tận anh? Nếu là, Tần Hùng cùng hoàng hối vì cái gì vẫn luôn không có đem người nhận ra tới. Người dung mạo theo tuổi tăng trưởng sẽ phát sinh biến hóa, Tần Anh mất tích khi mới 16 tuổi, hiện tại đã 37 tuổi, từ nam hài đến nam nhân, ngoại hình tất nhiên phát sinh thay đổi, nhưng trên mặt thật sự sẽ một chút ít quá khứ dấu vết đều không có sao. Trừ phi chỉnh dung. Phương Viễn Hàng trong đầu bay nhanh tự hỏi, mà đứng ở hắn đối diện Trình Hương Minh đã dời đi tầm mắt, nhìn qua là chuẩn bị làm buổi tối buôn bán trước chuẩn bị. Tần Anh, Phương Viễn Hàng bỗng nhiên hô một tiếng. Trình Hương Minh nghe vậy quay đầu lại. Này tuy rằng tính một cái phản ứng, lại chỉ là phi thường bình thường phản ứng. Phương Viễn Hàn không có thể ở trình Hưu Minh giữa mày trong mắt nhìn đến không giống bình thường. "Tần anh là ai?" Trình Hưu Minh ngữ khí thường thường hỏi. "Ta còn có mấy vấn đề tưởng ở ngươi nơi này tìm được đáp án." Phương Viễn Hàn kéo ra một trương dựa ghế, lo chính mình ngồi xuống, sau đó dương mắt nhìn gần Trình Hưu Minh. "Tổ trọng án, nếu muốn chọn một cái âm ỉ phái trưởng môn, vậy phi hắn Phương Viễn Hàn mặc chút" nhưng năm nay mùa hè Minh Thứ trở về lúc sau, hắn có ý thức mà đi theo Minh Thứ học, giờ tay nhất chân dần dần có vài phần Minh Thứ hương vị. Trình Hưu Minh tại chỗ đứng một lát, đánh giá này tuổi trẻ hình cảnh, một lát sau sắp xỉ bất đắc dĩ mà cười cười, xem ra nếu ta không trả lời, đêm nay liền khai không được trương, đúng không? Phương Viễn Hạng cũng cười, chức trách trong người, còn thỉnh lý giải. Trình Hưu Minh cũng ngồi xuống, thở dài, ngươi hỏi đi. Phương Viễn Hàng nói, ngươi là 20 tuổi khi tiến vào trình gia sinh hoạt, kỳ phí trước đâu. Nhạc mốc, Trình Hưu Minh bình tĩnh nói, cho người ta làm việc vặt, nếu ngươi ngành muốn hỏi ai có thể vì ta chứng minh, ta chỉ có thể nói cho ngươi, không có. Phương Viễn Hàng nói, ngươi biết chùa Hải Kính sao? Trình Hưu Minh nói, trước kia không biết, nhưng hiện tại đã biết, chỗ đó ra hình sự án kiện. Phương Viễn Hàng trước sau nhìn chầm chầm Trình Hưu Minh mắt, phát hiện người này biểu tình không có bất luận cái gì sơ hở. Trình Giang Hồ đột nhiên hỏa bạo là Khâu Sơn Võng Miên chủ động tìm được ngươi, vẫn là ngươi liên hệ đến hắn. Phương Viễn Hàng cố ý đem râu ri vấn đề cấm ở vấn đề quan trọng chi gian. Ở Trình Giang Hồ hỏa lên lúc sau, ngươi cùng Khâu Sơn Võng Miên còn có liên hệ sao? Ta không có chủ động lăng xê, Trình Hưu Minh nói, nhưng đã có đại vê nhìn chúng ta cửa hàng, ta đương nhiên cầu mà không được. Phương Viễn Hàng nói, Ngươi nghĩ đến Trình Giang Hồ sẽ hồng đến nhanh như vậy sao? Trình Hưu Minh nói, ta dám khai ở Long Thành Lộ tam đoạn nhất hỏa quán ăn bên, chính là có tin tưởng cùng nó phân một ly canh. Phương Viễn Hàng hiếp mắt, cho nên ngươi tạm phóng nhạn thành cửa hàng, đi vào thành phố Đông Nghiệp, chính là hướng về phía Tôn Bảo Bảo mà đến. Nghe vậy, Trình Hưu Minh thực nhẹ mà chọn Hạ Mi, vẫn luôn đặt ở bàn duyên tay không rõ ràng mà cương hạ. Đây là từ hai người giao tiếp đến bây giờ, trình hưu minh duy nhất một cái biểu hiện cảm xúc dao động phản ứng ngươi cũng biết ta đồng sự hiện tại ở nhạn thành phương viễn hàng rèn sắt khi còn nóng đối với ngươi đột nhiên rời đi nhạn thành một chuyện ngươi đồ đệ hàng siêu cũng nói không rõ bởi vì ở các ngươi trong lòng ta vô duyên vô cớ đi vào đông nghiệp đoạt đi rồi tận hùng sinh ý cho nên ta liền thành một cái có hiềm nghi người trình hưu minh lại cười chứng cứ đâu ngươi có thể tùy tiện hoài nghi nhưng bắt người phải giảng chứng cứ tổ trọng án trên tay cũng không có trình hưu minh là hung thủ chứng cứ ngay cả hoài nghi đều không phải giống giai đoạn trước hoài nghi tần tự như vậy hoài nghi năm tám có một tổ xa là dấu chân từ dấu chân tiến hành kiến mô có thể suy đoán ra lưu lại dấu chân giả đại khái thân cao cùng thể trọng còn có đi đường thói quen nhưng dấu chân mấu chốt tính xa không bằng vân tay trình hưu minh thân cao ở kiến mô xác định trong phạm vi phương viễn hàng suy tư bước tiếp theo chợt thấy trình hưu minh mở ra đôi tay xem ra ta tùy hứng làm ta quán thượng phiền toái cái gì tùy hứng phương viễn hàng cảnh giác lên trước đó thuyết minh ta cùng với tần hùng chết không quan hệ ta cùng với hắn cũng không có bất luận cái gì thù hận trình hưu minh nói ngươi vừa rồi kêu ta một tiếng tần anh này đây vì ta là người này tần anh tần hùng có ý tứ bất quá ta không phải tần anh không phải các ngươi đang tìm tìm giết người phạm Phương Viễn Hàng tim đập dần dần gia tốc, biết Trình Hưu Minh tiếp theo muốn nói nói đem trọng yếu phi thường. Cùng thời khắc đó, xa ở nhạn thành ngoại cần đội viên rốt cuộc ở liên tục thăm viếng biết được một cái cùng tầng hùng quan hệ chặt chẽ manh mối. Trình Hưu Minh cùng hàng siêu quán ăn ở năm nay thượng nửa năm đã từng tiếp đãi quá một cái tên là Khuất Dũng Phi Khách Nhân, mà tên này khách nhân trước mắt liền ở tại nhạn thành phía dưới mễ thủy huyện. Khuất Dũng Phi, Minh Thứ mang tai nghe, vừa đi vừa nói chuyện, kia chẳng phải là tâm dương trụ phòng lão bản sao ở trình giang hồ khai trương phía trước tôn bảo bảo hàng xóm vẫn luôn là tâm dương trụ phòng tại đây trước sở bài trung cảnh sát đã minh xác tâm dương trụ phòng sinh ý xa không bằng tôn bảo bảo khuất dũng phi nhi tử khuất tâm dương thân hoạn bệnh nặng nhu cầu cấp bách tiền thuốc men vì trù tiền mà đẩy ra tân đồ ăn phẩm nhưng không lâu tôn bảo bảo bắt chước tâm dương trụ phòng sáng ý Khuất Dũng Phi đã từng thỉnh cầu Tần Hùng nhường cho chính mình một ít khách nguyên, này một cách làm kỳ thật cũng không thỏa đáng, nhưng Khuất Dũng Phi lúc ấy đã không có lựa chọn khác. Tần Hùng không những không có giúp Khuất Dũng Phi một phen, còn đem Khuất Dũng Phi một hồi nhục nhã. Không lâu, Khuất Tâm Dương qua đời. Chúng ta đã tìm được Khuất Dũng Phi, hắn phản ứng rất kỳ quái, ngoại cần đội viên hội báo nói, hắn trong nhà không chỉ có cấp Khuất Tâm Dương cung bốn cái điện thờ, còn có nguyền rủi dùng tự phù, tiểu nhân. Minh Thứ nói, đây là làm phong kiến mê tin. Khuất Tâm Dương bị bệnh, tử vong đều cùng Tần Hùng không quan hệ, Tần Hùng không tiếp thu Khuất Dũng phi thỉnh cầu cũng không gì đáng trách, rốt cuộc mọi người đều là người làm ăn, cường giả không có chiếu cố kẻ yếu nghĩa vụ, Trình Hưu Minh nói, nhưng Tần Hùng ngạo mạn, hủy diệt trội một người. Phương Viễn Hàn nói, ngươi là chỉ Khuất Dũng phi. Trình Hưu Minh đứng dậy, nhìn chung quanh trong tiệm hết thảy, nhiều năm trước, Khuất Dũng phi đi theo ta ân nhân, cũng chính là trình sơ tài học tập quá một đoạn thời gian trù nghệ, khi đó khuất dũng phi thỏa thuê mãn nguyện, cùng năm nay đi qua nhạn thành đi mễ thủy huyện khuất dũng phi hoàn toàn bất đồng. Duy nhất nhi tử chết bệnh lúc sau, hắn thê tử cũng cách hắn mà đi, hiện tại, hắn tâm lý đã xuất hiện vấn đề. Phương Viễn Hàng khó hiểu nói, ngươi muốn vì khuất dũng phi báo thù. Xem ngươi như thế nào lý giải báo thù này hai chữ, Trình Hưu Minh nói, ta nói, ta không có giết người, tương lai cũng sẽ không giết người. Tần Hùng tự cao trù nghệ cao siêu, xem thường sở hữu không bằng người của hắn, tạ ở hắn gia môn khẩu khai trương, đoạt đi rồi hắn sinh ý, có tính không báo thù. Nhưng người không cần thiết, lời nói còn chưa nói xong, Phương Viễn Hàng liền đình chỉ. Không cần thiết. Cái gì là không cần thiết đâu. Ở không quan hệ giả xem ra, mọi chuyện đều là không cần thiết. Nhưng có quan hệ giả tới nói, nếu làm, kỳ như thế nào sẽ không cần thiết quả nhiên, trình hưu minh lắc đầu, các ngươi cảnh sát có các ngươi cảnh sát nguyên tắc, ta cũng có ta hành sự nguyên tắc. ta đem cửa hàng khai ở chỗ này, lấy thủ đoạn của ta đi vì một cái bị hủy rất người báo thù, không có trái với bất luận cái gì một cái pháp luật pháp quy. mặc dù khâu sơn võng miên không có đề cử quá ta, ta cũng có thể đủ làm tần hùng nếm thử đau khổ, bất quá. nói, trình hưu minh thở dài, người chết vì đại. Nếu biết hắn tận gia hội ngộ thượng loại sự tình này, ta hẳn là liền sẽ không tới Đông Nghiệp. Thủ Tuyền Trấn, Kỳ Nguyệt Sơn. Ân, ừ, Minh thứ một bên chỉ huy điều tra, một bên nghe Phương Viễn hàng điện thoại. Trình Hưu Minh đem chính hắn hành vi giải thích thật sự rõ ràng, nhưng ta còn là có chút hoài nghi, Phương Viễn hàng nói, người này 20 tuổi trước kia trải qua, chúng ta hiện tại không có cách nào xác minh. Sư phó, yêu cầu đem hắn mang về trong cục sao? Không cần, Minh Thứ nói, nhìn chầm chầm hắn, đừng làm hắn rời đi chúng ta tầm mắt là được. Hôm nay ban đêm, tổ trọng án phát hiện một vị trí cực kỳ ẩn nấp sơn động, trong sơn động cất giấu tam cụ hư thối trình độ bất đồng thi thể. Tam cổ thi thể vẫn chưa bị vùi lấp, mà là bị lấy mặt triều mà tư thế song song đặt ở trên mặt đất. Từ phương hướng tới xem, bọn họ đầu thống nhất về phía tây, mà chân nhắm hướng đông, này trên người quần áo cơ hồ nhìn không ra vốn dĩ sắc điệu, nhưng từ kiểu dáng thượng có thể phân biệt ra, đúng là chùa hải kính tăng nhân phục. Đây là chữ gian kia ba người, phương viễn hàng mang khẩu trang, thanh âm thực ông, ta thao, như thế nào sắp hóa, lão tử sợ nhất loại này thi thể. Từ ăn mặc cùng hư thối hiện ra thời gian tuyến tới xem, đại khái suất chính là bọn họ, bất quá vẫn là đến chờ hình lão sư ra kết quả, minh thứ cúi đầu nhìn tam cổ thi thể, ánh mắt dần dần biến thâm. Thi thể trung nhất bên trái một khối, bộ phận mềm tổ chức đã biến thành bùn lầy trạng màu xám vật chất, đây là đang ở bạch cốt hóa. Mà mặt khác hai cụ cái mông, bụng, tứ chi tắc trình màu vàng chi thịt khô dạng, đây là bắt đầu rồi xác không rửa hóa tiến trình, trung gian kia một khối tử vong thời gian sớm hơn, cho nên sáp hóa trình độ so nhất hữu kia một khối nghiêm trọng. Trong núi nhiệt độ không khí rất thấp, trong sơn động độ ấm càng thấp, thả ẩm ướt, thi thể bị ném tại đây loại hoàn cảnh trung, sáp hóa khả năng tính rất cao nhưng vì cái gì bên phải hai cụ sáp hóa mà bên trái một khối không có thi thể hay không sáp hóa đã chịu rất nhiều ngoại giới nhân tố ảnh hưởng hay không bại lộ với trong không khí là thứ nhất cảnh vật chung quanh hay không âm lạnh ẩm ướt là thứ hai trong tình huống bình thường chôn giấu với ướt ác bùn đất trung hoặc là trực tiếp ném tại trong nước mập mập thi thể càng dễ dàng sáp hóa nhưng cũng không hẳn vậy minh thứ lại nhìn nhìn bạch cốt hóa thi thể hình ca này đó thi thể là sau khi chết lập tức bị ném ở chỗ này, vẫn là ở trải qua một đoạn thời gian sau, mới bị chuyển dời đến nơi này. Ta phỏng chừng là sau khi chết lập tức ném, trả lời minh thứ chín là tiêu mãn, các ngươi tiến vào phía trước, ta đã đối nơi này tiến hành quá thăm dò, nơi này ít nhất đã có nửa năm không có đã tới người, thổ nhưỡng hoàn hảo mà bảo tồn một người giấu chân, thả chỉ có người này giấu chân, thực rõ ràng, người này chính là chúng ta muốn tìm hung thủ. Hình mục cũng nói, từ thi thể tình huống xem, ta cũng cảm thấy bọn họ là sau khi chết không lâu đã bị phóng tới nơi này. Đến nỗi vì cái gì ở đồng dạng hoàn cảnh hạ, một khối thi thể bạch cốt hóa, mà mặt khác hai cụ sáp hóa, này cùng bọn họ tự thân nguyên nhân cùng tử vong thời gian có quan hệ. Minh Thứ ngồi sống xuống, bạch cốt hóa này một khối càng gây. Hình mục gật đầu, hiện tại ta vô pháp nói cho ngươi bọn họ ngộ hại cụ thể thời gian, nhưng đại khái thời gian vẫn là có thể phán đoán khối này tiến vào bạch cốt hóa tiến trình thi thể, tử vong thời gian ở năm trước sáu nguyệt đến bảy nguyệt. Mùa hạ Chữ Giang xuống núi, Vân Du, chính là mùa hạ, Minh Thứ nói, nhưng mùa hạ ẩm ướt độ hẳn là càng cao. Nhưng mùa hạ trong núi con mũi cũng càng nhiều, con mũi sẽ gia tốc thi thể bạch cốt hóa, hình mục nói, ở đối thi thể như thế nào phát triển ảnh hưởng thượng, con mũi so độ ấm độ ẩm ảnh hưởng lớn hơn nữa. Sơn động hoàn cảnh này tuy rằng dễ dàng làm thi thể sáp hóa, nhưng bọn hắn rốt cuộc không có bị chôn nhập thổ nhưỡng trung, cho nên bình thường hư thối cũng không kỳ quái. Còn có một chút, sáp hóa không sáp hóa cùng thi thể mập mạp trình độ cũng có quan hệ. minh thứ nhớ tới trước đây xem qua chữ gian, thường Khánh Anh, vương lộ ba người ảnh chụp, chữ gian thực gậy, mà thường Khánh Anh cùng vương lộ đều tương đối mập mạp. Này hai cụ sáp hóa thi thể tử vong thời gian muốn vãn một ít, hình mục nói tiếp, số 2 thi thể là năm trước 11 nguyệt đến 12 nguyệt, số 3 thi thể là năm nay 3 nguyệt. Thời gian này đoạn, trong núi nhất âm lãnh, con mũi tuyệt tích, hơn nữa bọn họ vốn là mập mạp, các loại nhân tố lẫn nhau ảnh hưởng, tạo thành sáp hóa. Sáp hóa thi thể các ngươi đều chán ghét, nhưng đối chúng ta Pháp y tới nói, sáp hóa sau so bạch cốt hóa đáng yêu nhiều. Minh Thứ đứng lên, bởi vì sáp hóa thi thể thường có thể bảo tồn càng nhiều manh mối đi. Hình Mục nói, Đúng vậy, ngươi xem này hai cổ thi thể ngực bụng, cánh tay, đùi, còn có phần cổ, liền có dây thừng trói buộc dấu vết. Phương Viễn Hàng vội vàng chịu đựng ghê tẩm thò qua tới xem. Biết rõ ràng cùng hoàn cảnh trung thi thể vì cái gì hai cụ sáp hóa, một khối bạch cốt hóa, Minh Thứ liền không hề quấy rầy hình mục, đi đến sơn động ngoại, quan sát chung quanh tình huống. Cái này sơn động phi thường ẩn nấp, chỉ là thô sơ giảng lực lục soát sơn nói, không nhất định có thể tìm được. Hung thủ đại khái cũng là biết điểm này, cho nên ở đem thi thể đưa tới nơi này tới lúc sau, không chỉ có không có vùi lấp, cũng không có xử lý rất chính mình giấu chân. Thi thể toàn bộ mặt triều hạ, này có phải hay không ngụ ý sám hối? Chuột tội. Một người chết vào năm trước 7 nguyệt 8 nguyệt giang, một người chết vào năm trước 11 nguyệt 12 nguyệt giang, một người chết vào năm nay 3 nguyệt, khoảng cách ở 3 tháng đến 4 tháng, nhưng từ năm nay 3 nguyệt đến bây giờ đã qua đi hơn nửa năm hung thủ lại không có đức hành động. Nếu hung thủ là giả trang khuy trần mưu hải uyên, hắn đang đợi cái gì? Tam cổ thi thể bị mang về cục hình trinh làm giải phẫu, giải phẫu phía trước, hình mục ở thi thể bên người túi áo phát hiện tam trương plastic giấy, mặt trên phân biệt viết, sắc dục, hãm hại, bất hiếu, này đối ứng vừa lúc là nhất hào thi thể, hư hư thực thực chữ giang, số 2 thi thể, hư hư thực thực thường khánh anh, số 3 thi thể, hư hư thực thực vương lộ chữ gian thất đức ở chỗ đùi dẫn quả phụ, gián tiếp dẫn tới quả phụ tự sát, thường khánh anh thất đức ở chỗ ghen ghét ưu tú hậu bối, ở công ty quan trọng hạng mục thường sai lầm dẫn đường hậu bối, gián tiếp dẫn tới hậu bối nhảy lầu, mà vương lộ thất đức nhất rõ ràng là bất hiếu. Này tam điểm trừ bỏ bất hiếu còn chưa được đến chứng thực ở ngoài, lại toàn bộ cùng mưu hải nguyên bản nhân thất đức tương đối ứng. Minh Thứ đem trang ở vật chứng túi plastic giấy nhất nhất bãi ở trên bàn, ta suy đoán không có sai mưu hải uyên chính là ở lấy giết hại cùng tội giả phương thức vì chính mình chuộc tội hiện tại ở chùa hải kính tăng nhân trừ bỏ lưu tuế cùng đường viễn tất cả đều là hắn lấy nào đó phương thức tụ tập người chịu tội thay hắn triệu tập bọn họ là vì làm cho bọn họ thấy chính hắn đi tìm chết hắn mục tiêu kế tiếp hoặc là là ân tiểu phong hoặc là là phương bình húc bọn họ đối ứng đều là bạo lực khuynh hướng trong sơn động dấu chân đến từ này xong ủng đi mưa, tiêu mãn dẫn theo một cái đại hào vật chín túi, bên trong chính là một đôi màu đen ủng đi mưa, ủng đi mưa nhìn qua đã phi thường cổ xưa, mặt ngoài bám vào có đại lượng cho bụi cùng bùn lầy, ủng đi mưa là từ chùa hải kính kho hàng trung tìm được, từ phía trên lấy ra đến vân tây cùng mưu hải quyên qua đi lưu tại này công ty quản lý vân tây nhất trí. Không lâu, giải phẫu kết quả cùng DNA so đối kết quả ra lò. Chữ Giang, Thường Khánh Anh, Vương lộ ở xuất gia phía trước Đều từng ở công an hệ thống trung lưu lại cá nhân tin tức Kinh so đối Tam cổ thi thể đúng là thuộc về bọn họ ba người Hình mục đứng ở vương lộ thi thể mặt bên Đôi tay hư đặt ở vương lộ đầu hai sườn Làm cái bẻ ninh động tác Ba người đều là xương cổ nghiêm trọng bị hao tổn tử vong Từ giải phẫu kết quả cùng với bảo tồn ở vương lộ Thường Khánh Anh phần đầu dấu vết tới xem Hung thủ là như thế này tay không vặn gãy bọn họ cổ Mưu hải uyên tập võ vài thập niên nhưng thật ra có như vậy thân thủ, hơn nữa đứng ở hắn, trừng phạt giả, chuộc tội giả, góc độ, có một cái thế tất làm người chết thống khổ tâm lý, Minh Thứ nói, bất quá chính diện tập kích, này nguy hiểm có điểm đại. Hình ca, ở trong sơn động ngươi nói, sáp hóa thi thể thượng có buộc chặt dấu vết, là trước khi chết trói buộc, vẫn là sau khi chết trói buộc. Là sau khi chết, hình mục nói, tổng hợp bọn họ trên người mặt khác vết thương, ta phán đoán, hung thủ là ở đưa bọn họ giết hại lúc sau, vì phương tiện dời đi thi thể mới ở bọn họ trên người trồng lên dây thừng minh thứ lại hỏi bọn họ có trúng độc dấu hiệu sao hình mục lắc đầu minh thứ đi đến hình mục trước mặt đôi tay giơ lên giống hình mục vừa rồi ở chữ gian trên đầu khoa tay múa chân như vậy luôn ở hình mục đầu hình mục nhất thời cả người cứng đờ trái tim kinh hoàng lãnh 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 đạo người 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 muốn làm sao có 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 theo dõi minh thứ nói người ở thanh tỉnh trạng thái trung ta đứng ở ngươi trước mặt, khống chế được ngươi đầu, ngươi sẽ phản kháng sao? Hình mục nghĩ thầm, vô nghĩa, là cá nhân đều sẽ phản kháng hảo sao? Nhưng 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 là ta đánh không lại ngươi, hình mục nói bắt được minh thứ cánh tay, đây là cái phát ra từ bản năng động tác. Đánh thắng được đánh không lại, ngươi đều sẽ dãy dụa, đây là người cầu sinh bản năng, tự như ngươi như bây giờ. Mà ta còn không có dùng sức, nếu ta dùng sức, nói, minh thứ tăng thêm trên tay lực đạo hình mục thiếu chút nữa nhảy dựng lên chính là một chân. Minh Thứ nhanh chóng đem hắn buông ra, cười nói, tập cảnh hình lão sư. Là ngươi trước tập cảnh, hình mục ủy khuất đến mặt đều trắng, ngươi luyện qua, bằng ngươi kia bản lĩnh, nhẹ nhàng là có thể đem ta đầu cấp ninh xuống dưới. Đúng vậy, là ta trước tập cảnh, Minh Thứ nói, loại này mặt đối mặt tư thế, chỉ cần một người ở vào thanh tĩnh trạng thái trung, như thế nào đều sẽ dãy dùa, nhưng bọn hắn trên người cũng không có phản kháng dấu vết, cũng không có trúng độc dấu hiệu đó chính là trong lúc ngủ mơ bị người vặn gãy cổ hình một còn hãm ở bị tập kích khẩn trương trung sửng sốt một hồi lâu bỗng nhiên ta một tiếng không đúng không phải trong lúc ngủ mơ này đây quỳ tư thế bị sát hại mình thứ nhíu mày như thế nào đến ra cái này kết luận hình mục ngữ tóc không khỏi nhanh hơn ta không phải đã nói sao sáp hóa thi thể càng dễ dàng bảo tồn manh mối vương lộ cùng thường khánh anh đầu gối bộ vị có áp thương lãnh đạo, bọn họ trước khi chết không có bị buộc chặt, đó chính là tự nguyện quỳ gối hung thủ trước mặt, làm hung thủ vặn gãy bọn họ cổ. Minh Thứ nhắm mắt lại, manh mối dần dần ở trong đầu miêu tả ra án phát khi tình hình. Chung quanh an tĩnh đến chỉ còn lại có tiếng hít thở, hình một đời một lát, nhỏ giọng kêu, lãnh đạo. Minh Thứ quay mặt đi, hình ca, ta làm ngươi quỳ xuống tới, đem đầu đưa tới trong tay ta, ngươi nguyện ý sao? Hình một mí mắt thẳng nhảy, trong lòng quát, nguyện ý ngươi cái quỷ, ta đánh không chết ngươi. Ngươi không muốn, Minh Thứ nói, không có người sẽ nguyện ý, nhưng là nếu đổi một người, tỷ như đức cao vọng trọng tăng nhân, hắn làm ngươi quỳ xuống, lấy đôi tay đụng chạm ngươi đầu phương thức, rửa sạch tội nghiệp của ngươi, ngươi nguyện ý sao? a à, hình mục còn không có chuyển qua công nhi tới, ta không tội nghiệp. Ta đánh cái cách khác mà thôi, Minh Thứ nói, cũng không nhất định là tội nghiệp, bất quá nhưng phạm là người, trong lòng liền tất nhiên có giấu một ít không vì người ngoài biết sự, những việc này có tốt có xấu, hư chính là cùng với cả đời bóng ma, ngươi tưởng diệt trường này đó bóng ma sao? Hình một ngây thơ gật đầu, nhưng một lát sau lại nói, ta đây cũng không quỳ, lại không phải cái gì đến không được bóng ma. Minh Thứ nói, đối chúng ta người thường tới nói, không có phạm quá tội, không có đã làm đặc biệt thất đức sự, kỳ đích xác không cần bị một vị tăng nhân độ hóa, nhưng chữ gian này ba người, đã từng nghiêm trọng thất đức cho nên ở khuy trần không đúng ở mưu hải uyên khuyên bảo hạ bọn họ chủ động quỳ xuống cho rằng đại sư là muốn độ hóa bọn họ kết quả lại bị vặn gãy cổ hình mục một quyền nền ở lòng bàn tay thông thi thể bày biện ra tới manh mối toàn giải thích rõ ràng minh thứ ở hình mục trên vai vỗ vỗ cổ vũ nói ít nhiều hình ca thi kiểm phân tích hình mục muốn cười lại nghẹn Mặt đều cấp nghẹn đỏ Minh Thứ còn có điều phân tích không cùng hình mục nói. Chữ gian những người này đều là năm sáu năm trước liền tới đến chùa Hải Kính, nhưng Mưu Hải Uyên chậm chạp không có đối bọn họ động thủ, thẳng đến năm trước mới giết người đầu tiên. Thời gian kéo đến như vậy trường, làm người vô pháp không thèm để ý. Nhưng từ dưới quỳ điểm này xem, Mưu Hải Uyên là muốn bọn họ chủ động quỳ xuống sám hối, như vậy tại đây phía trước, tất nhiên yêu cầu dài dòng thời gian thuần hóa bọn họ. Sớm bị thuần hóa, đã ngộ hại, mà dư lại mấy người, còn lại là còn không có bị thuần hóa. Trừ ra lưu tuế cùng đường viễn, sở tính, ân tiểu phong, phương bình hút đều là người trẻ tuổi, mưu hải uyên muốn giống giết hại chữ giang ba người giống nhau làm cho bọn họ, đền tội, đích xác không phải dễ dàng như vậy sự. Nhưng chẳng lẽ đây là mưu hải uyên làm bộ bế quan nguyên nhân? Có hay không có thể là, còn thừa giả trung người nào đó phát hiện mưu hải uyên bí mật, trước một bước phản sát, trước mắt mưu hải uyên hành tung không rõ manh mối còn vô pháp bị một phen ninh lên tổ trọng án điều tra kỳ nguyệt sơn khi đối mưu hải uyên kỹ càng tỉ mỉ điều tra cũng tại tiến hành ẩn lui phía trước mưu hải uyên ở cả nước nhiều thành thị đều mua có bất động sản ẩn lui lúc sau này đó bất động sản phần lớn bán của cải lấy tiền mặt đoạt được tiền khoản cơ hồ đều quyên tặng cho thanh thiếu niên phúc lợi sự nghiệp mưu hải uyên sở làm này hết thảy không có bất luận cái gì truyền thông đưa tin nếu không phải cảnh sát lúc này tỏa định hắn cũng tra không ra này đó năm xưa chuyện cũ phương viễn hàn nói người này thật mâu thuẫn việc thiện là thật sự ở làm xấu sự cũng một kiện không kém không phải người này thật mâu thuẫn là tuyệt đại đa số người đều thật mâu thuẫn trình độ bất đồng thôi mình thứ chú ý vấn đề sau phương viễn hàn càng nhiều mưu hải uyên ham thích làm từ thiện nhưng hắn làm từ thiện chỉ nhằm vào thanh thiếu niên từ hắn thuê cha mẹ cũng đối xử tử tế này đối thuê tới cha mẹ hành vi này xem, hắn qua đi hẳn là đã làm thực xin lỗi thân sinh cha mẹ sự, cũng bởi vậy hối hận, sám hối, khi bình thường dưới tình huống, trừ bỏ quan ái thanh thiếu niên, hắn còn hẳn là quan tâm cùng hắn cha mẹ cùng tuổi lão nhân. Kết xu tài chính tất cả đều đầu nhập thanh thiếu niên từ thiện sự nghiệp, này có chút. Cổ quái. Đây là một cái rất quan trọng manh mối, tiêu ngộ an gia nhập thảo luận, hành vi phản ứng tâm lý, Tuy rằng gần nhất chúng ta gặp không ít cố ý quấy nhiễu cảnh sát phán đoán đối thủ, nhưng Mưu Hải Uyên làm từ thiện là lén gạt đi mọi người, nói cách khác, ở làm từ thiện chuyện này thường, hắn không cần ngụy trang, cho nên ở hắn cái này hành vi, phản ánh ra chính là hắn chân thật tâm lý. Phương Viễn Hàng bắt phía dưới phát, lâm vào khổ tư. Thật là chân thật tâm lý, nhưng quan trọng manh mối là chỉ. Đem tiền toàn bộ đầu nhập thanh thiếu niên phúc lợi hệ thống, thuyết minh đây là mưu hải uyên vội vàng tâm lý tố cầu loại này tố cầu thậm chí vượt qua hắn đối thân sinh cha mẹ ấy nấy tiêu ngộ an nói hành vi này khả năng biểu thị mưu hải uyên thơ ấu thiếu niên thời đại quá đến cực kỳ gian khổ này lưu lại bóng ma vẫn luôn cùng với hắn minh thứ nói mưu hải uyên thành danh phía trước xác thật quá thật sự không xong tiêu ngộ an lật xem đóng dấu ra tới tư liệu mưu hải uyên trọng điểm chú ý chính là tỉnh long tiếp theo là chúng ta cách vách tỉnh hàm Tỉnh Hàm thực hảo lý giải, đây là hắn trên danh nghĩa quê nhà. Nhưng tỉnh Long đâu? Tỉnh Long là biên thùy tỉnh, ân tiểu phong quê nhà lương hề trấn liền ở tỉnh Long, mình thứ ánh mắt căng thẳng, tiêu cục, ngươi hoài nghi mưu hải uyên chân chính cố hương là tỉnh Long. Không bài trừ loại này khả năng, tiêu ngộ an nói, một người sẽ không vô duyên vô cớ quan tâm một cái cùng hắn không hề quan hệ địa phương. Ân Tiểu Phong bị Mưu Hải Uyên mang về chùa Hải Kính, Mưu Hải Uyên cùng hắn là như thế nào quen biết? ở nơi nào quen biết? Có phải hay không chính là ở tỉnh Long? Phòng tra hỏi. Ở bị hỏi cặp như thế nào cùng khuy trần quen biết khi, ân tiểu phong trầm mặt thật lâu. Liền ở phương viễn hàng cho rằng hắn muốn trầm mặt trốt cuộc khi, hắn bỗng nhiên nâng lên cặp kia tử khí trầm trầm mắt. Khuy trần nói, mang ta đi một cái sau bệnh viện còn an tỉnh địa phương. Bệnh viện chỉ chính là ân tiểu phong bị cảnh sát giải cứu lúc sau đã qua mấy năm bệnh viện tâm thần hắn chủ trị bác sĩ đã nói với Từ Xuân, ân tiểu phong chán ghét âm ỉ hoàn cảnh, rời khỏi sau từng phản hồi, đưa ra lưu tại bệnh viện tâm thần. Ở nơi nào, Phương Viễn Hàng hỏi, ngươi là ở nơi nào nhận thức khuy trần? Ân tiểu phong nói, liền ở lương hề trấn. Sở tính cùng Phương Bình Húc cũng từng cái tiếp thu hỏi ý. Sở tính khăng khăng chính mình là chủ động đến chùa Hải Kính tu hành, cùng khuy trần không có quan hệ, mà Phương Bình Húc cũng nói, ở đi vào kỳ Nguyệt Sơn phía trước, vẫn chưa gặp qua khuy trần. Chữ giang ba người đã chết, nhưng ít ra ân tiểu phong chứng thực chúng ta phỏng đoán. Phương Viễn Hàng nói, phía trước ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Phương Bình Húc cùng ân tiểu phong đều đối ứng bạo lực khuynh hướng. Mưu Hải Uyên muốn chuộc tội, chỉ dùng giết chết trong đó một người là được, không cần phải liền sát hai người. Minh Thứ một bên nghe Phương Viễn Hàng phân tích, một bên xem từ xuân trở lại tới video. Mưu Hải Uyên từ thiện tài chính đa dụng với Viện Phúc Lợi, Trung Tiểu Học Kinh Tra, Lương Hề Trấn có một khu nhà viện phúc lợi cơ hồ toàn dựa mưu hải uyên lạc quyên vận chuyển. Này tòa viện phúc lợi, thậm chí quải có mưu hải uyên ảnh chụp. Cùng loại từ thiện hạng mục cơ bản đều là nặc danh, mưu hải uyên ảnh chụp vì cái gì sẽ bị treo ở viện phúc lợi, Minh thứ nói, hắn đi qua. Có sâu xa. Từ xuân, ngươi ở tỉnh Long đi qua khác chịu trợ viện phúc lợi hoặc là trường học, có hay không quải mưu hải uyên ảnh chụp. Từ xuân nói, không có, hơn nữa trừ bỏ nơi này, viện phương đều không rõ ràng lắm giúp đỡ giả là ai. Minh Thứ nói, do hỏi này tòa viện phúc lợi sở hữu nhân viên công tác, đặc biệt là tuổi trọng đại, nếu có người đã về hưu, liền đi nhà bọn họ trung bái phỏng. Nơi này như vậy đặc thù, ta hoài nghi mưu hải uyên năm đó chính là từ này sở viện phúc lợi đi ra ngoài. Đây là chúng ta ân nhân, một cái tiểu hài tử chỉ vào trên tường ảnh chụp nói, chúng ta đều là hắn hài tử. Từ xuân chú ý tới, viện phúc lợi mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, đều không chút nào che giấu chính mình đối mưu hải uyên kính ngưỡng, ở bọn họ trong mắt, đây là vị đại thiện nhân. Nhưng hỏi cặp vị này đại thiện nhân cùng viện phúc lợi sâu xa, lại không ai có thể nói ra cái gì tới, đương nhiệm viện trưởng tu xuân hoa 50 tới tuổi, ở viện phúc lợi công tác hơn 20 năm, chỉ biết mưu hải uyên cùng đời trước viện trưởng giống như có chút giao tình. Ảnh chụp là mấy năm gần đây mới quải, tu xuân hoa nói, mưu tiên sinh trước kia không cho. Từ Xuân nói, vì cái gì không cho? Tu Xuân Hoa nói, có thể là làm việc thiền không cầu bị người biết đi, mưu tiên sinh tốt xấu là cái danh nhân. Khi hiện tại các ngươi như thế nào lại đem hắn ảnh chụp treo lên? Hắn đã rất nhiều năm không có đã tới. Bọn nhỏ muốn dùng chính mình phương thức cảm tạ hắn. Từ Xuân lại hỏi, lão viện trưởng hiện tại. Tu Xuân Hoa thở dài, đã qua đời lão viện trưởng có lẽ là cuối cùng một cái hiểu biết mưu hải uyên người, một khi qua đời, rất nhiều bí mật chẳng khác nào bị mang vào phần mộ. Từ xuân không chịu từ bỏ, vẫn là chạy tới lão viện trưởng trong nhà. Lão viện trưởng bạn già họ Trần, 70 tới tuổi, thần trí còn tính thanh tĩnh. Ngăn tủ thượng bãi vài cái khung ảnh, đây là một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, từ nhiều trương ảnh gia đình là có thể nhìn ra. Nhưng ở này đó ảnh gia đình, thế nhưng còn có một trương mưu hải uyên cùng hai vị lão nhân chụp ảnh chung hải uyên là bằng hữu của chúng ta lão nhân khô khốc tay cầm quá khung ảnh tinh tế vuốt ve hắn không có quên chúng ta từ xuân vừa nghe những lời này liền minh bạch lão nhân nhất định biết chút cái gì lão nhân đối cảnh sát chút nào không bố trí phòng vệ nói ra vài thập niên trước phát sinh ở hắn hắn bạn già dạ nhi lý liễu lan còn có mưu hải uyên cùng với rất nhiều hài tử trên người sự mặc dù là hiện tại lương hề trấn cũng không giàu có càng đừng nói vài thập niên trước mùa đông nghèo đến không có gì ăn một gia ra đời một đôi sông bào thai đặt tên mục hải uyên mục hải phong khi đó cũng không có thượng hộ khẩu loại này cách nói hai tiểu hài tử cùng trong trấn mặt khác cùng tuổi hài tử cùng nhau từng ngày mà lớn lên toàn bộ trấn đều nghèo cha mẹ nhóm đem đồ ăn tiết kiệm được tới để lại cho hài tử nhưng mặc dù là như vậy vẫn là khó có thể sống tạm mục gia hai huynh đệ trường đến năm sáu tuổi khi đệ đệ mục hải phong bị đưa cho người bên ngoài dựa vào người bên ngoài cấp tiền cùng lương mục gia tam khẩu không có ở cái kia rét lạnh mùa đông đông chết đầu xuân sau mục hải uyên cùng cùng lớn lên đồng bọn nói chính mình nghĩ ra đi lang bạc muốn đem đệ đệ tìm trở về tương lai còn muốn cho cha mẹ thoát khỏi như vậy bận cùng sinh hoạt các đồng bọn mồm năm miệng mười có nói phải làm quân nhân có nói phải làm nhà khoa học chỉ có mục hải uyên nói chính mình muốn kiếm tiền muốn phát tài vậy ngươi cũng không thể đã quên chúng ta lý liễu lan nói chúng ta khi còn nhỏ chịu khổ nhưng ta hy vọng tương lai sinh ra ở chỗ này tiểu hài tử không cần chịu khổ ta muốn kiến một tòa tình yêu phòng nhà ai hài tử ăn không nổi cơm liền tới ta tình yêu phòng ăn hải uyên ngươi có tiền có thể hay không hiến cho một ít cho ta tình yêu phòng một hải uyên trịnh trọng gật đầu non nớt thanh âm nói ta muốn sở hữu tiểu hài tử đều có thể ăn thượng cơm. Lý Liễu Lan chính là sau lại viện phúc lợi viện trưởng. Mà Mục Hải Uyên chính là sau lại mưu Hải Uyên. Hải Uyên sửa lại tên, lần đầu tiên khi trở về, ta cùng Liễu Lan đều nhận không ra hắn. Lão nhân nói, khi đó viện phúc lợi mới vừa xây lên tới, nơi nào đều yêu cầu tiền. Hải Uyên nói, hắn trở về thực hiện khi còn nhỏ hứa hẹn. Mục Hải Uyên là như thế nào trở thành mưu Hải Uyên, lão nhân vẫn chưa nói rõ nhưng từ xuân đã phát họa ra một cái rõ ràng hình dáng đuổi ở lão nhân còn không có mỏi mệt đến nói không nên lời lời nói phía trước hỏi mưu hải uyên cha mẹ là khi nào qua đời đã sớm không có lão nhân lắc đầu hải uyên mười mấy tuổi rời đi sau lại thị trấn gặp nạn đói các đại nhân đem đồ ăn nhượng cho chúng ta này đó tiểu hài tử năm ấy a à, chết đói rất nhiều người hải uyên mẫu thân chính là khi đó chết phụ thân hắn cũng không có chờ đến hắn áo gấm về làng thành phố đông nghiệp đệ nhất trung cấp tòa án nhân dân. Sở sáng bị nghi ngờ có liên quan mưu sát, phi pháp giam cầm, hủy thi một án đang ở mở phiên tòa thẩm tra xử lý, thẩm phán vẫn chưa đương đình tuyên án, ngồi ở bàn thính tịch thượng lạc diệt đứng lên, ánh mắt vừa lúc cùng sở sáng tương giao. Sở sáng trong mắt lộ hung quang, mà lạc diệt trong mắt chỉ có không thêm che giấu khinh thường. Rời đi tòa án lúc sau, lạc diệt bác một chiếc điện thoại, đối phương không biết nói gì đó, lạc diệt cắn răng nói, bọn họ muốn đem sở tính quan tới khi nào. Lương Hề Trấn Ngoại Thổ Tán Mộ trong đàn, có một tòa hai người mộ, cùng mưu cần chi cùng dị anh hoa kỳ giá cao mua tới mộ so sánh với, này tòa tuổi tác càng lâu mộ nhìn qua càng có nhân khí. Lão nhân ở mộ trước cắm thô hương tế hương, một bên hóa vàng mã một bên nói cho từ xuân, hải uyên thân sinh cha mẹ liền tán ở chỗ này, hắn qua đi mỗi năm đều trở về tảo mộ, thật lâu chưa đến đây. Liễu Lan trên đời khi, thường xuyên giúp hắn đến xem, liễu lan đi rồi, liền từ ta tới. Cục hình trinh, tổ trọng án Mưu Hải Uyên thân sinh cha mẹ một cái chết vào nạn đói, lúc ấy Mưu Hải Uyên mới mười mấy tuổi, một cái chết vào Mưu Hải Uyên thành danh phía trước, hai người đều không có nhìn đến Mưu Hải Uyên thành tài, phương viễn hàng lý sông từ xuân trở lại tới manh mối, cảm khái nói, khó trách sau lại Mưu Hải Uyên đối, tận hiếu, như vậy chấp nhất, không có thân sinh cha mẹ, sáng tạo điều kiện cũng muốn hiếu thuận cha mẹ Minh Thứ lại lắc đầu, hắn không phải đối tận hiếu chấp nhất, hắn là đối trở thành hiếu tử chấp nhất. Phương Viễn Hàng hỏi, này có khác nhau sao? Đương nhiên là có, Minh Thứ nói, người nói tận hiếu là hắn thiệt tình thực lòng hiếu thuận cha mẹ, mà trở thành hiếu tử là hắn làm cấp ngoại giới xem. Vài thập niên trước đánh võ phiến hỏa bạo, mưu hải uyên diện mạo, đấu pháp đều không thể nói có đặc điểm, tương ứng mà, người của hắn khí cũng không thể nói vượng hắn cần thiết cho chính mình chế tạo một cái có khác cho người khác đặc điểm vì thế lựa chọn hiếu thuận từ mưu cần chi cùng gì anh hoa ở biệt thự sinh hoạt là có thể nhìn ra tới hắn sợ làm hết thảy biểu diễn thành phần càng nhiều phương viễn Hàng nghĩ nghĩ như thế mưu hải uyên một cái đem chính mình sai lầm thanh toán ở người khác trên người người còn nói cái gì hiếu đạo hắn nhất để ý chỉ sợ là hắn khi còn nhỏ khốn quẫn hắn đáng thương nhất chính là khi còn nhỏ chính mình cho nên mới sẽ ở giàu có lúc sau làm thanh thiếu niên từ thiện. Minh Thứ trầm mặt hảo một trận. Dịch Phi nói, Tiểu Minh. Hiện tại Mưu Hải Uyên bối cảnh rõ ràng, hắn động cơ cũng minh xác. Minh Thứ Trường hút một hơi, biểu tình ngưng trọng, nhưng là người khác đâu. Chúng ta suy đoán lại tiếp cận sự thật, tìm không thấy người cũng vô dụng. Nghe vậy, Dịch Phi hữu quyền chống lại môi. Này xác thật là hiện tại phiền toái nhất vấn đề. Rất nhiều mười mấy năm thậm chí vài thập niên cũng không phá án án tự chính là như vậy, manh mối có, chứng cứ cũng có, chính xác tỏa định hiềm nghi người, nhưng vô luận như thế nào tìm, đều tìm không thấy hiềm nghi người. Có án tử còn lại là, rốt cuộc tìm được rồi hiềm nghi người, hiềm nghi người đã bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân tử vong. Tổ trọng án trên tay hai cọc án tử, đều gặp phải tương đồng vấn đề. Tần Anh 21 năm trước bị khuy trần cứu, Minh Thứ dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại nói, tần gia với hắn mà nói có không thể không báo chi thù, nhưng trái lại, khuy trần với hắn mà nói, hẳn là có không thể không báo chi ân. Đối thù hận càng chấp nhất người, đối người khác cho ân huệ cũng càng sẽ ghi nhớ với tâm. Tần Anh Nói, Minh Thứ bỗng nhiên mở mắt ra, nếu giết hại năm, tám bốn người chính là Tần Anh, như vậy ở hắn báo thù phía trước hoặc là lúc sau, hắn ít nhất hẳn là đến kỳ Nguyệt Sơn đi lên nhìn một cái khuy trần, cùng với năm đó chiếu cố quá hắn tăng nhân. Dịch Phi nói, nhưng này rất có khả năng bại lộ chính hắn. Không đến mức Minh Thứ lắc đầu, Kỳ Nguyệt Sơn, Long Thành Lộ, Quan Tám sào cũng không tới hai cái địa phương, như thế nào bại lộ? Nếu Kỳ Nguyệt Sơn gió êm sóng lặng, chúng ta lại như thế nào tra năm, tám án tử, cũng tra không đến Kỳ Nguyệt Sơn đi. Nhưng Tần Anh không cần phải đi gặp Khuy Trần a, năm đó cứu hắn Khuy Trần không phải đã chết sao? Phương Viễn Hàng nói xong bỗng nhiên ngẩn ra, không đúng. Năm đó Khuy Trần đã tử vong, hiện tại Khuy Trần là mưu hải uyên giả trang, nhưng Tần Anh không nhất định biết, cho nên hắn vẫn là sẽ lên núi bái phỏng. Minh Thứ Túng lên tay, nhíu mày nhìn Phương Viễn Hàng. Phương Viễn Hàn bị xem đến phát mau, sư phó. Giả thiết, ta chỉ là giả thiết, Minh Thứ mở ra nô nhanh chóng ở mặt trên viết lung tung, Tần Anh phản hồi thành phố đông nghiệp báo thù, hắn mục tiêu là tần hùng một nhà nhưng ở báo thù phía trước hắn muốn đi xem với hắn có ân cứu mạng tăng nhân vì thế hắn đi đến chùa hải kính phát hiện chiếu cố quá hắn hồ thành y đã rời đi mà khuy trần đại sư không hề là hắn trong trí nhớ ân nhân hắn sẽ như thế nào làm dịch phi nói lấy một cái kẻ báo thù ý nghĩ suy nghĩ tận anh sẽ quan sát khuy trần đại sư phân tích dấu vết để lại cuối cùng minh thứ nói cuối cùng phát hiện khuy trần đại sư đã bị đánh tráo. Ta dựa, Phương Viễn Hạng nói, khi đương tận anh phát hiện chân tướng, hắn chẳng phải là sẽ thực phẫn nộ. Hắn có thể hay không ép hỏi mưu hải uyên khuy trần đại sư đi nơi nào? Dịch Phi nói, tận anh khả năng sẽ giết chết giả khuy trần. Kỳ thật dựa theo mưu hải uyên cái gọi là chuộc tội lo diệt, hắn hẳn là ở trên núi đem bị hắn triệu tập tới tăng nhân giết sạch, sau đó lại tìm cái cái gì lý do rời đi, nhưng hắn tháng 6 liền bế quan, một bế quan liền biến mất, từ nay về sau cũng không có giết chết chùa hải kính bất luận cái gì một người, bực này vì thế, hắn còn không có chuột xong tội, bỏ chạy đi rồi. Ta vốn dĩ cho rằng, mưu hải uyên tạm hoãn chuột tội, lấy bế quan vì lấy cớ biến mất nguyên nhân là, hắn ý thức được chính mình vô pháp giống giết hại chữ gian ba người giống nhau giết chết ân tiểu phong hoặc là phương bình hút, cho nên trước trời đi, khác tưởng một loại thủ đoạn, minh thứ nhìn chầm chầm nô tê bốc thường quỷ vẽ bùa, nhưng hiện tại nhiều một loại khả năng, đó chính là hắn phát hiện chính mình khả năng bị theo dõi, cho nên không thể không rời đi. Phương Viễn Hàng một trận đau đầu, ta đây hiện tại có phải hay không nên tái thẩm một hồi trong chùa Tăng Nhân? Hồ Thành Y nói Tần Anh rời đi sau không còn có hồi quá chùa Hải Kính, nhưng hắn biết đến là ba năm trước đây sự, Tần Anh nếu năm nay hoặc là năm trước đến quá chùa Hải Kính đâu. Đương nhiên muốn thẩm, Minh Thứ đem bút, ban một tiếng khấu ở nô tê bốc thường, lần này cường điệu thẩm sở tính. Sở tính, phương viễn hàng kinh ngạc, hắn trên người không có mưu hải nguyên bất luận cái gì một cái tính chất đặc biệt, hắn sẽ ở chùa hải kính xuất gia, chỉ là trùng hợp. Dịch Phi lại nói, ta tán đồng tiểu minh. Đối gần nhất này liên tiếp án tử điều tra, chúng ta đều bởi vì các loại nguyên nhân mà sơ sẩy sở tính, đem hắn đặt ở một cái nhưng tra nhưng không tra vị trí. Sớm nhất là bởi vì hắn là sở thị người, bối cảnh điều tra bước đầu làm xuống dưới, hắn điểm đáng ngờ ít nhất, sau lại lại bởi vì hắn cùng mưu hải uyên hành vi phạm tội không khớp. Nhưng tra được hiện tại, nói thật, ta đã cảm thấy tra không thể tra, cơ bản là đâm tiếng ngõ cục, kia sợ tính người này, nhất định phải hảo hảo sờ sờ. Hắn thoạt nhìn là nhất không có động cơ, nhưng đương mặt khác nên bài trừ đều đã bài trừ, dư lại cũng chỉ có hắn. Trái tim giải phẫu, Minh Thứ nói, sở tính 7 năm trước đã làm trái tim giải phẫu, Quốc nội không phải không có đứng đầu chữa bệnh đoàn đội, sở gia vì cái gì muốn an bài hắn ở nước ngoài đi động trận này giải phẫu. Giải phẫu trước sau, có phải hay không có cái gì không thể làm người biết được sự. Phương Viễn Hàn mang theo trước tiên định ra vấn đề liên tiếp thẩm vấn lưu tuế, đường viễn, ân tiểu phong, phương bình hút, sở tính, năm người đều tỏ vẻ, gần nhất 2-3 năm trong núi du khách tăng nhiều, cho nên nhập chùa thắp hương người cũng đi theo tăng nhiều, rất nhiều du khách mặc dù không thắp hương, cũng sẽ đỉnh đạt mà nhảy vào trong chùa Muốn hỏi cái này những người này có hay không tương đối đặc thù Tỷ như cùng Khuy Trần gặp qua nhiều lần mặt Tỷ như hỏi thăm Khuy Trần tình huống Mỗi người đều nói không có chú ý tới đương viễn cùng Lưu Tuế năm đó gặp qua tận anh Liền bọn họ đều không có ấn tượng Tiểu thẳng nam Ngươi không phải là bị ta mê hoặc đi Như thế nào lâu lâu liền tìm ta nói chuyện phiếm đâu Sợ tính như cũ giống như trước giống nhau Khóe môi đuôi mắt treo không đứng đắn cười Ngươi tới gặp ta liền thấy ta Tìm ta hỏi thăm nam nhân khác Ta liền không vui a à, đúng rồi Hôm nay như thế nào chỉ có ngươi một người Sư phó của ngươi đâu Phương Viễn Hàng bình thản ung dung Kia hành, ta không hỏi thăm người khác Ta liền hỏi thăm ngươi Sở tính nhướng mày Ánh mắt có cực rất nhỏ thay đổi Ngươi vì cái gì xuất gia Phương Viễn Hàng nói Sở tính, suy, một tiếng cười Tiểu thẳng nam, này vấn đề ta trả lời quá ngươi bao nhiêu lần ta nên hưởng thụ vinh hoa phú quý đã hưởng thụ qua nên ngũ tuấn nam mỹ nữ cũng đều ngủ qua bỗng nhiên cảm thấy hết thảy đều là vô căn cứ vì thế vào núi đương cái hoa hòa thượng này rất kỳ quái sao phương viễn hàng cười thanh đối ta loại này nên ngũ tuấn nam mỹ nữ một cái không ngủ quá người tới nói là rất kỳ quái sở tính ước chừng là không nghĩ tới phương viễn hàng sẽ nói như vậy tươi cười nhẹ nhàng cứng đờ phương viễn hàng không có buông tha cái này chi tiết lại nói nếu ngươi nói ngươi xuất gia là bởi vì trái tim không tốt lắm, cho nên lười đến cùng sở lâm hùng những cái đó nhi tử tranh đấu, nhưng thật ra càng có thể nói phục ta. Nói xong câu đó, Phương Viễn Hàng liền ngừng lại, nghiêm túc nhìn sở tính đôi mắt. Mà sở tính thế nhưng không có giống thường lui tới như vậy đùa dẫn hắn. Đây là vì cái gì đâu, Phương Viễn Hàng thả chậm ngữ tóc, ngươi rõ ràng có càng có thể nói phục người lý do, lại một hai phải nói cái gì khám phá hồng trần. Sở tính, có cần hay không ta nhắc nhở ngươi? Ngươi đã bị liên lụy tiếng một cọc quan trọng án kiện, ngươi theo như lời nói không chỉ có là hiệp trợ chúng ta cảnh sát, cũng là vì ngươi chính mình rửa sạch hiềm nghi. Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ lựa chọn càng làm cho người tin phục lý do thoái thác. Sở tính nửa hiếp mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Ở hắn mở miệng phía trước, Phương Viễn Hạng bỗng nhiên ý vị thâm trường nói, ngươi nói khám phá hồng trần, lại không đề cập tới trái tim, ta hay không có thể cho rằng, ngươi không dám nhắc tới ngươi bảy năm trước làm lần đó trái tim giải phẫu sở tính đuôi mắt lập tức căng ra đồng tử ánh sáng dần dần thu nhỏ lại phương viễn hàng cùng hắn đánh quá quá nhiều lần giao tế xác định đây là hắn cảm xúc biến động lớn nhất một lần chầm có lẽ trát đúng rồi địa phương bất quá hai giây lúc sau sở tính lại khôi phục đến phía trước cà lơ phất phơ cười nói ngươi đây là cường đạo lo gì nói sở tính ở chính mình trái tim vị trí điểm điểm, ở ngươi nơi này, đã đem ta phán định vì hiềm nghi ngươi, ngươi cho rằng, ta biết ta chính mình có tội, cho nên ở cái này tiền đề hạ, ta hẳn là dốc hết sức lực vì chính mình che giấu, vì chính mình thoát tội, so với khám phá hồng trần, ta càng hẳn là nói cho ngươi, trái tim ta có vấn đề, này nghe đi lên càng có thể tin. Phương Viễn Hàng nhíu mày, nhưng ta biết, ta không có tội a à. sở tính khẽ nhất ngẩng đầu lên ta căn bản không thèm để ý các ngươi có thể tin vẫn là không thể tin ta muốn nói cái gì liền nói cái gì ta căn bản không sợ các ngươi tra các ngươi càng là tra càng là có thể phát hiện ta sợ tính chính là trong sạch phương viễn hàng bị dỗi này một hồi tâm tình có chút phức tạp không cấm âm thầm tự hỏi nếu ngồi ở chính mình này trương ghế trên chính là minh thứ minh thứ sẽ làm sao là bị dỗi đến á khẩu không trả lời được vẫn là phản dỗi trở về vẫn là đều sẽ không phương viễn hàng trong lòng bỗng nhiên trầm hạ một hơi minh thứ vừa không sẽ bị dỗi đến á khẩu không trả lời được cũng sẽ không phản dỗi trở về bởi vì này không phải một hồi xính miệng lưỡi cực nhanh biện luận hình cảnh chức trách là từ bị thẩm vấn giả nói tìm ra sơ hở tìm ra manh mối sở tính cười như thế nào tiểu thẳng nam không biết nên nói cái gì ta còn là đối với ngươi trái tim giải phẫu cảm thấy hứng thú nỗi lòng bình phục ý nghĩ cũng đi theo rõ ràng phương viễn hàn bình tĩnh nói có thuận tiện hay không nói cho ta ngươi ra ngoại quốc làm trái tim giải phẫu nguyên nhân là cái gì sở tính cười như là động lại ở trên mặt nhìn qua như một trương giả dối mặt nạ vài giây sau sở tính nói đây là ta riêng tư các ngươi không có quyền hỏi đến phương viễn hàn không có ép hỏi chỉ là chậm rì rì mà nói riêng tư chiêu này không tiếng phản lui tựa hồ làm sở tính lâm vào bất an một lát Sở tính nói, ta làm trái tim giải phẫu là bao nhiêu năm trước sự, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, hiện tại án tử cùng ta trái tim giải phẫu có quan hệ? Có hay không quan hệ, ta hiện tại vô pháp phán đoán, phương viễn hàng thái độ thành khẩn, rốt cuộc, ngươi còn cái gì đều không có nói. Sở tính tay phải xoa tay trái cánh tay, mu bàn tay thượng gân xanh ẩn ẩn hiện lên. Phương viễn hàng giả ý thở dài, ngươi thật sự không muốn nói cũng không có gì, chúng ta tổ trọng án có khác với mặt khác trung đội nguyên nhân chính là chúng ta muốn hiểu biết bất luận cái gì chân tướng, cuối cùng đều có thể tra đến rõ ràng. Rời đi phòng tra hỏi khi, Phương Viễn Hàng thấy được sở tính trong mắt dày đặc ám sắc. Cái này làm cho hắn cảm thấy, sở tính phía trước tùy tiện, không chút để ý, tất cả đều là ngụy trang. Sở tính cùng cảnh sát lui tới tự nhiên dẫn phát sở thị chú ý, bất quá này chú ý có bao nhiêu là thiệt tình, có bao nhiêu là xem kịch vui, còn không có cái định số. Gần nhất xuất nhập cục hình trinh sở gia người cặp quan hệ giả không ít, Minh thứ giống nhau không tự mình ứng phó, nhưng lần này tới chính là sở khánh bí thư thủy huân. Sở sáng bị nghi ngờ có liên quan mưu sát, đã từng chỉ ra và xác nhận là thủy huân trợ giúp hắn hủy thi, bất quá bởi vì trước sau không có chứng cứ, cảnh sát cũng không thể bắt giữ thủy huân. Đối vị này cực tự phim truyền hình trung văn nhã bại hoại, bí thư, Minh Thứ có vài phần hứng thú ta biết ta hiện tại đến quấy rầy các ngươi thực không thỏa đáng, bất quá sở tiên sinh ra lệnh cho ta, ta tóm lại đến đi một chuyến thủy huân đắng đo khí thế, lại không quá phận, sở tính xuất gia cũng có đã nhiều năm, đột nhiên bị cuốn vào án tử, đối sở tiên sinh tới nói, thật sự là có chút phiền phức. Minh Thứ đem thủy huân đánh giá một phen, làm bộ nghe không hiểu, ngươi là muốn hỏi ta, sở tính hiềm nghi hay không đã rửa sạch. Thủy huân nói, án tử chi tiết ta đương nhiên không nên hỏi, bất quá. Biết không nên hỏi liền hảo, Minh Thứ lập tức đổ qua đi, sở tính là sở tính, sở thị là sở thị, sở tính không chỉ có xuất gia, còn nói cho ta, hắn một cái niệm Phật tăng nhân, đã sớm cùng các ngươi sở thị không quan hệ. Thủy Huân một bên đuôi lông mày khơi màu. Đừng cùng ta ra vẻ, Minh Thứ nói, án tử một ngày chưa phá, sở tính liền một ngày ở chúng ta theo dõi dưới. Thủy Huân nắm khóe môi, này tươi cười không hề độ ấm minh thứ trong đầu bỗng nhiên vừa chuyển. Hào môn, không thể dùng bình thường gia đình ý nghĩ đi tự hỏi. Một người nếu đến từ bình thường gia đình, đường hắn bị cuốn vào một cọc án kiện, người nhà của hắn đến trong cục tìm hiểu tin tức, cơ hồ đều là bởi vì lo lắng hắn. Nhưng đồng dạng sự nếu phát sinh ở hào môn, người nhà của hắn tìm hiểu hắn tin tức, hào hết tâm tư tưởng từ cảnh sát chỗ biết được chút cái gì, có lẽ là sợ hãi hắn thổ lộ đối gia tộc bất lợi sự, sợ hãi chính mình bị liên lụy còn có một loại khả năng là đương hắn vẫn luôn ở vào cảnh sát tầm mắt hạ người khác liền không thể đem hắn thế nào giả sử hiện tại có người muốn hại sở tín cũng vô pháp động thủ sở tín lấy đắm mình trụy lạc phương thức tỷ thế hay không cũng có trốn tránh mầm tai họa nhân tố minh thứ lại quan sát thủy huân trong chốc lát người này không hổ là hào môn tổng tài bí thư biểu tình thượng cơ hồ không có sơ hở chạm vào một cái mũi hôi vẫn duy trì ưu nhã cùng khiêm tốn Minh thứ thình lình hỏi, Sở Tính nếu thoát ly cảnh sát theo dõi, các ngươi sẽ đối hắn làm cái gì? Thủy Huân đẩy hạ mắt kính, cười nói, này vấn đề ta liền không hiểu, Sở Tiên sinh cùng Sở Tính là người nhà, càng là cùng lớn lên đường huynh đệ, chúng ta như thế nào sẽ đối hắn làm cái gì? Lúc này có đội viên ở bên ngoài hô thanh Minh đội, Minh thứ đứng dậy, xả nước huân cười cười, trở về đi, nơi này không có người muốn biết tin tức. Kêu minh thứ chính là tổ trọng án hình cảnh, nhưng chân chính kêu minh thứ lại là tiêu ngộ an. Đã là yêu cầu khai điều hòa mùa, minh thứ tổng cảm thấy tiêu ngộ an văn phòng tỷ trọng án tổ lãnh. Tỉnh bên có hai cọc án tử, tiêu ngộ an đem một chồng văn kiện đặt ở minh thứ trước mặt, người trước nhìn xem. Minh thứ tiếp nhận, mở ra nhìn vài phút, lượt cảm khó hiểu, tỉnh hàm cùng tỉnh châu án tử. Không nói đến cách vách tỉnh án tử không tới phiên thành phố Đông Nghiệp Quảng, liền tính yêu cầu hợp tác thời cơ này cũng không đúng tổ trọng án hiện tại đang ở xử lý hai cọc khó giải quyết án kiện lấy phương viễn hàng nói tới nói chính là đầu đều phải tạc căn bản vô lực lại đi hiệp trợ cách vách tỉnh tra án tiêu ngộ an không vội mà giải thích ngươi trước xem xem xong nói cho ta nghe một chút đi suy nghĩ của ngươi nếu là đổi một người nói loại này lời nói minh thứ sẽ trực tiếp lượt văn kiện chạy lấy người nhưng hắn trước mặt chính là tiêu ngộ an Tiêu Ngộ An tuy rằng có khi hứng thú tới sẽ đậu hắn, nhưng đối đại án tử cũng không nói giỡn. Lúc này làm hắn hiểu biết nhìn như không quan hệ án tử, tất nhiên là có quan trọng sự. Minh Thứ gật đầu, chuyên chú với hồ sơ vụ án. Cái thứ nhất án tử. Hai năm trước, tỉnh Hàm chỉ ở sau lạc thành đệ nhị thành phố lớn Hồng Thành đã xảy ra một vụ ác tính án kiện, hung thủ đến nay không có xa lưới, hơn nữa Hồng Thành thì cục vẫn luôn không có thể cho ra một cái điều tra phương hướng. Người bị hại là một cái tứ khẩu nhà, nằm chủ nhân tên là Tào Phong Hòe, 37 tuổi, nữ chủ nhân tên là Khâu Lẩm, 21 tuổi, trong nhà hai đứa nhỏ đại 6 tuổi, tiểu nhân 4 tuổi, đều là Tào Phong Hòe cùng vợ trước sở sinh. Tào Phong Hòe phụ thân Tào Huyền là vị doanh nhân, tuổi trẻ khi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vất vả cần cù cày cấy, sau lại đáp thượng chính sách đi nhờ xe, gia tộc xí nghiệp ở mười mấy năm nội làm to làm lớn, ở Hồng Thành xem như có uy tín danh dự nhân vật. Tào Phong Hòe từ nhỏ không có ăn qua khổ, là trong mắt rất nhiều người tiểu khai, không làm việc đàng hoàng, Hàm thích cùng các loại nữ nhân kết giao, 30 tuổi khi cùng một vị bụng bị làm đại nữ nhân kết hôn, hôn sau như cũ lưu luyến học đêm, cũng không ngừng nghỉ. Nữ nhân cho hắn sinh đại nữ nhi cùng tiểu nhi tử, sau lại ly hôn khi từ tạo gia phân tới rồi một bút kết xù bồi thường kim. Tào Phong Hòe đệ nhị nhậm thê tử khâu lẫm là cái bán đồ trang điểm quầy tỷ, tuổi trẻ mạo mỹ, đáng tiếc kết hôn không đến một năm, liền ở trong nhà chết thảm. Từ hiện trường ký lục cùng với thi kiểm ký lục tới xem, Tào gia tứ khẩu tử trạng thê thảm, khâu lẫm vú bị cắt lấy, trên người bị vũ khí sắc bén hoa đến mấy vô sông da, kia trương giảo hảo mặt cũng bị hủy hoại, Tào Phong Hòe thảm hại hơn, toàn thân gia cơ hồ bị thiết bàn chải xẻo xuống dưới, một cái một cái mà treo ở trên người. Này, Minh Thứ càng xem giữa mày ninh đến càng chặt, tào phong hòe, khâu lẫm tử trạng cùng tần hùng, hoàng hối có tương tự chỗ, để cho người để ý chính là, hoàng hối vú cũng bị cắt xuống dưới. Hung thủ ở hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, mà tàu gia biệt thự phụ cận theo dõi cũng không có chụp đến khả nghi giả. Người này tự như quỷ mị giống nhau đi vào tàu gia, đắc thủ lúc sau lại như quỷ mị giống nhau rời đi. Tàu Phong Hòe là tàu huyền sủng ái nhất nhi tử, biết được tàu phong hòe chết thảm tàu huyền lập tức hướng cảnh sát tạo áp lực yêu cầu mau chóng tìm được hung thủ hồng thành thì cục thành lập tổ chuyên án ở tàu phong hòe nhân tế mạng lưới quan hệ trung tìm kiếm đột phá khẩu hung thủ như thế ngoan độc báo thù khả năng tính tối cao nhưng cảnh sát tra biến khả năng giết hại tàu phong hòe người cũng không có thể tìm được chứng cứ hiềm nghi lớn nhất không thể nghi ngờ là tàu phong hòe vợ trước hề tiểu thiên ở tàu phong hòe bốn người ngộ hại phía trước nàng liền từng nhiều lần quấy rầy khâu lẫm tuyên bố một ngày nào đó muốn giết khâu lẫm cũng đem tiện nhân này một đôi vú treo ở trên ban công cung người chiêm ngưỡng nhưng ở pháp y xác định tử vong thời gian nội hề tiểu thiên lại có chứng cứ không ở hiện trường kế tiếp điều tra lại tìm không thấy nàng mua hung chứng cứ năm trước tào huyền trúng gió tê liệt đại nữ nhi cùng con thứ hai tranh quyền đoạt lợi mà tào phong hòe án tử ở không có manh mối dưới tình huống dần dần từ nhiệt án biến thành án treo trước mắt Hồng Thành cảnh sát mặt ngoài tuy rằng vẫn là ở tra án này, trên thực tế cũng đã lơi lỏng. Cái thứ hai án tử Một năm trước, tỉnh Châu thành phố tỉnh lịch một vị về hưu cảnh ngục cung quốc chân chết thảm trong nhà, cùng ngộ hại còn có hắn thê tử khổng nguyệt, cùng với lúc ấy cùng bọn họ ở cùng một chỗ cháu ngoại. Vụ án này cùng thượng cùng nhau án tử tương tự, khổng nguyệt một bên vú cũng bị cắt xuống dưới, thân thể bị vũ khí sắc bén vẽ ra vô số đạo miệng vết thương, nhưng cung quốc chân làng gia không có bị thiết bàn chải xẻo, hung thủ dùng động khí, gõ nát hắn toàn thân xương cốt Thành phố tỉnh lịch là tòa tiểu thành thị, theo dõi hệ thống vốn là không hoàn thiện Cung quốc chân gia nơi tiểu khu lại là cái khu chung cư cũ, theo dõi càng là không thể nào tra khởi Sau lại nhân tế quan hệ bài tra biểu hiện, cung quốc chân đương cả đời cảnh ngục Đắc tội đếm rõ số lượng không rõ tù phạm, muốn nói động cơ, những người này đều có động cơ ở cung quốc chân ngộ hại lúc sau từ cùng toàn ngục giam về hưu một khác danh cảnh sát tiền hy cũng ở trong nhà bỏ mình hung thủ lưu thành không bao lâu đã bị bắt được hắn thừa nhận giết hại tiền hy là bởi vì năm đó ở ngục trung gặp tiền hy chờ cảnh ngục ngược đãi ra tới muốn từng cái xác xong cũng khăng khăng cung quốc chân cũng là bị hắn giết hại cái cách nói này cũng không có bị cảnh sát thải tin thành phố tỉnh lịch cảnh sát vẫn là cho rằng giết hại cung quốc chân một nhà có khác một thân Minh Thứ buông Hồ sơ vụ án, đứng dậy đi rồi vài bước. Từ địa lý vị trí thường xem, tỉnh Châu ở thành phố Đông Nghiệp cùng tỉnh Hàm Lấy Bắc đều là liền nhau quan hệ, từ các lấy vũ điểm này xem, Tàu Phong Hòe một nhà, Cung Quốc Chân một nhà, Tần Hùng một nhà án tử giống xuất từ cùng người Tây. Nhưng này tam người nhà ít nhất trước mắt trước, không có bất luận cái gì quan hệ. Từ chúng ta bên này manh mối phán đoán, tần hùng một nhà là chết vào tần anh trả thù minh thứ tự hỏi hồi lâu lúc sau rốt cuộc mở miệng kia nếu này tam khởi án tự kết nối vụ án đã nói lên tàu phong hòe một nhà cung quốc chân một nhà cũng chết vào tần anh trả thù năm kia năm trước năm nay tần anh một năm tàn sát một nhà tần gia có phải hay không chung điểm tiêu ngộ an nói ta ở cung quốc chân đảm nhiệm chức vụ ngục giam được đến một cái manh mối bảy năm trước một vị tên là bạch anh phạm nhân thành công vượt ngục Đến nay không biết tung tích. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Anh. Một cái phi thường bình thường tên. Nhưng cái này bình thường tên trong khoảnh khắc bắt lấy minh thứ thần kinh. Tần Anh năm đó ở chùa Hải Kính được cứu vớt khi, trước sau không nói chính mình họ Tần, mà Tần Anh trên danh nghĩa dưỡng mẫu tên là Bạch Hồng. Rời đi chùa Hải Kính lúc sau, Tần Anh cho chính mình sửa tên Bạch Anh. Đây là thành phố tỉnh lịch ngục giam số 2 cung cấp bạch anh tư liệu, tiêu ngộ an điểm điểm trên bàn sớm đã mở ra phong túi. Minh Thứ đem tư liệu rút ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là bạch anh ảnh chụp. Đó là một trương so đại đa số nam nhân đều thanh tú mặt, hai mắt sáng ngời có thần, căn bản không giống một người tù phạm. Minh Thứ lập tức đưa điện thoại di động trung bảo tồn tần anh ảnh chụp điều ra tới, tả hữu đối lập, trầm giọng nói, bạch anh chính là tần anh. Đúng vậy, Tiêu Ngộ An đứng lên, Bạch Anh 12 năm tiền căn cố ý thương tổn trí người tử vong hoạch hình 14 năm, này bức ảnh quay chụp với 12 năm trước, hắn ngay lúc đó tuổi là 25 tuổi, tướng mạo cùng 16 tuổi khi không có quá lớn khác biệt. Phục hình 5 năm lúc sau, cũng chính là 30 tuổi khi, Bạch Anh vượt ngục trời đi, đến nay không biết tung tích. Vượt ngục thường thấy với điện ảnh văn học tác phẩm trung, nhưng hiện thực, vượt ngục cũng không phải thường xuyên phát sinh sự, gần nhất ngục giam đều có một bộ quản lý hệ thống, lại hung tàn phạm nhân ở bên trong đều sẽ bị quản phục, thứ hai liền tính chạy ra đi, cũng chỉ có thể quá cả đời lo lắng hải hùng, khắp nơi trốn tránh sinh hoạt. Số rất ít phạm nhân sẽ lựa chọn vượt ngục. Kỳ quái, Minh Thứ nhíu chặt mi, cố ý thương tổn đến chết bị phán 14 năm, đã tính nhẹ phán, bạch anh phục 5 năm hình, thái độ đoan chính, tích cực cải tạo nói, có lẽ không cần đãi mãn 14 năm là có thể đi ra ngoài, hắn không đáng mạo hiểm vượt ngục a bạch anh phục hình khi biểu hiện thế nào tạm thời không biết bạch anh ở trong ngục giam tình huống còn có hắn phạm tội cụ thể chi tiết yêu cầu ngươi đi an bài xác minh tiêu ngộ an ngón tay giao điệp có thể khẳng định chính là địa phương cảnh sát ở tra cung quốc chân một nhà chết thảm án tử khi cũng không có liên tưởng đến bạch anh vượt ngục cái này điểm như thế nào sẽ minh thứ khó hiểu tù phạm vượt ngục mặc kệ ở nơi nào đều là nên nghiêm tra trọng tra sự cung quốc chân chết ở bạch anh vượt ngục lúc sau điều tra trọng điểm liền hẳn là tù phạm trả thù tiêu ngộ an nói nhưng theo cảnh ngục nói cung quốc chân vẫn luôn thực chiếu cố vị này phạm nhân bạch anh không có trả thù cung quốc chân động cơ minh thứ giữa mày ninh đến càng sâu cơ hồ là trong nháy mắt liền có phán đoán này tòa ngục giam có vấn đề tiêu ngộ an gật đầu ta hiện tại hiểu biết đến chỉ là biểu tượng cùng gia long rốt cuộc chúng ta người còn không có qua đi Tương tự hiện trường phát sinh ở ba tòa thành thị, cung quốc chân một nhà, tào phong hòe một nhà, tần hùng một nhà chi gian tất nhiên có quan hệ. Liền chúng ta thành phố đông nghiệp manh mối tới xem, cái này, quan hệ, tồn tại với tần anh, cũng chính là vượt ngục bạch anh trên người, bất quá mặt khác hai cọc án tử nói không chừng có thể cung cấp khác ý nghĩ. Ta hiện tại liền đi thành phố tỉnh lịch, minh thứ nói ánh mắt trầm xuống, nhưng này án tử không về chúng ta quản, cùng địa phương cảnh sát câu thông hảo sao. Tiêu ngộ an xem một cái thời gian Câu thông nguyên do sự việc đội hành động đặc biệt đi xử lý Ngươi chuẩn bị một chút Trực tiếp đi thành phố tỉnh lịch cùng bọn họ hồi hợp Vượt tỉnh tra án từ trước đến nay không phải một việc dễ dàng Tỉnh cùng tỉnh Thì cùng thị chi gian tin tức không nhất định liên hệ Hơn nữa các có các mạng lưới quan hệ Đây cũng là một ít len lõi hình liên hoàn giết người án chậm chạp khó có thể phá án nguyên nhân chi nhất Bất quá đội hành động đặc biệt tra ngựa nói Vấn đề liền hảo giải quyết đến nhiều Minh Thứ cùng dịch phi chạy tới thành phố tỉnh Lịch, một chút phi cơ liền thượng đội hành động đặc biệt xe cảnh sát. Minh Thứ ca, lại gặp mặt, phó giá ngồi vị đôi mắt rất lớn tóc thực đoạn người trẻ tuổi, kia tinh khí thần vừa thấy chính là đội hành động đặc biệt đội viên, lại không giống đang ở lái xe đội viên giống nhau ăn mặc cảnh phục, mà là xuyên kiện sáng ngời màu vàng áo khoác. Nhạc nhiên, kêu hắn nhạc nhạc cũng đúng, Minh Thứ cấp dịch phi giới thiệu, đội hành động đặc biệt nhất có thể đánh một vị. Dịch phi hướng nhạc nhiên cười nói, ngươi hảo. Dịch đội ngươi hảo, nhạc nhiên cùng dịch phi một kích trưởng, lộ ra tám viên tiểu bạch nha. Minh thứ hỏi, thẩm đội cũng tới. Tầm ca ở thị cục, nhạc nhiên nói, cái này bạch anh trước kia là không hộ khẩu, các ngươi biết không? Minh thứ gật đầu, hắn khi còn nhỏ ở đông nghiệp liền vẫn luôn là không hộ khẩu. Chúng ta hiện tại hiểu biết đến chính là Bạch Anh 18 tuổi khi ở thành phố tỉnh Lịch Thượng Hồ Khẩu, trợ giúp hắn Thượng Hồ Khẩu chính là một hồ họ kiều nhân gia, nhạc nhiên nói, có thân phận lúc sau, Bạch Anh vẫn là ở tại kiều gia, bởi vì không có bằng cấp, cũng không có quan hệ, chỉ có thể làm một ít thu vào tương đối thấp công tác. Ở 25 tuổi bị nghi ngờ có liên quan cố ý đã thương người phía trước, hắn ở một nhà hải sản cửa hàng đánh tạp. Minh Thứ ở trên phi cơ đã xem qua Bạch Anh đã thương người từ đầu đến cuối. 12 năm trước, thành phố tỉnh Lịch có một nhà danh khí cực đại hải sản cửa hàng, tên là Hồng Trang. Hồng Trang, tên này cùng hải sản cửa hàng bản thân cũng không đáp, nó chỉ chính là hải sản chủ tiệm chu hàng xuất chúng bề ngoài. Năm đó thành phố tỉnh Lịch vẫn luôn có nghe đồn, có nói chu hàng bị phú thương bao dưỡng, có nói nhà ai phú nhị đại cùng nhà ai quyền nhị thay chu hàng tranh giành tình cảm. Bác quái cổ vũ Hồng Trang hỏa bạo, Bạch Anh chính là ở Hồng Trang nhị cửa hàng khai trương khi đi vào đường danh tạp công. Nửa năm sau, Hồng Trang nhị cửa hàng ghế lô đã xảy ra một vụ án mạng, 28 tuổi tư sĩ lão bản Trương Long bị đau nhọn thọc xuyên phổi bộ, tuy rằng bệnh viện toàn lực cứu giúp, vẫn cứ không có đem người đã cứu tới. Đao thượng vân tay, hiện trường giấu chân máu chứng minh, lúc ấy tiến vào ghế lô, cũng cùng Trương Long phát sinh tranh chấp Bạch Anh là hung thủ. Bạch Anh nhận tội thái độ tốt đẹp, xưng chính mình là ở đã chịu Trương Long mọi cách làm khó dễ lúc sau, nhất thời xúc động cùng Trương Long đồng thủ, thất thủ đem bếp đao thọc nhập Trương Long thân thể. Hiện trường đánh nhau dấu vết cùng Bạch Anh trên người thương chứng thực Bạch Anh nói. Cuối cùng, Bạch Anh nhân cố ý đã thương người đến chết, bị phán tù có thời hạn 14 năm, với thành phố tỉnh lịch ngục giam số 2 phục hình. Án kiện tự hồ thực rõ ràng, không có điểm đáng ngờ, nhưng Bạch Anh vượt ngục lại cấu thành lớn nhất điểm đáng ngờ tỉnh lịch thì cục, hình trinh chi đội. Minh thứ đoàn người lúc chạy tới, thẩm tầm đang ở cùng một vị đầu tóc hoa râm cảnh sát nói chuyện. Minh đội tới, thẩm tầm tỉnh đi khách sáo, nói thẳng, vị này chính là lúc ấy phụ trách điều tra và giải quyết bạch anh án Trần Hạ đội trưởng Trần. Bạch anh án là cái tiểu án tử, mà thành phố tỉnh lịch cũng chỉ là cái tiểu thành thị, địa phương cảnh sát qua đi chưa từng có cùng đội hành động đặc biệt hợp tác quá, thẩm tầm vừa đến thì cục từ trên xuống dưới đều có vẻ thập phần khẩn trương. Trần Hạ càng là như thế. Hắn ở công an hệ thống công tác vài thập niên, từ đường phố cảnh sát làm khởi, sau lại lên tới phân cục hình cảnh trung đội, làm chút không đau không ngứa án tử, bị đề bạc đến thì cục hình trinh chi đội là năm kia sự, nhưng bởi vì tuổi lớn, hắn đã không còn bôn ba ở một đường, ngày thường làm đều là chút hậu cần, hành chính công tác. Đội hành động đặc biệt gần nhất liền hỏi hắn 12 năm trước Bạch Anh Án, một loại thật lớn khủng hoảng bao phủ hắn, chẳng lẽ là cái kia án tử ra sai? Trần đội, ngươi đừng khẩn trương, chúng ta chỉ là tưởng biết rõ ràng năm đó phát sinh ở Bạch Anh trên người sự thẩm tầm nói, Bạch Anh ở nhà giam số 2 phục hình trong lúc vượt ngục, chuyện này ngươi biết đi. Trần Hà gật đầu, ta còn tham dự điều tra quá. Liền ngươi đối Bạch Anh hiểu biết, hắn vượt ngục nguyên nhân có thể là cái gì, Minh Thứ hỏi. Ta, Trần Hà trên mặt nếp nhăn rung lên hạ, Hồi lâu mới nói, ta đối hắn có thể có cái gì hiểu biết a? À? Minh Thứ ánh mắt đột biến. Một người xứng chức hình cảnh, tuyệt không nên nói ra nói như vậy. Nếu muốn hỏi ai nhất hiểu biết một cái tội phạm giết người, kia Minh Thứ đáp án tuyệt đối là truy tung, bắt giữ hắn cảnh sát. Minh Thứ chính mình liền phi thường hiểu biết điều tra quá những cái đó hiềm nghi người. Bởi vì nếu là đã không có giải đến mức tận cùng, liền căn bản tìm không thấy nào đó hiềm nghi người sơ hở. Đương nhiên, không phải sở hữu hình cảnh đều có thể làm được điểm này. Minh Thứ than nhẹ một hơi, lại nói, kỳ trước nói nói các ngươi năm đó tra bạch anh án khi tình huống đi. Ta muốn nghe chính là chi tiết, còn có các ngươi liền manh mối làm ra phân tích mà không phải hồ sơ vụ án thượng những cái đó nội dung. Trần Hạ cùng Minh Thứ đối diện một lát, đừng khai mắt, án này chứng cứ tương đối sung túc, Bạch Anh cũng nhận tội, chúng ta liền không có đăng báo cấp thị cục hiện tại ngươi làm ta nói chi tiết ta thật sự nhớ không nổi quá nhiều bởi vì điều tra trung liền không có gặp được cái gì chỗ khó loại này án tử chúng ta một năm không biết muốn làm nhiều ít khởi ngươi vừa rồi nói ngươi tham dự bạch anh vượt ngục điều tra minh thứ nói kia đối bạch anh phục hình khi tình huống ngươi hẳn là rất rõ ràng trần hạ lúc này gật gật đầu ta nghe cảnh ngục nói hắn vẫn luôn nghiêm túc tiếp thu cải tạo chưa từng có ở trong ngục giam nháo ra sự tình gì duy nhất một kiện cũng là người khác khi dễ hắn minh thứ hỏi là chuyện gì trần hạ nói cùng bạch anh nhốt ở cùng nhau đều là đại quê mùa bạch anh một cái trắng nõn thanh tú nam nhân khả năng trải qua cái gì không cần ta nói các ngươi cũng có thể nghĩ đến đi minh thứ nhíu mày nói hắn bị xâm phạm này thật không có trần hạ nói cảnh ngục kịp thời đuổi tới đem bạch anh cứu xuống dưới bạch anh ở trong ngục giam thành thật cần lao nghe lời cảnh ngục hoặc nhiều hoặc ít cho hắn khai chút đèn xanh tương đối chiếu cố hắn sau lại cùng loại sự liền không còn có phát sinh quá chúng ta đi điều tra bạch anh vượt ngục khi tòng phạm người chỗ đó nghe nói bọn họ có người quản bạch anh kêu nhà giam số hai thân nhi tử minh thứ hỏi cung quốc chân cũng là chiếu cố hắn cảnh ngục chi nhất nghe thấy cung quốc chân tên này trần hạ sắc mặt biến đổi nột nột gật đầu cung quốc chân một nhà chết thảm này án tử một ngày không phá Treo ở thành phố tỉnh lịch trên không bóng ma liền một ngày khó tán Ngộ hại chính là cảnh ngục Hiềm nghi người hơn phân nửa là mẫu vị trong lòng có hận phạm nhân Đều là trường kỳ cùng kẻ phạm tội giao tiếp hình cảnh Đặt cảnh, khó tránh khỏi đem chính mình đại nhập trong đó Ta kỳ thật, Trần Hạ nhìn Minh Thứ cùng Thẩm Tâm liếc mắt một cái Muốn nói lại thôi Thẩm Tâm nói Trần đội, ngươi có bất luận cái gì ý tưởng Đều nói cho chúng ta biết Trần Hạ cúi đầu trầm mặt hồi lâu, thở dài nói, ta kỳ thật thật sự không nghĩ thông suốt, Bạch Anh vì cái gì muốn vượt ngục. Hắn, hắn thật sự là không giống cái sẽ vượt ngục người A, hắn ở nhà giam số 2 đại 5 năm, vẫn luôn giữ khung phép, lúc trước hắn nhận tội thái độ như vậy hảo, cũng là vì tranh thủ nhẹ phán, 14 năm tù có thời hạn, chiếu hắn biểu hiện, cuối cùng căn bản đãi không đến 14 năm, ra tới cũng liền 30 tới tuổi, còn có thể chính đại quan minh mà một lần nữa làm người nhưng hắn chạy, đời này chẳng khác nào hủy diệt rồi. Minh Thứ vốn tưởng rằng nhìn thấy năm đó điều tra bạch anh án cảnh sát, manh mối sẽ rõ ràng rất nhiều, nhưng Trần Hạ cung cấp tin tức quá ít, Minh Thứ cùng thẩm tầm một phen thương lượng, quyết định tự mình đi thành phố tỉnh lịch nhà giam số 2, dịch phi tắc lưu lại điều tra bạch anh, người nhà. Bọn họ không nghĩ ra bạch anh vì cái gì vượt ngục, ta liền nghĩ đến thông sao, cảnh mục hoàng tiểu xuân phiên quá khứ hồ sơ, chiếu ta nói, nơi này ai vượt ngục, Đều không có Bạch Anh vượt ngục kỳ quái Thật là một chút dấu hiệu đều không có Người đột nhiên đã không thấy tâm hơi Bạch Anh vượt ngục phía trước Còn cùng ta lưu quá hắn bản thân ra tù sau tính toán Nói là tưởng bàn cái cửa hàng xuống dưới Làm điểm nhi mua bán nhỏ Đúng là bởi vì ai cũng chưa nghĩ đến Bạch Anh như vậy một cái Mẫu mực phạm nhân sẽ vượt ngục Lúc ấy toàn bộ nhà giam số 2 lún cuốn tay chân Không thể trước tiên làm ra phản ứng Sau lại cứ việc xuất động thì cục đặt cảnh vẫn là không đem người cấp tìm trở về. Bạch Anh vượt ngục khi, cung quốc chân liền ở đương trị cảnh ngục bên trong. Điều tra ký lục biểu hiện, sự phát sau sở hữu đương trị cảnh ngục đều tiếp thu hỏi đến tuân, đều tỏ vẻ Bạch Anh cùng ngày không có dị thương. Nhưng một cái đại người sống không duyên cớ từ đề phòng nghiêm ngặt ngục giam biến mất, lại sao có thể không hề dị thương? Nhất định có người ở nói dối. Bảy năm trước, cảnh sát tra không ra là ai ở nói dối, nhưng hiện tại, chân tướng cơ hồ bãi ở minh thứ trước mặt. Cái kia ở sau lưng gian lận rất có khả năng là cung quốc chân. Nếu không hắn một nhà tử trạng sẽ không cùng tần hùng một nhà như vậy tương tự. Nhưng chiếu hoàng tiểu xuân cùng mặt khác cảnh một lời nói, cung quốc chân luôn luôn thực chiếu cố bạch anh, bạch anh suýt nữa bị các phạm nhân xâm phạm lần đó, cũng là cung quốc chân ra tay cứu giúp. Giả thiết Bạch Anh vượt ngục là đã chịu cung quốc chân trợ giúp, khi Bạch Anh có cái gì lý do ở ra tù nhiều năm lúc sau, giết hại cung quốc chân một nhà. Đứng ở Bạch Anh góc độ, cung quốc chân chẳng lẽ không phải hắn ân nhân. Quá trình suy luận không ra kết quả, mà từ kết quả nghịch đẩy, xuất hiện chính là hoàn toàn không giống nhau quá trình. Kia đó là tư duy lọc vào nào đó lầm khu. Minh Thứ tỉnh hạ tâm tới, một lần nữa phân tích Bạch Anh cái gọi là vượt ngục. Phạm phải án mạng lúc sau, Bạch Anh tích cực nhận tội, đạt được nhẹ phán, phục hình trong lúc, Bạch Anh tích cực lao động, tranh thủ giảm hình phạt, vượt ngục phía trước còn từng cùng cảnh ngục triển vọng tương lai. Như vậy một người, có cái gì lý do vượt ngục? Như vậy Bạch Anh kỳ thật đều không phải là là vượt ngục, mà là bởi vì nào đó nguyên nhân bị bắt trời đi. Là cái gì nguyên nhân? Cung quốc chân ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật? Thế cho nên Bạch Anh cũng không cảm tạ hắn, còn ở vài năm sau tàn sát hắn. Kia Tào Phong Hòe đâu? Tào Phong Hòe, cung quốc chân, Tần Hùng đều là Bạch Anh kẻ thù Ấn quy định Tỉnh ngoài cảnh sát không thể tùy ý Ở trong ngục giam đi lại Nhưng Minh Thứ sau lưng là đội hành động đặc biệt Bởi vậy được hưởng nhất định đặc thù quyền lực Ta muốn gặp một lần cùng Bạch Anh Cùng giam thất phạm nhân Minh Thứ nói Hoàng Tiểu Xuân lộ ra một chút khó xử thần sắc Nói này đến đuổi kịp đầu đánh xin Chờ Hoàng Tiểu Xuân đánh xin trong lúc Minh Thứ cấp thẩm tầm gọi điện thoại Không lâu Hoàng Tiểu Xuân đem hai gã phạm nhân đưa tới Minh Thứ trước mặt. Liền hai người bọn họ, Hoàng Tiểu Xuân nói, còn lại đều ra tù. Hai gã phạm nhân một người kêu văn hướng, hơn 40 tuổi, một người kêu lưu lập Can, hơn 30 tuổi, tội danh đều là cố ý thương tổn. Cùng giam thất người tới tới lui lui, năm đó cùng Bạch Anh sớm chiều ở chung cũng liền thừa này hai người. Làm trò Hoàng Tiểu Xuân mặt, hai người nói chút cùng Bạch Anh có quan hệ sự, đơn giản là người này tính tình hảo, cần mẫn, làm cho người ta thích. Minh Thứ nghe xong một lát, cảm thấy văn hướng ánh mắt rất có ý tứ. Hắn phản phất dùng ánh mắt ở truyền đạt một cái tin tức, ta biết ngươi muốn biết đồ vật, nhưng ta tạm thời không thể nói. Minh Thứ chi khai Hoàng Tiểu Xuân. Ngục giam nơi chốn là theo dõi, nhưng ở bên trong đời đến lâu rồi, tự nhiên biết nơi nào là có thể chỗ nói chuyện. Văn hướng lãnh Minh Thứ đi phía trước đi, thẳng đến hoàn toàn rời đi cảnh Một nhóm tầm mắt, mới nói, các ngươi đều cho rằng Bạch Anh là vượt ngục, kỳ thật không phải. Đều, Minh Thứ lắc đầu, nếu ta tin tưởng Bạch Anh thật là vượt ngục, ta liền sẽ không theo ngươi đi xa như vậy. Văn hướng nhướng mày, cùng Minh Thứ tầm mắt ngắn mũi giao phong, cười lắc lắc đầu, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, ta một tù nhân, vì cái gì cùng ngươi nói nhiều như vậy. Minh Thứ nói, trên thế giới này đáng giá kỳ quái sự quá nhiều. Văn hướng cười đến càng thêm thoải mái, không lâu kia tươi cười rồi lại dần dần cứng đờ, cho đến biến mất. Một lát, hắn xoay người, híp mắt nhìn nơi xa tường cao, Bạch Anh đã từng hướng ta xin giúp đỡ, nhưng ta không có giúp hắn. Minh Thứ bình tĩnh nói, có người mạnh mẽ đem Bạch Anh từ ngục giam mang ly, phải không? Văn hướng gật đầu. Ở trong mắt hắn, Minh Thứ thấy được ấy nấy cùng hối hận. Ta hẳn là giúp hắn, hắn không ngừng một lần giúp quá ta, Văn hướng nắm chặt trụ nắm tay, nhưng người biết, ngục giam loại địa phương này nhất không thể đắc tội chính là cảnh ngục. Minh Thứ hỏi, là cung quốc chân. Văn hướng kinh ngạc nói, người đã biết. Minh Thứ nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại sớm đã dâng lên sóng gió, cung quốc chân vì cái gì muốn làm như vậy. Văn hướng nói, ta chỉ có thể nói cho người ta chứng kiến sự thật, còn có ta bao nhiêu năm trôi qua phỏng đoán. Bảy năm trước, sáu nguyệt mười bốn hào. Ấn quy định, một bộ phận phạm nhân đem tiếng vào số 3 phân xưởng lao động, lao động xong sau, phản hồi giam thất. Ở giữa, bổn ứng ở số 3 phân xưởng thủ công Bạch Anh vẫn luôn không có xuất hiện. Tăng tầm sau, các phạm nhân có một giờ tự do hoạt động thời gian. Văn hướng ở trải qua nhà kho khi, nghe được bên trong truyền ra một tiếng rất nhỏ động tĩnh, để sát vào vừa thấy, phát hiện mấy cái hóa rương đua thành trên giường nằm một người. Người này đúng là Bạch Anh. Văn hướng kinh hải động tĩnh là Bạch Anh phát ra tới, Bạch Anh ước chừng là bị người hạ dược, hoàn toàn vô pháp đứng lên. Phát hiện nhà kho cửa văn hướng, Bạch Anh cố sức vươn tay, nước mắt không ngừng từ trong mắt trào ra. Cái kia hình ảnh, cái kia cầu cứu tư thế cùng ánh mắt, văn hướng đến nay vô pháp quên. Nếu là thời gian chảy ngược, văn hướng sẽ không chút do dự vọt vào đi, đem Bạch Anh ông ra tới. Nhưng ở lúc ấy, văn hướng lại lựa chọn đào tẩu. Liền ở hắn xoay người khi, Hắn nghe thấy Bạch Anh tuyệt vọng mà a à, một tiếng Cùng này một tiếng làm bạn chính là một trận tiếng bước chân Văn hướng vội vàng trốn vào góc chết, ngừng thở Không lâu, hắn thấy một người lén lút mà từ nhà kho ra tới Là cảnh ngục cung quốc chân Hôm nay buổi tối, ngục giam đột nhiên giới nghiêm Nguyên nhân là có phạm nhân vượt ngục Sau nửa đêm, văn hướng mới biết được Vượt ngục phạm nhân là Bạch Anh Ta xem đến rõ ràng lấy bạch anh ngay lúc đó trạng thái căn bản không có khả năng vượt ngục văn hướng thanh âm có chút phát trung là cung quốc chân khả năng còn có khác người nào đem hắn lộng đi ra ngoài nghe xong văn hướng giảng thuật minh thứ trầm mặc hảo một trận văn hướng cười khổ nói ta biết này rất khó làm người tin tưởng một cái phạm nhân không nghĩ vượt ngục lại bị một ngục cảnh lộng đi ra ngoài này quá hoang đường năm đó chúng ta cùng giam thất người đều bị kéo đi điều tra những cái đó hình cảnh đặc cảnh thay phiên thẩm vấn ta ta cũng chưa nói không dám nói nói cũng vô dụng minh thứ hỏi vậy ngươi vì cái gì nguyện ý nói cho ta sang năm ta liền phải ra tù văn hướng nhún vai chờ ta đi ra ngoài có lẽ đến chết ta đều sẽ không đem bí mật này nói ra nhưng ta cảm thấy hẳn là có nhân vi bạch anh chủ trì công đạo chúng ta đều là phạm nhân này không giả nhưng chúng ta nghiêm túc tiếp thu cải tạo không nghĩ tới vượt ngục, bạch anh em đẹp mà phục hình, bị người cấp hại, vì cái gì còn phải làm hắn cổng vượt ngục cái này tội danh. Minh Thứ nói, vậy ngươi đoán, cung quốc chân đem bạch anh làm ra đi mục đích là cái gì? Văn hướng lắc đầu, ta đoán không được, nhưng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Bạch anh cái loại này diện mạo người, ở chúng ta nơi này luôn bị nhớ thương, nhưng cung quốc chân có lão bà, không đến mức giống chúng ta như vậy chỉ có thể tìm nam tiết hỏa năm trước phía trên lại tới tra, nói là cung quốc chân bị người cấp giết. Ta lúc ấy liền tưởng, có thể hay không là Bạch Anh làm, nhưng ta lại cảm thấy, Bạch Anh khả năng đã sớm đã chết. Thành phố tỉnh Lịch, phố Mộc Minh. Dịch Phi ở hẹp hòi đường tắt đi qua, đi ở phía trước chính là đồn công an cảnh sát nhân dân. Đó chính là Bạch Anh Gia, trong nhà không có gì người, cảnh sát nhân dân chỉ chỉ một cái tiểu điếm phô. Trên phố này đều là nhà cũ, Sát đường cửa hàng có ở mặt đường trở lên, có ở mặt đường dưới, nếu muốn tiến vào những cái đó mặt đường dưới cửa hàng, phải hạ 4 năm bước cầu thang. Cảnh sát nhân dân đã sớm cấp dịch phi nói rõ ràng, Bạch Anh vừa đến thành phố tỉnh lịch khi là cái lai lịch không rõ, không hộ khẩu, sau lại tại đây con phố thượng đặt chân, thành tiệm may công nhân, lão bản kiều ứng là cái người hiền lành, từng có một cái cùng Bạch Anh cùng tuổi nhi tử, nhưng này nhi tử ở Bạch Anh đi vào thành phố tỉnh lịch phía trước bệnh đã chết, kiều ứng bi thương quá độ chính là đem bạch anh coi như chính mình nhi tử sau lại còn giúp bạch anh đem hộ khẩu cấp làm xuống dưới thẳng đến sau lại bị hình phạt bạch anh hộ khẩu đều treo ở tiệm may mấy năm nay mọi người đều không thịnh hành xuyên tiệm may quần áo kiều ứng cũng già rồi liền đem cửa hàng cấp đóng một mình ở tại cửa hàng hắn đầu óc có chút vấn đề cảnh sát nhân dân nhắc nhở nói lời nói ngươi đừng toàn bộ thật sự dịch phi đứng ở kiều ứng trước mặt nhìn vị này hơn 60 tuổi lão nhân. Hơn 60 tuổi kỳ thật không tính lão, nhưng kiều ứng trên người đã nhìn không ra cái gì sức sống. Các ngươi là tới tiệm A Anh sao, kiều ứng nói, ta đã nói rồi, hắn không ở ta nơi này. Tưởng cũng biết, Bạch Anh phạm phải án mạng, cùng với vượt ngục lúc sau, cảnh sát khẳng định nhiều lần tới đến này chật chội tiệm may. Dịch Phi bỗng nhiên có chút đáng thương kiều ứng. Ta không tìm Bạch Anh, Dịch Phi nói, ta chỉ nghĩ nghe ngươi nói nói, Năm đó ngươi cùng Bạch anh là như thế nào nhận thức? Ngươi vì cái gì nguyện ý trợ giúp Bạch anh giải quyết thân phận vấn đề? Hồi lâu, Kiều ứng lẫm bẩm nói, nếu ta hài tử còn ở, liền cùng a anh giống nhau lớn nhỏ, ta cùng a anh có duyên, hắn chính là trời cao trả lại cho ta hài tử. Các ngươi đều nói a anh giết người, ta không tin, ta cùng hắn cùng sinh sống 7 năm, hắn 18 tuổi liền đi theo ta học làm quần áo, ta đã dạy hắn làm người đạo lý, ta không tin hắn sẽ giết người. Dịch phi ý đồ làm kiều ứng bình tĩnh Kiều ứng run rẩy mà lau nước mắt Lặp lại nói Ta không tin hắn sẽ giết người Ở từ nhà giam số 2 phản hồi nội thành trên đường Minh Thứ nhận được thẩm tầm điện thoại Chúng ta tìm được rồi Hồng Trăng năm đó lão bản chu hàng Thẩm tầm nói Lúc ấy cho nàng tiền Làm nàng kinh doanh Hồng trang chính là Hồng Thành người bị hại Tào Phong Hòe Năm đó hỏa biến toàn bộ thành phố tỉnh lịch Hồng Trăng hiện giờ đã từ ăn uống ngành sản xuất biến mất mọi người vui với truy phủng, cũng giỏi về quên đi, hiện tại ở đầu đường cuối ngõ tùy tiện tìm 10 cái người tới hỏi, chính người cũng chưa nghe nói qua cái gì, Hồng Trang. Án mạng trở thành Hồng Trang từ thịnh đến suy đường ranh giới, có người bị giết chết ở ghế lô lúc sau, Hồng Trang xin ý từ từ thảm đạm, nửa năm sau đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Khi đó có thể cùng sau lại võng hồng so sánh chu Hàng, cũng lặng yên biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Chu Hàng thượng một lần bị cảnh sát tìm tới môn, vẫn là 7 năm trước Bạch Anh vượt ngục khi, các hạng chứng cứ chứng minh, Bạch Anh chưa bao giờ cùng nàng liên hệ quá. Hiện giờ, Chu Hàng đã 32 tuổi, không còn nửa năm đó tư sắc, ở trường phu khai quảng cáo công ty làm hành chính. 12 năm trước, Bạch Anh ở Hồng Trang giết người khi, cảnh sát kỳ thật điều tra quá Chu Hàng bối cảnh. Khi đó, nàng chỉ là cái mới vừa mãn 20 tuổi nữ nhân, xinh đẹp thước tha, rất khó không bị người nhớ thương nhưng là bởi vì án tử bản thân cùng chu hàng không quan hệ bạch anh lại sớm nhận tội cho nên đối chu hàng điều tra tiến hành đến thập phần đơn giản vẫn chưa tra ra ở sau lưng vì hồng trang cung cấp hoạt động tài chính chính là ai nói cách khác cảnh sát không có thăm đào chu hàng kim chủ này đã khác xưa tương tự hiện trường giống như một cây vô hình vô chất tuyến đem tạo phong hòe cùng quốc chân tần hùng xuyến tới rồi cùng nhau mà biến mất bạch anh tự như kia một cây bén nhọn châm thẩm tầm đem ba người ảnh chụp đặt ở chu hàng trước mặt hỏi nàng hay không nhận thức trong đó một người đương ánh mắt dừng ở nhất bên phải trên ảnh chụp khi thiếu phụ nguyên bản ý cười doanh doanh mặt bỗng nhiên cứng đờ kia tươi cười giống như là bị đông cứng ở bên môi đứng ở thẩm tầm phía sau nhạc nhiên lập tức nghĩ tới một cái thành ngữ hoa dung thất sắc nhất bên phải ảnh chụp đúng là tàu phong hòe thẩm tầm cầm lấy ảnh chụp hỏi ngươi nhận thức hắn chu hàng liền tự hỏi đều không có ở thẩm tầm vấn đề nháy mắt liền lắc đầu. Nàng đồng tử chợt co chặt, nhấp môi đang ở phát trung. Thẩm tầm nói, chu nữ sĩ, ngươi phản ứng đã thấy ngươi trả lời. Ta, chu hàng nhìn chính mình mới vừa làm xong hộ lý tay, lắp bắp nói, các ngươi là có ý tứ gì đâu. Thẩm tầm nói, hướng cảm kích người hiểu biết đã từng phát sinh quá sự. Chu Hàng ngẩng đầu, sợ hãi nói, nhưng ta cái gì cũng không biết a. À. Ngươi biết, hơn nữa biết được còn không ít Thẩm tầm nói Nếu ngươi không biết nói như thế nào Ta đây hỏi một cái Ngươi trả lời một cái Chu Hàng còn chưa tới kịp cự tuyệt Liền nghe thẩm tầm nói Tào Phong Hòe đã với hai năm trước ngộ hại Ngươi biết không Chu Hàng trên mặt huyết sắc tịnh lui Mười ngón khẩn bắt lấy bàn duyên Ngươi, ngươi nói cái gì Thẩm tầm hiếp mắt Ngươi không biết Chu Hàng sợ hãi mà lắc đầu là ai giết hắn? Hung thủ tìm được rồi sao? thẩm tầm nhìn chằm chằm chu hàng hai mắt phán đoán nạn lúc này phản ứng hay không là ngụy trang tào phong hòe một nhà án tử phát sinh ở tỉnh hàm hồng thành mà nơi này là tỉnh châu thành phố tỉnh lịch hồng thành cảnh sát vẫn chưa đối ngoại công bố người chết thân phận tào gia xuất phát từ sinh ý suy xét cũng tìm mọi cách ấn tin tức chu hàng sớm đã gả làm người phụ nếu cùng tào phong hòe đoạn tuyệt lui tới như vậy không biết tào phong hòe đã chết cũng bình thường hung thủ đang lẫn trốn thẩm tầm nói cho nên ta mới tìm được ngươi. Chu Hàng Thái Dương trượt xuống một dọc mồ hôi, vì cái gì tìm ta? Không phải ta giết hắn. Ta cùng hắn đã sớm không có bất luận cái gì quan hệ. Ta cái gì cũng không biết. Thẩm tầm sau này tựa lưng vào ghế ngồi, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tưởng từ ngươi nơi này hiểu biết đã từng phát sinh ở tàu phong hòe trên người sự. Chu nữ sĩ, hiện tại ngươi tổng sẽ không lại nói cho ta, ngươi không quen biết hắn đi. Chu Hàng vai lưng run đến lợi hại, sau một lúc lâu nói, hắn, hắn vì cái gì sẽ bị sát a? À? Thẩm tâm lắc đầu, ngươi tốt nhất vẫn là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi cùng Tào Phong Hòe là cái gì quan hệ? Trước mắt nam nhân khí tràn quá mức cường đại, Chu Hàng không hề biện pháp, lắp bắp giao đãi mười mấy năm trước bị Tào Phong Hòe bao dưỡng sự. 14 năm trước, Chu Hàng 18 tuổi, mới từ hương trấn đi vào thành thị, không có bối cảnh, cũng không có bằng cấp, tìm không thấy giống dạng công tác, miễn cưỡng ở câu lạc bộ đêm đương cái bồi rượu nữ. Tào Phong Hòe khi đó cũng tuổi trẻ, không dám ở lão tử dưới mí mắt chơi nữ nhân, thường xuyên hướng tỉnh hàm bên ngoài thành thị chạy, dùng giả thân phận hống nữ nhân. Chu Hàng xinh đẹp lại tuổi trẻ, là Tào Phong Hòe nhất vừa ý tình nhân, vừa ý đến nói cho Chu Hàng chính mình thân phận thật sự, còn ra tiền cấp Chu Hàng khai gia hải sản nhà ăn. Chu Hàng lắc mình biến hóa, từ câu lạc bộ đêm bồi rượu nữ, biến thành Hồng Trang, Lão Bản. Bởi vì muốn tránh người nhà, Tào Phong Hòe cùng Chu Hàng gặp mặt từ trước đến nay thập phần ẩn nấp, đưa tiền cũng đều là tiền mặt. Chu Hàng được sủng ái 2 năm, Hồng Trang sinh ý cũng càng ngày càng tốt, thẳng đến Bạch Anh ở ghế lô giết người. Án mạng lúc sau, Tào Phong Hòe cho Chu Hàng một số tiền, ý tứ đúng rồi đoạn. Chu Hàng thức thời, đem Hồng Trang một quan, trải qua ngắn ngủi đê mê sau, bắt đầu dùng chia tay phí làm buôn bán sau lại nhận thức hiện tại trường phu, quá thượng người thường sinh hoạt. Ta thề, chia tay lúc sau ta cùng tạo phong hòe không còn có lui tới, ta thậm chí không có đi hỏi thăm quá hắn cùng nhà hắn sự, chu hàng càng nói càng khẩn trương, ta hiện tại cùng ta trường phu cảm tình thực hảo, các ngươi ngàn vạn không cần nói cho hắn, ta đã từng bị bao dưỡng quá. Bạch Anh ở Hồng Trang giết người, mà Tào Phong Hòe lúc ấy đúng là Hồng Trang tài chính cung cấp giả, 12 năm trước, 7 năm trước, hai năm trước cảnh sát không có đào ra liên hệ, rốt cuộc ở tam khởi án kiện bị tập hợp khi trồi lên mặt nước. Thẩm tầm lại hỏi, Trương Long bị giết chuyện này, người biết nhiều ít. Người đôi mắt khó nhất nói dối, nghe thấy cái này tên khi, chu hàng trong mắt quan buồn bã, vài giây sau nói, án tử không phải đã sớm phá sao, Trương Long là bị bạch anh giết. Cảnh sát kết luận là như thế này không sai, nhưng ta muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi thẩm tầm nói, Rốt cuộc lúc ấy cảnh sát xem nhẹ không ít chi tiết. Chu hàng tay ở cái bàn hạ bắt được mau đâu vấy, ta kỳ thật, kỳ thật không rõ Bạch Anh vì cái gì sẽ giết chết Trương Long, Bạch Anh không phải như vậy tính cách. Hơn nữa Trương Long, Trương Long là hướng về phía ta tới. Hướng về phía ngươi tới. Trương Long truy quá ta, ta không có đáp ứng. Hắn thường xuyên đến trong tiệm tới quấy rầy ta. Tạo Phong Hòe biết chuyện này sao? Biết thẩm tâm lại hỏi bạch anh giết hại trương long khi tào phong hòe ở nơi nào chu hàng sửng sốt một lát bỗng nhiên trợn to hai mắt chẳng lẽ là tào phong hòe làm bạch anh giết trương long thẩm tầm nói ngươi cho rằng đâu chu hàng ở một lát mờ mịt sau lắc đầu thấp giọng lặp lại nói không có khả năng đi thẩm tầm tinh tế đánh giá chu hàng lại nói sự tình đã qua đi 12 năm chi tiết chỉ sợ tra không đến nhưng trương long xảy ra chuyện khi Tào Phong Hòe có ở đây không thành phố tỉnh lịch, ngươi hẳn là biết. Chu Hàn gật đầu, hắn ở, nhưng Trương Long chết cùng hắn có hay không quan hệ, ta thật sự không biết. Minh Thứ chạy về tỉnh lịch thì cục khi, dịch phi cũng vừa lúc trở về, phân tán manh mối bị từng mảnh từng mảnh khâu ở bên nhau. Địa phương cảnh sát vì đội hành động đặc biệt chuẩn bị lâm thời trong phòng hội nghị lập một khối bạch bản, Minh Thứ cầm bút marker, ở mặt trên viết họa. Đại lượng tên xuất hiện ở bạch bản thượng, các tên chi gian lôi kéo hữu lực đường công. Hiện tại đã xác định, Bạch Anh chính là Tần Anh, hắn rời đi kỳ Nguyệt Sơn lúc sau, không có trở lại thành phố Đông Nghiệp, mà là đi tới thành phố Tỉnh Lịch, ở phố Mộc Minh Thủ Công, nhận thức mất đi nhi tử lão may vá kiều ứng, lúc sau ở kiều ứng dưới sự trợ giúp, rốt cuộc thoát khỏi, không hộ khẩu, thân phận, Minh Thứ một bên tiếp tục viết một bên nói, ở kiều ứng trong nhà, Tần Anh tổng cộng sinh sống 7 năm, Tức từ 18 tuổi đến bỏ tù phí trước 25 tuổi. Dịch đội là như thế này đi. Dịch Phi gật đầu, bổ sung nói, theo kiều ứng cùng với phố Mộc Minh láng giềng nói, kiều ứng trung niên tan tử, vẫn luôn đem Tần Anh coi như thân nhi tử đối đãi, Tần Anh cũng thực hiếu thuận, tận tâm tận lực chiếu cố kiều ứng. Kiều ứng đến nay đều không tin, Tần Anh thật sự giết người. Minh Thư nhìn về phía Thẩm tầm, Tần Anh động cơ sát thật thực khả nghi. Chân chính có động cơ kỳ thật là tàu phong hòe. Thẩm tâm đứng lên, cầm lấy một khác chi bút marker, ở tàu phong hòe tên thượng vẽ cái vòng, giả thiết năm đó giết chết Trương Long chính là tàu phong hòe, tàu phong hòe là như thế nào làm Tần Anh gánh tội thay. Tiền tài, thế lực, minh thứ nói, đứng ở tàu phong hòe góc độ, lấy tiền tài mê hoặc, lấy quyền lực bức bách là nhất hữu hiệu thủ đoạn. Tần Anh thân thế đau khổ, thật vất vả qua 7 năm sống yên ổn nhật tử. Nhất để ý nhất định là cho dư hắn một cái da kiều ứng Thẩm tâm nói Tào phong hòe lấy kiều ứng uy hiếp Tần Anh Đồng thời lại nói cho Tần Anh Tích cực nhận tội có thể tranh thủ nhẹ phán Tích cực cải tạo có thể giảm hình phạt Ở bên trong ngồi sổ mấy năm là có thể ra tới Cùng kiều ứng cùng hưởng thụ vinh hoa phú quý Nhạc nhiên nhắc lời Nhưng này cũng không đến mức đi gánh tội thay à Hắn chẳng lẽ không có lựa chọn khác Minh Thứ thở dài Tần Anh đã từng bị chính mình thân nhân từ trên vách núi đẩy xuống, được cứu vớt lúc sau, hắn một không có lựa chọn báo nguy, nhị không có lựa chọn báo thù, mà là lặng lẽ rời đi, ở một cái khác địa phương bắt đầu tân nhân sinh. Người như vậy, trong xương cốt liền cấp dấu sợ hãi, đương một cái so với hắn cường đại mấy lần người xuất hiện khi, hắn rất có khả năng khuất phục. Nhạc nhiên vẫn là không tán đồng, vậy mâu thuẫn A Minh đội, chúng ta hiện tại không phải cho rằng tàu gia, cung gia, tần gia này tam khởi án tử đều là tần anh báo thù sao? Hắn như vậy một cái dễ dàng khuất phục người, như thế nào sẽ liền sát tam người nhà, thủ đoạn còn như vậy tàn nhẫn? Minh Thứ nói, là tần anh báo thù, nhưng kẻ báo thù không nhất định chính là tần anh. Thẩm tầm không nói chuyện, lại nhẹ nhàng điểm cái đầu. Không lâu trước đây, Minh Thứ còn ở từ nhà giam số 2 gấp trở về trên đường khi, hai người liền thảo luận quá quay chung quanh tần anh bí ẩn. Sớm nhất, ở tổ trọng án mới vừa biết được Tần Hùng có cái tên là Tần Anh, đệ đệ, mà cái này đệ đệ đã mất tích 21 thâm niên, phải ra quá Tần Anh đã bị Tần Hùng hại chết kết luận, tiện đà phân tích ra, Tần Hùng một nhà bị giết, là có người ở vì Tần Anh báo thù. Nhưng người này rốt cuộc là ai, căn bản không có biện pháp đi tra, bởi vì tổ trọng án vẫn chưa nắm giữ Tần Anh nhân tế quan hệ. Nhưng theo điều tra thâm nhập, một cái quan trọng manh mối xuất hiện, Tần Anh ở bị Tần Hùng đẩy hạ huyền nhai sau cũng chưa chết, mà là bị chùa hại kính tăng nhân cấp cứu, từ nay về sau tin tức toàn vô. Này manh mối cấp tổ trọng án ý nghĩ xoay cái hướng, làm người không thể không cho rằng là Tần Anh đã trở lại, tàn sát Tần Hùng một nhà chính là Tần Anh. Nhưng cũng hứa, Tần Anh không có chết ở Kiền Nguyệt Sơn, lại chết ở địa phương khác. Tần Anh phục hình trong lúc vẫn luôn ở tích cực tiếp thu cải tạo, vượt ngục loại sự tình này phát sinh ở trên người hắn, không hợp với lẽ thường, Minh Thứ ở bạch bản thường viết xuống văn hướng tên, lại cường điều gõ gõ, nếu văn hướng nói chính là lời nói thật, như vậy Tần Anh chính là bị cảnh một cung quốc chân mạnh mẽ mang đi. Đến nỗi cung quốc chân vì cái gì muốn làm như vậy, ta phán đoán là ít lợi sử dụng. Có người làm hắn đem Tần Anh làm ra đi. Dịch Phi nói, có thể dùng nghịch đẩy tới chứng minh văn hướng nói chân thật tính. Nếu văn hướng nói dối, Tần Anh không phải bị cung quốc chân mang đi mà là chính mình vượt ngục, như vậy lấy lúc trước Cung Quốc Chân đối tận anh chiếu cố, Tần Anh đang lẫn trốn ly lúc sau, không có lý do gì hướng Cung Quốc Chân báo thù. Cung Quốc Chân một nhà bị chết như vậy thảm, còn cùng Tần gia, Tào gia cùng loại, kia nhất tiếp cận sự thật phán đoán chính là Tần Anh xác thật là bị Cung Quốc Chân mạnh mẽ mang đi, mà hành vi này hại Tần Anh. Đúng vậy, Minh Thứ nói, tam khởi án tự phát sinh ở ba cái thành thị, từ gây án thủ pháp tới nói hẳn là kết nối vụ án điều tra, một khi kết nối vụ án, liền phải minh xác hung thủ động cơ. Thẩm đội, Tần Hùng bên này, chúng ta đã tra được đế, hiện tại còn có thể thăm đào chính là tỉnh lịch nhà giam số 2 cùng tàu Gia. Cung quốc chân chỉ là một ngục cảnh, hắn mạo thiên đại nguy hiểm đem Tần Anh làm ra đi, bên ngoài tất nhiên có người tiếp nhận, người kia là cái gì thân phận. Ở Tần Anh đã chết tiền đề hạ, vì Tần Anh báo thù người chẳng lẽ sẽ bỏ qua người kia. Nhạc nhiên nói, Nói cách khác, liên hoàn giết người án cũng không có kết thúc. Hung thủ còn có mục tiêu. Thẩm tâm nói, hiện tại thiếu một vòng, giấu ở cung quốc chân sau lưng người, rất có thể chính là này một vòng. Phòng hợp an tĩnh một khắc, mỗi người đều ở tự hỏi. Minh Thứ ông cánh tay nhìn chầm chầm viết họa đến rậm rạp bản đen, đầu ẩn ẩn làm đau, nhưng loại này đau cũng không làm người cảm thấy bực bội, mà là liên lụy một tia ánh sáng, tự như chân tướng rốt cuộc muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Nếu tên này, kẻ báo thù thật sự tồn tại, hắn tất nhiên nhận thức Tần Anh, hiểu biết Tần Anh, ái Tần Anh, rõ ràng Tần Anh sẽ không giết người, càng sẽ không vượt ngục, nếu không hắn sẽ không hoa nhiều năm như vậy thời gian. Đi tìm chân tướng, Minh Thứ Ngữ tóc rất chậm, hắn là đã từng sinh hoạt ở Tần Anh bên người người. Dịch Phi nói, kiều ứng. Nhưng kiều ứng tuổi lớn, chân cẳng không linh hoạt, nhìn qua không có gây án năng lực. Nhạc nhiên cao mày, mua hung cũng không có khả năng, loại này loại hình án tử không có mua hung tiền lệ. Tần Anh tổng cộng liền ở ba cái địa phương thời gian dài dừng lại quá, Minh Thứ nói, 16 tuổi phía trước, ở Tần Gia, bị Tần Hùng đẩy hạ huyền nhai lúc sau, ở Chùa Hải Kính, từ 18 tuổi đến 25 tuổi, ở thành phố tỉnh Lịch Phố Mộc Minh, 25 tuổi lúc sau, ở Ngục Giam. Chùa Hải Kính hiện tại đã có thể bài trừ, mà Tần Gia, chúng ta tổ trọng án đã làm tường tận điều tra. Hiện tại hai cái, chỗ trống mảnh đất, một là ngục giam, nhị là phố Mộc Minh. Người này đại khái xuất là hắn ở phố Mộc Minh hoặc là trong ngục giam bạn tốt. Thẩm tầm nói, ta còn nghĩ đến một loại khả năng. Minh Thứ quay đầu, ân. Về tầng anh thân thế, các ngươi kỳ thật cũng không có điều tra rõ, thẩm tầm nói, ở trở thành tầng gia một viên phía trước, tầng anh là con của ai? Minh Thứ nói, điểm này hiện tại đã không thể nào tra khởi. Thẩm tâm nói, như vậy vì tần anh báo thù có không thể nào là hắn chân chính người nhà lại là một trận trầm mặt minh thứ đem bút marker khép lại có khả năng bất quá ta cho rằng trước mắt điều tra trọng điểm vẫn là hẳn là đặt ở ta vừa rồi nói kia hai điều tuyến thượng bởi vì đối với tần anh chân chính người nhà chúng ta hiện tại là một chút ít manh mối đều không có thẩm tầm cười nói ý nghĩ tương đương rõ ràng a à, cùng tiêu cục học không ít minh thứ hơi chọn mi trong mắt hiện lên một tia quan, còn hảo. Phố Mộc Minh là điều phố cũ, mấy năm trước nói là muốn quy hoạch, hủy đi phía nam mấy đống phòng ở, dư lại lại ở quy hoạch phạm vi ngoại, bị lúng ta lúng túng mà giữ lại. Những người trẻ tuổi kia rất nhiều đều dọn ra đi, còn ở tại bên trong đơn giản là lão nhân cùng không có phương pháp người. Ở phố Mộc Minh bài tra từ đội hành động đặc biệt chủ đạo, thành phố tỉnh lịch cảnh sát cần thiết phối hợp. Minh Thứ trọng điểm chú ý chính là tầng anh bạn cùng lứa tuổi, nam tính. Ở bài tra trung, cảnh sát tìm được rồi mười mấy danh phù hợp yêu cầu người, bọn họ hoặc là đã từng ở tại phố một Minh, hoặc là hiện tại còn ở tại phố một Minh, cùng tầng anh quan hệ muốn hảo, đối tầng anh giết người, vượt ngục cảm thấy khó hiểu. Nhưng Minh Thứ một phen tiếp xúc xuống dưới, đưa bọn họ hiềm nghi từng cái bài trừ. Các ngươi như thế nào lại tới nữa, kiều ứng trên mặt nếp nhăn không ngừng run rẩy, ta hài tử là người tốt hắn không có khả năng hại người minh thứ nói ta chính là bởi vì năm đó cái kia án tử điểm đáng ngờ mà đến kiều ứng ngẩn ra nửa ngày trong mắt bỗng nhiên dân lên vẫn đục nước mắt đôi tay hợp lại liền cấp minh thứ chấp tay thi lễ minh thứ đỡ lấy lão nhân hỏi ở bạch anh xảy ra chuyện lúc sau có hay không người nào thường xuyên xuất hiện ở nhà ngươi phụ cận kiều ứng nói tới rất nhiều người cảnh sát phóng viên hàng xóm còn có a à anh bằng hữu minh thứ hỏi bạch anh bằng hữu ngài đều nhận thức sao kiều ứng gật đầu lại lắc đầu a à anh nhân duyên thực tốt có hay không ai ở bạch anh phục hình vài năm sau cùng với rời điên ngục giam lúc sau còn ngẫu nhiên tới xem ngài chiếu cố kiều ứng cảm xúc minh thứ vô dụng vượt ngục như vậy chữ kiều ứng thở dài đều tan bất quá minh thứ nói bất quá cái gì kiều ứng nói mấy năm trước, mỗi năm ăn Tết khi, đều có người cho ta gửi hàng Tết. Là ai? Minh Thứ Cảnh Giác nói, đóng gói ngài còn giữ sao? Kiều ứng đứng dậy nói, ta đưa cho ngươi xem. Mười mấy phút sau, Kiều ứng từ buồn trong dọn ra mấy cái gấp lên cái rương, từ chuyển phát nhanh đơn thượng tin tức xem, này đó đều là từ điện thương phát ra. Minh Thứ lập tức đem chuyển phát nhanh đơn chụp được tới, làm nhạc nhiên lập tức đi ra. Kiều ứng nói, từ bốn năm trước khởi, liền không có lại thu được ăn Tết hóa. Minh Thứ hỏi, ngài cho rằng mấy năm nay hóa đều là ai gửi cho ngài? Kiều ứng Trương rất nhiều lần miệng, nhẹ giọng nói, ta hy vọng là a anh. Nếu hắn còn hảo hảo mà tồn tại, mặc dù không bao giờ trở về gặp ta, ta cũng thỏa mãn. Nhạc Nhiên thực mau thông qua chuyển phát nhanh đơn tra được giao hàng điện thương, từ điện thương giao dịch ký lục cũng biết, hạ đơn giả ở Bê quốc. Người ở nước ngoài này muốn tra liền phiền toái a dịch phi nói kiên trì cấp kiều ứng gửi hàng tết lại không chịu lộ ra tên họ mà mấy năm nay bỗng nhiên không hề gửi hàng tết bởi vì hắn đã không còn nước ngoài hắn về nước minh thứ nói chắc tả hiện tại có thể tiến thêm một bước tế hóa đã từng ra quá quốc hoặc là là công tác hoặc là là đọc sách bốn năm trước về nước tra xét tần anh giết người vượt ngục chân tướng có nhất định xã hội địa vị cùng nhân mạch năng lực cá nhân cực cao, nếu không không có khả năng tra được tàu phong hòe, cung quốc chân trên người đi. Đến nỗi Tần Hùng, ta suy đoán, có thể là Tần Anh đã từng nói với hắn quá trước kia sự, bằng không này một cái hắn căn bản không có con đường đi ra. Trước đây cung quốc chân một án huyền mà chưa quyết, lúc này xuất hiện tân điểm đột phá, thành phố tỉnh lịch hình trinh chi đội một lần nữa thành lập tổ chuyên án, chi đội đội trưởng tự mình đi trước nhà giam số 2. Văn hướng lúc này không hề che che giấu giấu, chính thức lục hạ khẩu cung. Nguyên bản bị cho rằng là vượt ngục phạm nhân thế nhưng là bị cảnh ngục cho uống thuốc, cũng mạnh mẽ mang ly, nhà giam số 2 trong lúc nhất thời bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thường. Đem một cái phạm nhân từ trong ngục giam mang đi, cung quốc chân một người có thể làm được sao? Bên ngoài nhất định có người cùng cung quốc chân phối hợp, nhưng bên trong chẳng lẽ sở hữu cảnh ngục đều không biết tình. Gần là cảm kích lại làm bộ không biết, vẫn là vốn chính là cung quốc chân đồng lõa ở tổ trọng án đãi nhiều năm như vậy, còn ở đội hành động đặc biệt bị đấm đánh một năm, mình thứ nhất rõ ràng một đạo lý, rất nhiều người nhìn như vô tội, cũng không phải thật sự vô tội, là còn không có tra được hắn trên đầu đi. Thành phố tỉnh lịch nhà giam số 2, chịu không nổi ra. Lý Lương Bình, cùng cung quốc chân đều là nhà giam số 2 cảnh ngục, ở đội hành động đặc biệt cập thì cục hình trinh chi đội dày đặc thẩm vấn hạ rốt cuộc thừa nhận, chính mình ở cung quốc chân mang đi bạch anh trên đường vì cung quốc chân cung cấp trợ giúp, xong việc từ cung quốc chân chỗ được đến 30 vạn nguyên thù lao cùng phong khẩu phí. 30 vạn đồng tiền, 7 năm trước ở thành phố tỉnh lịch loại địa phương này đã đủ mua một bộ bình thường hai phòng ở phòng ở. Khác ta thật sự không biết, cung quốc chân kêu ta cái gì đều đừng hỏi, cái gì đều đừng nói, đem tiền thu hồi tới liền hảo, Lý Lương Bình ở sáng nơi ánh đèn hạ gắt gao súc bả vai, cung quốc chân nói hắn có thể làm được thần không biết quỷ không hay, chỉ cần ta phối hợp, đại gia liền cùng nhau phát tài, nếu ta không phối hợp. Minh Thứ lạnh giọng hỏi, không phối hợp sẽ như thế nào? Lý Lương Bình thật sâu cúi đầu, cung quốc chân nói, bên ngoài muốn mua bạch anh mệnh chính là cái đại nhân vật, ta đã biết chuyện này, ta liền không thể lại rời thuyền. Minh Thứ phẫn nộ nói, là cái nào đại nhân vật? Là bao lớn nhân vật có thể làm cảnh một phạm tội? Lý Lương Bình hai tay ôm đầu, chỉ có cung quốc chân biết, nhạc nhiên lưu tại thành phố tỉnh lịch hiệp trợ minh thứ mà thẩm tầm đã đi tỉnh hàm hồng thành đốc tra hai năm trước tào phong hoè một nhà huyết án biết được một cái tàu gia vẫn luôn lén gạt đi manh mối tào phong hoè đã từng bởi vì nữ nhân mà ở thành phố tỉnh lịch giết hại một người người này chính là trương long như thế quan trọng manh mối thẳng đến đội hành động đặc biệt tiến đến mới có thể cho hấp thụ ánh sáng hồng thành thì cục trên dưới không ánh sáng nhưng này sai lầm cũng coi như không đến hồng thành hình cảnh trên đầu tới. Tào Phong Hòe xảy ra chuyện lúc sau, hình trinh chi đội lo lắng điều tra, mà Tào Phong Hòe thân tính lo lắng hòa cập tự thân, cố ý giấu giếm, hiện nay bị chẩn bệnh ra ung thư, mới đưa tình hình thực tế toàn bộ thác ra. 12 năm trước ở Hồng Trang thất thủ giết chết Trương Long chính là Tào Phong Hòe, Tào Phong Hòe làm bộ làm tịch ứng an toàn uy hiếp Tần Anh, lại hứa hẹn ở Tần Anh ra tù lúc sau, giải quyết này nửa đời sau sinh hoạt, khiến cho Tần Anh gánh tội thay. Vì bảo hộ cho chính mình một cái gia kiều ứng, Tần Anh khiên thượng một cái không ứng thuộc về chính mình tội danh. Đến trễ chân tướng rốt cuộc đã đến, mà năm đó hung thủ và người nhà đã bị một đôi pháp ngoại tay tàn sát. Này đôi tay, rốt cuộc thuộc về ai? Mà cái kia tìm được cung quốc chân người, vì cái gì muốn mua Tần Anh mệnh? Minh Thương nhìn bạch bản, nhíu mày trầm tư, đặt ở cảnh quần di động chấn vang, là Tiêu Ngộ An điện thoại. Này trận, bọn họ tuy rằng cách xa nhau hai mà, nhưng trò chuyện thập phần thường xuyên, án tử chi tiết, tiến triển, Minh Thứ tất cả đều sẽ hội báo cấp Tiêu Ngộ An, Tiêu Ngộ An cũng sẽ đem đông nghiệp bên này tình huống báo cho Minh Thứ. Tiêu cục, Minh Thứ tiếp khởi điện thoại. Một cái chưa kinh xác Minh tin tức, Tiêu Ngộ An nói, 7 năm trước, sở tính ở B quốc sở làm trái tim nhổ trồng giải phẫu, là cùng nhau phi pháp giải phẫu minh thứ nắm chặt di động hai mắt nhìn chằm chằm bạch bản thượng bạch anh hai chữ nhiều ngày tới tích tụ mệt nhọc ở trong mắt cụ hóa thành từng sợi hồng tơ máu Nhăn mi hồng mắt này làm hắn nhìn qua sau ngày thường nhiều ra vài phần lợi khí nửa ngày không có được đến trả lời chỉ nghe thấy tiếng hít thở tiêu ngộ an kêu một tiếng minh đội ta ở minh thứ đột nhiên đem tầm mắt từ bạch bản thượng dời đi tay phải vặn trụ phát trướng giữa mày ta ở nói hắn xoay người đi hướng cách đó không xa hội nghị bạn lôi ra một cái ghế ngồi xuống nhìn xuống khó có thể danh trạng phẫn nộ bình tĩnh nói ta vẫn luôn suy nghĩ cái kia ở nhà giam số 2 bên ngoài cùng cung quốc chân phối hợp nhân vi cái gì muốn hao hết tâm tư được đến tầng anh tiêu cục ngươi vừa rồi cho ta cung cấp một cái ý nghĩ tiêu ngộ an nói có người nhìn trúng tầng anh trên người nào đó khí quan nếu cùng sở gia liên hệ lên đó chính là trái tim từ từ Minh Thứ nâng lên tay, tuy rằng cái này động tác sẽ không bị tiêu ngộ an nhìn đến, sở tính trên danh nghĩa là sở lâm hùng cháu trai, nhưng trên phố nghe đồn là, sở tính là sở lâm hùng tư sinh tử. Trước đây hắn ở sở thị ra tận nổi bật, đột nhiên xuất gia lúc sau, sở khánh mới dần dần thượng vị. Trái tim giải phẫu, xuất gia, chùa hải kính. Nhưng ca, trừ bỏ sở tính bị liên lụy tiếng chúng ta đang ở tra án tử, không có khác manh mối chứng minh hắn cùng tần anh có quan hệ a à. Đích xác không có chứng cứ, Tiêu Ngộ An nói, bất quá nếu chứng thực sở tính làm thật là phi pháp giải phẫu, trái tim đến từ nào đó sống sờ sờ người, này liền có thể giải thích, sở tính vì cái gì sẽ vứt bỏ sự nghiệp, lựa chọn xuất gia. Minh Thứ nói, hắn tưởng sám hối. Sở gia này hồ nước quá sâu. Đã làm trái tim nhổ trồng giải phẫu người, có thể sống quá 10 năm không nhiều lắm, sở tính hiện tại đã tính nửa cái phế nhân, sở gia những người đó như cũ đối hắn như hổ rình mồi. Tiêu ngộ an lặng im một lát, sở tính hiện tại trên danh nghĩa là bị cảnh sát theo dõi, kỳ thật là bị chúng ta bảo vệ lại tới. Nếu có người muốn đối hắn động thủ, tạm thời cũng vô pháp hành động. Minh Thư nói, ca, ngươi là ở giả thiết sở tính giải phẫu cùng Tần Anh có quan hệ. Hiện tại chúng ta không có chứng cứ, nhưng chớ quên một cái mấu chốt vấn đề thời gian. Tiêu Ngộ An nói, Tần Anh bị cung quốc chân tự ngục giam mang đi là 7 năm trước 6 nguyệt. Sở tính trái tim giải phẫu cũng là 7 năm trước, cụ thể nào một ngày tạm thời vô pháp xác định, nhưng đã biết manh mối tới xem, sở tính từ mọi người tầm nhìn biến mất là thường nửa năm, nhất vãn là năm nguyệt chính hào, về nước còn lại là thứ năm ba nguyệt. Minh thứ tim đập dần dần nhanh hơn, thời gian thường có tính khả thi, kia nếu tần anh cùng sở tính thật là bởi vì trái tim bị liên hệ lên, sở tính chẳng phải là hung thủ lớn nhất mục tiêu. Hung thủ cấp tần anh báo thù, đi bước một giết chết những cái đó thương tổn tầng anh người, cuối cùng một bước là lấy về tầng anh trái tim. Ca, Sở Tín hiện tại. Yên tâm tiêu Ngộ An nói, có đặt cảnh bảo hộ hắn an toàn. Không được, ta phải nghĩ lại, minh thứ một tay chống ở trên trán, Sở Tín giải phẫu có phải hay không cùng tầng anh có quan hệ, điểm này mặt sau còn có thể tiếp theo tra, một khi chúng ta báo cho Sở Tín hắn khả năng gặp phải nguy hiểm, thái độ của hắn nhất định sẽ thay đổi. Tiêu ngộ an nhẹ giọng nói, ân. Khi dựa theo ta vừa rồi ý nghĩ, cung quốc chân đem tần anh mang đi, là đồ tần anh trái tim, kia không phải thuyết minh, cung quốc chân trước kia cũng trải qua cùng loại sự, minh thứ nói, ăn cắp phạm nhân khí quan, loại sự tình này giống nhau sẽ không chỉ phát sinh một lần. Ăn trộm phạm nhân khí quan dùng cho nhổ trồng, cùng loại án tử ở trong ngoài nước đều phát sinh quá, ảnh hưởng lớn nhất cùng nhau, cảnh ngục, chợ đen người môi giới, bác sĩ thậm chí hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống loại này án tử có cái đặc điểm đó chính là người bị hại không ngừng một vị đương nếm đến ngon ngọc lúc sau người sẽ vì kết xù lợi nhuận mà lần nữa bí quá hóa liều nhưng nhà giam số 2 hiện tại hoàn toàn ở đèn tụ quan dưới thành phố tỉnh lịch hình trinh chi đội đội hành động đặc biệt đều không có tra ra mặt khác miêu nị minh thứ nói giả thiết tần anh là bởi vì khí quan mua bán bị mang đi cung quốc chân như thế nào sẽ chỉ làm lúc này đây còn làm được như vậy thành thạo. Khí quan nhổ trồng nguy hiểm thật lớn, trái tim nhổ trồng nguy hiểm lớn hơn nữa, Tiêu Ngộ An nói, tuyệt không phải tùy tiện từ ngục giam tìm cá nhân là có thể làm, giai đoạn trước có rất nhiều công tác yêu cầu làm. Trong ngục giam như vậy nhiều phạm nhân, vì cái gì là Tần Anh bị tỏa định? Minh Thứ suy nghĩ một lát, thở dài nói, ta tạm thời không có gì manh mối. Ngươi chiếu suy nghĩ của ngươi tiếp tục tra. Để nhất, nếu đề cập khí quan giao dịch, Tần Anh không có khả năng không thể hiểu được bị theo dõi, nhà giam số 2 tất nhiên có chúng ta còn không có sợ đến dấu vết để lại. Đệ nhị, cung gia ngộ hại chính là cung quốc chân, hắn thê tử còn có tôn tử, hắn trực hệ còn ở, cung gia còn có thể tiếp tục đào, tiêu ngộ an nói, đến nỗi sở tính, ta sẽ lại cùng hắn tiếp xúc. Cung quốc chân đại nhi tử cung phú đã từng là thành phố tỉnh lịch tứ trung tiếng Anh giáo viên, một năm trước cùng cung quốc chân cùng bị sát hại tiểu hài tử đúng là năm nào chỉ ba tuổi nhi tử. Một cọc thảm thiết án mạng, làm hắn trong một đêm mất đi ba vị trí thân, mà thê tử cũng bởi vì khó có thể thừa nhận đau xót mà cùng hắn ly hôn. Hiện giờ, cung phú đã từ đi ở tứ trung công tác, không nghề nghiệp, hoặc là đãi ở trong nhà, hoặc là ở trên phố du đảng, dự tích tụ sống qua. Năm trước án phát khi, thân phận của hắn là người bị hại người nhà, cảnh sát chiếu cố hắn cảm xúc, cũng không có nhằm vào hắn làm quá nhiều điều tra. Mà hiện tại, cung quốc chân không hề là một cái đơn giản người bị hại, mà là cùng 7 năm trước nhà giam số 2 tù phạm mất tích án có quan hệ, cảnh sát không thể không tường tra cung gia bối cảnh. Bị giết chết chính là phụ thân ta, mẫu thân của ta, còn có ta mới 3 tuổi hài tử, cung phú cảm xúc dị thường kích động, một đôi mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống, các ngươi hiện tại nói cho ta, phụ thân ta có vấn đề, hắn mới là làm hại giả dựa vào cái gì các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta phụ thân cẩn trọng công tác cả đời hiện tại về hưu bị người hại các ngươi không đi bắt hại ta cả nhà người ngược lại đem nước bẩn hắt ở ta phụ thân trên người còn muốn ta phối hợp ta phối hợp cái gì phối hợp các ngươi vô tội ta phụ thân sao minh thứ nói một người nếu không có đã làm mổ kiện xấu sự lại bị chỉ ra và xác nhận đã làm lúc này mới gọi là vu hãm một người đã làm mổ kiện xấu sự, xong việc bị chỉ ra và xác nhận, này không gọi vu hãm. Cung phú 30 tới tuổi, tứ trung lão sư cùng học sinh đều nói, cung lão sư đã có học thức lại có phong độ, thư giáo rất khá, cũng thực sẽ xử thế, nhưng trong nhà xảy ra chuyện lúc sau cả người đều thay đổi, thực đáng tiếc. Ta phi, hiện giờ cung phú không còn có người khác miêu tả trung phong độ, hắn hung tợn mà nhìn trước mặt hình cảnh nhóm, phản phất bọn họ chính là giết hắn một nhà hung thủ. Người với 6 năm trước kết hôn, kết hôn nửa năm trước, mua căn nhà này, Minh Thứ tầm mắt ở lâu chưa quét tước trong phòng đảo qua, cuối cùng trở lại cung phú trên mặt, 120 bình, 3 phòng 2 sảnh, thành thị trung tâm đoạn đường chất lượng thường thương phẩm phòng, lân cận thành phố tỉnh lịch tốt nhất tiểu học, lấy 6-7 năm tiền thành phố tỉnh lịch giá nhà, này căn hộ toàn khoản mua tới, ít nói đến hoa 100 vạn. Cung phú như là tinh thần thất thường giống nhau, căm giận quát, các ngươi không xứng đương cảnh sát không đi bắt giết hại người nhà của ta hung thủ, đảo tới tra ta phòng ở. Ta phòng ở mua thành bao nhiêu tiền, cùng các ngươi có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, Minh Thứ nhìn di động tin tức, trước mắt đội hành động đặc biệt đã tra được, cung phú 6 năm nữa trước kia mua này căn hộ khi phó chính là toàn khoản. Hiện tại tuyệt đại đa số người thường mua phòng, đều sẽ lựa chọn cho vay. Thành phố tỉnh lịch là tòa tiểu thành thị, kinh tế phát triển trình độ xa không bằng thành phố đông nghiệp cùng lạc thành. Cung Phú lúc ấy là cái không đến 30 tuổi trung học giáo viên, nơi nào có năng lực trực tiếp lấy ra 100 vạn mua phòng. Mua phòng khi, ngươi còn không có kết hôn, lúc ấy ngươi một tháng tiền lương không đủ 6.000, 100 vạn phòng khoản, là ai cho ngươi thấu, Minh Thứ hỏi. Cung Phú kích động nói, qua ngươi chuyện gì? Các ngươi vì cái gì tổng tóm được ta phòng ở không bỏ? Nói không rõ này 100 vạn lai lịch, ta không có khả năng phóng, Minh Thứ ép hỏi nói, là cung quốc chân cho ngươi. Cung phú đồng tử mảnh súc, là lại như thế nào? Ta phụ thân tiết kiệm cần lao, tiền đều là hắn cùng ta mẫu thân cực cực khổ khổ tích cốc xuống dưới. Như thế nào, các ngươi hoài nghi hắn cho ta mua phòng tiền là tiền tham ô? Các ngươi, các ngươi thật là quá sẽ giẫm đạp người. Tiết kiệm là không sai, Minh Thứ nói, rốt cuộc bọn họ vẫn luôn ở tại nhà cũ, nhưng là tiết kiệm là có thể tích cốc tiếp theo trăm vạn sao. Ở thành phố tỉnh Lịch, một người cảnh ngục lại như thế nào tiết kiệm, cũng tỉnh không ra một trăm vạn. Cung phú đầu tiên là cùng minh thứ đối diện, nhưng không đối diện bao lâu, liền ném ra đầu, một trăm vạn không phải toàn từ ta phụ thân ra, ta cùng ta thê tử cũng có tích tụ, tỷ của ta cũng chi viện ta năm mươi vạn. Ngươi tỷ, minh thứ nhẹ giọng nói, cung hân. Là, các ngươi không tin đi hỏi nàng, cung phú nói, còn có ta vợ trước, các ngươi đều đi hỏi, đi hỏi đừng mẹ nó vu tội ta phụ thân. Minh Thứ đã sớm tưởng liên hệ cung hân, nhưng cung hân mười mấy năm trước cũng đã xuất ngoại, nằm trước cung gia tam khẩu ngộ hại, cảnh sát cũng không có thể liên hệ đến cung hân. Ngươi tỷ chi viện ngươi 50 vạn, Minh Thứ nói, như thế nào chi viện cho ngươi? Gần nhất một năm, ngươi cùng cung hân có liên hệ sao? Cung phú trên mặt xuất hiện một chút mất tự nhiên, nàng đã sớm cùng chúng ta đoạn tuyệt lui tới. Nga, Minh Thứ nhướng mày, cái này đã sớm là nhiều sớm cung phú môi mấp máy không có trả lời nếu đã đoạn tuyệt lui tới cung Hân còn nguyện ý chi viện ngươi toàn khoản mua phòng minh thứ nói này không quá hợp lẽ thường a à. cảnh sát tra quá cung gia ngân hàng nước chảy mặc kệ là cung quốc chân vợ chồng vẫn là cung phú danh nghĩa đều không có đại ngạch chuyển khoản ký lục nhưng cung phú mua phòng phía trước đã từng ở quầy xử lý quá lớn ngạch dự trữ các ngươi cho rằng ta không thể mua này căn hộ cho nên mặc kệ ta làm chuyện gì các ngươi đều cảm thấy không phù hợp lẽ thường. Cung Phú nói, trong mắt đã có nước mắt, cắn răng nói, ta mua phòng tiền tới thanh thanh bạch bạch. Minh Thứ nói, ta đây có thể lý giải vì ở ngươi mua phòng phía trước, Cung Quốc chân cho ngươi một số tiền, ngươi tỷ cho ngươi một số tiền, dư lại chính là ngươi cùng ngươi vợ trước thấu ra tới. Cung Phú như cũ cắn răng. Minh Thứ hỏi, Cung Quốc chân cho ngươi nhiều ít? Cung Phú nói, hơn nửa tỷ của ta tổng cộng 90 vạn. 100 vạn phòng ở, ngươi cùng ngươi vợ trước chỉ ra mười mấy vạn, Minh Thứ hỏi, là ý tứ này sao? Chúng ta còn muốn gánh vác trang hoàng phí dụng, cung phú bất tri bất giác đã chịu Minh Thứ ảnh hưởng, lực chú ý dần dần chuyển dời đến phòng ở khoản tiền thượng, trang hoàng xuống dưới hoa 30 tới vạn. Minh Thứ gật gật đầu, cung quốc chân là trực tiếp đem 90 vạn tiền mặt giao cho ngươi. Làm chính ngươi đi tồn nhập ngân hàng, làm phòng khoản. Cung phú trương nửa ngày miệng, đúng vậy, bọn họ không biết như thế nào chuyển khoản. Minh Thứ cười thanh, không biết như thế nào chuyển khoản, vì thế đem chính mình cùng nữ nhi tiền từ ngân hàng lấy ra, lại giao cho ngươi, làm chính ngươi đi tồn. Nhưng vấn đề là, ta đã không có tra được cung hân cấp cung quốc chân chuyển khoản ký lục, cũng không có tra được cung quốc chân lấy khoản ký lục. Cung phú mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Cung quốc chân khả năng sẽ không chuyển khoản, nhưng chẳng lẽ hắn ngày thường không có đem tiền tồn tại ngân hàng, Minh Thứ nói, chẳng lẽ liền ngươi kia xa ở nước ngoài tỷ tỷ cũng sẽ không chuyển khoản, đem tiền mặt gửi cấp cung quốc chân. Ta, cung phú rốt cuộc á khẩu không trả lời được. Minh Thứ lạnh lùng nói, này 90 vạn, rốt cuộc là như thế nào tới? Cung phú trong mắt nước mắt rớt ra tới, hắn đôi tay dùng sức ông đầu, đầu không ngừng ném động, phát cuồng nói, các ngươi không phải cảnh sát sao? Các ngươi đi tra a. À? Hảo, liền tính ta phụ thân thu dơ tiền, chẳng lẽ hắn nên bị giết sao? Các ngươi cảnh sát liền không cần đi bắt giết hại người của hắn sao? Minh Thứ nhìn chầm chầm cung phú, thần sắc càng thêm nghiêm túc, thanh tuyến cũng bỗng nhiên lạnh lùng, ta hiện tại truy vấn ngươi năm đó sự, chính là vì tìm được giết hại cung quốc chân hung thủ. Cung phú lau nước mắt tràn rùa, chính là ta không biết a, à, ta một cái dạy học, căn bản lấy không ra như vậy nhiều tiền, ta cùng sang sang cảm tình thực hảo, chính là trong nhà nàng nói nếu không mua căn phòng lớn liền không đem sang sang gả cho ta ta cùng sang sang lại như thế nào tích cóp vẫn là không đủ minh thứ nói cho nên ngươi liền hướng cha mẹ ngươi cầu viện cung phú sửng sốt thật lâu lẩm bẩm nói ta cũng hoài nghi quá ta phụ thân như thế nào có thể lấy ra như vậy nhiều tiền ta hỏi qua hắn một lần hắn nói là tỷ tỷ chi viện ta cùng tỷ của ta từ nhỏ quan hệ liền không tốt tỷ của ta lúc trước xuất ngoại là bởi vì cha mẹ ta bất công nàng nói qua nàng đi rồi sẽ không bao giờ nữa sẽ trở về nàng nàng không có khả năng chi viện ta mua phòng nhưng ta không dám hỏi nhiều a à, cung phú run rẩy nếu tiền không đủ ta liền mua không được phòng cưới không được sang sang ta chẳng lẽ là bởi vì ta ta phụ thân mới ngộ hại sao trải qua tầng tầng nỗ lực đội hành động đặc biệt rốt cuộc liên hệ đến trước mắt đã ở nam bán cầu định cư cung hân biết được cha mẹ ở một năm trước bỏ mình cung hân nhất thời cứng họng không lâu minh thứ nghe được trầm thấp thở dài không nghĩ tới năm đó vừa đi chính là vĩnh biệt cung hân nói ta chỉ là hận bọn hắn cũng hận cung phú nhưng không có hận đến hy vọng bọn họ đi tìm chết nông nổi minh thứ biết cung hân tình hình gần đây nàng ở thanh khiết nguồn năng lượng ngành sản xuất công tác đã kết hôn trước mắt sinh hoạt mỹ mãn. Nén bi thương, Minh Thứ nói, ta nơi này có mấy vấn đề yêu cầu ngươi giải đáp. Cung Hân đem cảm xúc khắc chế xuống dưới, hảo, ngươi hỏi. Minh Thứ nói, bảy năm trước, cung quốc chân hay không liên hệ quá ngươi, hướng ngươi muốn một số tiền, dùng cho cấp cung phú mua phòng. Cung Hân trầm mặt, ước chừng là ở tự hỏi. Mười tới giây sau, nàng nói, muốn quá, nhưng ta không có cấp. Bọn họ mắng ta máu lạnh, nói liền chính mình thân đệ đệ đều không giúp. Minh Thứ nói, ngươi cuối cùng một lần cùng người nhà của ngươi liên hệ là khi nào? Hơn bốn năm trước kia đi, ta nhớ không rõ lắm, cung hân cười khổ nói, kỳ thật từ ta xuất ngoại, liền cùng bọn họ liên hệ rất ít, ta người này không có nhiều ít thân tình quan niệm, làm ta tẩn phụng dưỡng nghĩa vụ có thể, từ ta nơi này lấy dư thừa tiền, ta sẽ không cấp. Cuối mùa thu đầu đường, người hành vội vàng, nhạc nhiên vẫn cứ ăn mặc hắn kia kiện minh hoàng sắc rộng thùng thình áo khoác mang đỉnh mũ lưỡi trai chợt vừa thấy cùng cơm học viên không có phân biệt liền bởi vì này thân giả dạng hắn bị minh thứ phái đến trên đường tới đón cơm học cơm học viên cưỡi mô to đuổi tới nhạc nhiên duỗi tay đi tiếp còn bị đánh giá hai mắt nhạc nhiên liền hết chỗ nói rồi dẫn theo túi vội vàng chạy về trong lâu chiếc đũa đều còn không có bẻ ra liền hỏi minh thứ ca ta xuyên này quần áo thật sự giống cơm học viên a minh thứ chọn phân mật nước xá xíu bộ cơm dựa vào bên cạnh bàn ăn vẫn luôn không ai nói cho ngươi bọn họ đều nói rất ánh mặt trời a à, nhạc nhiên không vội mà ăn cơm lấy ra di động một hồi chiếu chiêu phàm ca nói vừa đến mùa đông đại gia liền ăn mặc xám xịt nhìn tử khí trầm trầm càng là như vậy càng nên xuyên vui mừng một chút nhan sắc tỷ như lượng màu đỏ minh hoàng sắc minh thứ nghĩ đến lần trước chiêu phàm kia một thân lượng hồng khóe môi trường một chút đừng nói ngươi cái này áo khoác là chiêu phàm đưa này đảo không phải nhạc nhiên lắc đầu hướng ngoài cửa nhìn nhìn thấy thẩm tầm không ở mới nói tầm ca ăn sinh nhật phía trước ta tưởng đưa hắn một kiện quần áo đương lễ vật nhưng ta nội cái gì tương đối thổ minh thứ buông chiếc đũa nhạc nhạc ta không thể nói như vậy chính mình này không có gì à ta vốn dĩ liền thổ thẩm mỹ năng lực không được nhạc nhiên chính mình nhưng thật ra không sao cả ta nhìn không ra này đó trên quần áo cấp bậc, này đó quần áo không cấp bậc, muốn ta chọn, ta liền cấp tầm ca mua đồ thể dục. Minh Thứ cười nói, đồ thể dục cũng khá tốt. Kỳ thật ta vốn dĩ muốn tìm ngươi bồi ta đi đi dạo, ngươi sẽ chọn quần áo. Nhưng ngươi hồi thành phố đông nghiệp đi, hoa đội cùng tiểu liễu ca ở Lạc Thành, ta bên người duy nhất có thể sử dụng chỉ có một chiêu phạm ca, nhạc nhiên nói, cho nên ta chỉ có thể cùng hắn cùng đi thương trường. Minh Thứ theo nói, ân chiêu phàm là cái có thể dùng đang ở không biết chỗ nào ra nhiệm vụ chiêu phàm hắc si. nhạc nhiên nói tiếp chiêu phàm ca cùng tầm ca tốt xấu là đồng học tuổi giống nhau phẩm vị cũng không sai biệt lắm minh thứ chửi thầm ngươi tầm ca cùng chiêu phàm phẩm vị còn kém xa lắm bất quá sau lại vẫn là ta chính mình cấp tầm ca chọn nhạc nhiên nói liền cười tầm ca thực thích minh thứ bất đắc dĩ nói cho nên ngươi đem chiêu phàm kéo ra ngoài sau lại hắn không chọn thành đưa cho thẩm đội quần áo nhưng thật ra giúp ngươi chọn một kiện chính là cái này nhạc nhiên cào phía dưới ta lúc ấy cũng không cảm thấy giống cơm học phục a à. minh thứ ở nhạc nhiên trên vai vỗ vỗ nhạc nhạc lần sau đừng cùng chiêu phàm đi dạo phố hắn hố ngươi nhạc nhiên cho chính mình chụp mấy tấm chiếu càng xem càng mẹ nó giống cơm học viên mẹ nó đội hành động đặc biệt mẫu mực đội viên bạo thô Minh Thứ liền cười, này án tử phá, ngươi không vội mà hồi kinh đi. Nhạc nhiên nói, nói không chừng, đến xem có hay không tân nhiệm vụ. Đi ta chỗ đó chơi mấy ngày, Minh Thứ bày ra huynh trưởng tư thế, ta cho ngươi chọn quần áo. Nghỉ ngơi thời gian cũng liền ăn cơm này trong chốc lát, đại gia gió cuốn mây tan, một bàn cơm hộp một lát đã bị ăn đến sạch sẽ. Minh Thứ vốn tưởng rằng nhà giam số hai bên kia có thể tra ra chút cái gì tới, nhưng đệ nhất, Mười năm nội đã từng ở nhà giam số 2 phục hình phạm nhân đã toàn bộ xác minh, không một người tao ngộ cùng Tần Anh tương tự sự. Này thuyết minh Tần Anh là duy nhất một người người bị hại. Ở giả định Tần Anh cùng khí quan giao dịch có quan hệ tiền đề hạ, cả toàn ngục giam 10 năm tới chỉ có một người trở thành khí quan chợ đen vật hy sinh. Loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, ít nhất là không có tiền lệ. Đệ nhì, không có chứng cứ cho thấy Tần Anh ở bị mang đi phía trước, tiếp thu quá nhổ trồng giải phẫu tương quan kiểm tra ngục giam tuy rằng sẽ định kỳ vì phạm nhân tiến hành kiểm tra sức khỏe nhưng loại này kiểm tra sức khỏe tuyệt đối không đạt được nhổ trồng giải phẫu kiểm tra sức khỏe tiêu chuẩn hai điểm thêm lên tần anh bị cung quốc chân mang đi liền không nên là bởi vì có người muốn hắn khí quan nhưng nếu bài trừ loại này khả năng vậy lại về tới nguyên điểm minh thứ đem cửa sổ đẩy ra cuối mùa thu lạnh không khí lập tức trót vào trong nhà thẩm tâm đi tới tần anh bị mang đi xác thật là lớn nhất mê đi vào thành phố tỉnh lịch bảy năm gian hắn vẫn luôn an phận thủ thường là xã hội này thường nhất bình thường người muốn nói có ai muốn đem hắn đưa vào chỗ chết ta chỉ có thể nghĩ đến tào phong hòe mặc dù tần anh đã bỏ tù tào phong hòe vẫn là sợ hắn đem chính mình cung ra tới cho nên một lòng muốn hắn chết nhưng là tào gia chúng ta đã điều tra qua tào phong hòe người này làm việc từ trước đến nay là tìm thân tính hắn thân tính cự không thừa nhận đã từng tham dự quá tận anh vượt ngục một chuyện hiện tại cũng không có chứng cứ chống đỡ này đẩy đoạn minh thứ ông cánh tay lắc đầu tào phong hòe tưởng diệt tần anh khẩu còn có càng phương tiện càng an toàn phương pháp đem tần anh từ trong ngục giam mang ra tới là hạ hạ sách nếu hắn đã mua được cảnh ngục kia vì cái gì không cho cảnh ngục ở trong ngục giam sử cái thủ đoạn tần anh không có khả năng là bị tào phong hòe diệt khẩu thẩm tâm nói vậy chỉ có thể là bên ngoài có người yêu cầu hắn minh đội trừ bỏ khí quan giao dịch ngươi còn có thể nghĩ đến khác khả năng sao minh thứ khẩn ninh mi hiện tại manh mối đã ở từng bước khép lại bảy năm trước cung quốc chân nhi tử yêu cầu một tuyệt bút tiền mua tân phòng mà cung quốc chân chính mình lấy không ra nhiều như vậy tiền nước ngoài nữ nhi lại không bằng lòng cho chi viện lúc này có người đem phát tài cơ hội đưa tới cung quốc chân trước mặt cung quốc chân tiếp hơn nữa cưỡng bức một vị khác cảnh ngục cùng chính mình hợp tác. Có thể làm được điểm này, phi phú tức quý. Sở gia phù hợp điều kiện, mà sở tính xác thật là ở 7 năm trước làm giải phẫu. Nhưng sở gia cái gì cũng thể tìm không thấy, vì cái gì nhất định phải tầng anh. Là nơi nào còn không có nghĩ đến sao? Cái nào trong một góc, còn che bụi bặm Minh Thứ hít sâu một ngụm lãnh không khí, bước đi đến bạch bản trước. Thành phố Đông Nghiệp, Hàng Sơn, Cà Phê Sách. Đêm đã rất sâu, rất nhiều quán cà phê sớm đã đóng cửa, cũng liền này gian đánh thành thị giả thư phòng, tên tuổi quán cà phê còn ở buôn bán, nhưng khách nhân ít ỏi, gần như với vô. Trong một góc, ngồi hai cái tay trang dày da nam nhân. Thủy Huân nói, sở tính hiện tại ở cảnh sát trên tay, kỳ nguyệt sơn án tự nháo đến lớn như vậy, cảnh sát nhìn chầm chầm hắn, sở tiên sinh cũng không có biện pháp. Lạc Diệt lạnh lùng nói, sở Khánh có rất nhiều biện pháp đem sở tính vớt ra tới. Thủy Huân cười nói, kia cũng đạt được thời cơ, hiện tại đi cùng cảnh sát đối nghịch, nguy hiểm quá lớn. Lạc Diệt trầm mặt, cặp kia ngày thường tràn ngập thiện ý cùng khoan dung mắt dần dần trở nên hung ác nham hiểm. Thủy Huân đứng dậy, lộ ra giả dối cười, yên tâm, tưởng Diệt trừ sở tính không ngừng là ngươi. Sở tính cái này đại phiền toái bãi ở đàn kia, ngươi cho rằng sở tiên sinh muốn nhìn hắn ở chùa hải kính tiêu giao tự tại. Tính lịch thì cục. Trên hành lang ngẫu nhiên truyền đến vội vàng tiếng bước chân, Minh Thứ trong tay bút marker một chút một chút gõ mặt bàn. Bảy năm trước, phi pháp trái tim nhổ trồng, vượt ngục, khí quan giao dịch, tầng anh, sở tính, nước ngoài, 100 vạn. Từ ngữ máu chốt không ngừng ở trong đầu xoay quanh, va chạm, Minh Thứ ý đồ nghĩ ra một loại có thể lật đổ khí quan giao dịch giả thiết, nhưng đều thất bại, đủ loại manh mối chỉ hướng khí quan giao dịch nhưng vì cái gì tần anh ở chưa kinh kiểm tra dưới tình huống đã bị tỏa định chẳng lẽ là bên ngoài người ở tần anh chưa bỏ tù phía trước liền theo dõi tần anh nhưng tần anh đã bỏ tù 5 năm còn nữa nếu tần anh như vậy đã sớm bị có quyền thế người tỷ như sở thị xác định vì hiến cho nguyên kia còn sẽ bị tào phong hòe hãm hại bỏ tù sao không có khả năng nếu là sáng sớm đã bị tỏa định những người đó không có khả năng trơ mắt nhìn tần anh bị đầu nhập ngục giam bị mang ly chính mình khống chế phạm vi. Tương đối giải thích hợp lý là, yêu cầu tầng anh người là ở tầng anh bỏ tù 5 năm, năm mới phát hiện chính mình yêu cầu tầng anh khí quan. Nhưng vì cái gì là tầng anh khí quan? Nếu là lấy sở tính vì lệ, sở tính yêu cầu tầng anh trái tim, nhưng sở ra cái loại này bối cảnh, ra ngoài quốc làm phi pháp nhổ trồng giải phẫu, cần thiết là tầng anh lý do là cái gì? Hơn nữa tầng anh còn không có trải qua kiểm tra minh thứ bỗng nhiên cảm thấy chính mình sờ đến một phiến môn hắn gục đầu xuống tay phải dùng sức ấn hai bên huyệt thái dương cần thiết là tần anh không có trải qua kiểm tra mạo thật lớn nguy hiểm cũng muốn đem tần anh từ trong ngục giam làm ra tới tần anh là tối ưu lựa chọn trong chớp nhoáng một cái ý tưởng giống hàng quan tất hiện châm giống nhau đâm mà qua minh thứ đột nhiên trận to hai mắt xoay người nhìn về phía cách đó không xa bạch bản Tần Anh sở dĩ là tối ưu lựa chọn là bởi vì Tần Anh cùng tiếp thu khí quan người là cốt nhục thân nhân. Trái tim nhổ trong giải phẫu nguy hiểm rất lớn, mặc dù là đứng đầu đoàn đội, cũng vô pháp bảo đảm nhất định thành công. Giải phẫu lúc sau, người bệnh khả năng gặp phải cảm nhiễm, xuất huyết, mặt khác khí quan suy kiệt, bài dị chờ rất nhiều vấn đề. Một ít giải phẫu ở phẫu thuật trên đài đích xác thành công, người bệnh ở bệnh viện khôi phục đến cũng không tồi, nhưng trở lại trong sinh hoạt lại nhanh chóng bởi vì bài dị mà không thể không tiến hành tiếp theo giải phẫu, không những không có kéo dài sinh mệnh, ngược lại chết ở trong thống khổ. Đa số người cho rằng, nếu khí quan hiến cho giả là khỏe mạnh thân nhân, bài dị sẽ tương đối hạ thấp. Minh Thứ hung hăng nắm chặt song quyền. tần anh thân thế, từ đầu tới đuôi đều là cái mê. Cái này đáng thương người khi còn bé bị tần gia nhận nuôi, tần an cường, bạch hồng đãi hắn so thân sinh nhi tử tần hùng còn muốn hảo. Cái kia thời đại, giống tần gia như vậy gia đình vì cái gì sẽ nhận nuôi một cái lai lịch không rõ hài tử tần an cường nhân viên tạp vụ nhắc tới bạch hồng thân thể không tốt đã từng đi nơi khác tiếp thu trị liệu nhưng rốt cuộc có phải hay không thật sự tiếp thu trị liệu hiện tại căn bản không có biện pháp chứng thực có lẽ bạch hồng là đi nơi khác sinh sản tần anh là nàng thân sinh nhi tử nhưng nếu là thân sinh nhi tử nhận nuôi vừa nói từ đâu mà đến có thể hay không là có người bất đắc dĩ đem tần anh phó thác cho tần gia Cũng không đúng Minh Thứ lắc đầu Nếu là như thế này Kia 21 năm trước tần anh bị tần hùng làm hại khi Tần gia như thế nào hướng người nọ giao đãi Nếu là không cần lại giao đãi đâu Đem tần anh phó thác cấp tần gia người đã sớm đã chết Cho nên tần gia mới có thể đối tần anh mất tích xử lý lạnh Thành phố Đông Nghiệp, Cục Hình Trinh Tiêu Ngộ An cầm một phần giám định báo cáo trước đây hắn cùng minh thứ đều chỉ là hoài nghi sở tín là sở lâm hùng thân nhi tử này phân giám định báo cáo chứng thực hai người quan hệ sở tín đều không phải là sở lâm hùng cháu trai mà là nhi tử kia sở tín mẫu thân là ai sở lâm hùng trời sinh tính phong lưu trừ bỏ sở khánh chờ bốn vị có danh có phận nhi tử ở bên ngoài còn có vô số tư sinh tử lần trước đụng vào tổ trọng án hồng súng thượng sở sáng chính là một trong số đó đối này đó tư sinh tử sở lâm hùng từ trước đến nay lạnh nhạt đưa tiền cũng cấp nhất định địa vị nhưng cũng không sẽ làm bọn họ tham dự sở thị sinh ý sở tính là duy nhất ngoại lệ chất nhi hiển nhiên so tư sinh tử dễ nghe sở lâm hùng cho sở tính một cái đặc thù danh phận đem hắn mang theo trên người ở hắn chưa thành niên khi sẽ dạy hắn tiếp xúc gia tộc sự vụ sở tính chính mình cũng tranh đua ở xuất gia vì tăng phía trước nổi bật thậm chí áp qua sở lâm hùng xuất sắc nhất nhi tử sở khánh sở lâm hùng vừa ý sở tính sở tính tư chất xác thật xông ra theo sở thị công nhân nói sở tính ở tập đoàn công tác khi làm người khiêm tốn kiên định ở sở gia bồi dưỡng những cái đó người trẻ tuổi trung là nhân duyên tốt nhất một vị chiếu này phát triển sở tính tất nhiên là sở lâm hùng nhất vừa lòng người nối nghiệp nhưng cái này người nối nghiệp lại có bệnh tim sở lâm hùng nửa đời xảo trá tàn nhẫn độc ác sở thị có thể giống như nay địa vị cùng năng lực của hắn giả tâm, thủ đoạn không phải không có quan hệ. Nhất vừa lòng người nối nghiệp, sủng ái nhất nhi tử bệnh nặng cuốn thân, sở lâm hùng tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Trái tim nhổ trồng đều không phải là trị liệu bệnh tim duy nhất thủ đoạn, nếu không có tới rồi không thể không làm nông nổi, bác sĩ sẽ không kiến nghị người bệnh làm cái này giải phẫu. 7 năm trước, nếu là không tiến hành trái tim nhổ trồng, sở tính sống không quá một năm. Lấy sở thị như vậy tài lực cùng nhân mạch, Muốn ở quốc nội tìm được thích hợp trái tim cũng không khó khăn Sở Lâm Hùng cũng thỉnh đến khởi tốt nhất đoàn đội vì sở tính hộ giá hộ tống Một khi đã như vậy, ra ngoại quốc lý do là cái gì? Không có khả năng là nước ngoài đoàn đội càng ưu tú Bởi vì lại ưu tú bác sĩ, sở Lâm Hùng cũng có thể đủ đem này thỉnh đến quốc nội tới Đem sở tính lăn lộn xuất ngoại, không phải sáng suốt cử chỉ Tiêu ngộ an đem giám định báo cáo đặt lên bàn, đi đến máy lọc nước biên đổ một ly nước ấm. Sở Lâm hùng như vậy thương trường, kiêu hùng, làm bất luận cái gì sự đều tất nhiên có hắn cần thiết làm như vậy lý do. Sở tính giải phẫu không thể ở quốc nội tiến hành. Gần nhất 10 năm, quốc nội y học tương quan lĩnh vực ngày càng quy phạm, đã từng hung hăng ngang ngược khí quan chợ đen giao dịch bị kêu đình, cơ hồ không có người còn có thể tại chợ đen mua sắm khí quan, mà mặc dù mua sắm tới rồi, cũng không có cơ cấu cùng cá nhân dám vào hành giải phẫu. Bất quá vấn đề ở chỗ, sở lâm hùng không cần phải cấp sở tính tiến hành phi pháp giải phẫu, thông qua nhân mạch cùng tiền tài, hắn tất nhiên có thể cho sở tính bắt được nhất thích hợp trái tim. Bỗng nhiên, tiêu ngộ an nắm cái ly tay một đốn. Sở tính cuối cùng ở nước ngoài làm nhổ trồng giải phẫu, hơn nửa lần này nhổ trồng giải phẫu đại khái xuất là phi pháp tiến hành, vậy chỉ có một loại khả năng là sở lâm hùng được đến muốn nhất trái tim, nhưng cái này giải phẫu vô pháp ở quốc nội giám thị điều kiện hạ làm cái này trái tim, không phải từ chính quy con đường được đến. Ở sở Lâm Hùng nhận tri, nhất thích hợp sở tính trái tim, đều không phải là những cái đó hợp pháp hiến cho giả dạ trái tim, mà là cùng sở tính có huyết thống quan hệ giả dạ trái tim. Hắn mặt khác nhi tử. Từ đối đại sở sáng một chuyện liền nhưng phán đoán, sở Lâm Hùng làm được ra dùng tư sinh tử nhóm tánh mạng đi đổi sở tính tánh mạng sự. Nhưng nếu có ngang nhau lựa chọn, hắn không đến mức hy sinh chính mình hài tử sở tính mẹ để rốt cuộc là ai, hiện tại tổ trọng án còn chưa có thể điều tra rõ. Nếu sở tính mẹ để còn có một cái hài tử, cũng chính là sở tính có một cái cùng mẹ khác cha huynh đệ, như vậy người này chính là tốt nhất trái tim cung thể. Tiêu ngộ an nửa nheo lại mắt, cầm lấy di động. Điện thoại mới vừa một chuyển được, Minh Thứ Hưng phấn thanh âm liền truyền tới, ca, ta có cái ý tưởng phải cho người nói. Tiêu ngộ an ôn thanh cười cười, vừa lúc ta cũng có cái ý tưởng phải cho ngươi nói. Thu đêm dài lâu, di động ở lòng bàn tay dần dần nóng lên, Minh Thứ ở đội hành động đặc biệt lâm thời phòng họp đi qua đi lại, mà Tiêu Ngộ An đứng ở tổ trọng án văn phòng bên cửa sổ, ngẫu nhiên đi lại vài bước. Một người tư duy có cực hạn cùng manh khu, nhưng hai người ý tưởng khấu ở bên nhau, liền đủ để hình thành một bức hoàn chỉnh trò chơi ghép hình. Tiêu Ngộ An nói, nếu sở tính cùng tận anh quan hệ thành lập, như vậy sở tính chính là hung thủ cuối cùng một mục tiêu hung thủ lần đầu tiên phạm án ở tỉnh hàm hồng thành lần thứ hai phạm án ở tỉnh châu thành phố tỉnh lịch lần thứ ba phạm án ở chúng ta thành phố đông nghiệp lấy sở tính hiện tại ở thành phố đông nghiệp phán đoán hung thủ đại khái xuất cũng ở thành phố đông nghiệp tùy thời mà động chính là cái kia ở nước ngoài cấp kiều ứng gửi hàng tết người minh thứ nói nhưng ta có cái không nghĩ ra địa phương sở tính ở chùa hải kính đã lâu như vậy bên người không có một cái bảo tiêu hung thủ vì cái gì chậm chạp không động thủ tiêu ngộ an nói sở tính ngực có tầng anh trái tim đứng ở hung thủ góc độ tới xem hung thủ có lẽ hy vọng đem sở tính đặt ở cuối cùng minh thứ suy nghĩ một lát chúng ta đây hiện tại liền có hai cái đột phá phương hướng một là sở gia một cái khác vẫn là tầng anh ở thành phố tỉnh lịch sở kết giao kết bạn người theo ta được biết sở tính cũng không phải sau khi lớn lên triển lộ tài hoa mới bị sở lâm hùng coi trọng hắn từ nhỏ chính là sở lâm hùng cháu trai bị sở lâm hùng khác nhau đối đãi ta cho rằng này không phải sở tính bản nhân đặc thù mà là sở tính mẫu thân ở sở lâm hùng trong lòng chiếm hữu một cái đặc thù vị trí tiêu ngộ an tán đồng xác định sở tính mẹ để thân phận hoặc là chứng thực chúng ta suy đoán hoặc là bài trừ thành phố tỉnh lịch bên này liền không tốt lắm tra xét minh thứ nói lấy tần anh lúc trước xã hội địa vị kết giao nhận thức cơ bản đều là tầng dưới chót dân chúng, này bộ phận người tìm được ta đều đã tiếp xúc qua, hoàn toàn không phù hợp hiềm nghi người trắc tả. Tiêu Ngộ An nói, còn có thể trọng điểm tra một chút 7 năm trước đến 2 năm trước, từ nhà giam số 2 rời đi phạm nhân. Cái kia sớm nhất hướng người cung cấp manh mối phạm nhân không phải đã nói sao, Tần Anh phục hình khi thường xuyên trợ giúp hắn. Lấy Tần Anh làm người, trợ giúp quá chỉ sợ không ngừng một người không cần xem thường một người cho một người khác trợ giúp có khi ở không quan hệ giả xem ra này chỉ là một chút bé nhỏ không đáng kể trợ giúp nhưng là đối với chịu trợ giúp người tới nói khả năng đủ để thay đổi thứ nhất sinh minh thứ gật đầu ta minh bạch an tĩnh một lát tiêu ngộ an nói còn có hay không cái gì tưởng nói minh thứ sửng sốt một chút trong đầu một bên còn tại chải vuốt vụ án một bên bỗng nhiên thất thần có cái gì tưởng nói có a à? ân ừ, tiêu ngộ an ngữ khí trong bất tri bất giác đã mang theo một tia ôn tồn tra án mệt mỏi quá a à, sớm đã tới rồi trạng sáng minh thứ ngáp một cái xoa rất khóe mắt nước mắt ăn mày ca ta đau đầu tiêu ngộ an nói chính mình xoa xoa minh thứ đuôi lông mày khơi màu ngươi như thế nào như vậy ta xoa không đến a à, tiêu ngộ an ôn thanh hống đi ngủ đi ta trong chốc lát lại cùng thẩm tầm liên hệ một chút Minh Thứ thật đúng là cào hạ cái gáy. Thảo muốn lớn tuổi người yêu quan ái là kiện sẽ nghiện sự, Minh Thứ không những không có nghe lời đi ngủ, ngược lại tiếp tục nói, ca, ta bả vai cùng bối cũng đau, eo cũng đau, chân đều chạy mau chặt đứt. Tiêu Ngộ An cười một tiếng, đầy trầm thấp tiếng cười xuyên qua di động, liêu đến Minh Thứ cơ bụng căng thẳng. Phòng hợp không có người khác, Minh Thứ nhỏ giọng oán giận, ta vất vả như vậy, người không đau lòng ta liền tính cư nhiên còn cười. Ta hiện tại đau lòng ngươi chỉ là phóng miệng pháo, tiêu ngộ an nói, nhìn không tới cũng ông không, ngoài miệng đau đau có ích lợi gì. Minh Thứ cười, ngoài miệng đau cũng là đau, miệng pháo có cái gì không tốt. Tiêu ngộ an nói, ta tương đối phải cụ thể. Phải cụ thể, Minh Thứ cố ý nói, như thế nào cái phải cụ thể pháp. Trở về liền biết, tiêu ngộ an lúc này hạ mệnh lệnh, hiện tại cúp điện thoại, lập tức đi nghỉ ngơi. Minh Thứ không tự chủ được đem giảm bất lực eo lưng thẳng thắn. Tiêu ngộ an người này có loại bản lĩnh, trước một giây còn đang nói giữa tình lữ ái mùi ôn nhu nói, giây tiếp theo là có thể trở lên từ đối cấp dưới thái độ ra lệnh. Minh Thứ kỳ thật thực thích tiêu ngộ an uy nghiêm lên bộ dáng. Hắn vẫn luôn ở đuổi theo tiêu ngộ an, tiêu ngộ an đương cảnh sát, hắn liền cũng muốn đương cảnh sát, nhưng loại này đuổi theo cũng không phải lấy siêu việt vì mục đích, hắn thậm chí không cần đuổi theo tiêu ngộ an. Hắn muốn Tiêu Ngộ An trước sau ở hắn phía trước. Sở tính giải phẫu ở Bê Quốc tiến hành, ở biệt quốc tra án trở ngại quá nhiều, Tiêu Ngộ An cân nhắc một phen, quyết định tạm thời không phái người đi Bê Quốc, mà là đem trọng điểm đặt ở Bạch Hồng một nhà cùng sở gia thượng. Tần An cường sinh ra ở nông thôn, sau lại rời đi nông thôn, đi vào thành phố đông nghiệp dốc sức làm, là quê quán duy nhất một cái hỗn xuất đầu người, có lấy quá khứ ánh mắt xem, lệnh người hâm mộ công tác cưới tới rồi trong thành tức phụ bạch hồng là người thành phố điểm này cùng tần an cường không giống nhau bất đồng trưởng thành hoàn cảnh có thể cho người bất đồng ảnh hưởng liền tần an cường cùng bạch hồng tới nói tần an cường ở thành phố đông nghiệp giao tế vòng giới hạn trong sĩ luân hán nhân viên tạp vụ mà bạch hồng tắt tất nhiên có khác bằng hữu tần anh bị dưỡng ở tần gia tần gia gia đình thành viên đều biết tần anh là bị nhận nuôi mà tần an cường cùng bạch hồng đối ngoại lại nói tần anh là phía trước đặt ở quê quán thân nhi tử chân tướng mặc kệ là cái nào vì tần anh suy nghĩ làm gia trưởng tần an cường cùng bạch hồng đều hẳn là đi cấp tần anh thượng hộ khẩu không thượng hộ khẩu hoặc là bởi vì vô pháp thượng hộ khẩu hoặc là bởi vì có người chủ quan không hy vọng đem tần anh hộ khẩu thượng ở tần gia căn cứ long thành lộ đường phố đồn công an cung cấp tin tức đủ để phán đoán năm đó tần gia căn bản không có cấp tần anh thượng hộ khẩu tính toán như vậy trước một loại khả năng liền có thể bài trừ đem tần anh cho rằng trong nhà một phần tử đối xử tử tế tần anh lại không cho tần anh một cái chính thức thân phận hay không là bởi vì đối cảm kích giả tới nói tần anh chỉ là tạm thời ở tại tần gia tương lai đương nào đó nguy hiểm qua đi lúc sau tần anh sẽ trở lại hắn chân chính cha mẹ bên người này có thể giải thích tần an cường cùng bạch hồng vì cái gì sẽ càng thêm chiếu cố tần anh mà loại này chiếu cố xem ở niên thiếu Tần Hùng trong mắt thành thiên vị. Tần An Cường ở thành phố Đông Nghiệp không có nhiều ít mạng lưới quan hệ, Tần Anh Mẹ để rất có thể cùng Bạch Hồng tình giao hảo phỉ thiển, hơn nữa ở ít nhất 21 năm trước, cũng đã qua đời. Bạch Hồng nếu còn sống, hiện tại đã 70 tuổi hạt, bạn cũ, thân nhân nhiều đã qua đời, tra phủ đầy bụi vài thập niên chuyện cũ khó khăn pha đại, nhưng đều không phải là là không chỗ đặt chân. Tổ trọng án trải qua tinh tế thăm viếng, tìm được rồi bạch hồng tuổi trẻ khi đi học ở nữ tự chức nghiệp trường học cùng trường uông trù mẫn năm ấy đầu đọc sách nữ tính là số ít bạch hồng cùng trường hiện giờ còn trên đời cảnh sát còn có thể tìm được cũng chỉ có uông trù mẫn một người lão phụ tóc trắng xóa trên vai đắp áo choàng nếp nhăn đầy mặt lại có loại che không được phong độ trí thức về hưu phía trước nàng ở một khu nhà cao trung dạy học tiêu ngộ an tự mình đi vào nhà nàng trung hướng nàng hỏi thăm Bạch Hồng tuổi trẻ khi sự. Hồng tỷ đi được sớm, năm ấy ta ở nước ngoài tiến tu, không có thể thấy thường nàng cuối cùng một mặt, uông trụ mẫn ngữ tóc thông thả, nói lỏng đuôi mắt dần dần cong lên tới, ta hiện tại đều nhớ rõ, chúng ta ở học đường niệm thư tình hình. Hồng tỷ A, đối chúng ta đến tuổi này tiểu nhân phá lệ chiếu cố, là chúng ta đại tỷ. Trước kia nữ tử trường học cùng hiện tại sơ cao trung có rất lớn khác biệt, sẽ đưa nữ nhi đi đọc sách gia trưởng không nhiều lắm, miễn cưỡng thấu ra một cái ban, học sinh chi gian tuổi chênh lệch rất lớn. Chiếu ung trù mẫn ý tứ, Bạch Hồng chính là cái này lớp học lớn tuổi nhất nữ sinh chi nhất. Tiêu ngộ an hỏi, ngài nơi này còn giữ quá khứ ảnh chụp sao? Trước đây, tổ trọng án ở tầng gia lão phòng điều tra quá, ước chừng là vì thanh trừ hết thảy cùng tầng anh có quan hệ đồ vật, Tần hùng cùng hoàng hối đem trong nhà lão đồ vật nhi xử lý đến sạch sẽ, bạch hồng tư nhân vật phẩm cũng không có lưu lại. Có, uông trù mẫn đứng lên, hướng thư phòng đi đến. Tiêu ngộ an đi theo nàng phía sau, thấy nàng cố sức về phía trên kệ sách phương duỗi tay, lập tức tiến lên đem một quyển thật dày album cầm xuống dưới. Cảm ơn, uông trù mẫn một tờ một tờ mà phiên, mặc dù kia một tờ không có bạch hồng ảnh chụp, như cũ sẽ dừng lại một lát. Tiêu ngộ an không có thúc giục, bồi xem, phát hiện kẹp tại đây cuốn album tất cả đều là lão ảnh chụp, ảnh chụp cơ hồ đều là tuổi trẻ cô nương, các nàng bãi rất có thời đại hơi thở tư thế, mỗi người đều cười đến thập phần thoải mái. Đây là Hồng Tỷ, còn có này Trương, này Trương, quân trụ mẫn khô gầy ngón tay ở eo thượng tả hữu điểm, này một Trương là chúng ta tập thể chiếu. Ta nhìn xem, tiêu ngộ an lấy quá eo tầm mắt nhanh chóng ở cùng Bạch Hồng có quan hệ trên ảnh chụp đảo qua. Eo phần sau bộ phận, Bạch Hồng ảnh chụp không ít. Đây là ung trụ mẫn eo Ảnh chụp nhân vật chính đương nhiên là Uông Trù Mẫn, cho nên Bạch Hồng chụp ảnh chung giả, nhiều nhất chính là Uông Trù Mẫn. Trừ ra Uông Trù Mẫn, Tiêu Ngộ An chú ý tới một cái điềm mỹ xinh đẹp nữ hài. Rất nhiều trương có Bạch Hồng ảnh chụp, cũng có cái này nữ hài. Mà ở lớp chụp ảnh chung chung, nàng cùng Bạch Hồng cũng là đứng chung một chỗ, nhìn ra được hai người quan hệ không giống bình thường. Tiêu Ngộ An hỏi, vị này chính là Uông Trù Mẫn Khải lão thị kính nàng kêu lâm hỷ là chúng ta lớp học xinh đẹp nhất thành tích tốt nhất gia cảnh cũng tốt nhất cô nương đúng rồi hồng tỷ cùng nàng quan hệ tốt nhất đã nhìn ra tiêu ngộ an hỏi ngài vừa rồi nói nàng gia cảnh hảo là như thế nào cái hảo pháp ngài biết nàng tốt nghiệp lúc sau tình huống sao nàng phụ thân là làm quan chúng ta trước kia cười nàng là quan gia tiểu thư uông trù mẫn hồi ức hồi lâu sau lại ta không nhớ rõ nàng tốt nghiệp sau làm cái gì đi liền nhớ rõ một sự kiện, nạn là chúng ta này đó cùng trường, đi được sớm nhất. Hơn 30 tuổi khi, người liền không có. Tiêu Ngộ An nói, là chết bệnh. Uông trù mẫn lắc đầu, ta nghe nói, là tự sát. Phương Viễn hạng đối minh thứ đem chính mình ném ở thành phố Đông Nghiệp tương đương bất mãn, mỗi ngày kiên trì, quấy rầy minh thứ, hỏi đồ đệ nơi nào không hảo, vì cái gì đi thành phố tỉnh lịch không mang theo đồ đệ mang phó đội. Hiện nay bị tiêu ngộ an an bài nhiệm vụ, Phương Viễn Hàn vốn dĩ hưng phấn, biết được nhiệm vụ nội dung sau lại rất là buồn bực. Vì cái gì muốn tra Bạch Hồng đồng học? Cái này đồng học nhiều năm trước tự sát, cùng hiện tại đỉnh đầu này đó khó giải quyết đến muốn chết án tử có quan hệ gì? Bất quá nói thầm về nói thầm, Phương Viễn Hàn một khi công tác lên, nghiêm túc sức mạnh không thua tổ trọng án bất luận kẻ nào, thực mau ở hộ tịch bộ môn hiệp trợ hạ, xác minh Lâm Hỷ thân phận như uông trù mẫn theo như lời, Lâm Hỷ phụ thân xác thật đã từng làm quan, nhưng chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu quan. Lâm Hỷ hơn 20 tuổi khi gả cho một cái tên là Quách Dụng, Nam Nhân, hai người có một đứa con trai, đặt tên Quách Bình An, sau lại bị người trộm đi. Lâm Hỷ bởi vậy báo nguy, đồn công an còn lưu có ngay lúc đó ký lục. Cái này tiểu hài tử vẫn luôn không có bị tìm được. Lâm Hỷ hơn 30 tuổi khi tự sát, chưa lưu lại di thư mà ở tự sát phía trước nàng vẫn chưa bị chẩn bệnh ra hoạn có bất luận cái gì vô pháp chữa khỏi bệnh tật trường phu của nàng quách dụng còn lại là ở hai năm sau tai nạn xe cộ ly thế lâm gia cùng quách gia cùng thế hệ thân thích hiện tại chỉ còn lại có quách dụng mùi mùi quách thiện mâu quách thiện mâu tuổi cùng uông trù mẫn không sai biệt mấy đều tới rồi tri thiên mệnh thời điểm bổn ứng bình tĩnh rộng rãi tiêu ngộ an lại ở nàng trong mắt nhìn đến sợ hãi bất an kinh hoảng Ngươi huynh trưởng gia tiểu hài tử mất đi sự Ngài còn nhớ rõ nhiều ít Tiêu ngộ an nhìn chầm chầm quách thiện mâu đôi mắt Quách bình an, ngài cháu trai Nghe thấy cái này tên Quách thiện mâu phản ứng có thể dùng khoa trương tới hình dung Đầy mặt nếp nhăn giống bị người dùng tay siết chặt giống nhau Ta không rõ ràng lắm Quách thiện mâu thanh âm phát trung Liên tiếp lắc đầu Ta cùng nhà bọn họ đi được không tính gần Phải không? Tiêu ngộ an nói Ngài thực khẩn trương Quách thiện mâu cứng đờ. Tiêu ngộ an đem chính mình giấy chứng nhận bãi ở quách thiện mâu trước mặt, ta là cảnh sát, ta có thể bảo hộ ngài. Quách thiện mâu hai mắt lập tức liền đỏ, nàng run rẩy mà nâng lên tay, bao trùm trụ chính mình mặt, một lát, nước mắt từ chỉ gian chảy ra. Bình an hắn, là bị lâm hỷ ẩn nấp rồi, quách thiện mâu nói, các ngươi không cần đi tìm hắn, chỉ cần hắn không bị tìm được, là có thể hảo hảo tồn tại. Tiêu ngộ an nói, nhưng lâm hỷ cùng quách dụng đã từng báo án nói quách bình an bị người trộm đi quách thiện mâu dùng sức lắc đầu đó là làm cấp người ngoài xem bình an không có bị trộm đi ta đại ca cùng tẩu tử vì bảo hộ bình an đem bình an giao cho một cái đáng tin cậy người tiêu ngộ an hỏi cái này đáng tin cậy người là ta không rõ ràng lắm tên quách thiện mâu nói chỉ biết đối phương là lâm hỷ cùng trường lâm hỷ nói đối phương nhất định có thể chiếu cố hảo chúng ta bình an chờ hết thảy đều thái bình, chúng ta lại đem bình an tiếp trở về. Lâm Hỷ chọc tới người nào mới có thể làm được đem chính mình hài tử giấu đi nông nổi, tiêu ngộ an trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng cần thiết hướng quách thiện mâu chứng thực. Quách thiện mâu cầm lấy trước mặt giấy chứng nhận, lẩm bẩm nói, cảnh sát thật sự có thể bảo hộ chúng ta này đó dân chúng sao? Có thể, tiêu ngộ an nói. Hắn ánh mắt kiên định, ngữ khí trầm ổn, vô cùng đơn giản một chữ, liền cho quách thiện mâu thật lớn dũng khí. Là sở gia, là sở lâm hùng, lão phụ tê thanh hô, là cái kia cầm thú không bằng đồ vật, hủy hoại chúng ta một nhà. Mấy chục năm trước, đông nghiệp nữ tử chức nghiệp trường học giáo hoa lâm Hỉ yêu tuổi trẻ lên lớp thay lão sư quách dụng. Quách dụng so nàng không lớn mấy tuổi, diện mạo anh Tuấn, làm người khiêm tốn, chỉ tới đại mấy tiết khóa, đã bị rất nhiều nữ học sinh sợ chú ý. Năm ấy đầu, yêu đương xa không bằng hiện tại tự do, tuy rằng đã không tồn tại lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhưng cũng rất ít có cái nào nữ hài chủ động đuổi theo ái mộ nam tử. Lâm Hỷ là cái ngoại lệ. Nàng thích quách dụng, liền theo đuổi quách dụng, đem lòng tràn đầy ái phủng cấp quách dụng xem. Lâm gia là phần tử trí thức gia đình, cùng rất nhiều cha mẹ so sánh với, Lâm phụ Lâm mẫu khai sáng đến nhiều, cho rằng nữ truy nam không phải cái gì có thất nữ tắc sự đối lâm hỷ như vậy xinh đẹp ưu tú nhiệt tình nữ hài khó được có người sẽ không hề hảo cảm nhưng ở lâm hỷ không có tốt nghiệp phía trước quách dụng trước sau cùng nàng vẫn duy trì sư sinh ứng có khoảng cách chờ đến lâm hỷ không hề là học sinh hai người mới xác định luyến ái quan hệ cùng lâm hỷ gia đình so sánh với quách gia bình thường rất nhiều cùng trong thành thị tuyệt đại đa số tầng dưới chót lao động nhân dân không có phân biệt quách dụng mùi mùi quách thiện mâu cùng lâm hỷ quan hệ thực hảo ca tẩu còn không có kết hôn khi quách thiện mâu liền lặng lẽ hỏi lâm hỷ tỷ ngươi cùng ta ca hài tử lấy tên là gì hảo a à? lâm hỷ cười nói bình an mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài ta đối hắn chúc phúc đều là cả đời bình an hôn sau không lâu lâm hỷ sinh hạ một người nam anh thật sự đặt tên quách bình an đứa nhỏ này thành lâm quách hai nhà nhất đau lòng bảo bối năm đó nữ tính dần dần đi lên xã hội các cương vị Quách bình an mãn nửa tuổi lúc sau, Lâm Hỷ ở sở thị tập đoàn tìm phân công văn công tác. Khi đó sở thị còn không có phát triển đến bây giờ loại này quy mô, Lâm Hỷ cảm thấy cùng một cái xí nghiệp cùng trưởng thành là một chuyện rất có ý nghĩa sự. Nhưng thiên chân nàng nào biết đâu rằng, đúng là công tác này, đem nàng cùng nàng cả nhà đẩy vào vực sâu. Lâm Hỷ ở sở thị công tác trước hai năm, hết thảy gió êm sóng lặng. Sở thị ở tuổi trẻ người phụ trách sở Lâm Hùng dẫn dắt hà hát vang tiếng mạnh cơ sở không ít nữ công nhân ngầm đều ở nghị luận vị này có tài có mạo nam nhân lâm hỷ gặp qua sở lâm hùng một hồi cũng thừa nhận đối phương lớn lên tuấn tú lịch sự công tác năng lực càng là không lời gì để nói nhưng lâm hỷ chưa bao giờ tham dự các cô nương hoa si bởi vì trong nhà nàng vị kia mới là nàng trong lòng tốt nhất nam nhân biến chuyển phát sinh ở năm thứ ba lấy lâm hỷ chức vị vốn dĩ mặc kệ như thế nào cũng không có tiếp xúc sở lâm hùng cơ hội nhưng ngày đó một cái hạng mục ra vấn đề nhỏ, sở Lâm Hùng tự mình hỏi đến, vừa lúc liền đến Lâm Hỷ nơi bộ môn. Lâm Hỷ niệm thư khi là thiếu nữ xinh đẹp, tự như sáng sớm dính sương sớm hoa hồng bao, hiện giờ làm người phụ làm mẹ người, trổ mã đến càng có phong vận. Sở Lâm Hùng nhất kiến chung tình. Này lúc sau, thương trường tình trường hai tay trảo sở Lâm Hùng cư nhiên thanh tâm quả dục, hảo một trận, đem những cái đó trong mắt hắn đã trở thành dung chi tục phấn tình nhân toàn bộ đuổi đi đi toàn tâm toàn ý theo đuổi lâm hỷ lâm hỷ kinh ngạc không thôi liên tiếp tỏ vẻ chính mình đã kết hôn cự không tiếp thu sở lâm hùng theo đuổi sở lâm hùng là người nào hắn coi trọng nữ nhân không có một cái không thần phục với hắn lâm hỷ càng là cự tuyệt hắn càng là phải được đến lâm hỷ bất đắc dĩ lâm hỷ chỉ có thể từ bỏ chính mình yêu thích công tác lấy tránh né sở lâm hùng nhưng đối sở lâm hùng tới nói tìm một cái cả nhà đều ở thành phố đông nghiệp sinh hoạt nữ nhân quá dễ dàng lâm quách hai nhà bởi vì sở lâm hùng mà mất đi ngày xưa ấm áp cùng yên lặng sở lâm hùng không chỉ có liên tục quấy rầy lâm hỷ còn sự thủ đoạn làm quách dụng ném công tác thậm chí tuyên bố muốn quách bình an mệnh lâm hỷ cùng quách dụng cảnh cũng báo có thể tưởng biện pháp đều suy nghĩ vẫn là thoát khỏi không được sở lâm hùng duy nhất đường ra là cử gia rời đi thành phố đông nghiệp từ đây xa chạy cao bay sở lâm hùng liền tính lại có bản lĩnh đại khái cũng không có khả năng đuổi theo nhưng lâm gia cùng quách gia đã sớm cắm rễ ở thành phố đông nghiệp lâm hỷ cùng quách dụng nhưng thật ra có thể mang theo quách bình an đi luôn nhưng hai nhà cha mẹ làm sao bây giờ nghĩ tới nghĩ lui lâm hỷ vẫn là quyết định lưu lại nhưng mà không lâu lệnh lâm quách hai nhà bất ngờ sự đã xảy ra lâm hỷ rõ như ban ngày dưới bị sở lâm hùng cướp đi cường bạo sau lại bị giam cầm với sở gia một năm sau bị thả lại tới khi đã hình dung tiều tụy như người chết giống nhau ở sở gia nàng cấp sở lâm hùng sinh hạ một cái nam hài đặt tên sở tính lâm hỉ điên rồi có khi lại thần trí thanh tĩnh mà này một năm lâm quách hai nhà đã bị tra tấn đến không ra gì lâm phụ lâm mẫu lần lượt mất quách phụ cũng ốm đau trên giường quách dụng dốc hết sức lực chiếu cố thê tử cùng tuổi nhỏ nhi tử ngóng trong một ngày kia thê tử có thể tưởng khai, có thể hảo lên. Cùng tinh thần thất thường Lâm Hỷ so sánh với, sở Lâm Hùng mới là chân chính kẻ điên. Trước kia Lâm Hỷ chưa cho hắn sinh hạ hài tử phía trước, hắn liền uy hiếp quá muốn giết chết Quách Bình An. Hiện giờ Lâm Hỷ đã cho hắn sinh hạ nam hài, hắn đối Quách Bình An hận lại là làm trầm trọng thêm. Ngươi chỉ có thể cho ta một người sinh hài tử, sở Lâm Hùng nói, mặt khác, sinh hạ tới cũng đến chết. Lâm Hỷ có một lần thanh tỉnh lại đây, Ông Quách Bình An khóc thúc thiết, đối Quách Dũng nói, Bình An lưu tại nhà của chúng ta, một ngày nào đó sẽ bị hại chết. Qua đi hơn hai năm trải qua, đã mài đi Quách Dụng sở hữu góc cạnh. Hắn không hề tin tưởng trên thế giới này còn có công nghĩa, chỉ nghĩ bảo hộ thê nhi, cho dù là sống tạm. Nhưng chúng ta có thể đem Bình An đưa đi nơi nào, Quách Dũng nói, chúng ta có này đó thân thích, sở gia đều biết. Lâm Hỷ lắc đầu, niệm thư khi, ta có một cái muốn tốt tỉ muội mấy năm nay chúng ta sơ với liên hệ, nhưng nàng thực thiện lương, đối ta cũng thực hảo, nàng. Nàng hẳn là sẽ giúp ta. Cùng đường, Lâm Hỷ mang theo quách bình an trọng tìm được cùng trường Bạch Hồng. Bạch Hồng là sở hữu nữ học sinh trung sớm nhất kết hôn, gả cho từ nông thôn đi vào trong thành dốc sức làm tận an cường, hai người gia đình mỹ mãn hạnh phúc, có cái sau quách bình an đại không ít nhi tử. Nghe xong Lâm Hỷ mấy năm nay tao ngộ, Bạch Hồng ở cùng trường phu thương lượng lúc sau, quyết định giúp lâm hỷ cái này vội đối ngoại liền nói cái này đột nhiên xuất hiện tiểu hài tử là phía trước vẫn luôn dưỡng ở tầng an cường quê quán tiểu nhi tử lâm hỷ cùng quách bình an chia tay tự mình cấp quách bình an sửa tên kêu tần anh bởi vì bạch hồng nhi tử tên là tần hùng tần anh tần hùng vừa nghe chính là huynh đệ bạch hồng cùng lâm hỷ thương lượng hảo chờ sở lâm hùng đối lâm hỷ chán ghét nguy hiểm qua đi liền đem hài tử đưa trở về nhưng mà Lâm Hỷ cùng Quách Dụng đều không có ngao đến sở Lâm Hùng chán ghét kia một ngày. Sở Lâm Hùng tư sinh tử không ít, hắn vừa không đưa bọn họ nhận được trong nhà tới, cũng không phủ nhận bọn họ tồn tại, duy độc đối sở tính ưu ái có thêm, xưng sở tính là chính mình cháu trai, đối đại sở tính so đối chính thê sở sinh nhi tử còn muốn hảo. Mà đối Lâm Hỷ, hắn cho lại là không ngừng nghĩ tra tấn. Hắn cho rằng chính mình có thể được đến Lâm Hỷ tâm, nhưng nhiều năm dây dưa, Lâm Hỷ liền hắn hài tử đều sinh, ái vẫn cứ là quách dụng cái kia nghèo kiết hủ lậu vô dụng thư sinh. Hắn vô pháp làm Lâm Hỷ yêu hắn, liền phải làm Lâm Hỷ hận hắn. Chỉ có hận, mới cùng ái có ngang nhau trọng lượng. Rốt cuộc, ở điên khùng cùng trong thống khổ, ngày xưa nhất tươi đẹp, giáo hoa, lựa chọn tự sát, như vậy rời xa sở Lâm Hùng, cũng bỏ xuống chính mình hài tử cùng trường phu. Tự sát phía trước, Lâm Hỷ không có lại đi xem tận anh liếc mắt một cái lúc sau quách dụng chết vào tai nạn xe cộ không ai biết này khởi tai nạn xe cộ rốt cuộc là ngoại ý muốn vẫn là nhân vi lại hoặc là là đối sinh mệnh không hề lưu luyến quách dụng chủ động đi hướng cuồn cuộn dòng xe cộ thân sinh cha mẹ qua đời lúc sau quách bình an vẫn cứ lấy tần anh thân phận sinh hoạt ở tần gia bạch hồng thiện lương cùng tần an cường hàm hậu từ đầu đến cuối bọn họ đem tần anh coi như thân sinh nhi tử đối đãi rất nhiều thời điểm đối tần anh thậm chí so đối tần hùng còn hảo. Lâm Hỷ cùng quách dụng tồn tại thời điểm, bọn họ không có cấp tần anh thường hộ khẩu, bởi vì biết tương lai có một ngày, tần anh sẽ trở lại chính mình cha mẹ bên người. Sau lại Lâm Hỷ cùng quách dụng không còn nữa, hai vợ chồng không phải không có nghĩ tới cấp tần anh thường hộ khẩu, như vậy yên ổn xuống dưới, chính là nếu là thật đi thường hộ khẩu, rất có khả năng bị phát hiện, tần anh chính là nhiều năm trước bị người trộm đi quách bình an sở thì càng thêm cường đại, sở lâm hùng có càng nhiều tình nhân cùng nhi tử, hết thảy dường như trở lại nguyên lai quỷ đạo, thẳng đến 21 năm trước, 16 tuổi Tần Anh đột nhiên mất tích. Tần Anh chính là quách bình an chuyện này, Tần Thị vợ chồng vẫn luôn giữ kín như bưng, Lâm Hỷ chỉ ở thanh tỉnh khi đã nói với Quách Thiện Mâu, muốn Quách Thiện Mâu thề, tương lai chính mình nếu có cái gì bất trắc, hỗ trợ chiếu cố Quách Bình An. Tần Anh sau khi mất tích, Bạch Hồng tìm được Quách Thiện Mâu, không được mà xin lỗi. Quách thiện mâu khi đó liền đoán được, tần anh mất tích không đơn giản như vậy, nếu không Bạch Hồng sẽ không ấy nấy đến như vậy nông nổi. Nhưng lúc ấy nàng còn tưởng không rõ, tần anh trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Hỷ dặn dò thượng ở bên tai, tuổi trẻ khi cùng ca ca tẩu tẩu ở chung điểm tích phản phất liền ở ngày hôm qua, nhưng hết thảy rốt cuộc là không giống nhau. Quách thiện mâu lựa chọn trầm mặt, không hề hỏi đến bất luận cái gì cùng tần anh có quan hệ sự đem sở hữu biết đến bí mật giấu ở trong lòng, vùi đầu kinh doanh chính mình gia đình. Nhà cũ tràn ngập trầm trọng an tĩnh, năm xưa oan khuất trùng trùng điệp điệp mà áp xuống tới, không cam lòng cùng thống khổ dường như có thực chất, bao trùm ở lão nhân trên người. Nàng mí mắt cơ hội che khuất trong mắt sở hữu ánh sáng, đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, dùng sức đến căng bình những cái đó gà da nếp nhăn. Bọn họ cho rằng sở lâm hùng không biết bình an ở nơi nào, kỳ thật sở lâm hùng cái gì đều biết, dây lát, Quách Thiện Mâu chà lau nước mắt, chậm rãi nói: "Chúng ta này đó tiểu dân chúng, có chuyện gì có thể giấu giếm được Sở Lâm Hùng a, à? hắn chỉ là không có trực tiếp đối bình an động thủ mà thôi. Ta cũng là già rồi, mới hiểu được đạo lý này." Sở Lâm Hùng sáng sớm liền biết tầng anh thân phận, Tiêu Ngộ An cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, kia hắn cũng rõ ràng, người biết bí mật này. Quách Thiện Mâu phát trung: "Là trước kia ta, Lâm Hỉ, ta ca đều còn trẻ." chúng ta đem bình an giấu đi là bởi vì sợ hãi sở lâm hùng thương tổn bình an rốt cuộc sở lâm hùng cái loại này người chuyện gì đều làm được ra tới mà chúng ta chúng ta không có năng lực phản kháng chúng ta chỉ có thể trốn sau lại bọn họ đều đi rồi ta bắt đầu ý thức được sở lâm hùng biết bình an ở bạch hồng trong nhà nhưng vẫn không có động thủ là bởi vì như là nói không được nữa quách thiện mau gục đầu xuống nặng nề mà thở dài là bởi vì sở tính sinh ra liền hoạn có bệnh tim, tiêu ngộ an nói, sở lâm hùng có lẽ trước nay liền không có nghĩ tới giết chết quách bình an, đương sở tính bệnh phát triển đến cần thiết tiến hành trái tim nhổ trong trình độ, quách bình an, sở tính cùng mẹ khác cha ca ca, sẽ là tốt nhất cung thể. Quách thiện mau lau nước mắt, tiểu biên độ gật đầu, lâm hỉ cho ta nói qua, sở tính trái tim có vấn đề, khi đó chúng ta không biết, sở lâm hùng đã sớm theo dõi bình an trái tim. Bình an sau khi mất tích, ta một lần cho rằng bình an bị sở lâm hùng chọc tới cấp sở tính làm phẫu thuật ta đi khắp thành phố đông nghiệp bệnh viện đều không có nghe được chút nào tin tức nhưng thật ra từ một cái bác sĩ chỗ biết được không phải sở hữu bệnh tim người đều thích hợp làm nhổ trồng giải phẫu sẽ làm cái này giải phẫu đều là mặt khác trị liệu phương thức đã không được việc khi ta đoán sở tính bệnh phát triển không được nhanh như vậy bình an hẳn là không có dừng ở sở lâm hùng trên tay kia mất tích liền mất tích đi đi được rất xa không bao giờ phải về tới, không bao giờ muốn xuất hiện Lão nhân hy vọng cuối cùng thất bại Sở Lâm Hùng có thể ở quách bình an bị trộm đi khi tìm được Tần Anh Cũng có thể ở Tần Anh mất tích sau tỏa định Bạch Anh Bất đồng chỉ ở chỗ sở hao phí tinh lực cùng thời gian Tần Hùng ở Kiền Nguyệt Sơn đem Tần Anh đẩy lạc huyền nhai Đây là sở Lâm Hùng ngoại ý liệu nhạc đềm Sở tính bệnh còn không có phát triển đến cần thiết làm nhổ trồng giải phẫu nông nổi Tình huống tốt lời nói có lẽ cả đời này đều không cần làm kia đoạn mệnh, nhổ trọng giải phẫu. Nhưng sở Lâm Hùng không dám thiếu cảnh giác, Tần Anh nếu đã chết, hắn muốn gặp đến thi thể, Tần Anh nếu còn sống, liền vĩnh viễn là sở tính cung thể. Chuyện phát sinh phía sau, Quách Thiện Mâu đã không biết, cho đến ngày nay, nàng còn tin tưởng nàng kia số khổ cháu trai sống ở một cái nàng không biết địa phương, tự như nàng chính mình hài tử giống nhau, có tên người nhà, quá bình phàm sinh hoạt. Tiêu Ngộ An nói cho nàng, cảnh sát nhất định sẽ điều tra rõ năm đó chân tướng nạn lão lệ tung hoành nắm tiêu ngộ an tay không được nói cảm ơn cảm ơn quách thiện mâu bị làm mấu chốt nhân chứng bị cảnh sát bảo vệ lại tới nàng đối sở lâm hùng lên án thanh thanh huyết lệ phát ra từ phế phủ chính là tổ trọng án hiện tại cần thiết làm lại không phải đem sở lâm hùng đem ra công lý mà là giống bảo hộ quách thiện mâu giống nhau bảo hộ sở lâm hùng cùng sở tính có nhân vi tần anh báo thù Người này cuối cùng mục tiêu hoặc là là sở lâm hùng, hoặc là là sở tính. Sở lâm hùng hiện tại trên danh nghĩa vẫn là sở thị tập đoàn chủ tịch, nhưng đã không còn hỏi đến tập đoàn sự vụ, chỉ có ở một ít quan trọng trường hợp mới có thể hiện thân, trước mắt ở sở thị chủ sự chính là sở khánh. Sở thị bên trong vẫn luôn có nghe đồn nói, sở lâm hùng cũng không phải chủ động đem quyền lực giao cho sở khánh trong tay, mà là dần dần bị này tâm tư sâu nặng kẻ tới sau hư cấu, giam lỏng. Sở Lâm Hùng cuối cùng một lần xuất hiện ở công chúng trong tầm nhìn vẫn là ở năm nay thượng nửa năm, từ nay về sau vẫn luôn tại vị với ngoại ô nam tuyền trang viên tỉnh dưỡng. Tiêu ngộ an nhìn nằm ở trên giường đầu bạc lão nhân, rất khó đem đối phương cùng cái kia oai phong một cõi thương giới kỳ tài, cái kia phát rồ kẻ điên liên hệ ở bên nhau. Người một khi già nua, liền thành kẻ yếu, dễ dàng bị chính mình nhi tử cướp đi quyền lực, bị ốm đau tra tấn thân thể. Sở lâm hùng cả đời cường hãn, làm nhiều việc ác, này chỉ sợ là hắn lần đầu thể hội thân là kẻ yếu bị người khác đạp lên dưới chân đau khổ cảnh sát sở lâm hùng cố sức mà chống thân thể thanh âm rất là khàn khàn nhưng ngữ khí giang như cũ tràn ngập nùng liệt coi khinh ta nhất không sợ chính là cảnh sát cảnh sát có thể làm khó dễ được ta nói đi lần này lại nghĩ đến điều tra ta cái gì tiêu ngộ an bình tĩnh mà nhìn xuống sở lâm hùng nói ra ba chữ quách bình an Sở Lâm Hùng biểu tình đột nhiên thay đổi, ba giây đồng hồ sau cứng họng nói, người nói ai? Quách Bình An, Tiêu Ngộ An cắn tự rõ ràng, từ trong miệng hắn phun ra mỗi một cái tên, đều nói năng có khí phách, Lâm hỉ, Quách Dụng. Sở Lâm Hùng đã ngồi dậy, nửa dương miệng, lại chưa phát ra âm thanh. Tiêu Ngộ An lại là từ hắn trong mắt nhìn ra một tia ấy nấy. Nguyên lai ác ma tới rồi dầu hết đèn tắt là lúc, cũng sẽ sám hối qua đi đã làm sự nhưng loại này sám hối có ích lợi gì đâu. Xem ra ngươi còn nhớ rõ bọn họ, Tiêu Ngộ An nói, Quách Bình An, Tần Anh, Bạch Anh, 7 năm trước, là thủ hạ của ngươi thu mua tỉnh lịch nhà giam số hai cảnh ngục cung quốc chân, từ trên tay hắn được đến phạm nhân Bạch Anh. Sau đó Bạch Anh bị các ngươi đưa hướng bê quốc, ở nơi đó, ngươi tư sinh tử sở tính, được đến Bạch Anh trái tim. Ngắn mũi trầm mặt sau, sở lâm hùng nói, nói hưu nói vượng ngươi có thể cho rằng ta là nói hưu nói vượng nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ta vì cái gì hiện tại chạy tới tìm ngươi nói hưu nói vượng tiêu ngộ an nói gặp ngươi một mặt không dễ dàng a à sở lão tiên sinh con của ngươi sở khánh cho chúng ta thiết trí không ít chướng ngại nghe được sở khánh hai chữ sở lâm hùng trên mặt không chút nào che lấp mà lộ ra chán ghét ghen ghét biểu tình tự như một con tuổi già lan vương không thể không đem vương tọa thoái vị với tuổi trẻ mà cường hãng người thừa kế cái kia hỗn trướng Sở Lâm Hùng nói. Tiêu Ngộ An nói, ta tới gặp ngươi, một nửa là bởi vì có người hướng cảnh sát tố giác ngươi rất nhiều hành vi phạm tội, một nửa là. Sở Lâm Hùng dùng hừ lạnh đánh gãy, tố giác hành vi phạm tội. Nghe ta nói xong, Tiêu Ngộ An cũng không nghiêm túc, thanh tuyến lại ẩn ẩn gọi người phát lạnh, một nửa là bởi vì có người muốn động ngươi bảo bối nhi tử. Sở Lâm Hùng mặt già vừa nhíu, trong mắt lúc này mới lộ ra thuộc về thương nhân tinh quang. Vài thập niên trước, ngươi khiến cho Lâm Hỷ vì ngươi sinh hạ hai tử, lúc sau bước điên rồi nàng, hủy diệt nàng gia đình, này đó ngươi có thể không thừa nhận, cảnh sát xác thật rất khó tìm đến chứng cứ. Bất quá, tiêu ngộ an một đốn, bảy năm trước, ngươi thông qua cung quốc chân, mang đi phạm nhân Bạch Anh, lấy đi hắn trái tim, nhổ trồng cấp sở tính, chúng ta thực mau là có thể được đến chứng cứ. Sở Lâm Hùng cảnh giác nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta tới, tự nhiên không phải làm ngươi chủ động cung cấp chứng cứ, tra án là chúng ta cảnh sát công tác, tiêu ngộ an nói, ta là tưởng nhắc nhở ngươi, có người từ hai năm trước khởi, liền ở vì quách bình an báo thù. Cung quốc chân đã chết, làm quách bình an gánh tội thay bỏ tù tàu phong hòe cũng đã chết, không lâu trước đây, liền quách bình an cái kia trên danh nghĩa ca ca tần hùng, cũng đã chết. Bọn họ đều là thương tổn quá quách bình an người, kia cuối cùng cướp đi quách bình an tánh mạng sở tính, có thể hay không may mắn thoát khỏi đâu. Từ bị sở khánh như tầm ăn lên quyền lực, bị lấy tỉnh dưỡng danh nghĩa, trục xuất, đến nơi đây, sở lâm hùng liền đánh mất cùng ngoại giới câu thông con đường, ngay cả thấy sở tính một mặt, cũng là khó càng thêm khó. Nhìn bỗng nhiên thất thố sở lâm hùng, tiêu ngộ an nói, ta yêu cầu ngươi phối hợp, hiệp trợ cảnh sát tìm được cái này vì quách bình an báo thu người. Sở lâm hùng nửa ngày không nói chuyện, đầu tiên là nhìn chầm chầm tiêu ngộ an đôi mắt, sau lại nhìn về phía địa phương khác, cuối cùng cười gượng nói, ngươi là tưởng lừa gạt ta thừa nhận ta không có đã làm sự. Tiêu Ngộ An cười nói, ta là vì làm con của ngươi sợ tính, miễn với trở thành kẻ báo thù tiếp theo cái đau hạ quỷ. Thời gian phản phất đình trệ, càng thêm thô nặng tiếng hít thở ở trong không khí phá khai. Tiêu Ngộ An bất động thanh sắc, mà Sở Lâm Hùng dần dần duy trì không được thể diện, run thanh hỏi, người kia, người kia sau lại giết như vậy nhiều người? tiêu ngộ an nói người kia người sáng sớm liền biết hắn thật lâu sau sở lâm hùng thở dài một tiếng rốt cuộc nói bê quốc quy e đại học có cái tên là trì minh nhạc giáo thụ bốn năm trước từ bệnh viện trên lầu nhảy xuống tới đã chết tiêu ngộ an nhướng mày trì minh nhạc Tỉnh lịch thì cục cấp kiều ứng gửi hàng tết người rất có khả năng chính là vì tầng anh báo thù người nhưng là tỏa định thân phận của người này lại là một vấn đề khó khăn không nhỏ một là trả tiền phương là cái ngoại cảnh tài khoản Nhị là mắc nợ hộ gần nhất 4 năm không còn có ở bất luận cái gì điện thương ngôi cao tiến hành quá giao dịch Muốn tra người này, chính quy con đường đương nhiên là tìm kiếm quốc tế hợp tác Nhưng một khi làm như vậy, liền vô pháp tránh cho tốn thời gian trường, hiệu suất thấp vấn đề Thẩm tâm vốn định đem nhiệm vụ giao cho tin tức chiến tiểu tổ Lại kịp thời nhận được liễu chí tầng điện thoại Đội hành động đặc biệt ở tỉnh Hàm Tra Án Liễu Chí Tần tuy rằng đang ở Lạc Thành, nhưng cũng rõ ràng phát sinh ở cùng tỉnh Hồng Thành Án Tử, cùng thẩm tầm một phen câu thông, chủ động ông qua trên mạng nhiệm vụ. Mà ở chưa điều tra rõ gửi đưa hàng Tết giả thân phận phía trước, Minh Thứ ở tinh tế bài tra trung biết được, Tần Anh có đoạn thời gian ham thích học tập tiếng Anh, đã từng cùng một học sinh học quá khá dài một đoạn thời gian. Là có như vậy một người, nhưng hắn không được chúng ta nơi này, Kiều ứng nói, so a à anh tuổi còn nhỏ, là cái mới vừa cao trung tốt nghiệp học sinh. Khi trận A Anh cùng ta nói rồi, hắn tham gia xã khu tiếng Anh học tập ban, lão sư đều là sinh viên học sinh trung học, nghĩa vụ dạy bọn họ học tiếng Anh. Cái kia học sinh cùng A Anh quan hệ không tồi, còn tới nhà của chúng ta ăn cơm xong. Minh Thứ hỏi, ngài còn nhớ rõ hắn tên gọi là gì sao? Kiều ứng suy nghĩ hồi lâu, A Anh kêu hắn tiểu y. Minh Thứ truy vấn, là cái nào y? Ta không biết, Kiều ứng lắc đầu, khóe môi lại nắm từ ái cười, ánh mắt từ minh thứ trên người lướt qua, nhìn địa phương khác, dường như thấy được hắn tưởng niệm hai tử. À anh lão cho ta nói, hắn không niệm quá thư, không văn hóa, nhất hâm mộ những cái đó tri thức uyên bác người. Hắn công tác rất mệt, nhưng từ xã khu làm học tập ban, hắn liền bớt thời giờ đi đi học, học xong, còn phải về tới dạy ta nói tiếng Anh. Minh Thứ không đành lòng đánh gãy kiều ứng, lại vẫn là hỏi, Ngài nơi này có bạch anh lúc trước giáo tài hoặc là luyện tập sách sao? có, a à anh đồ vật, ta toàn bộ lưu trữ, kiều ứng tìm tới tam bổn cũ sư tiếng anh thư, còn có, ngươi trước nhìn, ta tiếp tục đi lấy. tiếng anh thư đều là sơ trung sách giáo khoa, minh thư nhanh chóng lật xem, ở mặt trên thấy được bất đồng tên cùng bất đồng chữ viết, xem ra đều là sơ cần hen thư. kiều ứng lại tìm mấy quyển thư ra tới, này đó thư hiển nhiên đến từ bất đồng học sinh trung học nhưng mỗi một quyển đều có tương đồng bút tích, đối lập tầng anh nô tê bốc là có thể nhìn ra, đó là tầng anh bút tích. Nhưng trừ ra này đó bút tích, rất nhiều thư thượng còn có một loại khác bút tích. Có thể ở tầng anh thư thượng viết họa, đại khái xuất là tầng anh lão sư, rất có thể chính là kiều ứng theo như lời tiểu y. Phố một Minh xã khu học tập ban chỉ làm không đến 2 năm, hiện tại xã khu hoạt động thất đã bị cải tạo thành lão niên tiệm mạc trượt minh thứ tìm được năm đó quản lý học tập ban tổ dân phố can sự đối phương phí rất lớn công phu mới tìm được lão sư danh sách các ngươi tra cái này làm gì nha đều là phụ cận học sinh trung học sinh viên can sự môi không ngừng chạm vào lải nhải bọn họ tổng không có khả năng là người xấu đi minh thứ quét kia một chuỗi danh sách tìm kiếm tên có y người bỗng nhiên hắn giữa mày buộc chặt ánh mắt định trú ở trang giấy phía dưới một cái tên thượng lạc diệt đây là một cái đăng ký bổn, từ bút tích tới xem, sở hữu tên đều là cùng cá nhân viết đi lên, viết sai tên là thường có sự. Minh thương nghĩ tới sở khám tâm lý và chữa bệnh Cửu Lâm lạc diệt. Ở điều tra thượng một cọc án tử khi, cảnh sát từng hoài nghi quá lạc diệt, cũng đối lạc diệt tiến hành quá điều tra, biết được này là sở khám tâm lý và chữa bệnh Cửu Lâm có danh tiếng nhất bác sĩ tâm lý, học thức phong phú, độc thân, từng phó hải ngoại lưu học, 4 năm trước về nước bốn năm trước về nước. Minh Thứ ánh mắt tiện thâm, cái kia cấp kiều ứng gửi đưa hàng Tết người là ở bốn năm trước không hề gửi hàng Tết. Lúc ấy hắn liền suy đoán, đó là bởi vì đối phương đã về nước. Ở quốc nội, giao dịch tin tức dễ dàng bị tỏa định, đối phương lo lắng bại lộ thân phận, lúc này mới không hề gửi hàng Tết. Sở sáng bị nghi ngờ có liên quan mưu sát, phi pháp giam cầm một án, sở sáng xưng lạc diệt có thể vì chính mình cung cấp tinh thần giám định chứng minh sau lại lại cắn định lạc diệt không sạch sẽ, mà lạc diệt xác thật cùng sở sáng có nào đó quan hệ. Từ sở sáng lời chứng phân tích, hẳn là lạc diệt chủ động tìm được sở sáng, tiếp cận sở sáng. Một cái có thể diện công tác cùng sau so cao xã hội địa vị chuyên gia tâm lý, vì cái gì sẽ cùng sở sáng loại nhân tra này hỗn đến một đường. Lạc diệt mục đích là cái gì? Minh Thứ đã từng nghĩ tới, lạc diệt tiếp cận sở sáng, có lẽ là tưởng thông qua sở sáng, leo lên sở khánh. Bởi vì ở sở thị nội đấu trung, sở sáng vẫn luôn thuộc về sở khánh một hệ, kết giao sở sáng, tương lai liền có cơ hội tiếp xúc sở khánh. Đến nỗi lạc diệt leo lên sở khánh lúc sau muốn làm cái gì, vậy không thể hiểu hết. Nhưng hiện tại, Minh Thứ rốt cuộc đem một đám tên xuyến tới rồi cùng nhau. Nếu trên giấy lạc diệt chính là lạc diệt, khi hắn tiếp cận sở sáng, leo lên sở khánh cùng với sở khánh trợ lý thủy huân, chính là vì thâm nhập sở gia, vì tần anh báo thù cái này lạc diệt, ngươi có ấn tượng sao? Minh thứ chỉ vào trên giấy tên hỏi, ta nhìn xem, can sự đem vỡ lấy qua đi, nhiễu mày nhìn nửa ngày, gật đầu, có. lúc ấy hắn trả lại cho ta nói, đem tên của hắn viết sai rồi, không phải cái này lạc, là... là mã tự bên cái kia lạc. Là... chúng ta làm cái kia tiếng anh học tập ban kỳ thật thực thủy, nghiêm túc nghe giảng không mấy cái, học sinh không nghiêm túc, lão sư đương nhiên cũng sẽ không đa dụng tâm, can sự nhớ lại năm đó tình hình người tình nguyện tuyệt đại bộ phận đều là sinh viên không cầu khác liền đồ chúng ta cấp cái một cái xã hội thực tiễn vẫn là thực tập gì đó chương hồi trường học hảo báo cáo kết quả công tác cái này lạc diệt a còn không có niệm đại học đâu nhân gia là thành phố trọng điểm trung học cao tài sinh tốt nghiệp cấp 3, qua lại tặng xã hội là sở hữu tiểu lão sư bên trong đi học nhất tích cực so với kia chút sinh viên ưu tú nhiều chúng ta này đó lão gia hỏa nhàn tới sau khi nghe ngóng Mới biết được nhân gia thư thông báo trúng tuyển sớm xuống dưới, là thủ đô tốt nhất đại học đâu. Dựa vào tổ dân phố cấp ra manh mối, Minh Thứ tìm được thành phố tỉnh Lịch thứ 9 trung học. Rất nhiều trong thành thị, tốt nhất trung học kêu nhất trung, nhưng thành phố tỉnh Lịch thầy giáo lực lượng nhất Hùng Hậu chính là cửu trung. Bất quá cái này, Hùng Hậu cũng chỉ là cùng thì nội mặt khác trung học so sánh với ở toàn bộ tỉnh Châu, tỉnh Lịch cửu trung nhiều lắm có thể xếp hạng giữa dòng mỗi năm có thể thượng trọng bổn tuyến học sinh không ít, nhưng thi đậu xếp hạng trước năm tên giáo lại thiếu chi lại thiếu. Hiện nay đúng là cao tam niên cấp lao tới giai đoạn, ở cao tam chuyên dụng lâu ngoại, dốc lòng tường, thường, Minh thứ thấy được lạc diệt ảnh chụp. Lạc diệt hiện tại đã qua tuổi 30, mà trên ảnh chụp nam hài vẫn là thiếu niên, mảnh khảnh, tái nhợt, hai mắt sáng ngời thả chuyên chú. Mặc dù qua đi như vậy nhiều năm, hắn vẫn cứ là trường học này kiêu ngạo, cổ vũ một đám lại một đám học sinh nhưng hắn vô cùng có khả năng là một người hung tàn đến cực điểm liên hoàn hung thủ biết được cảnh sát tới hỏi thăm đắc ý môn sinh quá khứ lạc diệt chủ nhiệm lớp lo lắng sốt ruột kia hài tử không phải là xảy ra chuyện gì đi ta nghe nói hắn đi bê quốc niệm thư minh thứ đã xem qua học tịch hồ sơ biết được lạc diệt đều không phải là thành phố tỉnh lịch người địa phương cao tam tài chuyển tới tỉnh lịch cửu trung Chủ nhiệm lớp là cái mang xong lần này cao tam sinh liền phải về hưu giáo viên già, tuy rằng lo lắng lạc diệt, nhưng cũng không quá nhiều hỏi thăm. Minh thứ từ nàng nơi này hiểu biết đến tình huống là, Lạc Diệt cha mẹ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền ly dị, hai người đều không muốn nuôi nấng Lạc Diệt, Lạc Diệt đi theo bà ngoại sinh hoạt. Lạc Diệt niệm cao trung lúc sau, bà ngoại thân thể liền rất kém, luôn sinh bệnh nằm viện, vì chiếu cố bà ngoại, Lạc Diệt tạm nghỉ học 2 năm, dùng làm công tiền cấp bà ngoại chữa bệnh. Đáng tiếc bà ngoại vẫn là không có thể cố nhìn qua Ở Lạc Diệt 18 tuổi thời điểm qua đời Cấp bà ngoại hạ tán lúc sau Lạc Diệt đi vào tỉnh lịch cửu trung Ấn trường học quy định Vốn dĩ hẳn là học lại một năm Nhưng Lạc Diệt thật sự ưu tú Giáo lãnh đạo tự mình vì hắn bật đèn xanh Hắn lúc này mới có thể tiến vào cao tam thực nghiệm ban Một năm sau Lạc Diệt không phụ sự mong đợi của mọi người Lấy toàn tỉnh tiền 10 thành tích Thi đậu thủ đô tối cao học phủ này sang cửu trung ký lục, cho tới bây giờ, cửu trung cũng không có lại ra một cái so lạc diệt càng ưu tú học sinh. Bên kia, thẩm tầm nhận được liễu chí tần từ lạc thành đánh tới điện thoại. Giao dịch sử dụng thịt gà, ván cầu, nhưng không phức tạp, sau lưng người thao tác là cái tay mới hacker. Giao dịch tài khoản, liên hệ thẻ ngân hàng thuộc về một cái Nhật Bản người, tên là Konto Katsuya, liễu chí tần nói. Bất quá ta không cho rằng cái này Nhật Bản người là các ngươi lần này cần tìm hiềm nghi người hắn 10 năm trước cũng đã định cư bê quốc, chưa bao giờ đã tới quốc gia của ta. Thẩm tâm nói, đó chính là ván cầu trung ván cầu, hình người thịt gà. Chật liễu chí tần cười nói, hình người thịt gà, mệt ngươi nghĩ ra. Cái này con tô các suy bối cảnh ta nhiều tra xét một ít, hắn đã từng ở bê quốc quy e đại học liền độc, ra sức học hành chính là tâm lý học phạm tội. Con tô các suy không có nhận thức kiều ứng, tần anh con đường, như vậy hắn sẽ cho kiều ứng gửi hàng tết tất nhiên là có người thỉnh hắn hỗ trợ gửi hàng tết là nhiều bình thường hành vi không cần phải che che giấu giấu bọn họ lại dùng thịt gà cho ta thiết nhiều như vậy chướng ngại sợ bị tra sợ bị thăm dò thân phận thật sự kia này hàng tết liền có quỷ chân chính cấp kiều ứng gửi hàng tết người có thể là côn tô các suy a một cái quan hệ thân mật bằng hữu thành phố đông nghiệp sợ khám tâm lý và chữa bệnh cửu lâm bác sĩ lạc trợ lý đẩy ra lạc diệt văn phòng lại không ở bên trong thấy lạc diệt kỳ quái đi nơi nào trợ lý nhìn nhìn thời gian giữa mày lo lắng mà nhăn lại bác sĩ lạc từ trước đến nay thủ khi mặc kệ là ở cửu lâm vẫn là đi đối diện đại học y khoa cấp học sinh đi học chưa từng có xuất hiện quá đến trễ tình huống mà hiện tại liên người bệnh hẹn trước thời gian đã qua đi 10 phút bác sĩ lạc thế nhưng còn không có xuất hiện điện thoại cũng ở vào tắt máy trạng thái Ngươi hôm nay gặp qua bác sĩ lạc sao? Trợ lý thối lui đến ngoài cửa, hỏi trùng hợp trải qua quầy tiếp tân, ta liên hệ không thường bác sĩ lạc, hắn có hay không cùng ngươi đã nói hôm nay có việc không tới? Đối phương lắc đầu, bác sĩ lạc liền tính muốn xin nghỉ, cũng sẽ không cùng ta nói a. À. Trợ lý đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, không có biện pháp khác, chỉ phải tiếp tục cấp lạc diệt gọi điện thoại. Đúng lúc này, tổ trọng án đội viên đẩy ra sở khám tâm lý và chữa bệnh cửu lâm đại môn các ngươi trợ lý kinh ngạc theo bản năng liền đem điện thoại cắt đứt hình cảnh đi vào cửu lâm đã không phải lần đầu trợ lý thậm chí nhớ rõ phương viễn hàng gương mặt kia lạc diệt đâu phương viễn hàng chú ý tới trợ lý bỗng nhiên giấu ở phía sau tay các ngươi tìm bác sĩ lạc trợ lý nói hắn hắn không ở nơi này ta cũng ở tìm hắn a à, vẫn là lần trước kia sự kiện không đều đã giải quyết sao không ở ở chạy tới sở khám tâm lý và chữa bệnh Cửu Lâm trên đường, Phương Viễn Hàn cũng đã ở điện thoại trung biết được Lạc Diệt không ở trong nhà. Người cuối cùng một lần nhìn đến Lạc Diệt, hoặc là cùng hắn lấy được liên hệ là khi nào, Phương Viễn Hàn hỏi. Trợ lý suy nghĩ nửa ngày, ngày hôm qua buổi chiều bác sĩ Lạc ở đại học y khoa có cái tọa đàm, ta bồi hắn qua đi, tọa đàm kết thúc ước chừng là 4 điểm tới chung, ta một người trở về, 4 điểm lúc sau bác sĩ Lạc đi nơi nào, này ta liền không rõ ràng lắm thành phố tỉnh lịch, tiếu đầm, tiệm cơm, cà phê. Nam nhân ngồi ở một gian cũng không rộng mở phòng, sạch sẽ trên bàn cơm chỉnh tề bày hai phó bộ đồ ăn. Hắn quần áo khéo léo, màu đen trường khoảng áo khoác cởi ra, treo ở một bên trên giá áo. Ghế lô nội mấy sự sung túc, hắn ăn mặc màu xám đậm áo lông, nghiêm túc mà lật xem thực đơn. Một tờ một tờ, như là đang ở buồn rầu rốt cuộc hẳn là điểm cái gì. Lúc này đều không phải là cơm điểm, đại sảnh chỉ có một bạn khách nhân đang ở dùng cơm. Người phục vụ đứng ở nam nhân bên người, thường thường lộ ra bực bội biểu tình, trong lòng phun tào nói, điểm cái đồ ăn mà thôi, như thế nào như vậy chậm. Nam nhân như là căn bản không có chú ý tới người phục vụ không vui, tiếp tục nhìn thực đơn thượng bị phê đến tự như tác phẩm nghệ thuật hình ảnh. Người phục vụ rốt cuộc nhìn không được, lạnh giọng khí lạnh mà nói, ngài xem hảo kêu ta. Ân, nam nhân nhàn nhạt mà lên tiếng, liền dư quan đều không có nâng lên tới người phục vụ đi đến ghế lô ngoại cùng mặt khác hai gã người phục vụ cùng nhau đối năm nhân chỉ chỉ trỏ trỏ ăn mặc tốt như vậy vừa thấy chính là cái có tiền tinh anh như thế nào gọi món ăn như vậy bà mụ đâu sợ không phải ở tín đồ ăn tiền đi càng là có tiền người càng ái tính toán tỉ mỉ không thể nào ta vừa rồi hỏi hắn mấy người hắn nói hai người nhìn dáng vẻ là cùng người hẹn hò a à? tính đồ ăn tiền còn ước cái gì sẽ xác định vững chắc bị ghét bỏ ở nói thầm cái gì thờ cả hô không có việc gì liền đi xem khách nhân có cái gì yêu cầu trần tỷ người phục vụ cật nhã ta lập tức liền đi bị gọi là trần tỷ thờ cả cảnh cáo nói thái độ phóng đoan chính chút ta nơi này là chính quy quán ăn thường một lão bản mặc kệ các ngươi ta quản người phục vụ nhóm bẹp miệng đi rồi Tiếu đàm tiệm cơm cà phê khai trương 3 tháng Sinh ý còn không có có thể hoàn toàn làm lên Nơi này trước kia mở ra chính là một nhà tiệm lẩu Sau lại tiệm lẩu lão bản không làm Đem cửa hàng chuyển cấp hiện tại lão bản Người phục vụ phần lớn không đổi Vẫn là tiệm lẩu người phục vụ Nơi này phồn hoa, lượng người đại Trước kia còn khai quá tiệm trà sữa Võng hồng ăn vặt quán 12 năm trước tắt mở ra thành phố tỉnh lịch đại danh đỉnh đỉnh Hồng Trang hải sản nhà ăn bất quá theo thành thì cải tạo tiến hành hải sản nhà ăn đã sớm bị hủy đi tiếu đàm hiện tại phòng ở là hai năm trước mới cái nam nhân rốt cuộc xem xong rồi thực đơn gọi tới người phục vụ gọi món ăn người phục vụ không tình nguyện mà ký lục trên mặt kinh ngạc càng ngày càng dày đặc tiên sinh ngài đã đem chúng ta nơi này đồ ăn toàn điểm xong rồi hai người mà thôi căn bản ăn không hết nhiều như vậy nam nhân ngẩng đầu có này đó đồ ăn không thể thượng sao này đảo không phải người phục vụ nhìn nhìn trên bàn chén đũa ta đây lại cùng ngài xác nhận một chút ngài là hai vị nam nhân gật đầu đúng vậy hai vị nói không cần điểm nhiều như vậy người phục vụ nói nhiều cũng là lãng phí không quan hệ nam nhân khép lại thực đơn thượng là được mắt thấy có thể nghỉ ngơi bởi vì nam nhân điểm thực đơn thượng sở hữu đồ ăn phòng bếp lại lần nữa công việc lưu bù lên không lâu đồ ăn bắt đầu thượng bàn nam nhân không có động chiếc đũa ý tứ chỉ là ngồi ở một bên nhìn người phục vụ nhìn không được lại lần nữa hỏi tiên sinh ngài bằng hữu khi nào đến đâu nam nhân nói bằng hữu là cái dạng này người phục vụ nói nếu còn phải chờ một lát chúng ta liền không vội mà thượng đồ ăn có đồ ăn lạnh hương vị liền không hảo nam nhân mỉm cười làm tốt liền bưng lên đi chính là người phục vụ còn tưởng giải thích lại bị nam nhân đánh gãy chỉ có ta một người bàn tròn đã bãi mãn đồ ăn nam nhân lại một ngụm đều không có hưởng qua đồ ăn bưng lên là cái dạng gì hiện tại vẫn là cái dạng gì bởi vậy cũng không thể triệt bàn người phục vụ thầm nghĩ này thật là cái quái nhân trên tay buộc lòng phải ghế lô thêm bàn đem dư lại đồ ăn bãi ở khác thêm trên bàn cuối cùng một đạo đồ ăn thượng bàn người phục vụ lưu lại một câu tiên sinh ngài chậm dùng liền lui đi ra ngoài. Ghế lô tức khắc trở nên an tĩnh, chỉ còn lại thức ăn mùi hương. Nam nhân đứng dậy, nhìn này một phòng đồ ăn, hồi lâu, buồn bã mà thở dài. Thật lâu trước kia, có người nói với hắn, tiểu diệt, ăn tết ngươi sẽ trở về đi. Đến lúc đó ta thỉnh ngươi đi, hồng trang tăng cơm, điểm tràn đầy một bàn đồ ăn. Cái kia ôn hòa đến gần như yếu đuối người, cái kia chịu đựng không ngừng nghĩ cực khổ lại trước sau thiện lương người, đã sớm không ở trên thế giới này. Nam nhân lui về phía sau vài bước, dựa vào ven tường, tháo súng mắt kính, nhéo nhéo giữa mày. Trước mắt có chút mơ hồ, dường như đương hình ảnh lại lần nữa rõ ràng khi tiếu đàm đem không hề là tiếu đàm, mà là năm đó khách nhân ngồi đầy hồng trang. 14 năm trước, vì làm bệnh nặng bà ngoại được đến càng tốt trị liệu, lạc diệt xử lý tạm nghỉ học, từ gian thúc trấn đi vào thành phố tỉnh Lịch, bà ngoại ở tại bệnh viện, hắn ở bệnh viện bên ngoài thuê một trương chiếu một trương chăn mỗi ngày buổi tối cùng rất nhiều người nhà giống nhau ngủ ở không bá thượng cha mẹ ly dị một cái đã sớm chẳng biết đi đâu một cái ở vùng duyên hải không chịu trở về cũng không chịu gửi tiền trong nhà tích tụ đã hoa đến không sai biệt lắm lạc diệt một ngày đánh hai phân công một phần là ở công trường cho người ta dọn tài liệu tiền lương ngày kết một phần là ở hộp đêm đương người phục vụ hai phân tiền lương thêm lên kỳ thật cũng gánh nặng không được sang quý tiền thuốc men. Bà ngoại hai mắt đẫm lệ, mấy độ muốn tìm chết. Lạc Diệt nắm bà ngoại tay, khẩn thiết mà thỉnh cầu, ngài khiến cho ta tận một phần hiếu đi. Bà ngoại sinh bệnh phía trước, Lạc Diệt tuy rằng cũng đánh quá công, nhưng chưa từng có đã làm cường độ như thế đại công tác. Có một lần ở công trường thượng thật sự là chịu đựng không nổi, bị một cái so với hắn trắng chắc không bao nhiêu năm nhân đỡ lấy. Người nọ tên là Bạch Anh, toàn thân là hãng, nhìn qua thực dơ đương nhiên chính hắn cũng đầy người bụi đất bạch anh thấy hắn hướng đầu nhi xin nghỉ đưa hắn đi xã khu phòng khám bận trước bận sau chậm trễ công tác không nói còn cho hắn lót khám bệnh truyền dịch tiền như vậy tiểu liền ra tới làm công a bạch anh bưng tới trong nhà làm tốt đồ ăn tới bệnh nhân muốn ăn nhiều một chút lạc diệt vốn dĩ ngượng ngùng tiếp lại bị bạch anh nhét vào trong tay đều là nhân viên tạp vụ đừng cùng ta khách khí Ngươi như thế nào cũng ở công trường làm công, Lạc Diệt hỏi. Bạch Anh nhún nhún vai, ta không có bằng cấp a, ta khi còn nhỏ là không hộ khẩu, không hộ khẩu, ngươi hiểu không? Chính là không có thân phận, lên không được học. Lạc Diệt trước kia chưa bao giờ cùng Bạch Anh đánh quá giao tế, hiện nay cùng Bạch Anh ngồi ở cùng nhau, nhìn kỹ mới phát hiện đối phương có một trương thực thanh tú mặt. Việc này lúc sau hai người dần dần quen thuộc lên bạch anh biết được lạc diệt vì chiếu cố bà ngoại mà tạm nghỉ học cảm giác sâu sắc đáng tiếc mỗi ngày mang xong phân đồ ăn thậm chí giúp bạch anh làm việc có thời gian còn sẽ đi bệnh viện bồi bồi kia không có bao nhiêu thời gian lão nhân ta không biết như thế nào cảm tạ ngươi lạc diệt tuổi này người nhất không muốn chính là thua thiệt người khác bạch anh cười nói vậy ngươi sẽ dạy ta tiếng anh đi ngươi tiếng anh khẳng định thực hảo lạc diệt tiếng anh đương nhiên hảo đầu óc càng tốt minh bạch bạch anh nói như vậy chỉ là vì làm chính mình yên tâm thân nhân không tha cùng dược vật đều lưu không được một cái sắp từ thế người lạc diệt bà ngoại ở mùa thu ly thế xử lý hậu sự trong quá trình bạch anh lại tới rồi hỗ trợ lo lắng lạc diệt luẩn quẩn trong lòng còn tính toán thỉnh lạc diệt đến chính mình trong nhà trụ một đoạn thời gian ta không có việc gì lạc diệt nhìn qua cũng không phải đặc biệt bi thương ta làm ta thân là cháu ngoại nên làm sự bạch anh có chút kinh ngạc chợt đem lạc diệt ôm, làm đối phương chôn ở chính mình đầu vai, người đứa nhỏ này. Người A, à, không cần khi nào đều cậy mạnh, người muốn khóc nói liền khóc đi, khóc tra tới, trong lòng liền sẽ không như vậy khó chịu. Lạc diệt đầu tiên là cương, sau đó nhẹ nhàng phát trung. Không lâu, nước mắt làm ướt Bạch Anh đầu vai. Bạch Anh nhẹ giọng nói, tiểu diệt, ngươi phải hảo hảo, bà ngoại ở trên trời nhìn đâu. Xử lý tốt sở hữu sự, lạc diệt trở về vườn trường, bằng vào ưu dị thành tích bắt được cửu trung học bổng niệm cao tam hơn nửa năm gian bạch anh so lạc diệt còn khẩn trương thường xuyên đem hầm tốt canh gà hoặc là cá trích canh đoan đến trường học tới lạc diệt cười nói ca chính ngươi ăn ta không cần này đó ngươi cũng chưa bao nhiêu tiền đừng tiêu pha như thế nào không cần ngươi đồng học cái nào không uống canh gà không ăn cá ăn cá thông minh bạch anh một bên nói một bên đem đồ ăn từ bình giữ ấm lấy ra tới Người con nít con nôi, đừng nhọc lòng tiền chuyện này, điểm này nhi tiền ta còn là có. Lạc Diệt nói, ta thành niên. Còn ở niệm thư liền đều là tiểu hài tử, Bạch Anh vui tươi hớn hở, thi đậu đại học, lại đọc nghiên đọc bác, trở nên nổi bật. Bắt được thư thông báo trúng tuyển khi, Lạc Diệt trước tiên nói cho Bạch Anh. Bạch Anh vui vẻ đến cùng chính mình thi vào đại học dường như, chạy nhanh lôi kéo Lạc Diệt đi ăn lẩu chúc mừng. Đi thủ đô vào đại học phía trước nghỉ hè, lạc diệt trừ bỏ làm công báo đáp danh tham gia phố một minh xã khu phúc lợi hoạt động miễn phí giáo cư dân nhóm học tiếng anh sở hữu lão sư lạc diệt là giáo đến nhất nghiêm túc sở hữu học sinh bạch anh là học được nhất nghiêm túc bất quá bởi vì qua đi không có niệm quá thư đầu óc cũng không tính đặc biệt thông minh thẳng đến lạc diệt cần thiết rời đi thành phố tỉnh lịch bạch anh vẫn là không có thể nhớ kỹ nhiều ít từ đơn không có việc gì lạc diệt nói ta nghĩ trở về tiếp tục giáo ngươi. Bạch Anh thẳng nhạc, đi hảo hảo niệm thư, chờ ta làm buôn bán đã phát tài, liền đi thủ đô xem ngươi. Vào đại học lúc sau, Lạc Diệt tiếp xúc đến rất nhiều ưu tú, thậm chí có thể dùng kiệt xuất tới hình dung nhân vật, nhưng Bạch Anh cái này đã từng không hộ khẩu, một đoạn hoàn chỉnh tiếng Anh câu đều đọc không xuống dưới, bình phạm đến không có bất luận cái gì đặc điểm người, lại không những không có bởi vậy phai màu, ngược lại ở trong lòng hắn càng thêm nồng đậm rực rỡ. Ở hắn thời điểm khó khăn nhất là Bạch Anh trợ giúp hắn, bồi hắn truyền dịch, cho hắn mang cơm, giúp hắn chiếu cố bà ngoại, cho hắn một cái bả vai, làm hắn không kiên nể gì mà khóc thúc thích. Hắn kêu Bạch Anh một tiếng ca, này thanh ca có bao nhiêu trân quý, chỉ có chính hắn biết. Sớm tại hắn cánh chim chưa phong là lúc, Bạch Anh cũng đã là hắn quan trọng nhất người. Tết âm lịch, bởi vì muốn lưu tại học viện làm việc, Lạc Diệt không có thể chạy về thành phố tỉnh Lịch. Bạch Anh ở trong điện thoại nói, an tâm học tập, trở về không trở lại đều không có quan hệ. Đúng rồi, ta tìm được tân công tác, ở cái kia, Hồng Trang. Lạc Diệt biết, Hồng Trang, cao tam ban thượng có cái trong nhà rất có tiền đồng học, sinh nhật Yến liền làm ở Hồng Trang. Nghĩ hè ngươi khẳng định cũng trở về không được, nghĩ hè thủ đô công tác cơ hội nhiều, Bạch Anh nghĩ nghĩ, vậy sang năm Tết âm lịch đi, ta mang ngươi đi, Hồng Trang ha ha chúng ta thành phố tỉnh lịch tốt nhất hải sản. Tân một năm, Lạc Diệt càng thêm bận rộn, đã chịu đạo sư thưởng thức, đi theo học trưởng học tỷ xuất ngoại khảo sát, ở nước ngoài đại 8 tháng. Về nước lúc sau, đạo sư cho đại gia thả cái giả, Lạc Diệt chạy về thành phố tỉnh Lịch, tưởng cấp Bạch Anh một kinh hỷ, lại biết được Bạch Anh nhân cố ý đã thương người đến chết bỏ tù, tù có thời hạn 14 năm. Lạc Diệt không tin Bạch Anh sẽ giết người, thăm Bạch Anh, Bạch Anh lại cười nói cho hắn, không có việc gì, trở về hảo hảo đọc sách. Ngươi có khổ trung, có phải hay không? Lạc Diệt hung hăng nói, là ai hại ngươi? Là ta phạm sai lầm, Bạch Anh khó được nghiêm túc nói, ngươi đừng lo lắng ta, ta ở bên trong nghiêm túc ăn năn, tranh thủ giảm hình phạt, hẳn là không trở về đại mãn 14 năm. Tiểu Diệt, chuyện này ngươi cũng đừng quản, chúng ta làm ước định đi. Ta ra tới khi, ngươi tới đón ta. Đến lúc đó ngươi đã là chịu người kính ngưỡng, sự nghiệp thành công đại nhân. Lạc diệt ở Bạch Anh trong mắt thấy được thỉnh cầu, thấy được thuần túy, lại thấy được yếu đuối. Bạch Anh là ở dùng một người yếu đuối, bảo hộ trong lòng quan trọng người. Lạc diệt biết, chính mình cũng bị Bạch Anh bảo hộ. Đều là ở xã hội tầng dưới chót dãy dù cầu sinh người, Lạc diệt như thế nào sẽ không hiểu. Hắn đứng lên, hướng Bạch Anh thật sâu không lưng, ca, ta nghe ngươi lời nói, chờ ngươi ra tới. Nhưng ta cũng muốn hướng ngươi cầu cái bảo đảm, chờ ta, trở nên cường đại. Bạch Anh hai mắt trưng trưng, bị cảnh ngục mang đi khi, quay đầu lại hướng lạc diệt cười cười, chúng ta đều sẽ trở nên càng tốt. Trở lại thủ đô, lạc diệt đem sở hữu tinh lực đầu nhập việc học, gấp không chờ nổi mà trưởng thành, thuận lợi đi trước bê quốc danh giáo quy, e đại học đào tạo sâu, tin giữ lại thứ từ thành phố tỉnh lịch truyền đến. Bạch Anh vượt ngục. Hắn kia yếu đuối ca ca sao có thể vượt ngục. Bạch Anh tuyệt không phải vượt ngục, mà là bị người hại. Cho tới nay kiên trì trong khoảnh khắc tán loạn Lạc diệt chạy về quốc Chỉ nhìn đến cảnh sát ngang ngược mà đối đãi bạch anh dưỡng phụ kiều ứng Tất cả mọi người nói trắng ra anh là cái tội phạm giết người Nói trắng ra anh vượt ngục Chỉ có hắn cùng kiều ứng tin tưởng Bạch anh không phải là người như vậy Này niên hạ nửa năm Quy e đại học y học viện nổi tiếng nhất vọng giáo thụ trì minh nhạc làm một hồi trái tim nhổ trồng giải phẫu, giải phẫu bảo mật tiến hành. Tiếp thu trái tim giả là thành phố đông nghiệp sở thị tập đoàn sở tính, cung cấp trái tim giả còn lại là một vị phi pháp nhập cảnh giả. Vô số không miên ngày đêm, chân tướng rốt cuộc hiện ra ở lạc diệt trước mặt. Mà chân tướng tự như một phen rỉ sắc đau, đem linh hồn của hắn xé rách đến vỡ nát. Hồng Trang đã không có, lạc diệt nói, nơi này khai một nhà tân quán ăn, đều là người không có ăn qua đồ ăn. Ta tất cả đều điểm, ngươi nếm thử, xem thích nhất nào một loại. Lưu lại một bàn chưa động quá món ngon, lạc diệt trả tiền mặt rời đi. Tiệm cơm cà phê cho tới người phục vụ từ thợ cả, mỗi người hai mặt nhìn nhau, không rõ vị này kỳ quái khách nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Sắc trời âm trầm, màu xanh đen vân khối bao phủ ở thành thị trên không, có lẽ gió lạnh lại quát đến mãnh liệt một ít, liền sẽ đem chúng nó xé rách xuống dưới. Lạc diệt đứng ở ven đường, khẽ nhếch ngẩng đầu lên, hiếp mắt nhìn nhìn từ mây đen giang gian nan rơi xuống ánh nắng, hốc mắt dần dần trở nên toan trướng. Hắn giống hầm thư giống nhau vẫn không nhúc nhích, thẳng đến bị điên chạy tiểu hài tử đụng phải một chút, mới hồi phục tinh thần lại, hướng cách đó không xa hạ xuyên đường hầm đi đến. Hạ xuyên đường hầm chiếu sáng không đủ, hai bên nằm ăn xin kẻ lưu lạc. Lạc Diệt nhìn những người này, trong mắt lạnh nhạt biến thành bi thương. Hiện giờ xuân thu hai mùa càng thêm ngắn ngủi, nói là mùa thu, kỳ thật đã tính mùa đông. Nhiệt độ không khí một ngày so với một ngày thấp kẻ lưu lạc nhóm hoặc là còn ăn mặc mùa hè quần áo, bị đông lạnh đến run bần bật, hoặc là bọc không biết từ nơi nào đoạt tới dơ bẩn chăn bông, cả người tản ra lệnh người buồn nôn mùi hôi. Cùng này đó phủ phục ở xã hội tầng chốc nhất người so sánh với, lạc diệt cao cao tại thượng. Hắn này một thân trang phục tinh xảo khảo cứu, đủ để nuôi sống toàn bộ đường hầm kẻ lưu lạc, làm cho bọn họ có một cái không lo ấm no mùa đông. Nhưng hắn lại rõ ràng bất quá, chính mình cùng bọn họ giống nhau, cũng vẫn luôn ở lưu lạc Hắn nhân sinh So với bọn hắn càng thêm bất kham Mang theo một thân quan mang về nước Không phải vì mưu cầu càng tốt phát triển Càng không có xây dựng tổ quốc loại này vĩ đại theo đuổi Từ 7 năm trước biết được Bạch Anh vượt ngục Hắn nhân sinh cũng chỉ dư lại một sự kiện Vì Bạch Anh báo thù Sở thị tập đoàn sở tính Nằm nhân kia trong thân thể Nhảy lên Bạch Anh trái tim kia viên khỏe mạnh trái tim là những cái đó ác ma giết chết bạch anh lúc sau từ bạch anh ngực trung mổ ra tới chỉ cần nghĩ vậy một chút lạc diệt liền thống khổ đến ngủ tạng lục phủ như bị đốt cháy người muốn hư tới trình độ nào mới làm được ra như vậy sự trên thế giới có như vậy đa tâm dơ hiến cho giả bọn họ tự nguyện ở ly thế sau quyên ra trái tim cứu lại một cái liều mạng muốn sống sót người bọn họ trái tim giống nhau có thể trợ giúp sở tính nhưng sở gia cố tình nhìn thẳng bạch anh chỉ là bởi vì bạch anh cùng sở tính trên người chảy một nửa tương đồng máu bạch anh nhất định phải đem mệnh giao cho sở tính dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì lạc diệt vô số lần hỏi dựa vào cái gì nhưng không ai có thể cho hắn một đáp án khi còn nhỏ bà ngoại luôn là cười nói ở ác gặp dữ ở hiền gặp lành lạc diệt đối những lời này đã từng tin tưởng không nghi ngờ sau khi lớn lên mới hiểu được này bất quá là cái lừa mình dối người nói dối. Bạch Anh là hắn gặp qua thiện lương nhất người, Bạch Anh tao ngộ lại là nhất tàn nhẫn sự. Trời cao đối xử tử tế quá Bạch Anh chẳng sợ một lần sau. Sở gia tọa ủng kim sơn, mà tiền tài có thể mua tới quyền thế. Sở gia đem kia tội ác giải phẫu giấu giếm đến tích thủy bất lậu, nếu giải phẫu không phải ở bê quốc tiến hành, nếu chữa bệnh đoàn đội không có quy e đại học giáo thụ, nếu không có công tô hỗ trợ, lạc diệt không biết, chính mình đời này còn có thể hay không đào ra kia mất đi nhân tính chân tướng. Trì Minh Nhạc giáo thụ, không đến 40 tuổi, quy e đại học y học viện công nhận thiên tài, dạy học cùng cứu tử phụ thương hay không lầm, sớm mấy năm thậm chí đi theo quân đội đi chiến hỏa bay tán loạn quốc gia, cứu vớt những cái đó vô tội dân chúng. Giáo sư Trì trong văn phòng, bãi đầy trường học, các quốc gia chính phủ, quốc tế tổ chức ban phát vinh dự giấy chứng nhận, cảm tạ hắn tinh vi y thuật cùng chân thành nhân tâm. Nhưng ai lại biết, này lòng mang đại ái bác sĩ, ở cứu người đồng thời ít nhất cùng 13 khởi quốc tế phi pháp trái tim nhổ trồng giải phẫu có quan hệ. Người giàu có tiền có thể mua mệnh, có thể mua một cái vinh dự thu hoạch lớn bác sĩ linh hồn. 7 năm trước, sở tính sở làm trái tim nhổ trồng giải phẫu là trì minh nhạc thứ năm khởi phi pháp giải phẫu, đúng là cái này nghiêm cẩn, nghiêm khắc giáo thụ, đem trái tim từ bạch anh trong thân thể đào ra tới đem mấy trương trăm nguyên tiền mặt bỏ vào kẻ lưu lạc thùng giấy tử lạc diệt đi ra hạ xuyên đường hầm bỗng nhiên hắn rất muốn nhìn một cái trì minh nhạc nhận tội khi ghi hình thành phố tỉnh lịch không giống thành phố đông nghiệp vài bước một cái quán cà phê lạc diệt ven đường tìm trong chốc lát mới nhìn đến một nhà đánh manga anime cờ hiệu quán cà phê như vậy náo nhiệt đáng yêu địa phương hắn từ trước đến nay là không thích đi nhưng chung quanh lại không có khác nhưng đặt chân địa phương nơi này là duy nhất lựa chọn. Quán cà phê phóng ngọc nị ngày văn ca khúc, lạc diệt điểm một ly mỹ thức, ngồi ở trong một góc, cấp một cái không thường dùng di động cắm thường tai nghe tuyến. Hình ảnh mở đầu lay động đến lợi hại, không lâu màn ảnh nhắm ngay một cái ăn mặc áo blue trắng nam nhân. Nam nhân nửa nằm ở trị liệu ghế, hai mắt lỗ trống, khóe mắt chảy nước mắt. Hình ảnh ngoại truyện tới lạnh băng máy móc âm, sở tính giải phẫu có phải hay không ngươi làm. Nam nhân gật đầu máy móc âm trái tim đâu trái tim là của ai nam nhân đờ đẫn mà nói sở gia đưa tới người tên là bạch anh máy móc âm vì cái gì là bạch anh nam nhân nói bọn họ là huynh đệ máy móc âm tạm dừng thật lâu hình ảnh yên lặng đến gần như quỷ dị lạc diệt không có kéo động tiến độ điều trong mắt sát khí tất hiện nắm di động tay hiện ra căng thẳng gân xanh máy móc âm Bạch anh là chết như thế nào? Nam nhân trầm mặt, tiện đà thở dài. Mấy móc âm, ngươi biết rõ hắn không nên chết, biết rõ không nên làm như vậy giải phẫu, vẫn là lấy đi rồi hắn trái tim. Nam nhân há miệng thở dốc, ta, ta thói quen. Mấy móc âm, thói quen cái gì? Thói quen giết người. Nam nhân cúi đầu, thực xin lỗi. Mấy móc âm, ngươi còn làm nhiều ít cùng loại giải phẫu. Nam nhân nói, tổng cộng 13 lệ. Máy móc âm, người bệnh đều là giống sở tính như vậy có tiền có thế người sao? Nam nhân gật đầu. Máy móc âm tự hồ run rẩy lên, cung thể đều là giống Bạch Anh như vậy. Bạch Anh như vậy. Không đợi máy móc âm biến mất, nam nhân lại lần nữa gật đầu. Máy móc âm gầm lên, người không phải người. Nam nhân cố sức mà từ trị liệu ghế đứng lên, sau đó chậm rãi quỳ xuống đất đem cái tráng dán trên mặt đất, ta sám hối, ta sám hối có thể chứ. Lại là một đoạn bén nhọn lặng im, máy móc âm, ngươi muốn như thế nào sám hối. Nam nhân run rẩy, ta nghe ngươi, ngươi làm ta như thế nào sám hối, ta liền như thế nào sám hối. Máy móc âm, ta muốn ngươi đi tìm chết. Hình ảnh đến tận đây dừng lại. Bốn năm trước, quy e đại học động đất thanh danh lan xa trì minh nhạc giáo thụ ở làm sâu một hồi ngoại khoa giải phẫu sau, triều phòng giải phẫu thật sâu không lưng, sau đó ở liên thủ thuộc phục đều không có thoát dưới tình huống đi hướng hành lang. Này nhất cử động mười phần kỳ quái, nhưng không có người sẽ dự đoán được, giáo sư trì là chuẩn bị tự sát. Cho nên đương hắn đứng ở mái nhà lan can ngoại khi, rất nhiều người đều không có phản ứng lại đây. Một tiếng trầm vang, tội ác thân thể trên mặt đất rơi phá thành mảnh nhỏ, đèn đặc máu giống linh hồn bóng ma giống nhau, tại đây khối thân thể phía dưới thông thả khuếch tán. Không có người biết, giáo sư trì vì cái gì sẽ không hề dấu hiệu mà tự sát. Hắn rõ ràng mới vừa cứu một vị thâm bị bệnh đau tra tấn người bệnh, rõ ràng buổi tối còn muốn đi y học viện giảng bài, rõ ràng tuần sau còn muốn lấy chủ yếu khách quý thân phận tham gia một hội quốc tế học thuộc hội nghị. Tại đây tràng ầm ỉ bên cạnh, lạc diệt an tĩnh mà xoay người, đi vào chính mình trong bóng đêm trì minh nhạc là quy e đại học danh nhân mà nếu là nhân sinh không có đột ngộ biến cố bằng sinh ra đã có sẵn thiên phú hắn lạc diệt cũng sẽ trở thành quy e đại học từ từ dân lên minh tinh báo thù có rất nhiều loại phương thức lạc diệt lựa chọn nhất am hiểu một loại lâu dài tâm lý ám chỉ tuần tự tiệm tiếng thôi miên hắn rốt cuộc đem trì minh nhạc bắt ở lòng bàn tay trì minh nhạc ở trước mặt hắn sám hối khóc lóc thảm thiết mà hắn nói cho trì minh nhạc chân chính sám hối chỉ có một con đường, kia đó là ăn mặc giải phẫu phục, lấy bác sĩ thân phận, làm cho người bệnh, đồng liêu, không quan hệ giả mặt, kết thúc chính mình sinh mệnh. Trì Minh Nhạc đã chết, nhưng phi pháp trái tim nhổ trọng giải phẫu cũng không có như vậy dừng lại. Đã chết một cái Trì Minh Nhạc, còn có cùng Trì Minh Nhạc giống nhau có được cao siêu y thuật nhân vi kết xù thù lao, hoặc là khuất phục với quyền thế, trên thế giới này nhất dơ bẩn địa phương, làm từng hồi ti tiện giải phẫu. Mạc sát một cái, hèn mọn, sinh mệnh. Vãn hồi một cái, cao quý, sinh mệnh. Này hết thảy, lạc diệt đều quản không được. Hắn đều không phải là trừng gian trừ ác thánh nhân, hắn phải làm, chỉ là vì chính mình yếu đuối mà thiện lương ca ca báo thù. Sở thị, sở lâm hùng, sở tính. Về trì minh nhạc chết, trong nghề mọi thuyết xôn xao, mà bê quốc cảnh sát rốt cuộc không thể tra ra chân tướng, cuối cùng định tính vì áp lực quá lớn khiến cho tạm thời tính tinh thần thác loạn lạc diệt trở lại quốc nội vốn định lấy đồng dạng thủ đoạn dẫn đường sở thì phụ tử sám hối tự sát lại phát hiện đừng nói can thiệp bọn họ tâm lý chính là tiếp xúc bọn họ đều là một kiện rất khó làm được sự trì minh nhạc lại có danh vọng chung quy chỉ là một người bác sĩ hắn chung quanh không có dấu ở trong tối ngoài sáng bảo tiêu bản nhân đề phòng tâm cũng không tính quá cường bởi vậy lạc diệt có thể lấy chuyên gia tâm lý thân phận thoải mái mà tiến vào hắn sinh hoạt nhưng về nước lúc sau hạn chế rất nhiều lạc diệt đệ nhất muốn đối mặt vấn đề chính là như thế nào đánh vào sở thị bên trong lúc ấy sở lâm hùng vẫn là sở thị quyết sách giả phía dưới mấy cái hậu bối tranh quyền đoạt lợi hưu chết về tay ai còn khó có thể phán đoán làm lạc diệt cảm thấy ngoài ý muốn chính là tiếp nhận rồi bạch anh trái tim sở tính thế nhưng từ bỏ gia sản chạy tới ngoài thành chùa hải kính xuất gia là bởi vì biết chính mình ngực trái tim đến từ một cái bị giết chết người sao bởi vậy mà cảm thấy hối hận sao? Nhưng hối hận có ích lợi gì? Cái kia cả đời đều ở nỗ lực hướng về phía trước người, còn không phải giống cỏ rác giống nhau, bị các ngươi dễ như trở bàn tay mà nghiền nát. Lạc diệt lấy khách hành hương thân phận, mấy lần đi trước chùa hải kính. Sở tính luôn là mặt mang mỉm cười, không chút để ý. Công hãm như vậy một cái cậu ấm tinh thần thế giới, so ảnh hưởng trì minh nhạc dễ dàng đến nhiều. Nhưng vài lần tiếp xúc lúc sau, Lạc Diệt thay đổi ý tưởng, làm sở tính tại đây hoang vắng trên núi tự sát, này quá tiện nghi sở thị, hắn muốn sở lâm hùng thân thủ giết chết thương yêu nhất nhi tử. Sở thị bốn tử tranh đấu, Lạc Diệt nhìn trúng sở khánh. Hắn một cái bác sĩ tâm lý, liền tính trong ngành lại chịu truy phủng, cũng nhập không được sở khánh mắt. Vì đánh vào sở thị, hắn chỉ có thể thận trọng từng bước, không tiếc leo lên sở sáng loại nhân tra này. Sở Khánh Kế thừa sở Lâm Hùng tính cách thượng tàn nhẫn cùng thương nghiệp thượng mới có thể, không chỉ có xa lánh rớt mấy cái đối thủ cạnh tranh, còn đem tuổi già hoa mắt ù tai sở Lâm Hùng đẩy vào tuyệt cảnh, từng bước trở thành sở thị chân chính chủ nhân. Mà hắn cũng lấy sở sáng vì ván cầu, cùng sở Khánh trợ lý thủy huân kết hạ không cạn quan hệ. Sở Khánh quyền to nơi tay, lại vẫn là không dám thiếu cảnh giác, lo lắng xuất gia chỉ là sở tính ngụy trang, cũng lo lắng nữa thanh thân mình chung nhập buồn đất sở lâm hùng còn có hậu tay. Sở tính cùng sở lâm hùng một ngày bất tử, biến số liền một ngày tồn tại. Mà hai người kia rốt cuộc chết như thế nào, lại có cực đại chú ý, hào môn có hào môn quy tắc, vô số đôi mắt nhìn chầm chầm hào môn mỗi người, hơi có sai lầm, liền sẽ thua hết cả bàn cờ. Lạc Diệt nói, ta có biện pháp. Sở Khánh ánh mắt lạnh băng, giống tôi độc. Chỉ cần ngươi cho ta thời gian, hơn nữa cho ta vì sở lâm hùng Xem bệnh, cơ hội, lạc diệt cười nói Ta là có thể vì ngươi diệt trừ ngươi hai cái trong lòng họa lớn Không lâu trước đây Lạc diệt trốt cuộc có thể bước vào nam tuyền trang viên Đứng ở sở lâm hùng trước mặt Kia một khắc Hắn cảm thấy một trận hoảng hốt Ác ma già rồi Khi phát nhăn da Tuy rằng sống trong nhung lụa Lại cũng cùng bên ngoài những cái đó lão nhân không có quá nhiều khác nhau Lạc diệt ở trong lòng tê thanh hỏi Ca, Ngươi như thế nào có thể bị loại người này hại cả đời, cuối cùng còn bị loại người này cướp đi tánh mạng. Hoài nghi ánh mắt từ Sở Lâm Hùng trong mắt bắn ra, thẳng đánh vào Lạc Diệt trên người. Ở ngắn mũi thất thần lúc sau, Lạc Diệt biểu tình khôi phục bình thường, khóe môi hiện lên giả dối cười, "Sở lão tiên sinh." Là Sở Khánh phái ngươi tới, Sở Lâm Hùng cười lạnh, "Bác sĩ tâm lý." Buồn cười, là muốn cho ta trở thành kẻ điên. Ngài nói đùa sở tiên sinh như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu lạc diệt bình tĩnh mà nói sở tiên sinh chú ý tới ngài một mình sinh hoạt thường xuyên cảm thấy cô đơn mà người tới lão niên dễ dàng lâm vào cảm xúc khốn cảnh này tuy rằng không phải sinh lý thượng bệnh nặng lại vẫn là sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh sở tiên sinh là vì ngài hảo mới để cho ta tới cùng ngài nói chuyện tâm sở lâm hùng khinh thường nói tâm sự ngươi là cái thứ gì lạc diệt cũng không bực bội ta là đông nghiệp đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện bác sĩ tâm lý, cũng là đại học y khoa ghế khách giáo viên, ngài tận có thể tin tưởng ta. Nghe xong những lời này, sở lâm hùng lại lần nữa đem lạc diệt đánh giá một phen, bác sĩ, giáo viên. Ở đại đa số người nhận tri, bác sĩ cùng giáo viên không thể nghi ngờ là nhất cao thượng, nhất đáng giá tôn kính chức nghiệp, bọn họ cứu tử phù thương, bọn họ là nhân loại linh hồn kỹ sư. Lạc diệt cười, hiện tại ngài nguyện ý tin tưởng ta sao? Một trận lặng im lúc sau, sở lâm hùng thế nhưng triều lạc diệt phun ra một ngụm cục đàm, chợt cười gượng lên. Lạc diệt tránh đi này khẩu cục đàm, đứng ở một bên nhìn xuống sở lâm hùng. Hắn khóe môi vẫn là mang theo cười, ánh mắt lại càng thêm lạnh băng, giống nhìn một cái vật chết giống nhau. Sở lâm hùng cười đến thở hổn hển kia tiếng cười như là từ thô lệ các đá cùng than hỏa trung đè ép mà ra. Nói không chừng giây tiếp theo, sở lâm hùng liền phải tắt thở bất quá ác ma lại như thế nào sẽ như vậy dễ dàng chết đi sở lâm hùng hoảng quá kia một hơi tới âm chắc chắc mà nhìn lạc diệt lau sạch treo ở trên cầm nước miếng bác sĩ lại như thế nào giáo viên lại như thế nào còn không đều là cho tiền liền nghe lời ngoạn ý nhi lạc diệt biết chính mình mí mắt đang ở nhảy lên nhưng trên mặt như cũ khó khăn lắm duy trì bình tĩnh ngài vì cái gì sẽ nói như vậy đâu tốt nghiệp ở b quốc quy e đại học Sở Lâm Hùng nhìn trên bàn tư lịch giới thiệu Một đường mặt hàng Lạc diệt bản năng nắm chặt nắm tay Hai mắt nửa nheo lại tới Người khác nghe không ra Sở Lâm Hùng những lời này ý tứ Hắn lại rõ ràng bất quá Sở Lâm Hùng chỉ chính là trì minh nhạc Vì kia ngoại giới trong mắt không hề tì vết giáo thụ Như vậy một cái đã là bác sĩ lại là giáo viên Xong người không cũng thành tiền tài cùng quyền thế Nô lệ sao Sở Lâm Hùng hừ khí Ngươi trở về nói cho Sở Khánh, ta còn không có hồ đồ khống chế ta mơ tưởng lạc diệt không vội đối phó một cái bốn bề thù địch lão nhân hắn có rất nhiều biện pháp hắn muốn đối với hắn khống chế trung đi hướng vạn kiếp bất phục làm này đó làm nhiều việc ác người tại thế nhân trước mặt một đám chết đi ra ngoài hắn dự kiến chính là thế nhưng còn có người ở vì bạch anh báo thù hắn không biết người kia là ai cái thứ nhất chết đi là bức bách bạch anh gánh tội thay tàu phong hòe cái thứ hai là đem Bạch Anh mang ra ngục giam cung quốc chân. Không lâu trước đây, đến phiên Tần Hùng. Ở đối sở Lâm Hùng tiến hành thôi miên phía trước, hắn thậm chí không biết Bạch Anh đã từng bị gửi nuôi ở Tần Gia. Cái kia vì Bạch Anh báo thu người, đối Bạch Anh hiểu biết rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Kế hoạch bị quấy rầy, ở hắn một lòng một dạ đánh vào sở thị khi, Bạch Anh kẻ thù đã liên tiếp tử vong, hắn cảm giác được, người nọ mục tiêu kế tiếp chính là sở tính phân cao thấp cũng hảo không cam lòng cũng hảo hắn thề sở tín cùng sở lâm hùng cần thiết chết ở chính mình trên tay không thể lại chờ đợi nhưng đúng lúc vào lúc này sở tín lại bị cảnh sát theo dõi lên quán cà phê tiếng nhạc gián đoạn lạc diệt ngẩng đầu lên nguyên lai là người phục vụ thay ca mới tới tắt đi nguyên lai ngày văn ca bắt đầu truyền phát tin chính mình thích internet cổ phong ca lạc diệt thu hảo di động đứng dậy chuẩn bị rời đi hắn không biết chính là cảnh sát đang ở bên ngoài chờ đợi hắn. 20 phút phía trước, Minh Thứ nhận được tin tức, Tiếu Đàm tiệm cơm cà phê phụ cận công cộng theo dõi, bắt giữ tới rồi một cái hư hư thực thực lạc diệt nam tử. Trước đây, tổ trọng án ở thành phố Đông Nghiệp tìm khắp lạc diệt khả năng đi địa phương, lại đều không thu hoạch được gì. Bởi vì kẻ báo thù đã rời đi Đông Nghiệp, đi tới thành phố tỉnh Lịch. Xe cảnh sát khẩn cấp xuất phát, lên xe khi, Minh Thứ lại chần chờ một chút dịch phi hô minh đội minh thứ ngẩn ra lúc này mới kéo ra cửa xe làm sao vậy dịch phi hỏi có vấn đề minh thứ nhíu chặt mi lạc diệt vì cái gì sẽ lúc này đến thành phố tỉnh lịch hắn mục tiêu rõ ràng ở đông nghiệp thân là hàng năm bôn ba ở án mạng một đường hình cảnh dịch phi cũng cảm thấy một tia bất an lạc diệt biết chính mình bại lộ một lát minh thứ lắc đầu không nên trừ phi là cái kia đang ở bê quốc con tô nhận thấy được cái gì, hơn nữa nói cho hắn. Dịch phi nói, tra công tô chính là lạc thành thì cục liễu chí tần. Liễu chí tần tưởng tra một người, sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, mình thứ suy nghĩ một cái chớp mắt, trò cười tiệm cơm cà phê vị trí, liền ở trước kia hồng trang hải sản nhà ăn, lạc diệt đi nơi đó, chỉ sợ là bởi vì tạm thời vô pháp đối sở tính động thủ, bàn hoàng lo âu dưới, tới tận anh công tác quá địa phương, ôn chuyện xe cảnh sát chạy như bay minh thứ nhìn ngoài cửa sổ gần như yên lặng người đi đường lẩm bẩm không đúng dịch phi quay đầu lại ân lạc diệt là vì tần anh báo thù người hắn liên tục giết hại tàu phong hòe một nhà cung quốc chân một nhà tần hùng một nhà hiện tại rốt cuộc đến phiên sở tính minh thứ nói nhưng lạc diệt là cái chuyên gia tâm lý chuyên gia tâm lý muốn báo thù tàn sát không phải tốt nhất lựa chọn lạc diệt tiếp cận sở sáng đúng là vì lẻn vào sở thị bên trong, hắn đánh chính là chiến thuật tâm lý. Hắn cùng mưu hải uyên giống nhau, muốn chính là tội nhân sám hối. Dịch Phi nói, ngươi cảm thấy hung phạm là mặt khác người. Minh Thứ bỗng nhiên cảm thấy một trận hàng ý, đồng tử dần dần buộc chặt, sở lâm hùng dùng tầng anh mệnh thay đổi sở tính mệnh, sở tính ngực nhảy lên chính là tầng anh trái tim. Đối thăm ái tầng anh người tới nói, sở tính cùng sở lâm hùng giống nhau tội không thể tha thứ, nếu muốn báo thù, sở tính tất nhiên là mục tiêu. Lạc diệt nhất định sẽ muốn sở tính chết. Nhưng nếu phạm phải kia tam cọc án mạng không phải lạc diệt đâu. Dịch phi nhìn chầm chầm Minh thứ hai mắt, bỗng nhiên nói, sở tính. Xe cảnh sát ở đường tắt trung dừng lại, cảnh sát lặng yên không một tiếng động mà đem quán cà phê vây quanh lên. Lạc diệt vì tần anh báo thù, bởi vì tần anh là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người. Hắn muốn lấy lại tần anh trái tim, Minh Thứ nói, nhưng nếu bàn về thân sơ sở tính là tầng anh một mẹ đẻ ra ở bị ấn ngã trên mặt đất một khắc lạc diệt trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc các ngươi có người quát cảnh sát đừng nhúc nhích thành phố đông nghiệp sở thị tập đoàn từ lâu chưa xuất hiện sở tính đi vào tập đoàn đại môn không khí liền chợt trở nên khẩn trương tầng cao nhất làm công khu sở khánh tây trang dày da mà sở tính xuyên lại là ảm đạm tăng bào Hai người mặt đối mặt mà đứng, trên mặt đều treo một mặt cười. Nhưng này cười, đã lãnh lại giả. Như thế nào, sao chung nhật tử quá nị, tưởng trở về nhìn xem, sợ Khánh nói, bất quá người tốt xấu thu thập một chút chính mình, ít nhất đổi một bộ quần áo. Đổi một bộ quần áo? Cái gì quần áo, sợ tính ý cười càng đậm, trên người của ngươi này bộ. Sợ Khánh cười nhạo. Cầm thú túi da mà thôi, sợ Khánh đôi tay triển khai, Tùy ý mà vẫy vẫy tay áo, nào có ta này áo vải thô ăn mặc thoải mái. Sở Khánh không bực, nói đi, có chuyện gì? Ngươi là ta đường đệ, có cái gì yêu cầu liền đề, chỉ cần ta có thể làm đến, ta đều đáp ứng ngươi. Phải không? Sở Tín bày ra bất hảo biểu tình, tươi cười đầy mặt nói, ta muốn ngươi đi tìm chết. Như là đoán trước đến Sở Tín sẽ nói như vậy dường như, Sở Khánh nhún vai, năng lực ở ngoài. Sở Tín cười ra tiếng tới chỉ đùa một chút. Ta hôm nay tới đâu, là muốn gặp lão nhân. Sở Khánh ánh mắt khẽ biến, ngươi không phải ngại hắn dông dài, nhất không muốn thấy hắn sao. Lâu lắm không thấy, vẫn là quái tưởng niệm, sở tín hiếp mắt mắt, đường ca, ngươi sẽ không nói, đây cũng là ngươi làm không được sự đi. Sở Khánh đánh giá sở tín, một lát nói, có để ý không nói cho ta, ngươi tìm hắn có chuyện gì. Sở tín khó xử nói, riêng tư. Sở Khánh cười lạnh, như là rốt cuộc không kiên nhẫn, sở tính, có cần hay không ta nhắc nhở ngươi, hiện tại sở thị đã không phải lão nhân đương gia. Ta biết, sở tính nói, hiện tại là ngươi định đoạt. Sở Khánh nói, chó nhà có tan, nên có chó nhà có tan bộ dáng. Sở tính thở dài, chạm chạm chính mình ngực, sở Khánh, ngươi sống được không mệt sao? Từ 7 năm trước, ta liền không hề là đối thủ của ngươi, ngươi đến nỗi như vậy đề phòng một cái đổi qua trái tim người liền tính ta qua đi lại có giả tâm hiện tại ở chỗ này cũng đã không còn là trước đây kia trái tim sở khánh nhíu mày ta chỉ là tâm huyết dân trào muốn đi xem lão nhân mà thôi sở tính nói tiếp gần nhất đã trải qua không ít chuyện kỳ nguyệt sơn thượng đã chết một chuỗi nhiên người mặc cho ai cũng sẽ có điều xúc động vận mệnh thứ này nhất nói không chừng ai biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì người coi như hành cái hảo làm ta đi xem lão nhân liếc mắt một cái cùng hắn tâm sự này vài thập niên cũng chưa xả thanh chuyện này. Một giờ lúc sau, tam chiếc siêu xe đem sở tính đưa đến Nam Tuyền Sơn Trang. Tỉnh lịch thị cục, hình trinh chi đội. Lạc diệt mặt bị ánh đèn chiếu đến trắng bệt, kia một thân cũng đủ nuôi sống toàn bộ hạ xuyên đường hầm kẻ lưu lạc sang quý quần áo tràn đầy bụi đất, cái này làm cho hắn nhìn qua mười phần chật vật. Nhưng từ hắn trong mắt thẩm thấu ra tới tuyệt vọng, lại tự hồ không phải bởi vì chật vật bề ngoài cùng khốn khó tình cảnh các ngươi thật là, lạc diệt đặt ở thẩm vấn trên bàn tay hướng về phía trước mở ra, cười khổ lắc đầu, lại cho ta một ít thời gian, không hảo sao. Dịch phi hỏi, ngươi muốn cái gì thời gian? Phòng tra hỏi lặng im nửa phút, lạc diệt dơ lên hơi phím hồng đuôi mắt, đương nhiên là làm sở gia phụ tử sám hối thời gian. Nói, lạc diệt dơ lên tay phải, mười ngón cùng ngón cái song song, ta hao phí như vậy nhiều tinh lực, liền kém như vậy một chút là có thể làm cho bọn họ thừa nhận tội nghiệt đáng tiếc a à, các ngươi cố tình lúc này tìm đi lên dịch phi nhìn chầm chằm lạc diệt hai mắt tần hùng hoàng hối tần khả vu tiểu hải lạc diệt nhíu mày tiện đà thở dài không cần thử ta phản ứng ngươi đã quên sao ta là bác sĩ tâm lý ở nào đó phương diện mặc dù là ngươi như vậy có kinh nghiệm cảnh sát cũng không phải đối thủ của ta dịch phi sắc mặt tiệm lãnh ta biết các ngươi ở ra thành phố đông nghiệp kia mấy khởi án mạng nếu các ngươi đã tìm được rồi ta kia tất nhiên hiểu biết những người đó là vì cái gì bị giết, lạc diệt giữa mày trào ra tàn nhẫn cùng phẫn nộ này đó kịch liệt cảm xúc đem hắn ngày thường thông dong ôn hòa xé nát giống như là một trương tinh mỹ đồ sứ mặt nạ da bị nẻ rách nát bạc sứ từng khối rơi xuống lộ ra bên trong màu đỏ tươi tanh tử huyết nhục bọn họ đáng chết chết một vạn biến đều không đủ tích lạc diệt cắn răng ở chống lại lệnh bắt khi bị trầy da tay dùng sức nắm lên mu bàn tay tuôn ra giữ tận mạch máu ta hận không thể đưa bọn họ thiên đao vạn quả dịch phi nói ngươi đây là thừa nhận ngươi chính là giết hại bọn họ hung thủ lạc diệt bỗng nhiên cười ta nếu không phải hung thủ các ngươi bắt ta làm gì ngươi giết chết bọn họ là vì tần anh báo thu ta càng thói quen xưng hô hắn vì bạch anh dịch phi ước lượng lạc diệt phản ứng Người này tốt nghiệp ở bê quốc danh giáo Là tuổi trẻ đầy hứa hẹn chuyên gia tâm lý Lạc diệt có câu nói nói được không sai Tại tâm lý rằng có thượng Lại lợi hại hình cảnh Cũng không phải đối thủ của hắn Lúc này Lạc diệt biểu tình không có bất luận cái gì sơ hở Thừa nhận gây án Thừa nhận chính mình cùng tần anh quan hệ Nhưng là Sự thật thật sự như biểu tượng bày ra như vậy Lạc diệt hoàn toàn có năng lực Bởi vì nào đó mục đích mà làm đạo cảnh sát Hắn không phải không hộ khẩu Thể căn cước của hắn thường viết chính là Bạch Anh lạc diệt nửa nheo lại mắt Hoài niệm cảm xúc làm này xong bị thù hận Bao trùm mắt ẩn ẩn trở nên nhu hòa Thuần trắng sắc anh hùng Một cái chí thiện người Này một tiếng ôn nhu đến cực điểm Lại đau thương đến cực điểm Rất khó không cho người động dung Dịch phi ngạc nhiên một cái chớp mắt Bình tĩnh nói Ngươi vì Bạch Anh gặp bất công mà báo thù Tạo phong hòe một nhà cùng cung quốc chân một nhà cũng là ngươi giết Đúng vậy, là ta, Lạc Diệt chậm rãi nói, họ tào dùng quyền thế bức bách Bạch Anh gánh tội thay, họ cung vì tiền, hại Bạch Anh một cái mệnh, bọn họ đều là tội nhân. Một bên hiệp trợ thẩm vấn cảnh sát nói, nhưng người không chỉ có giết bọn họ, còn giết bọn họ người nhà, trong đó còn có một cái tiểu hài tử. Bọn họ người nhà có cái gì sai? Bọn họ người nhà có cái gì sai? Lạc Diệt cười to, kia Bạch Anh lại có cái gì sai? bạch anh chưa từng có thương tổn quá bất luận kẻ nào hắn trước sau ở chỉ mình nỗ lực gian nan mà tồn tại có thừa lực còn muốn giúp ta người như vậy hắn dựa vào cái gì gặp này đó cực khổ hắn cả đời này quá quá nhiều ít ngày lành ngươi hỏi bọn hắn người nhà có cái gì sai bọn họ người nhà chẳng lẽ không có từ những cái đó áp đặt ở bạch anh trên người trong thống khổ lấy được chỗ tốt cung quốc chân bán đi bạch anh tiền cấp nhi tử mua thành phố tỉnh lịch tốt nhất phòng ở Tào Phong Hòe giết người lúc sau ung dung ngoài vòng pháp luật, bọn họ người nhà vô tội. Cảnh sát bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Lạc Diệt cười lạnh, ta chỉ hận chính mình này đôi tay, giết được còn chưa đủ nhiều. Dịch Phi nói, ngươi tuy rằng đã thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng là dựa theo lưu trình, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Lạc Diệt trường hút một hơi, nhẹ nhàng dựa vào thẩm vấn ghế. Tần Hùng chờ bốn người ở trong nhà bị sát hại, Dịch Phi nói, Tần Khả cùng nàng bạn trai Vu Tiểu Hải cũng không ở tại Long Thành Lộ, ngày thường cũng rất ít đi Long Thành Lộ, nhưng này hai người cuối cùng lại cùng Tần Hùng Hoàng hối cùng chết ở trong nhà, là người đưa bọn họ dẫn tới Long Thành Lộ sao? Tần Gia Huyết án chi tiết, tổ trọng án vẫn chưa đối ngoại công bố, Hoàng hối có trong hồ sơ phát trước đã từng cấp Tần Khả, Tần tự 2 tỷ đệ gọi điện thoại, cùng với phòng trong thi thể trưng bày tình huống, chỉ có tham án cảnh sát mới biết được. Lạc diệt giữa mày cực không rõ ràng mà ninh một chút Là ta Dịch phi nói Theo ta được biết Tần khả cùng cha mẹ quan hệ ác liệt Ngươi là dùng biện pháp gì Làm cho bọn họ nguyện ý về nhà Lạc diệt trầm mặt mười mấy giây Thôi miên Thôi miên Dịch phi nói Thiếu chút nữa quên Ngươi là danh ưu tú bác sĩ tâm lý Bất quá ngươi giết hại bọn họ thủ đoạn Có phải hay không quá tàn nhẫn chút Có một chút ta vẫn luôn tưởng không rõ Tam cọc án tử, ngươi vì cái gì đều phải cắt lấy nữ tính người bị hại vú. Lạc diệt đồng tử rất nhỏ co rút lại. Tự như như vậy, dịch phi từ di động điều ra hiện trường ảnh chụp, đặt lên bàn. Lạc diệt cúi đầu vừa thấy, cả người bỗng nhiên cương đang ngồi ghế. Năm, tám bốn người tử trạng cực kỳ huyết tinh, đừng nói là người bình thường, ngay cả kiến thức quá không ít án mạng hiện trường hình cảnh nhất thời đều khó có thể tiếp thu. Lạc diệt xem ảnh chụp thời điểm, dịch phi tắt nhìn lạc diệt. Lạc Diệt lúc này phản ứng, căn bản không giống hung thủ. Nhìn ra được Lạc Diệt đang ở cực lực khống chế chính mình, nhưng hiện trường tạo thành thị giác đánh sâu vào rốt cuộc vẫn là ảnh hưởng hắn biểu tình. Hung thủ ở nhìn đến chính mình kiệt tác khi không nên là cái dạng này biểu tình. Dịch Phi đưa điện thoại di động thu hồi tới, nghiêm mặt nói, bác sĩ Lạc, người không rõ ràng lắm Tần Hùng một nhà ngộ hại chi tiết, lại muốn thừa nhận hành vi phạm tội, ta hay không có thể cho rằng Ngươi là ở tương kế tự kế Bảo hộ chân chính hung thủ Làm hắn ung dung ngoài vòng pháp luật Tiếp tục vì bạch anh báo thù Lạc diệt ngẩng đầu Nửa dương miệng Vài giây sau Hắn mười ngón loát nhập phát gian Bả vai bắt đầu chấn động Thanh âm cũng nhiều ra một chút trung ý Ta đã nhận tội Ta chính là hung thủ Giết chết tào phong hòe một nhà Cung quốc chân một nhà Tần hùng một nhà đều là ta Mười mấy năm trước Ta không có gia Là bạch anh đã cứu ta ta vì hắn báo thù động cơ sung túc này còn chưa đủ các ngươi kết án minh thứ sớm đã ở chạy về thành phố đông nghiệp trên đường phòng tra hỏi đối thoại từ tài nghe trung truyền đến hình cảnh chức trách là đem chân chính hung thủ đem ra công lý mà không phải tùy tiện trảo cá nhân tới gánh tội thay dịch phi nói chúng ta dốc hết sức lực mới truy tung đến ngươi ta sau ngươi càng hy vọng lần này không có trảo sai người các ngươi không có trảo sai, lạc diệt như là bị gánh tội thay hai chữ sợ kích thích. Trong mắt bỗng nhiên hiện lên một mảnh huyết sắc, tay phải thật mạnh đấm đánh chính mình ngực. Ta chính là hung thủ, muốn xem chứng cứ sao? Ta còn ghi lại video. Dịch phi kinh ngạc, cái gì video? Lạc diệt nói, ở di động của ta. Biết ta vì cái gì 4 năm trước mới về nước sao? Bởi vì ở bê quốc, có một cái ta cần thiết giết chết người. Hắn kêu trì minh nhạc, là quy e đại học y học viện giáo thụ cũng là đem bạch anh trái tim lấy ra người ta thôi miên hắn làm hắn sám hối làm hắn chủ động lựa chọn tử vong kỹ thuật đội viên tìm được rồi cái kia mã hóa video ta trước diệt trừ trì minh nhạc sau đó về nước thu thập những người khác lạc diệt nói dựng thẳng lên một ngón tay tiếp theo là đệ nhị căn đệ tam căn nhẹ giọng nói bạch anh ta cho ngươi báo thù từ nay về sau ngươi rốt cuộc có thể an giấc ngàn thu thành phố đông nghiệp nằm tuyền trang viên trong núi không khí tươi mát sở tính ở trang viên sân vắng tản bộ như vậy bừa bãi tư thái cùng sở khánh phái tới hình người thành tiên minh đối lập cái này thanh u đến tựa như thế ngoại đào nguyên trang viên trên thực tế đã bị sở gia bảo tiêu sở vây quanh các ngươi đi theo ta làm gì sở tính cười nói ta chỉ là tới thăm thăm trong nhà trưởng bối đến nỗi cho các ngươi như vậy kinh hồn tán đảm chung quanh không có bất luận cái gì đáp lại thậm chí nhìn không thấy một người. Ta lại không phải giết người phạm, sở tính tháo xuống một đóa hoa, thanh âm lại có vài phần quỷ khuất. năm tuyền trang viên quá lớn, tản bộ nói, một vòng đi xuống tới ít nói cũng đến hoa hai cái giờ, sở tính một đường đi một đường trích, tích cốc tràn đầy một phen hoa. Đi thông sở lâm hùng chỗ ở trong nhà hành lang dài thượng, sở tính đi được lúc nhanh lúc chậm, trong miệng hừ một đầu ngữ điệu không rõ ca. Nếu là cẩn thận nghe, là có thể biện ra, hắn ngâm nga chính là Trên đời chỉ có mụ mụ hảo Có mẹ nó hài tử giống khối bảo Quăng vào mụ mụ ông ấp Hạnh phúc hưởng không được Trên đời chỉ có mụ mụ hảo Không mẹ nó hài tử giống căng thảo Rời đi mụ mụ ông ấp Hạnh phúc nơi nào tìm Này đầu nhạc thiếu nhi thiên chân rồi lại đau thương Sở tính dùng vui sướng điệu hừ ra tới khi tiếng ca ở hành lang dài thượng một lần một lần mà tiếng vọng lại không thấy thiên chân cũng không thấy đau thương chỉ còn lại có lạnh băng cùng thù hận giống một nữ nhân ở lâu lâu dài dài mà kể ra chính mình bất hạnh hành lang dài cuối môn rộng mở mở ra sở tín cười nói lão nhân ta trở về xem ngươi sở lâm hùng ngồi ở trên xe lăn lần đầu lấy đề phòng ánh mắt xem kỹ chính mình yêu thương nhất nhi tử như thế nào ta khó được trở về một lần ngươi còn không cao hứng a, sợ tín không chút khách khí mà cho chính mình đổ một ly hồng trà, tự tại mà ngồi ở trên sofa. sở lâm hùng sắc mặt xanh mét, ngươi không phải ở chùa hải kính tiêu giao sao? như thế nào lúc này nghĩ đến xem ta? sở tín bưng bát trà, đặt ở mũi hạ ngửi ngửi, lại không có uống, tay một thấp, lại đem bát trà thả trở về. sở lâm hùng nói, ta nơi này đồ vật cũng không dám uống lên. sở tín cười. Rốt cuộc ngươi là bị sở khánh giam lỏng ở chỗ này, ngươi ăn mặc chi phí tất cả đều chịu hắn an bài, ta tin tưởng ngươi rất tốt với ta, nhưng không tin hắn cũng rất tốt với ta. Nhà nghèo có nhà nghèo bất hạnh, hào môn cũng có hào môn bi ai. Nhà nghèo lo lắng ăn thượng đốn không có hạ đốn, mà hào môn liền uống một ngụm thủy, đều có điều băng khoăn. Sở lâm hùng lắc đầu, không đến mức. Sở tính chi khởi một chân, hảo, hàng huyên đến không sai biệt lắm. Ngươi cũng biết, ta sẽ không vô duyên vô cớ tới xem ngươi, ta tới này một chuyến, tất nhiên có mục đích của ta. Sở lâm hùng trên mặt nếp nhăn cứng đờ. Lão nhân, sở tính khóe môi tươi cười dần dần biến mất, ngươi hối hận quá sao? Sở lâm hùng nói, ngươi chỉ cái gì? Chỉ ngươi cả đời này sở đã làm sự, sở tính nói, lớn đến khống chế sở thị này con cự luân, nhỏ đến. Nhỏ đến tuổi trẻ khi lừa gạt một cái lại một nữ nhân mặc dù trong tay quyền lực đã bị cướp đi sở lâm hùng như cũ duy trì nhất quán ngạo mạn ta vì cái gì phải hối hận không có ta liền không có sở thị hôm nay sở tính nói ta biết ngươi lợi hại có thủ đoạn nếu ở tương đồng tuổi tác liền sở khánh đều không phải đối thủ của ngươi sở lâm hùng nghe không được sở khánh hai chữ nghe vậy thâm nhăn lại mi khinh thường lại không cam lòng đừng cùng ta đề hắn sở tính lại cùng không nghe được dường như sở khánh đương nhiên không phải đối thủ của ngươi, bởi vì ngươi ở thương nghiệp thượng thiên phú không đều di truyền cho ta sao? sở lâm hùng trận to hai mắt khó có thể tin mà nhìn sở tính. hai người là phụ tử, nhưng sở lâm hùng chưa bao giờ làm trò sở tính mặt thừa nhận quá, sở tính cũng chưa bao giờ kêu lên hắn một tiếng ba hoặc là phụ thân. nhưng vừa rồi sở tính dùng từ lại là di truyền. ngươi sở lâm hùng nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? giống ngươi người như vậy, nhất thời nhớ không nổi đã làm sai sự cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ta đây liền cử cái ví dụ đi, sợ tính ánh mắt tiệm phong, ngươi hối hận có ta như vậy một cái nhi tử sao? Ngắn mũi trầm mặt sau, sở lâm hùng nói, ngươi thực thông minh, ngươi chẳng lẽ không biết ta sở hữu nhi tử, ai nhất đặc thù? Nhận được hậu ái, ta đây coi như, ngươi không chỉ có không hối hận có ta như vậy một cái nhi tử, còn đối có ta như vậy một cái nhi tử cảm thấy vui vẻ, sợ tính hỏi, là như thế này sao? Sở Lâm Hùng kêu lên một tiếng, không đáp. Sở tính nhìn chầm chầm hắn, thông thả nói, nhưng ta là như thế nào tới đâu? Sở Lâm Hùng ngạc nhiên. Ta là ngươi làm bẩn một vị cũng không ái ngươi nữ nhân, bức bách nàng vì ngươi sinh hạ tới đồ vật, sở tính dùng phía trước hừ ca khi nhẹ nhàng ngữ khí nói, từ lúc bắt đầu, ta liền không nên tồn tại, không xứng tồn tại nói hưu nói vườn sở lâm hùng lạnh giọng đánh gãy nói bậy sở tính cười nhạo đối mặt một cái nói bậy người sở lão tiên sinh ngài sẽ kích động như vậy sở lâm hùng đôi tay nắm chặt xe lăn tay vịn trong mắt giống muốn phun ra hỏa tới ta không nên sinh ra ta sinh ra lưng đeo ngươi đối một nữ nhân đối gia đình nàng sở đã làm nhất ti tiện sự sở tính nói không biết ta sinh ra liền hoạn có bệnh tim có tính không thiên đạo hảo luân hồi có tính không trời cao cho trừng phạt Sở Lâm Hùng giận mở to hai mắt, môi dưới rung đến lợi hại, như là nóng lòng cãi cọ, rồi lại tìm không thấy có thể phản bác nói. Lão nhân, ngươi hối hận đối ta mẫu thân đã làm sự sao, sở tính nói, ngươi hối hận hủy hoại nàng sao. Ta xem qua nàng ảnh chụp, như vậy một cái mỹ lệ nữ nhân, ngươi cũng hạ thủ được. To như vậy trong phòng tràn ngập sốt ruột xúc tiếng hít thở. Mà mấy theo dõi đang ở một cái không chớp mắt gốc công tác xem ra ngươi cũng không hối hận, sở tín đứng lên trên cao nhìn xuống cũng đúng, giống ngươi như vậy tàn nhẫn độc ác đến mức tận cùng người lại như thế nào sẽ đối một nữ nhân cảm thấy xin lỗi, sở lâm hùng không thể không dơ lên mặt, mặc kệ ta đã làm cái gì, ta đều là vì ngươi hảo, trưởng bối đều thích nói loại này lời nói, nhưng kỳ thật vì ngươi hảo, bất quá là cho ít kỹ dáng một tầng kim, sở lâm hùng nói, ta hỏi lại ngươi 7 năm trước làm ta đi làm giải phẫu đổi tim ngươi hối hận sao sở lâm hùng quát ngươi liền may mắn đi nếu không làm phẫu thuật ngươi hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này ta mệnh là trọng tới hai lần sở tính nói lần đầu tiên là ngươi từ ta mẫu thân chỗ đó trọng tới lần thứ hai là ngươi từ ta huynh đệ chỗ đó trọng tới ta vốn dĩ liền không nên tồn tại bảy năm trước bệnh phát chính là ông trời muốn thu ta nói sở tính cười thanh Ngươi càng muốn làm cái gì nghịch thiên sửa mệnh Lấy biểu hiện ngươi không gì làm không được Lão nhân, ta mệnh là mệnh Ngươi khác mệnh, chính là có rác sao Thẳng đến hôm nay, ngươi cũng chút nào không hối hận Sở Lâm Hùng nói Ngươi căn bản không hiểu ta dụng tâm Hiểu một cái ác ma dụng tâm Này chẳng lẽ là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự Sở tính mở ra đôi tay Ngươi xem Ngươi dùng một cái không nên chết người đã cứu ta cái này người đáng chết ta lại không có như ngươi mong muốn kế thừa ngươi y bác, sở thị ngược lại rơi xuống sở khánh trên tay. Hiện tại ngươi cái gì quyền lực đều không có, mà ta xuất gia đương hòa thượng, ngươi còn không hối hận. Là chính ngươi không biết cố gắng, sở lâm hùng mắng xong liền ho khang lên. Cho ai tranh đua? Ngươi sao, sở tính cười lạnh, sau đó trở thành tiếp theo cái ngươi. Sở lâm hùng chỉ vào môn, lăng. Ngươi cút cho ta. Ngươi như vậy yêu thương ta, Yêu thương đến không tiếc giết người nông nổi Sợ tính nói Ta tới xem ngươi Ngươi lại muốn ta lăn Có lẽ là bởi vì nhân ngươi mà chết người quá nhiều Ngươi cảm thấy lấy đi một người trái tim Căn bản không phải cái gì đến không được sự Đúng không? Không đợi sở lâm hùng trả lời Sở lâm đột nhiên quát Nhưng ngươi lấy đi là ta ca trái tim Ta mẫu thân thương yêu nhất hài tử Ta thân huynh trưởng Sở lâm hùng ngạc nhiên Ngươi Ngươi Ta Sở tính tới gần, ngươi nói, ta có nên hay không cho hắn báo thù? Sở Lâm Hùng tức khắc cái gì đều minh bạch, là ngươi. Cảnh sát đã đi tìm ngươi đi, sở tính nói, nói cho ngươi có bao nhiêu người chết ở kẻ báo thù, trên tay, Tào Phong Hòe, Cung Quốc Chân, Tần Hùng, cảnh sát có phải hay không còn nói cho ngươi, mặt sau liền đến phiên ngươi, hoặc là đến phiên ta. Sở Lâm Hùng phe phẩy xe lăn về phía sau lui, ngươi điên rồi. Điên kia đại khái là ta mạch máu chảy ngươi huyết đi. Muốn so điên, ai lại thắng đến quá ngươi đâu, sở lâm hùng càng là lui, sở tính liền càng là tiếng, chính là đem sở lâm hùng bước tới rồi ven tường. Sở lâm hùng lại không thể lui, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn giết ta. Sở tính không lưng, đôi tay chống ở xe lăn hai sườn, ở người thường trung coi như xinh đẹp hai mắt gần như mỉm cười mà nhìn sở lâm hùng, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện thiên. Sở tính mắt cực tựa lâm hỉ, Sở lâm hùng cương cổ nói, nói, nói chuyện gì? Nói ngươi qua đi đã làm ác, sở tín đứng thẳng thân mình, nhấc chân hướng trên xe lăn một đá. Sở lâm hùng sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên xe lăn lăn xuống tới, xe lăn lại vừa lúc ngừng ở bàn trà trước. Sở tín đến gần, chúng ta đương vài thập niên phụ tử, còn không có chân chính nói qua một lần tâm. Rốt cuộc vẫn là già rồi, sở lâm hùng rốt cuộc lấy không ra thịnh thâm niên khí phách, đối mặt sở tín nhìn chăm chú, lại là lần lượt dời đi tầm mắt, ngữ khí cũng bất tri bất giác mang lên xin tha ý vị. Ngươi muốn biết bọn họ là chết như thế nào sao, sở tính giống kéo việc nhà giống nhau nói, ta không chỉ có giết bọn họ, còn giết bọn họ người nhà, bọn họ mỗi người bị chết thảm không nở nhìn, có xương cốt bị ta gõ toái, có đôi mắt bị ta đào xuống dưới, có trên người không có một tắc hoàn hảo làn da. Sở lâm hùng phát truông, giống xem người xa là giống nhau nhìn sở tính. Đúng rồi, ta đem bọn họ thê tử vú cắt xuống dưới, bãi ở nhà bọn họ nhất thấy được địa phương, cung bọn họ xem xét, sở tính vỗ vỗ chính mình ngực, bởi vì nơi đó cách trái tim như vậy gần, ta không có biện pháp giống trì minh nhạc như vậy hoàn chỉnh mà móc ra một lòng, vậy đành phải ý tứ một chút. Ngươi nói, khi ta đối với ngươi động thủ khi, ta có nên hay không đem ngươi ngực mổ ra, đem ngươi trái tim đào ra. Sở Lâm Hùng nói, ngươi, ngươi câm mồm. Sở tính cúi đầu cười, lão nhân, Ngươi đời này chỉ sợ không có cái nào thời khắc giống như bây giờ sợ hãi đi. Ta đây hiện tại hỏi ngươi, có ta như vậy một cái nhi tử, hối hận sao? Bảy năm trước giết hại ta huynh đệ, đem hắn trái tim nhổ trồng cho ta, hối hận sao? Ngươi còn sẽ giống vừa rồi như vậy, nói không hối hận. Sở Lâm Hùng lại kinh lại sợ, cơ hồ nói không nên lời lời nói. Đã làm trái tim nhổ trồng giải phẫu người, có thể sống, vẫn sống không được quá nhiều năm, ta vẫn khí tương đối hảo cũng nhận được ngươi qua đi đối ta rèn luyện mấy năm nay đi ta khôi phục đến không tồi ta muốn không nhiều lắm ngươi chính miệng thừa nhận hành vi phạm tội mà thôi sở tính ánh mắt lành lạnh tự tự cảm hận ta là ngươi làm bẩn lâm hỷ sinh hạ tới đúng không sở lâm hùng giống cọc giống nhau ngồi chỉ có mí mắt ở chấn động sở tính lạnh giọng nói trả lời ta rốt cuộc sở lâm hùng gật đầu đúng vậy lâm hỷ sinh hạ ta lúc sau ngươi bứt điên rồi nàng đúng không sở tín ngữ tóc nhanh dần nàng cuối cùng lựa chọn tự sát cũng là vì ngươi sở lâm hùng không dám lại xem sở tín đúng vậy người khác đều nói con người trước khi chết lời nói thường thật lòng nhưng cho tới bây giờ ngươi cũng không cho rằng ngươi làm chuyện sai lầm sở tín nói liền nhân tra hai chữ đều không đủ để khái quát ngươi bất quá cuối cùng ngươi đối ta cái này không nên sinh ra nhi tử thẳng thắn này hết thảy sở lâm hùng đều không phải là tàn tật, chỉ là chân cẳng không có phương tiện. Thấy sở tính tới gần chính mình, sở lâm hùng liều mạng đứng lên, ngươi buông tha ta, sở thị, sở thị hiện tại vẫn là ta định đoạt, chỉ cần ngươi. Đánh đổ đi, sở tính chăm chọc nói, sở khánh đã sớm thay thế được ngươi. Sở lâm hùng nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại vội vàng xem trở về, lắc đầu, ngươi không có khả năng đối ta động thủ. Ta là phụ thân ngươi. Phụ thân, sở tính ánh mắt lạnh đến giống băng trên biển quay cuồng sương mù, một phen quân dụng chủy thủ thình lình xuất hiện ở trong tay hắn, không, người đầu tiên là ta kẻ thù, tiếp theo mới là phụ thân ta. Loãng soảng Sở lâm hùng ở xe lăng biên té ngã, liên quan xe lăn cũng cùng nhau khuynh đảo. Thương giới một thế hệ, kiêu hùng, trên mặt đất chật vật mà bò sát, muốn từ phía sau sát ý trung tìm được một đường sinh cơ. Thật khó xem, sở tính một chân đá vào sở lâm hùng trên lưng, đồng dạng là biết sinh mệnh sắp đi đến cuối ta ca ở bị các ngươi mổ tâm phía trước đều không giống ngươi khó coi như vậy sở lâm hùng hoảng sợ ngươi gặp qua quách bình an sở tính một tay nắm đau một tay bóp chặt sở lâm hùng yết hầu ta không chỉ có gặp qua hắn còn cùng hắn trò chuyện qua sở lâm hùng đồng tử xúc đến cực tiểu bảy năm trước ta không có năng lực bảo hộ hắn ngược lại là hắn dùng hắn trái tim cho ta tân sinh sở tính hai mắt giận trương hiện tại chỉ còn lại có hai người, ta liền giết hết hai người của hắn. Thương nhân không khéo vào lúc này phát ra sở lâm hùng hô lớn, hai người ta không phải cuối cùng một cái, vậy ngươi đi trước sát người khác. Ta là cái gì thân phận, ngươi hôm nay giết ta, cảnh sát lập tức là có thể bắt được ngươi. đến lúc đó ngươi liền không có cơ hội lại giết người. sở tín giống nghe được cực kỳ buồn cười chê cười, cười đến bả vai từng trận phát trung, cuối cùng một người là ta a. À ta tự sát, ai tới giết ngươi. Lưỡi dao sắc bén ở già nua làn da thường xé ra một đạo huyết tuyến, dính trù máu ở rung rẩy dữ dội trên cổ chảy xuôi. Sở Lâm Hùng đã sợ hãi sắp ngất. Mà lúc này, nhắm chặt cửa phòng bị phá khai, hình cảnh cùng đặt cảnh nối đuôi nhau mà nhập, hồng súng thẳng chỉ ven tường người. Tiêu ngộ an một sữa ngày thường trang phục, lúc này xuyên chính là cùng đặt cảnh tương đồng cảnh phục. Nghe thấy phía sau động tĩnh, sở tính nắm chủy thủ tay phải một đốn, vừa không kinh ngạc cũng không hoảng loạn, ở không có bất luận kẻ nào nhìn đến gốc, đôi mắt thậm chí toát ra một tia mềm mại quan. Cứu ta! Cứu ta! Tuyệt cảnh trung phát hiện một đường sinh cơ, sở lâm hùng bất chấp phong độ liêm sĩ, liều mạng giải dùa, người này muốn giết ta. Sở tính, tiêu ngộ an nói, đem đau buông. Sở tính không có xoay người, đưa lưng về phía một phòng cảnh sát, nếu ta không bỏ đâu. Phía sau truyền đến viên đạn lên đạn tiếng vang, không khí khẩn trí tới rồi cực điểm như gánh nặng đè ở mỗi người trên vai không ai nói chuyện liền hô hấp đều là cực kỳ khắc chế toàn bộ trong phòng chỉ có sở lâm hùng phát ra buồn cười cầu cứu thanh lão xuất sinh sở tính bỗng nhiên quát ngươi mẹ nó câm miệng phần cổ huyết tuyến càng sâu có lẽ tiếp theo nháy mắt liền đem thiết nhập động mạch sở lâm hùng sợ tới mức lại không dám nhúc nhích ngươi sẽ không tiêu ngộ an thanh âm lãnh cảm thả rõ ràng vừa ra thanh giống như là cấp nông nóng bầu không khí hạng ôn người thiết kế này một vở diễn mã còn không phải là vì chờ cảnh sát xuất hiện mục đích của người căn bản là không phải ở hôm nay giết chết sở lâm hùng người muốn chính là hắn thân bại danh liệt tiếp thu pháp luật thẩm phán vài giây sau sở tính bộc phát ra một tiếng cười thảm tay trái rốt cuộc buông ra sở lâm hùng tay phải nắm đau cũng rơi xuống trên mặt đất sở lâm hùng như là còn chưa phản ứng lại đây giống nhau Ngạn Hồng nhìn trân trối mà nhìn chính mình nhất, yêu thương nhi tử. Sở Tính lung lay mà đứng lên, đối mặt Tiêu Ngộ An, cũng đối mặt kia một đám đen nhánh hồng súng, trên mặt vẫn là qua đi đối mặt phương viễn hàng đám người khi bất cần đời, nhưng này bất cần đời dần dần lộ ra nùng liệt bi thương. "Ngươi sai rồi, Sở Tính nói, ta có hai tay chuẩn bị." Tiêu Ngộ An làm các đội viên đem thương thu hồi tới, nếu ta không có tới rồi, hoặc là tới chậm, ngươi sẽ lập tức giết chết Sở Lâm Hùng sau đó tự sát. Sở tính ném xuống chủy thủ liền ở sở lâm hùng bên người. Ở chú ý tới chủy thủ hàng quan khi, sở lâm hùng tay liền lặng yên không một tiếng động mà dò xét qua đi. Các ngươi rốt cuộc vẫn là tới, sở tính ngữ khí lại có một chút thả lỏng, nếu ta không có đoán sai, các ngươi đã sớm ở chỗ này trang bị nghe lén giám thị thiết bị, ta hôm nay hành tung cũng ở các ngươi theo dõi trung. Ta Nói, sở tính đồng quan bỗng nhiên căng thẳng chỉ thấy tiêu ngộ an bay nhanh rút súng lên đạn, phanh. Thanh thúy tiếng súng xé trách động lại không khí, ngay sau đó, góc tường truyền đến hét thảm một tiếng, cùng với chủy thủ bắn ra, tiện đà thật mạnh rơi xuống tiếng vang. Sở tính cúi đầu, nhìn đến sở lâm hùng tay phải huyết nhục mơ hồ, đang ở thống khổ tru lên. Chủy thủ hiển nhiên chính là từ này chỉ trong tay bị đánh bay. Sở tính cười lạnh, đi ra vài bước, đem kia dính huyết chủy thủ nhặt lên tới, ta không phải ngươi thương yêu nhất hài tử sao, ngươi vì ta giết chết một cái vô tội người, hiện tại như thế nào liền ta đều phải giết đâu. Lão súc sinh, ngươi đây là đã hoàn toàn hồ đồ sao? Sở lâm hùng nơi nào còn nghe được đi vào, đau đến trên mặt đất ra sức dãy dụa, huyết không ngừng từ thương tay chỗ trào ra. Tiêu ngộ an này một thương khai đến lại chuẩn lại hận, trực tiếp phế đi sở lâm hùng thủ đoạn. Đem người mang đi, tiêu ngộ an thu hồi súng lục, bình tĩnh mà phân phó bên người đặt cảnh sở lâm hùng bị hai gã đặt cảnh giá khởi hoảng sợ mà hô buông ta ra sở tính đứng ở một bên nửa híp mắt cười ta như thế nào sẽ có ngươi loại này nhi tử sở lâm hùng hai mắt huyết hồng ở bị mang ly khi bỗng nhiên xoay người hướng sở tính quát ta năm đó liền không nên cứu ngươi sở tính vẫn cứ đang cười cho nên ngươi hối hận sao ngươi sám hối sao sở lâm hùng mắt điếc tai ngơ nghiệt chủng, ngươi là cái kia tiện nhân nghiệt chủng. Ngươi cùng lâm hỷ đều đáng chết. Sở tính giữa mày nhăn lại, ánh mắt trở nên phá lệ lạnh băng. Ngoài cửa, sở lâm hùng tiếng mắng ở trên hành lang quanh quẩn. Thanh âm này không giống như là cái gần đất xa trời lão nhân có thể phát ra, như là hắn linh hồn cái kia ác ma đang ở liều chết dãy dụa. Phản phất qua thật lâu, ác ma thanh âm mới hoàn toàn biến mất, liền hồi âm cũng không dư thừa hạ sở tính lui về phía sau vài bước, phần lưng đánh vào trên vách tường, vài sợi mồ hôi lạnh từ hắn gương mặt chảy quá, theo cổ trượt xuống dưới lạc. Hắn sắc mặt biến đến trắng bệt, mặt mày không hề có vừa rồi trấn định, như là hoàn thành một kiện chuyện quan trọng, cuộc đời này đến tận đây, không hề có bất luận cái gì vướng bận. Bộ phận đặt cảnh từ trong phòng rút khỏi, tiêu ngộ an hỏi, có thể chính mình đi. Sở tính thân thể thông thả trượt xuống, tay phải che lại ngực, mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, khóe môi lại cực kỳ thông thả mà dắt một tia cười. Một người hình cảnh hỏi, tiêu cục. Tiêu ngộ an nói, lập tức đưa y. Xe cảnh sát bay nhanh, ở âm lãnh trên đường đi qua. Mùa thu rất có ý tứ, ở thành thị cùng trong núi bày biện ra hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Trong thành, trời lạnh, đại đa số người sẽ mặc vào thâm sắc hậu y, liếc mắt một cái nhìn lại, trên đường tất cả đều là quả đen giống nhau đen nghìn nghịch đám người. Trong núi, lãnh không khí lại đem cánh rừng trang điểm đến ngũ thải ban lan, tự như nhiệt liệt tiên cảnh. Sở tính gắt gao ấn ngực, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ lưu động sắc thái. Chúng nó giống cầu vòng giống nhau, sáng lạng đến chói mắt. Đuôi mắt ấm áp, giống có thứ gì từ nơi đó chảy quá. Là nước mắt sao? Sở tính tưởng nâng lên tay, mặc một mạc đuôi mắt, làm này đó ấm áp chất lỏng không đến mức cùng mồ hôi lạnh hỗn vì nhất thể. Nhưng hắn một bàn tay đè nặng ngực, một cái tay khác như bị rót chì dường như, căn bản nâng không đứng dậy. Ngoài cửa sổ sắc thái có chút mơ hồ, hắn dùng sức chớp mắt, làm cho tầm mắt trở nên rõ ràng. Chính là vô dụng, thấy không rõ, lỗ tai cũng giống như bị lấp kín. Hắn hé miệng, dùng sức mà hô hấp, ngực năng đến giống sắp tạc nước, hòa tan, liên thủ trưởng cũng bị bị phỏng. Hắn cảm thấy trong xe tựa hồ có người ở kêu hắn, nhưng cái này kêu thanh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy hắn tưởng, tử vong cảm giác, có lẽ chính là như vậy. Trên đời chỉ có mù mù hảo, có mẹ nó hài tử giống khối bảo. Sở tính ở nùng mặt giống nhau trong bóng đêm mở mắt ra, toàn trướng đôi mắt bị sáng ngời quan mang đâm vào phát đau. Đây là một gian có thể nói tráng lệ huy hoàng phòng, quần áo hoa lệ nữ nhân ông một cái trong tả lót hài tử, chính lung lay mà sướng ca. Nàng có một trương mỹ lệ khuôn mặt, này trương khuôn mặt vì nàng đưa tới lại là dây dư chung thân vận rủi. Lúc này, nàng khuôn mặt tiêu tụy, mặc dù là nhất sang quý châu báu, cũng vô pháp xua tan nàng trong mắt tối tâm. Sợ tính biết, đó là mẫu thân của nàng Lâm Hỷ, cái kia tả lót hài tử là chính hắn. Lâm Hỷ tiếp tục sướng ca, trẻ mới sinh đang ở ngủ yên. Không lâu, Lâm Hỷ đem trẻ mới sinh đặt ở tiểu giường, vuốt trẻ mới sinh thư thớt đầu tóc, trong miệng không biết đang nói chút cái gì. Trẻ mới sinh vốn dĩ không nên có ký ức, nhưng sợ tính từ khi ký sự, liền thường xuyên hừ, trên đời chỉ có mụ mụ hảo. Đây là hắn mẫu thân, duy nhất đối hắn sướng quá ca. Hắn sinh ở thành phố đông nghiệp nhất giàu có gia đình, sở lâm hùng có thể cho hắn hết thảy muốn đồ vật, duy độc không thể cho hắn một cái mẫu thân. Ở hắn lúc còn rất nhỏ, lâm hỉ bị nhốt ở sở gia, đó là hắn cả đời này chỉ có cùng mẫu thân cộng độ thời gian. Sau lại, đương sở lâm hùng không hề giam cầm lâm hỉ, lâm hỉ liền giống căn bản không có hắn đứa con trai này giống nhau, hoảng không chọn lộ mà thoát đi. Hắn không có mụ mụ. Hắn mụ mụ không cần hắn. Hắn mụ mụ hận hắn, tự như hận hắn kia tội ác phụ thân. Từ nhỏ, hắn liền đã chịu bệnh tim tra tấn. Bác sĩ nói, hắn có lẽ sống không được lâu lắm. Hình ảnh thay đổi, sở tính nhìn đến trẻ mới sinh biến thành tiểu nam hài, lại biến thành tái nhật thiếu niên. Này dài dòng thời gian, chưa từng có một người làm bạn thiếu niên. Thiếu niên thân thể không tốt, ở tiếp thu trị liệu đồng thời, còn cần thiết tập võ. Sở Lâm Hùng hy vọng thông qua phương thức này, thay đổi thân thể hắn tố chất. Sở tính khóe môi dơ lên một tia cười khổ. Nhất tra tấn hắn kỳ thật chưa bao giờ là bệnh ma, mà là cô đơn. Hắn quá người ngoài trong mắt không thể bắt bẻ sinh hoạt, tôi tớ thành đàn, còn có thị vệ, chỉ cần hắn nguyện ý, đồ ăn đều sẽ trực tiếp uy đến hắn trong miệng. Nhưng như vậy sinh hoạt cũng không phải mỗi người đều nguyện ý quá. Hắn luôn là tưởng, ta vì cái gì không có mụ mụ. Ta thân nhân vì cái gì không cần ta. Sau khi thành niên, hắn thành sở thị trẻ tuổi trung ưu tú nhất người, sở lâm hùng mang theo hắn tham dự các loại thương nghiệp trường hợp. Trong lúc nhất thời, hắn nổi bật phủ qua sở lâm hùng bốn vị người thừa kế. Nhưng hắn trái tim cũng một năm không bằng một năm, chống được 26 tuổi, tự hồ rốt cuộc đi không nổi nữa. Chính hắn đảo không cảm thấy có cái gì nhưng tiếc nuối. Đối sinh mệnh, hắn từ trước đến nay không cảm giác được nhiều ít quyến luyến. Cô đơn đã sớm ở hắn trong cốt nhục đầu hạ rửa không sạch bóng ma, một cái cô đơn người, cũng không sợ hãi tử vong. Nhưng sở lâm hùng lại nói cho hắn, ta sẽ không làm ngươi chết. Là phải làm trái tim nhổ trồng giải phẫu sao? Lâu bệnh thành y, sở tính đối bệnh tim hiểu biết, không thể so bác sĩ thiếu. Minh bạch bệnh tình phát triển đến bây giờ loại tình trạng này, chỉ có làm nhổ trồng giải phẫu có thể kéo dài thọ mệnh. Bất quá nhổ trồng giải phẫu nguy hiểm rất cao, có người trực tiếp chết ở giải phẫu trên đài, có người ở mảnh liệt bài dị trung tham sống sợ chết hai ba nguyệt. Mặc dù bị trời cao chiếu cố, có thể sống quá 10 năm trái tim nhổ trồng người bệnh cũng không nhiều lắm. Nếu muốn hỏi nội tâm, sở tính cũng không muốn làm cái này giải phẫu. Nhưng sở Lâm Hùng kiên trì phải làm, đã ở nước ngoài xác định một chi chữa bệnh đoàn đội. Hắn không có gì cầu sinh dục, nhưng cũng lười đến phản kháng sở Lâm Hùng so với cùng sở lâm hùng tranh chấp hắn hoa càng nhiều thời gian tự hỏi vì cái gì muốn ra ngoại quốc làm phẫu thuật b quốc nhổ trồng trình độ cũng không so quốc nội cao nhiều ít b y học trung quốc sinh có thể làm giải phẫu quốc nội bác sĩ giống nhau có thể hoàn thành lại vô dụng sở lâm hùng hoàn toàn có thể đem b quốc đoàn đội thỉnh đến quốc nội đỡ phải hắn đi một chuyến đối này sở lâm hùng giải thích là b quốc hoàn cảnh càng thích hợp thuật sau khôi phục này giải thích đảo cũng nói được thông nhưng chân chính tới rồi bê quốc, trụ tiếng kia phương tiện đầy đủ hết, nhổ trồng trung tâm, sở tính bỗng nhiên phát hiện, sự tình cùng chính mình tưởng tượng bất đồng. Ở bất luận cái gì một quốc gia, chính quy trái tim nhổ trồng giải phẫu đều hẳn là ở bệnh viện tiến hành, mà nơi này trên danh nghĩa là nhổ trồng trung tâm, trên thực tế lại là cái rời xa thành thị cơ cấu. Ở chỗ này tiến hành, tuyệt đối không có khả năng là chính quy giải phẫu sở tín lập tức minh bạch sở lâm hùng vì cái gì nhất định phải đem chính mình đưa đến bê quốc tới bởi vì sắp tiến hành chính là một hồi phi pháp giải phẫu trái tim đều không phải là đến từ tự nguyện hiến cho giả lấy quốc nội giám thị lực độ sở lâm hùng cho dù có lại đại bản lĩnh cũng vô pháp giấu trời qua biển cho nên giải phẫu mới cần thiết ở bê quốc tiến hành trái tim hiến cho giả nhiều như vậy vì cái gì không cần những cái đó trái tim sở tín vội vàng mà tự hỏi là bởi vì xứng hình không đúng vẫn là tạm thời không tới phiên chính mình không không có khả năng bằng sở lâm hùng bản lĩnh tuyệt đối không tồn tại không tới phiên loài sự tình này kia vì cái gì còn muốn xuất ngoại tới làm phi pháp giải phẫu cung cấp trái tim giả có cái gì đặc thù chỗ trong giây lát sở tính nghĩ đến sở lâm hùng trước đây nhiều lần an ủi hắn nói yên tâm nhất định có thể khắc phục bài gì phản ứng chẳng lẽ là sở tính quả thực không dám đi xuống tưởng Liên bác sĩ cũng không dám bảo đảm người bệnh có thể khắc phục bài gì phản ứng sở lâm hùng dựa vào cái gì có thể sở lâm hùng trong miệng nhất định cố nhiên có khoa trương thành phần nhưng trong đó bao hàm ý tứ lại là bài gì phản ứng khả năng sẽ lớn nhất trình độ hạ thấp cho nên kia viên sắp để vào chính mình ngực trái tim là từ chính mình tuổi trẻ khỏe mạnh thân nhân ngực trung lấy ra đối mặt chất vấn sở lâm hùng đầu tiên là im miệng không nói không nói rồi sau đó có lệ nói Ngươi chỉ cần suy xét hảo hảo sống sót Ta không cho phép ngươi chết Hắn phản kháng Cự tuyệt Sở lâm hùng khiến cho người đem hắn bắt lại Hạn chế hành động Từ nhỏ đến lớn Sở tính chính là cảm xúc nhạt nhẽo người Một phương diện là tính cách cho phép Một phương diện là bởi vì sinh ra đã có sẵn bệnh 26 tuổi Hắn lần đầu kích động Gầm lên Lại vô lực ngăn cản trận này tàn khốc lấy mạng đổi mạng Điện ảnh khuynh hướng cảm xúc hình ảnh trung 26 tuổi sở tính cuồng loạn, yêu cầu thấy trái tim hiến cho giả một mặt, chen chút mà đến bác sĩ hồ sĩ bảo tiêu đem hắn đè lại, cho hắn chính là một châm châm trấn định tề. Nhưng cơ duyên xảo hợp, hắn vẫn là gặp được cái kia sắp nhân hắn mà chết đi người. Hình ảnh ở ngoài, 33 tuổi sở tính hai mắt đã đỏ đậm. Giải phẫu định ở một vòng lúc sau, sở tính ở nhổ trồng trung tâm đã đại 4 tháng, không hề giống lúc ban đầu như vậy một không có dược vật liền phát cuồng, bảo tiêu có điều lơi lỏng, thậm chí mặc kệ hắn một mình đi đình viện tản bộ. Nhổ trồng trung tâm, lầu chính không lớn, đình viện lại thập phần rộng lớn, không khí tươi mát, phản phất hoàn toàn không chịu công nghiệp hóa ảnh hưởng. Sở tính hướng chỗ sâu trong đi đến, bỗng nhiên nghe thấy thật nhỏ động tĩnh, vừa thấy, trong rừng bóng ma thế nhưng đứng một người. Người nọ hiển nhiên cũng chú ý tới hắn, đầy mặt kinh ngạc. Lâm hỷ mỹ lệ bị hai cái nhi tử kế thừa, Bọn họ hình dáng tuy không giống nhau Mặt mày lại là kinh người mà tương tự Chỉ trong nháy mắt Sở tính liền minh bạch Trước mặt người là chính mình cung thể Là chính mình huynh đệ Người nọ lại không có như vậy thông minh Sửng sốt trong chốc lát Mới đi trước hai bước Ngươi là Sở tính khóe môi rung động Ít hầu giống bị một con kiềm sắt gắt gao tạp trụ nghẹn ngào nói Ngươi tên là gì Bạch Anh người nọ nhìn nhìn trên người hắn bệnh nhân phục Như là minh bạch cái gì sở tính cảm thấy chính mình tâm can tỳ phổi đều ở chấn động hắn vươn tay một tay đem bạch anh giữ chặt ngữ tốc cực nhanh hỏi ngươi là người ở nơi nào ngươi cha mẹ tên gọi là gì đông thành phố đông nghiệp không thành phố tỉnh lịch bạch anh có chút hoảng loạn cha mẹ ta lời còn chưa dứt một đội nhân viên y tế liền đuổi lại đây đem bạch anh mang đi bạch anh quay đầu lại ngơ ngẩn mà nhìn sở tính hình ảnh như vậy dừng hình ảnh như thiêu hồng bàn ủi, mang theo kịch liệt đau đớn dấu vết ở sở tính linh hồn. Sở tính duy nhất ý niệm chính là muốn cứu Bạch Anh, Bạch Anh không thể chết được. Nhưng từ lần đó ngoài ý muốn tương phụng lúc sau, hắn đã bị càng thêm nghiêm mật mà khống chế lên. Giải phẫu phía trước, Trì Minh Nhạc đem một cái iPad đặt ở trước mặt hắn, ta biết các ngươi là huynh đệ, ngươi cũng đừng quá khổ sở, trên thế giới này sự chính là như vậy, mỗi người đều có mỗi người mình có nhân sinh tới nên hưởng thụ vinh hoa phú quý, có nhân sinh tới nên vì người khác dân ra sinh mệnh, sở tiên sinh, người không có năng lực thay đổi này hết thảy. Video bắt đầu truyền phát tin. Bạch Anh đối mặt màn ảnh, lộ ra bất an tươi cười, qua vài giây mới thử thăm dò nói, đệ đệ. Sở tín cương ở trên giường bệnh, cực kỳ bi ai giống ấm áp con sông, đánh sâu vào hắn trái tim cùng khắp người. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy chính mình cũng không cô độc, hắn cũng có thân nhân nhưng này thân nhân thực mau liền phải cách hắn mà đi hắn vương run rẩy tay muốn đụng vào trên màn hình người nói giọng khàn khàn ca ta biết ta đem trải qua cái gì ta cả đời này giống như đều ở chịu tội ta ta vô pháp chống cự rốt cuộc là sắp bị đoạt đi sinh mệnh bạch anh khó có thể che giấu chính mình sợ hãi thanh âm nhẹ nhàng phát run sở tính gắt gao cắn răng nức nở vẫn là từ khóe môi trào ra Bạch Anh lặng im một hồi lâu, bất quá ngày đó nhìn thấy ngươi, này đại khái là trời cao đối ta duy nhất trũ lòng thương. Nói, Bạch Anh cúi đầu, chậm rãi nâng lên tay, ông ngực, lại đem đầu ngẩng đầu, này trái tim có thể cứu ngươi, cứu ta duy nhất thân nhân, ta. Ta cảm thấy thực an ủi. Để để, Bạch Anh chần chờ một chút, ta có thể như vậy kêu ngươi đi. Ngươi, thỉnh ngươi hảo hảo sống sót, ta cái này đương đại ca cả đời không có gì dùng, hy vọng cuối cùng có thể bảo hộ ngươi một lần. Nó thực khỏe mạnh, ta cũng thực khỏe mạnh, tuy rằng ta ngồi quá lao, bất quá ở trong ngục giam ta cũng ở hảo hảo rèn luyện, bởi vì ta tưởng, ra tới lúc sau còn có thể. Bạch Anh lắc lắc đầu, cười nói, tính, không nói này đó. Tương lai, chờ tương lai ngươi thân thể hảo, thay ta đi kỳ nguyệt sơn thượng nhìn xem đi, nơi đó có tòa chùa chiền, rất nhiều năm trước, ta từ trên vách núi ngã xuống đi, là chùa chiền tăng nhân đã cứu ta, bọn họ đều là người tốt. Sở tính không tiếng động gật đầu, nước mắt không tiếng động mà chảy xuôi, nhưng hắn đáp lại, trong video Bạch Anh vô pháp nhìn đến. Tự hồ là có người nhắc nhở thời gian không sai biệt lắm, Bạch Anh co quắp mà nhấp môi dưới, như là còn có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhất thời lại tổ chức không hảo ngôn ngữ, chinh lăng và dây sau liều mạng làm chính mình trấn định xuống dưới, cuối cùng lộ ra một cái khoan dung cười, hảo hảo sống sót có thể bảo hộ ngươi, là ta trong bất hạnh vạn hạnh. A. À. Sở Tín phát ra giả thú giống nhau kêu to, Trì Minh Nhạc đem iPad thu hồi tới, bình tĩnh nói, có thể sống sót không hảo sao? Vì cái gì? Sở Tín Tê Thanh nói, này không đúng. Vừa rồi ta liền đã nói với ngươi, ngươi các có mệnh, đây là hắn mệnh, Trì Minh Nhạc nói, mà làm trận này giải phẫu là ta mệnh. Tiếp thu hắn trái tim là ngươi mệnh ngươi một hai phải hỏi cái vì cái gì ta đây chỉ có thể nói có người bất hạnh gần là bởi vì xui xẻo mà thôi sở tính lẩm bẩm nói gần là bởi vì xui xẻo trì minh nhạc xoay người ta khuyên ngươi bình tĩnh lại trận này giải phẫu đã vô pháp tránh cho nếu ta là ngươi ta sẽ như hắn mong muốn tích cực bình an mà thế hắn sống sót rốt cuộc giải phẫu giữ nguyên kế hoạch tiến hành không có người tới ngăn cản trận này hoang đường sinh mệnh đổi thành sở tính tựa như ngủ một cái dài dòng giác tỉnh lại khi hắn ngực đã nhảy lên hắn huynh trưởng trái tim hắn đem tay phải đặt ở ngực nhắm mắt cảm thụ này phân dết chóc này phân ấm áp giải phẫu tiến hành thật sự thành công sở tính với thứ năm về nước lấy thân thể không hề thích ứng cao cường độ công tác vì từ từng bước từ sở thị tập đoàn trung đạm ra hắn có quan trọng cần thiết muốn đi hoàn thành sự bạch anh hy vọng hắn hảo hảo sống sót hắn nhất định phải làm bạch anh thất vọng rồi. Điều tra rõ một người thân phận, đối người thường tới nói đều không phải là một kiện chuyện dễ, nhưng đối thủ nắm tiền quyền người tới nói, thiên đại việc khó cũng có thể giải quyết. Bạch Anh đã từng ở thành phố đông nghiệp sinh hoạt, sau lại ở tại thành phố tỉnh lịch, còn ngồi quá lao. Mới vừa ngay từ đầu ra, sở tính liền phát hiện, thành phố tỉnh lịch có cái tên là Bạch Anh Phạm Nhân Vượt Ngục cảnh sát công bố ảnh chụp cùng hắn ở nhổ trồng trung tâm nhìn thấy nam tử giống nhau như đúc. Người này chính là hắn huynh trưởng. Sở Lâm Hùng là thông qua ai đem Bạch Anh mang ra ngục giam, Bạch Anh vì sao bỏ tù, Bạch Anh vì cái gì sẽ rời đi thành phố Đông Nghiệp, đi trước thành phố tỉnh Lịch, mấy năm gian, sở tính ở tỉnh Dưỡng ngụy Trang Hạ, tra đến rõ ràng. Hắn rốt cuộc minh Bạch, chính mình không có mẫu thân nguyên nhân là cái gì, Rốt cuộc biết khi còn nhỏ trong đầu vì cái gì luôn sướng, trên đời chỉ có mụ mụ hảo. Hắn sinh ra là sở lâm hùng phạm phải tội nghiệt. Báo thù kế hoạch dần dần rõ ràng, hắn đem tài phú cùng địa vị toàn bộ bỏ xuống, đến kỳ nguyệt sơn xuất gia vì tăng. Sở lâm hùng nổi trận lôi đình, sở khánh đám người mỗi người lấy hoài nghi ánh mắt nhìn hắn. Ta mệt mỏi, hắn đối bọn họ mỗi người nói, nếu các ngươi tưởng ta sống lâu mấy năm, cũng đừng tới phiền ta. Xuất gia, là vì từ sở gia hoàn toàn đạm ra, lấy phương tiện báo thù, cũng là vì Bạch Anh trước khi chết giao phó. Bạch Anh nói, thay ta đi chùa Hải Kính nhìn xem đi, là nơi đó hảo tâm tăng nhân đã cứu ta. Cảnh còn người mất, sở tính điều tra rõ chùa Hải Kính mọi người chi tiết, mới biết tại đây tòa trong chùa tu Phật đã sớm không phải cái gì chí thiện người. Một đám ác ma mặc vào từ bi gia, làm giả thiện sự, tự như chính hắn giống nhau. Vì thiện hai chữ, thêm một cái người, liền thành giả nhân giả nghĩa hai năm trước sở thị mọi người tầm mắt đã từ trên người hắn dời đi mà thân thể hắn cũng đại khái khôi phục hắn động thủ tào phong hòe cái này xuất sinh thế nhưng đã nhớ không được làm bạch anh gánh tội thay việc chỉ lo kêu ngươi buông tha ta ta có tiền ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi ta muốn ngươi cấp bạch anh bồi mệnh trụy thủ thoáng hiện hàng quan huyết từ tào phong hòe động mạch phun trào mà ra Tào Phong Hòe thê tử vốn không nên chết, nằm đó Tào Phong Hòe khiến cho Bạch Anh gánh tội thay khi, nàng thậm chí đều không quen biết Tào Phong Hòe, nàng là vô tội. Không có người có tư cách nói vô tội, đem đao cắm vào nữ nhân thân thể khi, hắn lẩm bẩm tự nói, vô tội là có thể bất tử sao? Cái thứ hai, là cung quốc chân một nhà. Cung quốc chân còn nhớ rõ Bạch Anh, quỳ trên mặt đất khóc trống xin tha, cầu hắn thả chính mình người nhà. Người giết ta một cái đi ta có tội nhưng bọn hắn đều không biết tình a à. hắn cười to không biết tình ngươi mang theo như vậy nhiều tiền mặt về nhà ngươi lão bà nhi tử sẽ không biết tình cung quốc chân không ngừng dập đầu ta sai rồi ta sai rồi nhận sai là có thể bị tha thứ sao vậy ngươi cả đời này sống được cũng quá dễ dàng hắn trong mắt bộc phát ra thù hận hỏa làm trò cung quốc chân mặt đem này tôn tử thê tử từng cái giết chết cuối cùng mới đến phiên cung quốc chân. Lại là một năm, kỳ nguyệt sơn thượng bạch quả bay xuống, trong chùa ác ma cũng ở cho nhau tàn sát. Sở tính thờ ơ lạnh nhạt mưu hải uyên, chuộc tội, cùng với sau lại ân tiểu phong phản sát, không tính toán trộn lẫn, chỉ từ hậu viện trong thiện phòng trộm ra cổ sư trường đinh sắc. Này đó trường đinh sắc không biết đã ở chùa chiền bày biện nhiều ít năm, đúng là trừng phạt ác nhân tuyệt hảo công cụ. Hắn tính toán đem chúng nó đinh nhập sở lâm hùng thân thể bất quá mưu hải uyên chuộc tội dẫn dắt hắn lúc ban đầu kế hoạch của hắn này đây tàn sát phương thức vì bạch anh báo thù tại đây tràn tàn sát cuối cùng một mục tiêu là chính hắn đến ngược cái thứ hai còn lại là sở lâm hùng giết chết sở lâm hùng lúc sau hắn đem lựa chọn tự sát thấy mưu hải uyên điên cuồng hắn bỗng nhiên cảm thấy gần là giết chết sở lâm hùng vậy quá tiện nghi cái này ác ma hắn không chỉ có muốn sở lâm hùng chết còn muốn sở lâm hùng thân bại danh liệt muốn sở thì cao ốc sụp đổ muốn cảnh sát không thể không làm sở lâm hùng tiếp thu thẩm phán vì thế hắn cần thiết chế tạo cùng nhau khiến cho toàn thị chú ý án kiện mà hắn sở tính tại đây án kiện trung tự nhiên mà vậy mà trở thành tiêu điểm chỉ cần cảnh sát thâm nhập điều tra liên tiếp chân tướng liền sẽ giống sương mù dày đặc trung cự luôn giống nhau chậm rãi hiện lên kỳ nguyệt sơn thành võng hồng cảnh điểm nếu vô số đôi mắt ở chỗ này phát hiện thi thể dư luận liền sẽ nổ mạnh hắn biết mưu hải uyên đã giết chết ba cái hòa thượng nếu đem những người này thi thể dọn ra tới hiệu quả đem cực kỳ kinh người nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là ân tiểu phong cái kia bệnh nhân tâm thần thế nhưng giết chết một người xào nhiệt kỳ nguyệt sơn võng hồng bác chủ khâu sơn võng miên thi thể có thể sau khi ba cái vô danh tiểu tốt càng dễ dàng dẫn phát dư luận động đất màn đêm buông xuống hắn đem ân tiểu phong vùi lấp thi thể đào ra tới tính toán phanh thay lúc sau ném ở trong núi. Nhưng một màn này lại bị hai cái lầm sấm nữ hài gặp được. Là hai cái xinh đẹp nữ hài, cùng này hết thảy âm mưu không hề liên hệ. Nhưng các nàng nếu thấy, liền không có mệnh sống thêm đi xuống. Chuẩn bị dùng ở sở lâm hùng trên người đinh sắt cuối cùng bị đinh vào nữ hài thân thể. Hắn chế tác hiện trường cực kỳ hoàn mỹ, đã có thể làm đạo cảnh sát, lại có thể ở lúc đầu đem chính mình che giấu lên, dụ dỗ cảnh sát từng bước thâm nhập. Duy nhất đáng tiếc chính là kia hai vị nữ hài. Tại đây tràn dị dạng báo thù trung, các nàng mới là chân chính ý nghĩa thượng vô tội giả. Nhưng Trì Minh Nhạc nói như thế nào tới? Có người bất hạnh, gần là bởi vì xui xẻo mà thôi. Ta ca cũng thực vô tội, hình ảnh ngoại, sở tín nghe thấy hình ảnh trung chính mình thấp giọng nói, có ai ở hắn tồn tại thời điểm đối xử tử tế quá hắn sao? Cảnh sát là lớn nhất biến số, sở tín đã lo lắng cảnh sát tầm thường vô pháp ở thật mạnh trong sương mù sờ đến hắn này mấu chốt manh mối, lại lo lắng cảnh sát ở điều tra lúc đầu, liền phát hiện án kiện cùng sở thị có quan hệ. Hắn nhất không tin chính là cảnh sát. Sở Lâm Hùng lúc trước có thể làm sằng làm bậy, cung quốc chân có thể đem bạch anh từ ngục giam trung mang ra, tạo phong hòe có thể làm bạch anh gánh tội thay, trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều có cảnh sát trách nhiệm. Hiện giờ sở thị tập đoàn ở thành phố đông nghiệp địa vị người thường khó có thể tưởng tượng, cảnh sát có thể hay không vặn ngã sở thị khác nói có nguyện ý hay không động sở thị cũng là cái không biết bao nhiêu đây là hắn cần thiết chế tạo khiếp sợ toàn thị đại án tử hơn nữa ở lúc đầu che giấu chính mình nguyên nhân hắn muốn đem cảnh sát đẩy đến một cái cửi lên lưng cọc khó leo xuống nông nổi nếu cuối cùng vẫn là thất bại kia sở tính cười khổ vậy đành phải giao cho một khác danh kẻ báo thù bởi vì cái kia video hắn không tính toán động trì minh nhạc nhưng trì minh nhạc không thể hiểu được nhảy lầu tự sát khi chết còn ăn mặc giải phẫu phục bê quốc cảnh sát cho rằng này tự sát là áp lực gây ra hắn cũng hiểu được là có người đang âm thầm khống chế trì minh nhạc hắn không biết người kia là ai cũng lười đến đi ra tưởng tượng đến còn có người nguyện ý cấp bạch anh báo thù trong lòng liền có loại khó lòng giải thích vui sướng hình ảnh lại trở nên mơ hồ hắn trái tim đau đến lợi hại Hắn ngồi sống xuống đi, dùng sức đè lại, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, Bạch Anh. Minh Thứ trở lại thành phố Đông Nghiệp khi, sở tính còn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt y cu, không có tỉnh lại. Người đã sớm biết, Lạc Diệt không phải mặt khác tam khởi án tử hung thủ, Minh Thứ hỏi. Tiêu ngộ An lắc đầu, ta hoài nghi, nhưng không xác định. Từ chúng ta lúc ấy nắm giữ manh mối tới xem, Lạc Diệt động cơ sau bất luận kẻ nào đều đầy đủ, hơn nữa hắn đột nhiên mất tích. Bất quá lần trước thấy sở lâm hùng khi, sở lâm hùng nói ra một cái tên, trì minh nhạc. Dịch phi thẩm vấn lạc diệt khi, lạc diệt đưa ra 4 năm trước thôi miên trì minh nhạc video, mình thứ tuy rằng không có ở phòng tra hỏi, cũng nghe tới rồi đối thoại quá trình. Sở lâm hùng thừa nhận, sở tính 7 năm trước ở B quốc làm thị phi pháp nhổ trồng giải phẫu, mộ chính bác sĩ trì minh nhạc ở B quốc rất có danh vọng. 4 năm trước, trì minh nhạc tự sát, Bị chết điểm đáng ngờ thật mạnh Tiêu ngộ an nói Ta hoài nghi hắn là bị người dẫn đường Lúc này mới từ mái nhà nhảy xuống đi Lạc Diệt là chuyên gia tâm lý Trì Minh Nhạc tử vong khi Lạc Diệt còn không có về nước Lạc Diệt vì tận anh báo thù Như vậy vụ án này liền cùng Lạc Diệt có quan hệ Mà phát sinh ở quốc nội tam khởi án tử Hung thủ áp dụng đều là thô bạo tàn sát Liên hoàng hung thủ gây án có nhất trí tính mặt sau tam khởi án tử cùng đệ nhất khởi không giống cùng người việt làm minh thứ gật đầu sở tín muốn giết chết sở lâm hùng kỳ thật là kiện thực dễ dàng sự nhưng hắn trước sau không có động thủ một phương diện là muốn đem người khởi xướng đặt ở cuối cùng càng quan trọng là hắn tưởng ở cảnh sát dưới mí mắt hành động hắn không tín nhiệm cảnh sát nhưng cuối cùng lại đem hy vọng đặt ở cảnh sát trên người tiêu ngộ an nói sở tín thực mâu thuẫn minh thứ quay đầu lại sở ra cái này cục diện rối rắm như thế nào thu thập đăng báo tiêu ngộ an nói sở tín cuối cùng từ bỏ trực tiếp giết chết sở lâm hùng lựa chọn cùng cảnh sát hợp tác ước chừng chính là vì hoàn toàn bẻ đảo sở lâm hùng thành lập lên cái này đế quốc minh thứ hướng phòng chăm sóc đặc biệt y cu phương hướng nhìn nhìn giữa mày thiển nhăn không biết sở tín khi nào có thể tỉnh lại kỳ nguyệt sơn thượng án tử còn không có có thể giải quyết hết thảy còn không có kết thúc, tiêu ngộ an thở phào, ngươi trở về tắm rửa một cái, nghỉ ngơi trong chốc lát. Sở tính ở hôn mê ba ngày lúc sau tỉnh lại, trợn mắt liền thấy được minh thứ. Ta, hắn nhất thời không thể động đậy, thân thể giống bị một đôi vô hình tay, lấy một loại khó có thể thoát khỏi lực lượng, gắt gao ấn ở trên giường bệnh. Minh thứ đến gần, biểu tình nghiêm túc mà nhìn xuống sở tính. Hiện tại liền phải thẩm vấn ta sao, sở tính cư nhiên dắt khóe môi, gian nan mà cười cười, kia ít nhất, người đến giúp ta đem giường diêu dư lên. Đây là một gian phòng bệnh một người, bên ngoài thủ thị cục hình cảnh cùng đặt cảnh. Minh Thứ vẫn chưa làm theo, mà là gọi tới bác sĩ cùng hộ sĩ. Dụng cụ phát ra đơn điệu nặng nề tiếng vang, bác sĩ ở kiểm tra lúc sau nói, người bệnh tình huống vẫn chưa ổn định, có thể vấn đề, nhưng nếu phát hiện dị thường cần thiết lập tức đình chỉ. Minh Thứ lên tiếng, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Sở tính sắc mặt tái nhật, cởi qua đi cả lơ phất phơ ngụy trang lúc sau, cả người có vẻ không hề sinh khí, ta chính là các ngươi muốn tìm kẻ báo thù, tào phong hòe cùng hắn thê tử, cùng quốc chân cùng hắn thê tử, tôn tử, tần hùng một nhà, đều là ta giết. Còn có, sở tín ngữ tóc cực kỳ thông thả, như là khó khăn lắm dẫn theo một hơi, còn có kia hai cái nữ hài nhi, cũng là ta. Lữ thần cùng triệu tư nhạn Minh Thứ không phải không có dự đoán được lữ Triệu chết vào sở tính tay Lúc này từ sở tính trong miệng được đến chứng thực Như cũ cảm thấy vạn phần tiếc nuối Các nàng là vô tội Các nàng chỉ là tâm huyết dân trào Ở kỳ Nguyệt Sơn sắp nên đón Một năm trung mỹ lệ nhất thời khắc khi Đuổi ở đông đảo du khách phía trước Đi ông màn sơn cảnh đẹp Cho dù các nàng không nên không nghe Phương Bình Hút khuyên can Không nên ở trời tối lúc sau còn tại trên núi lưu lại Trả giá đại giới cũng không nên là sinh mệnh ta thực xin lỗi sở tính hiếp mắt tầm mắt thượng di thật lâu mà nhìn chăm chú trần nhà các nàng vận khí không tốt gặp ta cái này còn chưa nói xong sở tính liền nhắm lại miệng như là ở tự hỏi như thế nào hình dung chính mình nửa phút sau hắn cười khổ lắc đầu ta cái này xuất sinh các nàng tới như vậy không vừa khéo ta nguyên bản tính toán dùng cái kia võng hồng thi thể tới chế tạo kỳ nguyệt sơn thượng oanh động lại bị các nàng chụp tới rồi mặt, nữ hài nhi kia nàng camera chụp tới rồi ta sở tính khinh phiêu phiêu mà nói ta không thể ở khi đó bại lộ cho nên các nàng cần thiết chết minh thứ hỏi kia mưu hải uyên đâu Người ở phát hiện trong chùa khuy trần đều không phải là thật sự khuy trần lúc sau liền không phải ta là ân tiểu phong sở tính cười đánh gãy ta khoảnh khắc hai cái nữ hài nhi là bất đắc dĩ nhưng khuy trần với ta bất quá là một cái râu riêng người hắn lại như thế nào đáng chết ta cũng không cần phải đi động hắn Kỳ Nguyệt Sơn mới ra sự khi, ta liền đã nói với các ngươi, chùa hải kính bên trong không có người tốt, chúng ta mỗi người nơi này. Nói, sở tính chỉ chỉ chính mình ngực, đều ở một cái cùng vọng quái vật. Bất quá chứng cứ, phải dựa các ngươi chính mình đi tìm, ta có thể nói cho ngươi chỉ có, ân tiểu phong hắn không chỉ có tinh thần phân liệt, hắn còn có bao nhiêu trọng nhân cách. Ngoài cửa sổ khởi phong, nhánh cây mang theo còn thừa không có mấy lá cây đông đưa đem ánh mặt trời cắt thành từng khối từng khối hình dạng khác nhau quan phiến. Như vậy ánh nắng tươi sáng thời tiết, ở thu mùa đông tiết cũng không thường thấy. Sở lâm hùng đâu, sở tính hỏi, ta đã làm được hiện tại cái này phân thượng, các ngươi, các ngươi sẽ không còn bởi vì sở thị, mà đối hắn võng khai một mặt đi. Minh Thứ phẫn nộ nói, là cái gì làm ngươi cho rằng, chúng ta sẽ làm lơ sở lâm hùng hành vi phạm tội. Sẽ không liền hảo, sẽ không liền hảo, sợ tính quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu đến sáng ngời, tiện đà trở nên hôi bại. Dụng cụ thường trị số đột nhiên thay đổi, bác sĩ vội vàng tiến vào phòng bệnh, Minh Thứ lại nhìn sợ tính liếc mắt một cái. Cái này, kẻ báo thù, khóe môi, thế nhưng có một tia giống như ảo giác mỉm cười. Thôn hoang vắng, đông đêm, cô Nguyệt treo cao. Thấp bé phòng ốc ở lạnh lẽo dưới ánh trăng, tự như từng khối mất đi sinh khí nhiều ngày thi thể, đang ở lặng yên không một tiếng động mà hủ bại. Không khí ướt lạnh, bám vào ở trên người khi, như là có thứ gì âm hồn không tan. Phong từ trụi lũi ngọn cây giang thổi qua, xé ra một mảnh lệnh người sợ hãi động tĩnh. Một cái nhỏ gầy thân ảnh đột nhiên từ thi thể biên chạy vội mà qua, ủng đi mưa dẫm đạp ở đá vụn cùng màu đen bùn đất thượng, gót chân nhấc lên rất nhỏ bụi bặm. Đó là một người tuổi trẻ nữ nhân nàng ăn mặc khó có thể phân biệt rõ nhan sắc xung phong y, không dài đầu tóc ở sau đầu trác cái thấp đuôi ngựa, bên hông cột lấy một cái hầu bao. Nàng một bên liều mạng hướng thôn trang ngoài chạy tới, một bên sau này xem. Ở kịch liệt chạy động trung, đuôi ngựa dần dần tản ra, sợi tóc theo nàng sau này xem động tác, mà không ngừng đánh vào trên mặt nàng. Sợi tóc giang, phun ra nàng dồn dập thở dốc, bắn ra nàng kinh sợ ánh mắt. A. À. một tiếng đau hô, nữ nhân chân phải tạp ở thạch trong hầm, cả người ở mất đi trọng tâm lúc sau, thật mạnh té ngã trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, một đạo hình như quỷ mị cao lớn thân ảnh xuất hiện ở nàng không lâu trước đây chạy qua địa phương. Nghịch ánh trăng, nhìn thấy rõ người nọ ăn mặc một kiện cặp đầu gối áo choàng, trong tay nắm một cây trường côn, trường côn thượng khảm chỉnh tề cái đinh, như là một cây có thể dễ dàng muốn mạng người lan nha bổng. Nữ nhân bất chấp trên đùi thương, ra sức từ trên mặt đất bò dậy, nức nở, thở hổn hỉnh, nghiêng ngã lão đảo tiếp tục chạy vội. Cầm lan nha bỗng người hoàn toàn từ bóng ma trung đi ra, áo choàng phía trên xuất hiện, thế nhưng không phải đầu người. Láng tai, trường miệng, nó hạng thượng sinh cư nhiên là lan đầu. Thảm đạm ánh trăng trung đột nhiên vang lên một trận sói tru, nó đứng thẳng chạy vội, tốc độ cực nhanh, như này thôn hoang vắng trung thổi qua phong. Nữ nhân không thể không lần nữa sau này xem, mỗi một lần, trong mắt sợ hãi liền càng thêm rõ ràng. Nó đang cười, thanh âm kia quái dị đến làm người xương cốt tê dại. Ngươi đừng tới đây, nữ nhân thê lương mà hô, đừng tới đây. Thôn càng ngày càng xa, đầu sói nhân thân quái vật rốt cuộc tới gần nữ nhân. Nó trong tay lan nhà bỗng cao cao dơ lên, ở nữ nhân kêu to trung đột nhiên huy hạ. Phanh. Hừng đông, ánh mặt trời tựa như một đôi hữu lực tay, sẽ rách bóng đêm nhàm chán ngụy trang quái vật ở trong phòng của mình, đem một khối bay hơi plastic da nhét vào giường đế, đó chính là ban đêm nhìn qua hết sức đáng sợ lan nha bổng, sau đó đem giữ tận đầu sói từ trên đầu gỡ xuống tới, xoa xoa bị hãng ướt nhẹp đầu tóc. Ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, hắn nghe thấy có người đang hỏi, tối hôm qua là ai đã chết? Đem đạo cụ toàn bộ tàn hảo lúc sau, hắn lau mặt, mở cửa. Linh lung không ở trong phòng, một cái mang mắt kính nam tử biểu tình ngưng trọng, xem ra đêm qua chết chính là Linh Lung. Lúc này, sáng sớm liền rời đi nhà trệt tóc ngắn nữ nhân vội vã chạy về, trên tay cầm một tấm cạc. Bình dân, mắt kính nam tiếp nhận tấm cạc, nàng người đâu? Nơi này, đã chết đi, nữ nhân xuất hiện ở cửa, đuôi ngựa một lần nữa trát khởi, vốn nên bị tạp đến nát như đầu hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng khóe môi, thậm chí treo một tia thẹn thùng ý cười. Chính là ta hiện tại là người chết ban đêm chết đi không có duyên ngôn Tiếp theo ta cũng chỉ có thể xem các ngươi chơi Nữ nhân tự giác mà đi đến trong một góc Lại không hé răng Tồn tại tám người tụ tập ở nhà trệt ngoại không bá thượng Bắt đầu làm như có thật mà phân tích ai là người sói Tối hôm qua là ai giết chết Linh Lung Linh Lung cũng chính là trác đuôi ngựa nữ nhân Hứng thú dạt dào mà ghé vào trên cửa sổ Nhìn qua đang ở nghe trận này lấy chính mình vì trung tâm Chính mình lại không cách nào tham dự trong đó thảo luận kỳ thật ánh mắt lại chỉ là nhìn chăm chú vào trong đó một người. Cái kia huy hạ plastic lan nha bỗng nam nhân. Ban đêm, nam nhân tuy rằng mang theo đầu sói, không có lộ ra vốn dĩ dung mạo, nhưng nạn đã từ thân hình trung phán đoán ra đối phương thân phận. Bắt được bình dân bài khi, nàng vốn dĩ có chút buồn bực. Đùa thật người người sói sát trò chơi, ai không hy vọng chính mình bắt được chính là người sói bài hoặc là thần chức bài, mặc dù là ngu ngốc như vậy nhược thần bài cũng so không có bất luận cái gì kỹ năng bình dân bài có ý tứ. Bất quá nếu giết chết, nàng là người kia, này trương bài liền cũng không có lấy mệt. Nghĩ đến đây, nàng vui sướng mà nở nụ cười. Thảo luận tiến hành rồi mười mấy phút, một cái ăn mặc cao bồi phục nam nhân nói, bắt đầu đầu phiếu đi, người tốt không cần bỏ phiếu, nếu chúng ta ban ngày không phiếu đi ra ngoài một cái, đêm nay người sói lại sát, cơ bản là có thể đủ đồ dân. Đầu phiếu giả tổng cộng 8 người, trong đó bảy trương phiếu đầu cho số hai người chơi viêm hoàng viêm hoàng ngạc nhiên những người khác sôi nổi cười to ban ngày tử vong có duyên ngôn tóc ngắn nữ nhân cười nói xin hỏi ngươi có cái gì tưởng nói không phải các ngươi vì cái gì đều phiếu ta viêm hoàng nhíu chặt mi trên mặt là tức giận biểu tình ta mẹ nó vừa rồi còn cấp người tốt giảng lo gì người sói sẽ làm như vậy các ngươi nhận thức thông đồng hảo bất giận bất giận, cao bồi nam ra tới hòa giải, này một phen muốn trách chỉ có thể trách ngươi giết chết vị kia bình dân nữ sĩ. Đột nhiên bị điểm danh, ghé vào bên cửa sổ linh lung thẳng khởi eo, trận to hai mắt chỉ vào chính mình mặt, ân. Cao bồi nam nói, linh lung như vậy vui vẻ, cái nào người chết sẽ giống nàng như vậy vui vẻ. Nếu nàng không phải bị ngươi cái này đại soái ca cấp đau, nàng có thể như vậy vui vẻ. Cho nên a à, huynh đệ, ngươi là người sói không có lầm linh lung cứng hồng, lúc này mới ý thức được chính mình biểu hiện đến quá rõ ràng lập tức đôi tay khép lại hướng viêm hoàng đã bái bái viêm hoàng hiển nhiên không tiếp thu loại này giải thích nhíu mày nói các ngươi như vậy chơi bên ngoài nhân tố liền không thú vị huynh đệ trò chơi mà thôi đừng như vậy tích cực a à. xuyên áo da nam nhân vừa định ở viêm hoàng trên vai chụp hai hạ đã bị đối phương lãnh trầm khí tràn bức lui hậm hực nói tích cực chơi cái gì trò chơi a à? thật là không tích cực ta chạy này phá địa phương tới chơi người sói sát viêm hoàng diện mạo sát thật so với người bình thường tuấn mỹ rất nhiều khó trách linh lung bị hắn giết chết còn không quên đối hắn phạm hoa si người thường nóng giận ngũ quan là vặn vẹo hắn lại bất đồng sinh khí khi trên mặt ngược lại nhiều ra một tia anh khí đừng cãi nhau a à, tóc ngắn nữ nhân nói chúng ta có thể tới chỗ này chơi trò chơi thuyết minh chúng ta đều là thú vị người a à, có phải hay không nếu là thú vị người cũng đừng vì điểm này như việc nhỏ sinh khí lạp đại gia gật đầu tóc ngắn nữ lại nói làm bên ngoài nhân tố ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm là không tốt nhưng chúng ta cũng không có cách nào tránh cho này rốt cuộc chỉ là trò chơi lại không phải thật muốn giết người viêm hoàng ngươi cũng đừng sinh khí lạp làm người quan trọng nhất chính là hải sâm nột viêm hoàng hiển nhiên không có bị thuyết phục không hề phản ứng nhóm người này xoay người trở lại nhà trệt trung Thực xin lỗi A à Viêm Hoàng, Linh Lung thấu lại đây, ta không nghĩ tới ngươi sẽ bởi vì ta mà ra cục. Ở sở hữu trò chơi tham dự giả trung, Linh Lung là tuổi nhỏ nhất, diện mạo nhất thảo hỷ nữ tính, mọi người đều rất chiếu cố nàng, nàng đối chính mình dung mạo cũng rất là đắc ý, thậm chí cho rằng Viêm Hoàng phóng người khác không dết, ở đệ nhị đêm liền lựa chọn nàng, là bởi vì đối nàng có hảo cảm. Lúc này cùng Viêm Hoàng nói chuyện, nàng cố ý đô đô miệng, hơi cúi đầu, tầm mắt hướng lên trên, từ phía dưới nhìn viêm hoàng. Đây là cái bán manh tư thế, chỉ có xinh đẹp nữ hài nhi làm ra tới mới đáng yêu. Nhưng viêm hoàng chỉ liếc nàng liếc mắt một cái, liền chán ghét nói, đừng tới phiền ta. Mặc kệ là tuyến thượng người sói sát vẫn là tuyến hạ người sói sát, ban ngày thời gian đều sẽ ở đầu phiếu lúc sau kết thúc, sau đó đêm tối lại lần nữa buông xuống, người sói cùng nhà tiên tri, nữ vu bắt đầu tân một vòng hành động nhưng chân nhân người sói sát lại cần thiết tuần hoàng ban ngày đêm tối luân phiên quy tắc buổi sáng đầu phiếu lúc sau trò chơi liền tiến vào tạm dừng trạng thái đại gia ở trong thôn các làm các sự bị viêm hoàng mặt lạnh tương đãi linh lung sinh một lát hờn dỗi tới rồi giữa trưa rốt cuộc không tức giận lại ba ba đi tìm viêm hoàng nhưng viêm hoàng trong phòng đã không có một bóng người hắn a à, đã sớm đi rồi cao bồi nam nói a à, đi rồi linh lung kinh ngạc không phải nói ít nhất chơi một vòng trò chơi lại đi sao keo kiệt bái mắt kính nam khinh thường nói chơi không nổi cũng đừng mẹ nó chơi ném sắc mặt cho ai xem đâu nơi này ai cũng không biết đối phương ở hiện thực thân phận còn thế nào cũng phải hầu hạ hắn không thành chính là linh lung sốt ruột chính là chúng ta không phải cùng nhau tới sao xe là cùng nhau thuê đâu hắn một người như thế nào trở về ngươi còn lo lắng hắn a à, tóc ngắn nữ nhân đi tới đều là người trưởng thành rồi ai cũng không nghĩa vụ tạm chấp nhận ai hắn phải đi về liền trở về bái nơi này tuy rằng là thôn hoang vắng nhưng cũng không phải cái gì núi sâu rừng già hắn một đại lão gia nhi như thế nào đều có biện pháp rời đi linh lung vẫn là thực lo lắng đôi tay bắt lấy chính mình lông xù xù áo khoác bất an nói đều do ta nếu ta không giống như vậy nhìn hắn các ngươi cũng sẽ không phiếu đi hắn loại sự tình này nếu phát sinh ở ta trên người ta cũng không thoải mái Hải, bảo bối nhi, này cùng ngươi có quan hệ gì? Tóc ngắn nữ nhân đem linh lung bả vai ông lấy, ngươi a, à, tuổi còn nhỏ, tiếp xúc ít người, quá đơn thuần. Linh lung ủy khuất nói, phải không? Vẫn luôn không có ra tiếng hát trường thẳng nữ nhân ở một mâm hừ lạnh nói, trà xanh kỹ nữ. Ngươi, ngươi nói cái gì đâu, Linh lung kiều cả giận nói. Nói ngươi trà xanh kỹ nữ, hát trường thẳng nữ nhân nhướng mày, không nghe được ta còn có thể nói lần thứ ba. Linh lung mắt thấy liền phải khóc, ngươi như thế nào như vậy? Không quen nhìn ngươi bộ dáng này, Hắc trường thẳng nữ nhân cười lạnh, viêm hoàng không chừng chính là ghê tẩm ngươi, lúc này mới trước tiên rời khỏi. Linh lung bị tức giận đến nói không ra lời, ngươi, ngươi. Như thế nào lại xảo đi lên, cao bội năm khuyên nhủ, nghiêm túc đem này một vòng chơi đi xuống đi. Giữa trưa náo loạn cái tan rã trong không vui, buổi chiều cơ hồ không có người lại tiến đến một khối mùa đông trời tối đến sớm thái dương rơi xuống sơn chung quanh liền nhanh chóng đêm đen đi lại đến trời tối thỉnh nhắm mắt thời khắc người sói nhóm mang lên mặt nạ im ắng mà từ trong phòng đi ra trời tối thỉnh nhắm mắt người sói thỉnh lẫn nhau xác nhận thân phận đã xác nhận thân phận người sói thỉnh hành động thẩm phán phương viễn hàng quy quy cũ cũ mà đứng ở bên cạnh bạn e sợ cho chính mình thanh âm phương hướng bán đứng người sói cùng thần chức toàn thân chỉ có hai cái trọng mắt ở chuyển động. Minh Thứ cùng nhạc nhiên liếc nhau, hướng thẩm phán bên người hình mục chọn hạ mi. Người sói thỉnh nhắm mắt, Phương Viễn Hàng nói, nhà tiên tri thỉnh trận mắt. Tiêu ngộ an mở bừng mắt. Phương Viễn Hàng trong lòng lập bộp một chút, ngữ khí cùng vừa rồi so sánh với, có cực rất nhỏ khác biệt, nhà tiên tri muốn kiểm tra thực hư chính là. Tiêu ngộ an lấy ánh mắt ý bảo đối diện thẩm tâm. Phương Viễn Hàng giơ lên tay phải, Ngón cái triều thượng, đây là người tốt. Sau đó ngón cái chuyển hạ, đây là người xấu. Hắn là cái này. Tiêu Ngộ An nhìn đến Phương Viễn Hàn một lần nữa chuyển thượng ngón cái, nhắm mắt lại. Nữ Vu Thỉnh trợn mắt, Phương Viễn Hàn nhìn đến Tiêu mãn mở mắt ra, ngữ khí lại thay đổi trở về, ánh mắt chỉ hướng Hình Mục, ngươi có một lọ giải dược, một lọ độc dược, đêm nay chỉ có thể dùng một lọ, hắn bị giết, ngươi muốn cứu hắn sao? Ngươi muốn độc ai? Tiêu mãn trong mắt tả hữu chuyển động. Phương Viễn Hàng nói, nữ vu thỉnh nhắm mắt. Trời đã sáng, đại gia mở mắt ra đi. Một bàn hình cảnh từng người mở mắt ra, trước tiên quan sát lẫn nhau, ánh mắt chi chuyên chú, biểu tình chi nghiêm túc, làm người cho rằng bọn họ cũng không phải ở mật thất câu lạc bộ chơi người sói sát bốt game, mà là đang ở điều tra cùng nhau trọng yếu phi thường án mạng. Làm đề nghị tới khủng bố mật thất làm đoàn kiến người, Phương Viễn Hàng cảm thấy một trận mê chi xấu hổ. Nhập thu khi, tổ trọng án đi kỳ nguyệt sơn thưởng thu, thưởng đến một nửa xuất hiện án mạng, này một vội liền vội tới rồi mùa đông. Lần trước sở tính nhận tội, nhưng tổ trọng án công tác lại không có bởi vậy kết thúc, còn phải nhiều mặt lấy được bằng chứng, cùng thượng cấp bộ môn phối hợp, thăm tra sở Lâm Hùng cập toàn bộ sở thị tập đoàn tắm màn đen. Ngoài ra, sở tính chỉ ra và xác nhận ân tiểu phong có hai nhân cách, là giết hại mưu hải uyên hung thủ ân tiểu phong lại cự không nhận tội vừa không thừa nhận chính mình có hai nhân cách cũng không thừa nhận chính mình giết hại mưu hải uyên tổ trọng án cùng đội hành động đặc biệt liên hợp hành động đầu tiên là ở sở tính ở vào trung tâm thành phố một bộ phòng ở trung tìm được rồi hắn gây án khi sử dụng quân dụng đao cùng sở xuyên giày ở mặt trên đều lấy ra tới rồi người bị hại dna tin tức mà cặp kia dậy có thể cùng tầng da xa là dấu chân hoàn toàn ăn khớp lúc sau ở tinh tế bài tra trung, Minh Thứ căn cứ chứng nhân trong miệng ân tiểu phong xuống núi phổ biến quy luật. Ân tiểu phong phòng còn sót lại bùn đất thành phần, vẽ ra. Một cái tàn thi đại khái địa điểm, rốt cuộc ở kỳ Nguyệt Sơn thuộc lùi chùa hải kính chân núi, tìm được rồi mưu hải uyên thi thể. Kinh thi thể giải phẫu, xác định mưu hải uyên chết vào tháng 6, cũng chính là cái gọi là bế quan lúc sau hình mục ở bảo tồn với mưu hải uyên khoan miệng nội trong máu lấy ra tới rồi ân tiểu phong dna tin tức nghi vì gây án khi bị mưu hải uyên cắn thương mà lưu lại đối mặt chứng cứ ân tiểu phong ở một trận kịch liệt cảm xúc qua đi lúc sau cả người tinh thần trạng thái bỗng nhiên thay đổi hắn nhân cách thứ hai là danh nữ tính vị thành niên làm bị hiến cho thủy thần tế phẩm bị chết đuối ở lạc hậu bộ lạc thủy lao trung nàng thế nhưng là ân tiểu phong mẫu thân hắn muốn giết hại ta hài tử nữ nhân đôi tay trình chữ thập điệp ở ngực trên mặt là từ bi tới cực điểm rồi lại tàn nhẫn tới cực điểm biểu tình ta trước hết cần giết hắn mới có thể bảo hộ ta hài tử một màn này làm phòng tra hỏi nội cùng máy theo dõi trước sở hữu hình cảnh khiếp sợ không kể nữ nhân trong miệng hắn là mưu hải uyên mà hài tử là ân tiểu phong nửa năm trước Đường đã giết hại ba người mưu hải uyên ý đồ làm ân tiểu phong quỳ gối chính mình trước mặt, tiếp thu kia không ứng có, trừng phạt khi, làm nhân cách thứ hai mẫu thân tỉnh lại, phản sát mưu hải uyên, cũng đem mưu hải uyên thi thể vùi lấp ở kỳ nguyệt sơn nhất hoang vắng địa phương. Mà chủ nhân cách đối này hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt thượng cấp bộ môn đối sở thị điều tra còn tại tiếp tục, ở truyền thông chú ý cùng chính phủ coi trọng hạ, sở thị vài thập niên tới xấu xa rốt cuộc không chỗ nào che giấu, liên quan một ít cùng sở lâm hùng cấu kết quan viên cũng lần lượt xuống ngựa. Tổ trọng án rốt cuộc có một tia thở dốc cơ hội. Đội hành động đặc biệt liền phải phản hồi thủ đô, trước khi rời đi không thể thiếu giao lưu một chút cảm tình. Đi nơi nào giao lưu cảm tình, các đội viên mồm năm miệng 16 lên, đối với đi nơi nào không có đạt thành chung nhận thức, đối không đi nơi nào nhưng thật ra sớm đạt thành nhất trí. Từ nay về sau, tổ trọng án mỗi người, tuyệt đối không hề đi võng hồng phong cảnh khu đánh tạp. Cuối cùng là Phương Viễn Hàng nói, chúng ta đi Nam Thành Khu, Phong Ba, mật thất câu lạc bộ đi, chỗ đó đặc biệt đại, chủ đề đầy đủ hết, còn có bốt game đi cùng cực vờ, giảng nhà ăn, có người không dám đi mật thất nói, còn có thể chơi mặt khác. Câu này, không dám đi mật thất, cấp mọi người đem cái quân, tổ trọng án tháo hán tử, chính là nhất khủng bố mật thất, cũng không có khả năng túng A. À. Phương Viễn Hàng hiện tại cảm thấy, chính mình không nên đề nghị tới chơi mật thất. Phong ba mật thất câu lạc bộ khách nhân nhiều, bọn họ một đám người là ăn cơm trưa mới lại đây, phía trước bài vài tổ khách nhân, chỉ phải ở bốt game đi trước chơi chơi trò chơi. Thời buổi này bốt game hoa hoè loè loẹt, loẹ, nhưng mỗi người đều sẽ chỉ có sớm liền quá khiến người sói sát. Bọn họ chưa đi đến ghế lô, liền ở trong đài sảnh chơi, cùng cái trong đài sảnh còn có 10 tới bàn xếp hàng khách nhân, mọi người đều chơi đến khí thế ngất trời, nhưng không có nào một bàn giống bọn họ như vậy tích cực. Tin anh hình cảnh tố chất tại đây loại giải trí trường hợp thể hiện đến vô cùng nhường nhuyễn, tìm cái người sói mà thôi, thật đúng là cùng tìm tội ác tày trời liên hoàn hung thủ dường như, mỗi một cái ban ngày đều phải khẩn trương biện luận, tất cả mọi người ở dùng chính mình lo logic công kích người khác lời nói gian lỗ hỏng, người mới học nhạc nhiên thế nhưng còn móc ra một cái tiểu sách vở, tập trung tinh thần mà ký lục mỗi người lời nói, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Ở cái này ngồi vô số người dân quần chúng trong đại sảnh, này liền thực xấu hổ phương viễn hàn âm thầm lắc đầu không cần thiết thật sự không cần thiết hiện tại thiên lại sáng tân một vòng biện luận bắt đầu rồi phương viễn hàn đã lần thứ n nhìn đến đường bàn người chơi triều bọn họ bên này đầu tới tò mò ánh mắt đêm qua có người đã chết phương viễn hàn tiếc hận mà nhìn hình mục hình lão sư là ngươi đầu đêm bị giết có thể phát biểu diên ngôn hình lão sư ngươi có hay không nói cái gì tưởng nói hình mục bi phẫn mà nhìn chung quanh một vòng sau đó ánh mắt tỏa định ở minh thứ trên mặt minh thứ ân là ngươi hình mục vương ngón trỏ lãnh đạo ngươi báo thù ta minh thứ vô tội nói ta oan uổng ta không có phương viễn hàng ra tiếng ngăn lại hiện tại chỉ có người chết có thể nói lời nói minh thứ cười câm miệng đại gia tin tưởng ta đem hắn phiếu đi ra ngoài ta dám khẳng định tối hôm qua nhất định là hắn giết ta hình mục nhìn chầm chầm vào minh thứ lãnh đạo ngươi trả thù tâm quá cường ta giết ngươi tam đêm ngươi liền phải trả thù ta tất cả mọi người cười ngay cả tiêu ngộ an đều không có cầm giữ trụ hình mục nói xong diên ngôn liền không thể lại mở miệng trò chơi tiếp tục dịch phi nói ta nói câu công đạo lời nói hình ca ngươi thật không nên liền sát tiểu minh ba lần ai bị giết ba lần không trả thù là ta ta cũng trả thù không phải tiểu minh trả thù tâm trọng là người quá khi dễ người hình mục ta phương viễn hàng vội vàng ngăn lại người chết không thể nói chuyện hình mục ai oán mà nhắm lại miệng một vòng lên tiếng xuống dưới chỉ có minh thứ một người vì chính mình theo lý cố gắng hắn lan đồng bạn đều ngượng ngùng giúp hắn cuối cùng đến phiên tiêu ngộ an lên tiếng khi tiêu ngộ an tổng kết nói kia hôm nay liền trước đem minh đội phiếu đi ra ngoài đi minh thứ nói Tiêu cục, Tiêu Ngộ An cười nói: Ta trước cho thấy thân phận, ta là nhà tiên tri. Nữ Vu tối hôm qua vô dụng dược, đó chính là giải dược còn ở. Đêm nay nếu ta đã chết, cứu ta. Nếu chết không phải ta, đem nhạc nhiên độc chết. Nhạc nhiên khiếp sợ. A, à. Tiêu Ngộ An nói: Ta ngày hôm qua không có kiểm tra thực hư đến người sói, vốn dĩ không nghĩ bại lộ đến sớm như vậy. Nhưng các vị hẳn là đã từ phương viễn hàng phản ứng đoán được ta là nhà tiên tri. Phương Viễn Hạng cũng khiếp sợ, a à, Những người khác còn lại là từng người gật đầu. Ta kiểm tra thực hư chính là thẩm đội, thẩm đội là người tốt, tiêu ngộ an từ từ kể ra, tra thẩm đội là bởi vì ở phía trước mấy cục trung, thẩm đội nhất sẽ mang tiết tấu. Hắn nếu là người tốt, chúng ta đây mặt sau cứ yên tâm làm hắn mang tiết tấu, hắn nếu là người xấu. Thẩm tầm nhìn nhạc nhiên liếc mắt một cái, cười lắc đầu. Minh Thứ ban một tiếng chụp ở chính mình cái tráng đã biết thẩm đội nhất sẽ mang tiết tấu, ta bắt được nhà tiên tri bài, cái thứ nhất liền đi nghiệm thẩm đội, nếu ta bắt được người sói bài, tiêu ngộ an cười cười, ta đương nhiên đệ nhất vãn liền sẽ giết hắn. Mà thẩm đội làm người tốt, không có ở ban đêm đảo bài, ta có lý do hoài nghi, người sói có hắn đội viên, nhạc nhiên. Nhạc nhiên một đôi mắt to mở lớn hơn nữa, nhìn xem minh thứ, lại nhìn xem phương viễn hàng, cuối cùng mắt trong mong mà nhìn chầm chầm thẩm tâm thẩm tầm cũng không có biện pháp. Đầu phiếu phân đoạn, Minh Thứ quả nhiên bị phiếu đi ra ngoài, phát biểu di ngôn nói, ta mẹ nó bị chết oan uổng. Hình mục khẽ sao kỹ nhi nói, phi, chính là ngươi. Đệ nhị đêm, người sói không có sát tiêu ngộ an, nhạc nhiên bị nữ vu độc chết. Ban ngày, bởi vì tiêu ngộ an ban đêm nghiệm tới rồi cuối cùng một con lan từ xuân, mà người tốt trận doanh đại hoạch toàn thắng này cục bị bên ngoài nhân tố ảnh hưởng đi minh thứ nói bằng không các ngươi người tốt sao có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy ta sai ta sai phương viễn hàn liền chụp chính mình đầu cùng tiêu cục vừa đối diện ta liền khẩn trương minh thứ nói tiêu cục như vậy hòa ái dễ gần ngươi khẩn trương cái gì hòa ái dễ thân phương viễn hàn biểu tình tức khắc xuất sắc lên sư phó ngươi như thế nào có thể sử dụng như vậy ông cụ non từ tới hình dung ngươi bạn trai đâu vẫn là nói dễ thân ý tứ không phải vốn dĩ cái kia dễ thân Là một cái khác dễ thân Có chơi mấy cục sau Nhân viên công tác tiến đến thông tri Nói là thôn hoang vắng mật thất hiện tại có thể tiến vào Thôn hoang vắng mật thất là phong ba Mật thất câu lạc bộ nhất khủng bố một cái mật thất Nhân khí chỉ số đứng hàng tiền tam Tới phía trước Phương Viễn Hàng hỏi rõ thứ tuyển cái nào Minh Thứ nói cái nào khủng bố tuyển cái nào Phương Viễn Hàng liền đính thôn hoang vắng Nhạc nhiên thua không phục còn tưởng tiếp tục chơi người sói sát, mình thứ nói, tính, không chơi. Vì cái gì, nhạc nhiên nói, ngươi không nghĩ báo thù. Mình thứ nói, ngươi có phải hay không tưởng báo thù chúng ta tiêu cục. Nhạc nhiên. Mình thứ cười, kia khẳng định không được. Ngươi giết hắn, ta liền giết ngươi. Hai người dừng ở mặt sau cùng, chỉ có ly đến gần Phương Viễn Hàng nghe được này đoạn đối thoại. Phương Viễn Hàng. Sư phó của ta, trọng tình trọng nghĩa hảo nam nhi nhất khủng bố mật thất ở hình cảnh nhóm trong mắt liền cùng học sinh tiểu học nhạc viên dường như thông quan thời gian đánh vỡ phong ba ký lục vì thế hạ đơn đặt hàng phương viễn hàng còn được đến một quả tạo hình khoa trương nhẫn ta muốn ngoạn ý nhi này tới có ích lợi gì phương viễn hàng nói ta lại không lão bà nói xong đánh trả tiền mà hướng lên trên ném đi tiếp được rơi xuống nhẫn vốn là thực dễ dàng sự nhưng mà phương viễn hàn vừa muốn duỗi tay đã bị từ mặt bên chạy tới học sinh hung hăng va chạm quăng ngã là không té ngã nhưng nhẫn rơi xuống đất bị đi ngang qua minh thứ nhặt lên sư phó phương viễn hàn ngây ngô cười không cần sao minh thứ hỏi phương viễn hàn linh cơ vừa động ngươi cầm đi đi ta không lão bà nhưng ngươi có a à. minh thứ nhìn một lát cười nói vậy cảm tạ thời gian không còn sớm thả lỏng một buổi trưa hình cảnh nhóm kết đội hướng phong ba mật thất câu lạc bộ ngoại đi thang máy bên ngoài đợi không ít người trên tường màn hình chính bá minh tinh hồ ảnh phim ngắn mấy nữ sinh che miệng thét chói tai minh thứ lợi dụng chờ thang máy thời gian quan sát các nàng từ các nàng phản ứng trung biết được hồ ảnh đã từng đã tới cái này mật thất các nàng đây là tới thánh địa đánh tạp thang máy một lần trang không dưới mọi người minh thứ cùng tiêu ngộ an lưu lại chờ tiếp theo tranh phong ba xem ra là lợi dụng hồ ảnh làm tuyên truyền màn hình lăn qua lộn lại bá đều là hồ ảnh minh thứ đem nhẫn đặt ở tiêu ngộ an lòng bàn tay cầm tiêu ngộ an cười thanh không nói chuyện chung quanh chỉ còn lại có màn hình truyền đến thanh âm ở cửa thang máy lại lần nữa mở ra phía trước minh thứ nói này minh tin ta trước kia như thế nào chưa thấy qua gần đây vận đỏ đi tiêu ngộ an thuận miệng nói bề ngoài vẫn là tương đối xuất chúng Minh thứ nửa nghiêng đi thân, thần thần bí bí mà nhìn chầm chầm tiêu ngộ an. Tiêu ngộ an, ân. Minh thứ cười nói, ta đưa ngươi nhẫn, ngươi lại khen người khác lớn lên xoái. Tiêu cục, ngươi này mẹ nó. Có chút tra a. À. Hết chương 117, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.